Sự cơ mật nhất về tên lửa đạn đạo V1, V2, máy bay không người lái. Của quân Đức, nguồn tin duy nhất lộ ra ngoài là qua tay binh sĩ đã nhặt được cái bọc đó. Anh ta nói trên cái bọc có một ký hiệu hết sức kỳ quái hình dạng giống như chữ X. Điệp viên X từ đó đã trở thành điệp viên thần bí nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử thế chiến thứ hai. Nghe nói cả cơ quan tình báo Anh quốc cũng không thể tra ra lai lịch con người này. Cũng có giả thiết nói cục trưởng cục tình báo Anh biết người này là ai, nhưng ông ta đã mang theo bí mật đó xuống mồ. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, binh sĩ kia đã vẽ lại ký hiệu đó, vì nó không hoàn toàn giống chữ X, nên rất nổi bật, đúng là ký hiệu ấy, không thể sai được. Giáo sư Phương Tân Trầm Ngâm nói, nếu là vậy, Nhạc Dương đã không chờ được nữa, hấp tấp kêu lên, là Hector Merkin. Ngay từ lúc thế chiến thứ hai nổ ra, y đã để lại cho mình một đường lui rồi. Đến lúc đó, bất kể là nước nào chiến thắng, y cũng có thể tự xưng mình là công thần, vì vậy về sau y mới có thể dễ dàng trà trộn vào công viên Bradley như thế, nói không chừng là đã liên lạc từ trước rồi. Trương lập lè lưỡi nói, lợi dụng tham vọng giành được thắng lợi của các bên tham chiến, dụ dỗ cả một đất nước phục vụ cho mục đích của mình, rồi khi đất nước ấy đối diện với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, lại thành công hoán đổi thân phận, trở thành đại công thần bí mật của bên giành chiến thắng. Nếu tất cả những chuyện này đều do một tay người tên Hector Mckin đó làm, y thực quá đáng sợ so với tên Merkin mà chúng ta phải đối mặt hiện giờ còn đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, ba người tên Merkin này đều có quốc tịch Bồ Đào Nha, vì vậy chúng ta có lý do để tin rằng đây là một gia tộc đã tìm kiếm bạc ba la thần miếu trong suốt một thời gian rất dài, mỗi đời bọn họ đều có người tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Nếu giả thiết này được xác thực, thì sẽ giải thích được rất nhiều nghi vấn mà chúng ta chưa tìm ra lời giải đáp. Nhưng vẫn còn một điểm cuối cùng không thể nào giải thích được, một gia tộc có lịch sử lâu đời như thế, đồng thời còn nắm trong tay một lượng thông tin khổng lồ, tại sao lại chú ý đến Trác Mộc Cường ba, chú ý đến đội ngũ nhỏ nhoi hoàn toàn không đáng để mắt như chúng ta chứ? Nhạc Dương nêu ý kiến, tôi cho rằng đây có thể là trùng hợp. Ban đầu Cường ba thiếu gia và mọi người không phải đã đi mông hà tìm người qua ba điên kia hay sao? Về sau, người điên đó bị bắt cóc đi mất, quá nửa là Mắc Kinh đã chú ý đến mọi người từ lúc đó rồi. Trác Mộc Cường ba hỏi ngược lại, Tên mất kim đó làm sao biết được thông tin về người điên ở Mông Hà nhỉ? Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát rồi đáp, có lẽ là thông tin từ nguồn nào đó thôi, xét cho cùng gia tộc bọn y cũng để ý đến bạc ba la thần miếu và bộ tộc qua ba đâu chỉ mới 1-2 năm. Còn chuyện anh biết được thông tin về người điên ở Mông Hà ấy, đó mới gọi là trùng hợp. Chắc mộc cường ba nghe xong, không nói gì cả. Cách nói của Nhạc Dương gần giống hệt như Pháp Sư Tháp Tây, nhưng giáo sư Phương Tân lại lắc đầu, giải thích kiểu như vậy rất khiên cưỡng. Nhạc Dương đã liên tiếp hai lần nhắc đến chữ trùng hợp, đây chính là một điều đại kỵ trong phân tích logic. Trương Lập ngồi bên máy tính xem ảnh, vội ý ấn nhầm một cái, trên màn hình liền hiện ra một tấm hình khác, toàn là những đường diềm thẳng đứng tạo bởi các hoa văn hình vuông. Trương Lập lấy làm lạ hỏi, cái gì đây thế? Mẫn mẫn đáp, à, đây là những thông tin vẫn chưa được dịch. Giáo sư đã liên lạc với các chuyên gia nhờ dịch giúp chúng ta rồi. Trương Lập lại hỏi, đây là văn tự gì thế? Tiếng bát tư ba, giáo sư Phương Tân mở lên một bức hình khác, cũng vẫn là thứ văn tự trông như hoa văn trang trí trên tường chùa miếu đó. Ông nói, đây là văn tự chính thức của Mông Cổ, do Đại sư Tây Tạng Bát Tư Ba sáng tạo ra, nhưng vì nó không phù hợp với thói quen viết lách của người Mông Cổ thời bấy giờ, hơn nữa triều nguyên tồn tại chẳng được bao lâu đã bị diệt vong, nên thời gian lưu hành của loại văn tự này rất ngắn. Bởi thế, về cơ bản chỉ có các văn thư chính thức của triều đình nhà nguyên sử dụng loại chữ này, người biết đọc nó cũng không nhiều, Trương Lập nói, chuyện này liên quan gì đến bạc ba la thần miếu? Nhạc Dương nói, nếu đã thu thập ở đây, thì chắc là có liên quan gì đó đến bạc ba la thần miếu rồi. Trương Lập ồ lên một tiếng, không hỏi tiếp nữa, nhưng Nhạc Dương lại hỏi tiếp, vậy, còn về bạc ba la thần miếu thì sao, Cường Ba Thiếu ra có phát hiện gì mới không? Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, um, tôi cũng đang định nói với các cậu đây. Tài liệu mang về lần này, hầu như đều có liên quan đến giai đoạn thế chiến thứ hai, quân Đức thu thập thông tin tình báo của các nước về Tây Tạng, ngoài ra còn một số thông tin về thí nghiệm trên cơ thể người ở các trại diệt trùng. Các thông tin thực sự có liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu hay Sambala kỳ thực rất ít, đại khái chỉ chiếm một phần ba trong số tài liệu, trong đó có rất nhiều tài liệu trùng lập với những gì Lữ Cánh Nam đã đưa cho chúng ta từ trước, một số thư từ, bút ký gì đấy của Morton Stanley, chúng ta đều đã xem qua hết cả rồi. Thu hoạch lớn nhất của chúng ta, là đã vô tình phát hiện ra quan hệ giữa gia tộc Murskin và bạc ba la thần miếu. đương nhiên vẫn còn một số thứ chưa kịp phân tích như là các tư liệu tiếng bát tư ba này, đại khái chiếm khoảng một phần năm, có lẽ chúng ít nhiều cũng có quan hệ gì đó với bạc ba la thần miếu. Có điều số tài liệu này có thể cung cấp cho chúng ta đầu mối để tìm được bạc ba la thần miếu hay không thì vẫn còn là ẩn số. Ừm, khoảng thời gian này tôi và Mẫn Mẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về thần miếu trong các tư liệu lịch sử chúng tôi đang chỉnh lý sắp xếp và lập biên niên sử bạc ba la thần miếu, đã đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi, không bao lâu nữa sẽ phát cho mỗi thành viên mới một bản, để mọi người biết chúng ta cần phải tìm kiếm thứ gì. Giờ tôi chỉ có thể cho các cậu biết thái độ của các nước trên thế giới đối với bạc ba la thần miếu trong thời kỳ thế chiến thứ hai thôi, hoặc cũng có thể nói là thái độ biểu hiện đối với Tây Tạng cũng được, có hứng thú muốn nghe không? Trương Lập và Nhạc Dương gật gật đầu. Trác Mộc Cường ba đổi giọng, lấy làm hứng chí nói, lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên hai nước Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng SM giết hết tất cả người Anh, đồng thời để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng, chúng ta có thể suy đoán, trong cả quá trình thế chiến thứ hai, bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng, thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người thâm nhập Tây Tạng như thế nào. Năm 1941, nước Đức gặp phải một trận thảm bại xưa nay chưa từng có, tổn thất khoảng 500.000 binh sĩ dạn dày kinh nghiệm, 1.300 xe tăng, 2.500 khẩu pháo trong trận Moscow. Trong chiến dịch Stalingrad còn có khoảng 1 triệu quân Đức phải chịu đựng mùa đông lạnh giá đói khát. Khi mới bắt đầu tấn công, không ai có thể dự đoán cuộc diện này sẽ xảy ra. Hitler nổi giận lôi đình, cả bộ tham mưu của ông ta cũng không nghĩ ra được phương sách nào, chỉ có thể hy vọng ông trời ban kỳ tích. Các quan chức cấp cao của Đảng Quốc xã nôn nóng muốn xoay chuyển cục diện trên chiến trường đã nghĩ đủ cách, có người đi cầu sự giúp đỡ của chiêm tinh thuật, có người làm phép phù thủy, Himi Limentler cũng tích cực dự trù kế hoạch vì ngày mai tươi sáng của đế chế thứ ba. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là trục trung tâm địa cầu của Tây Tạng chúng ta. Chính vì vậy Himi Limentler đã đến xin gặp Hitler, bí mật hội đàm 6 tiếng đồng hồ, để trình lên nhà độc tài một bản báo cáo dày hơn 2.000 trang, nghe nói trong đó còn có một tấm bản đồ đánh dấu vị trí suy đoán của Sambala. Hitler đã trả lời rằng, phải lập tức tiến hành, tiến hành một cách trọng điểm kế hoạch này. Himmler bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Tây Tạng lần thứ hai. Ông ta tuyển lựa trong hiệp hội di sản tổ tiên của mình đủ các loại kỳ nhân dị sĩ, đưa họ tới Tây Tạng qua nhiều đường khác nhau, hy vọng sử dụng năng lực kỳ dị của họ để phát hiện lối vào Sambala, nhưng đám người đó hầu hết là lũ lừa gạt đường phố, làm sao có thể cung cấp nổi thông tin gì hữu dụng, thành thử kế hoạch này cứ thế bị kéo dài suốt một thời gian. Đến năm 1943, Tình hình trên chiến trường chuyển biến xấu hết sức nghiêm trọng, một bộ phận sĩ quan trong nước cũng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác chán ghét chiến tranh. Hitler liền hạ lệnh, nhất thiết phải tìm được Sambala, thay đổi trục trung tâm địa cầu, thay đổi vận mệnh của đế chế thứ ba. Trước cơn giận dữ của quốc trưởng, Himmler vội vàng thành lập một đội cảm tử, dự định để họ leo lên khảo sát những ngọn núi tuyết con người chưa từng chinh phục ở vùng Tây Tạng. Quân đội Đức lần này đã huy động tất cả các chuyên gia leo núi có kinh nghiệm của cả nước cầm đầu nhóm là một người tên Haller từng đoạt quán quân cuộc thi leo núi ép. Mục tiêu nhóm là hội quân với các lính nước đang đồn trú ở Tây Tạng, sau đó tiến vào khu vực không người trên núi tuyết để tìm kiếm Sambala, nhưng nhóm chuyên gia do Haller dẫn đầu ấy không thể vượt qua được vùng kiểm soát của quân Anh trên đất Ấn Độ, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Quân Anh thu được một lượng lớn tài liệu, tuy không phá được mật mã và dịch sang tiếng Anh, nhưng chính phủ Anh cũng đã lập tức biết mục đích của toán quân nước này. Cục tình báo anh em AI6 đã đưa ra một phương án ứng phó, tạo cơ hội để Haller đào tẩu, sau đó bí mật theo dõi, hy vọng có thể thông qua người này để phát hiện nhóm quân Đức đóng ở Tây Tạng, từ đó nhắm đến Sambala. Để bọn Haller không nghi ngờ, bọn họ còn cố ý tăng cường cai quản, khiến mấy lần vượt ngục trước của đám người Đức đều không thành công, sau đó mới cố ý sơ hở, khiến bọn Haller tưởng rằng mình phải khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Nhưng sự việc này lại bị tình báo Đức tiềm phục ở Tây Tạng dò la được thành ra phía Đức cũng lập tức đối phó, mật báo với Haller, để bọn họ cứ đi lòng vòng không mục đích ở Tây Tạng, khiến nhân viên tình báo Anh không biết đâu mà lần. Tài liệu chúng ta có trong tay, chính là điện báo mà cơ quan tình báo Đức chặn được, từ đó họ biết được thông tin phía Anh đã bắt sống cả nhóm Haller và thu được một lượng lớn tư liệu để có phản ứng trước đối sách của nước Anh. Vì vậy Haller không tìm thấy căn cứ của quân Đức ở Tây Tạng, người Anh cũng không thể tìm được Sambala, nhưng quân Đức đồn trú ở Tây Tạng có đến được Sambala hay không, nội dung tài liệu của chúng ta lại không nhắc đến, có lẽ phần này đã bị phía Mỹ lấy mất rồi. Sự thực là, trong thế chiến thứ hai, hai nước Anh và Đức đã chiến đấu đến một mất một còn, sức cùng lực kiệt, mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Sambala hay Shangri-La, ngược lại, kẻ đắc lợi thực sự lại là Liên Xô và Mỹ. Sau chiến tranh, bọn họ không những chia phần toàn bộ thông tin tình báo của quân Đức, mà cả trước và trong thế chiến thứ hai, hai siêu cường này cũng chưa từng bỏ qua ý định tìm kiếm Sambala. Kỳ thực, thời điểm Liên Xô bắt đầu tìm kiếm bạc ba la thần miếu chỉ sau có Anh, Pháp. Từ năm 1870, nhà địa lý học lừng danh người Nga Nikolai Mikhailovich Sevansky đã biết thông tin về kho báu của Morton Stanley, lập tức nêu khẩu hiệu muốn hiểu Tây Tạng, phải đến Tây Tạng. Ông ta cũng trở thành người Nga đầu tiên tiến vào vùng đất này. Chúng ta không rõ ông ta đã đến những nơi nào, nhưng theo tài liệu tìm được, ông này rất không được hoan nghênh ở Tây Tạng, có lẽ là do ảnh hưởng tiêu cực của nước Anh và Morton Stanley thời bấy giờ. Nikolai Mikhailovich Sevansky còn chưa đến được Hasa thì đã bị trục xuất rồi. Nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, mấy lần qua nhiều đường khác nhau tìm cách tiến vào thám hiểm Tây Tạng, cuối cùng đã chết trên đường xâm nhập vùng đất của chúng ta. Nhưng cái chết của Nikolai Mikhailovich Sevansky không hề chấm dứt hoạt động thăm dò Tây Tạng của nước Nga, mà tiếp đó Pyotr Kotlov đã lập đội thám hiểm, xâm nhập thành công Tây Tạng, tiến hành rất nhiều hoạt động thám hiểm, rồi còn viết lại thành sách các trải nghiệm của mình, đặt nhan đề là Cuộc thám hiểm Tây Tạng. Từ sau đó trở đi, vô số người Nga đã theo bước tiền nhân bắt đầu nghiên cứu Tây Tạng. Vậy là, từ trước khi kho báu của Morton Stanley lộ ra, vùng đất Tây Tạng gần như ít ai chú ý đến ấy đã bắt đầu có mỗi lúc một nhiều bóng người Nga xuất hiện. Nghiên cứu của Nga về Tây Tạng rất sâu sắc, rất tường tận, mấu chốt ở chỗ mỗi lần các nhà thám hiểm người Nga vào đất Tạng đều có một phát hiện gì đó. Họ đã mang đi rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, vàng bạc châu báu, tượng đá. Và cũng xuất bản rất nhiều sách về Tây Tạng. Tây Tạng và Lạt Ma, người hành hương Phật giáo ở Thánh địa Tây Tạng, nhật ký du lịch Tây Tạng, tượng di lạc ở Kim Điện La Bốc Lăng. Đều là về thám hiểm Tây Tạng cả, hơn nữa còn toàn đề cập đến các phát hiện chùa miếu hoang phế, kinh văn cổ, vàng bạc châu báu. Những cuốn sách ấy đã thu hút thêm càng nhiều người Nga khác đến Tây Tạng thám hiểm, hoặc nói chính xác hơn là đến Tây Tạng tìm báu vật. Đương nhiên, tất cả đều ngấm ngầm có một mục tiêu chung. Tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Đến thời kỳ Liên bang Viết người Nga đã thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu Tây Tạng, tên gọi đầy đủ là Phòng Nghiên cứu Ấn Tạng thuộc Phân viện Leningrad của Viện Đông Phương Học Trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Bề ngoài, cơ quan này chuyên nghiên cứu khu vực nói tiếng Tạng ở hai triển dãy Himalaya, bao gồm chế độ tôn giáo, phong thổ nhân tình, kiến trúc tự viện, đời sống của tăng lữ, sự chia rẽ của các giáo phái ở Tây Tạng, nhưng thực chất hướng nghiên cứu chính của họ lại là những khoảng trống trong lịch sử Tây Tạng, hành trình tiến vào Tây Tạng của Morton Stanley, khả năng tồn tại một nền văn minh thất lạc hoặc văn minh tiền sử trong những khu vực không người thuộc dãy Himalaya. Sau năm 1922, Liên Xô đã nhiều lần đưa điệp viên vào Tây Tạng, một mặt đút lót mua chùa quý tộc địa phương, bố thí quyên tặng chùa chiền miếu mạo, mặt khác lấy danh nghĩa đo đạc thăm dò, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của bạc ba la thần miếu. Ở thời điểm quan trọng nhất của Thế chiến thứ hai, trong cuộc tấn công Berlin, cũng là các sĩ quan thuộc bộ nội vụ Liên Xô xông vào tòa nhà đế quốc trước. Bọn họ đã phát hiện ở đây một thi thể lạt ma tây tạng, cũng có ý kiến cho rằng đó không phải thi thể. Tình hình cụ thể lúc ấy như thế nào không ai biết được, nhưng có thể khẳng định, người Nga đã lấy được rất nhiều tài liệu trong tòa nhà này, số lượng chúng ta đang nắm trong tay đây so với đó chỉ là một phần rất nhỏ. Còn nữa, trong cả thời kỳ Nga xô, không thể không nhắc đến gia tộc này, gia tộc Borovsky. Đây là thông tin từ phía pháp sư Tháp Tây. Ông tổ của gia tộc này là Roman Borovsky từng theo Nikolai Mikhailovich Sevansky và Piotr Kotlov đến Tây Tạng thám hiểm. Con cháu đời sau của gia tộc cũng không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Tạng và bạc ba la thần miếu. Hiển nhiên là họ đã đi xa hơn những người Nga khác rất nhiều. Thời kỳ cách mạng tháng 10, gia tộc Borovsky di cư sang châu Âu. Cháu đời thứ tư của Roman Borovsky từng theo học rất nhiều nhà Tây Tạng học và Hán học nổi tiếng ở Paris, London, ngoài ra còn sang Mỹ học nữa. Năm 1923, ông ta và cha mình đã đến La Khắc, Hòa Điền, Liên Xô, Mông Cổ, rồi lại từ Tây Tạng đến Xích Kim, trải qua 5 năm, khai quật được rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, nghe nói còn phát hiện được một ngôi đền của bản giáo bỏ hoang ở gần Hắc Hà, lấy được hai kinh đan châu nhĩ và cam châu nhĩ một hoàn chỉnh của bản giáo, và vô số thang ga. Sau này ông ta viết một cuốn sách, giới thiệu rất tỉ mỉ dấu tích lịch sử của bản giáo Tây Tạng. Borovsky rất tinh, ông ta biết lịch sử Tây Tạng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống, và thời đó có rất nhiều người nghiên cứu lịch sử Tây Tạng, gần như cực khó để có được những khám phá đặc biệt. Vì vậy, ông ta chuyển hướng, chuyên nghiên cứu các bức thang ga cổ đại và tượng Phật, bích họa trong các chùa chiền, hòng tìm kiếm dấu vết của bạc ba la thần miếu. Về điểm này, Borovsky rất giống với Joseph Tucci. Đến đó mẫn mẫn liền lên tiếng bổ sung. Giuseppe Tucci là nhà thám hiểm người Italia, chuyên nghiên cứu các đồ trang sức kim loại của Tây Tạng, đặc biệt là thiên thiết, Thiên châu để tìm ra đầu mối dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu. Joseph chi kiên trì cho rằng, thiên thiết và thiên châu cùng những trang sức bằng kim loại khác đều có khả năng là đồ vật của thời đại bị trống trong lịch sử ấy lưu lại. Từ những món trang sức ấy, rất có thể sẽ tìm ra đầu mối đưa ta đến với Bạc Ba La Thần Miếu. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, một phần các tài liệu của gia tộc Borovsky đã trở về Liên Xô, một phần khác có lẽ đã lưu lạc đến Mỹ. Có thể nói, Mỹ là siêu cường biết đến Bạc Ba La Thần Miếu chậm nhất vì khoảng cách giữa Mỹ và Tây Tạng xa nhất, hơn nữa các nước kia đều tiến hành tìm kiếm bạc ba la thần miếu một cách vô cùng bí mật. Nhưng mức độ coi trọng của người Mỹ với bạc ba la thần miếu có thể nói là vượt xa so với các nước Anh, Nga, Đức mà bản thân họ còn rất nhanh nhạy, hiệu suất làm việc cực cao. Năm 1939, họ mới biết thông tin về bạc ba la thần miếu, ngay cuối năm ấy, đã thành lập một cơ quan tình báo chuyên trách khu vực Tây Tạng do người đứng đầu bộ phận phân tích chiến lược châu Âu thời bấy giờ, cũng là người sau này được xưng tụng là cha đẻ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, William Joseph Donovan trực tiếp phụ trách. Cuối năm 1942, chính vào thời điểm nước Đức đang tích cực chuẩn bị tiến vào Tây Tạng lần thứ hai, William Donovan mặc dù bộn bề công việc vẫn không thể không tách một phần nhân lực để nghiên cứu tất cả các thông tin liên quan đến Tây Tạng. Người Mỹ tinh danh hơn người Anh, họ không tiếp xúc thẳng với bọn Haller, và cũng biết nước Anh chiếm ưu thế ở khu vực Ấn Độ, Cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng thời cơ chính phủ quốc dân Trung Quốc đang muốn xây dựng một con đường nối liền Trung Ấn xuyên Tây Tạng để tiện vận chuyển vật tư chiến lược, phái đi một nhóm đặc công ưu tú xâm nhập Tây Tạng, tiến hành tiếp xúc bí mật với các quý tộc Tây Tạng cũng như nhiều thế lực khác tại địa phương, hòng phát hiện Sangri La trước người Đức một bước. Ngoài mấy nước lớn nói trên, cả Pháp, Ý, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng ảo ảo tiến về Tây Tạng. Trong thế chiến thứ hai, tất cả đều phái gián điệp đến đây. Người ngoại quốc ăn mặc đủ kiểu, Nói đủ loại khẩu âm khác nhau đi đi lại lại trên đường, Hasa lúc bấy giờ thật chẳng khác gì một đô thị quốc tế lớn cả. Nhưng cũng không một người dân Tạng nào biết được, đám người nước ngoài qua lại tấp nập ấy rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì. Một phiên âm tiếng Tạng, BS Tan Hat, Gu và BKA, H.GYU là hai bộ thuộc Tây Tạng Đại Tạng Kinh, hay còn gọi là chính Tạng và phó Tạng hoặc tạp Tạng. Sau một thoáng trầm ngâm, nhạc dương lên tiếng, "Cường Ba thiếu ra, tôi có một nghi vấn. Nếu như nói những đoàn thám hiểm đó đều lấy tiền làm mục đích, nên mới bất chấp tính mạng để đi tìm bạc Ba La thần miếu thì tôi còn lý giải được. Nhưng cả một đất nước, đặc biệt là những cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô. Tại sao lại hứng thú với bạc Ba La thần miếu đến thế chứ? E rằng không chỉ vì kho báu và văn vật thôi đúng không? Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, "Tôi hiểu ý cậu, hành vi của những quốc gia này đúng là khiến người ta rất khó hiểu, nhưng sự thực lịch sử là như thế." Chúng ta đều biết Tây Tạng trước nay vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc, vẫn luôn tồn tại lặng lẽ âm thầm trên cao nguyên thanh tạng từ bao đời nay. Trước khi Morton Stanley tới Tây Tạng, gần như không có lấy một người ngoại quốc nào đặt chân lên vùng đất này, nhưng từ sau khi ông ta lan truyền thông tin về bạc Ba La thần miếu, dường như chỉ trong một đêm, Tây Tạng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Những quốc gia kia, mặc dù cách xa Tây Tạng bao nhiêu, mặc dù thực lực đến đâu, lãnh thổ cương vực lớn nhường nào, cơ hồ đều muốn lấy Tây Tạng bỏ vào túi mình cả vậy. Giáo sư Phương Tân tiếp lời Trác Mộc Cường ba, kỳ thực, theo chúng tôi lý giải thì thế này, đoàn thám hiểm là một nhóm nhỏ, tìm thấy một kho tàng, là đủ cho mười mấy con người ăn no mặc ấm cả đời, người ta có thể vì thế mà bất chấp đem tính mạng mình ra mạo hiểm. Còn đất nước, là một tập thể rất lớn, nếu phát hiện ra một kho tàng lớn, đủ để một đất nước ăn mấy chục năm, tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Thực ra, chúng ta đều biết bạc ba la thần miếu là một kho báu lớn, nhưng rốt cuộc là nó lớn như thế nào? Về điểm này, trước tiên phải làm rõ xem bạc Ba La Thần miếu tượng trưng cho điều gì đã. Xét theo nghĩa hẹp, bạc Ba La Thần miếu tượng trưng cho toàn bộ tài sản của vương triều cường thịnh nhất của Hán tộc trong lịch sử, triều đại nhà Đường, cùng với vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử người Tạng, Thổ Phồn. Nhớ kỹ, cường thịnh ở đây không đơn thuần chỉ thực lực quân sự của nó, mà là chỉ trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn thuật số. Đều ở thời kỳ đỉnh cao thậm chí còn bao gồm những thành quả khoa học kỹ thuật đã bị lấp chìm trong lịch sử, đến cả người ngày nay cũng không thể nào đạt tới. Xét trên nghĩa rộng, còn phải kể đến cả những quốc gia tiến cống cho đại đường, thổ phồn nữa. Bạc Ba La Thần Miếu có thể coi là kho báu tích lũy tài sản của toàn bộ châu Á trong thời kỳ lịch sử ấy. Chỉ riêng về giá trị văn vật lịch sử thôi, với những tài liệu chúng ta nắm trong tay, cũng có thể khẳng định nó đáng giá ngang 100 vườn viên minh. Mà theo con số thống kê, các văn vật bị liên quân 8 nước cướp đi từ vườn viên minh, còn chưa tính những thứ bị phá hủy, tổn hại đã giá trị tương đương với tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm rồi. Như thế, mọi người chắc có thể đoán được, rốt cuộc bạc ba la thần miếu là một kho báu lớn như thế nào hay chưa? Kết luận của giáo sư Phương Tân khiến Trương Lập và Nhạc Dương đều đờ người ra, chỉ bần thần nhẩm tính trong đầu xem 100 lần vườn viên minh là khái niệm như thế nào. Giáo sư Phương Tân quay sang phía Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba à, tôi có một chút kiến nghị với cậu. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, giáo sư liền nói, mấy ngày trước mẫn mẫn có cho tôi xem biên niên sử về Bạc Ba La Thần Miếu mà hai người chỉnh lý và sắp xếp. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, các tư liệu mà cậu tra tìm, quy nạp tổng kết đều là đi sâu vào chi tiết hơn những tài liệu trước đây chúng ta tập hợp được. Kỳ thực, nói thế nào nhỉ, cậu vẫn là cứ chỉ xoay quanh phạm trù tư liệu lịch sử để tìm kiếm đầu mối về Bạc Ba La Thần Miếu, vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những người đi trước. Những tài liệu mà cậu có được hôm nay, e rằng có tường tận đến mấy cũng không thể hơn được các chuyên gia đã rủi mải nghiên cứu suốt mấy chục năm. Muốn phát hiện ra đầu mối mới, cần phải học theo Borovsky hay Tucci, cần phải tìm ra con đường người khác chưa đi qua. Chắc Mộc Cường ba trao mày, hỏi tiếp, thầy giáo, có thể nói kỹ hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Giáo sư Phương Tân cười đáp, cậu cần học theo Morton Stanley, bắt tay từ câu chuyện thần thoại còn lưu truyền đến ngày nay, vẫn chưa có sử liệu xác nhận tính chân thực, chẳng hạn như cuốn Ninh Mã Cổ Kinh chép rất nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu, ngoài ra còn có truyền thuyết về Sangri La lưu hành rất rộng rãi ở Tây Tạng. Những truyền thuyết đó dù sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn nghe được. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng hỏi, việc này, có tác dụng không? Giáo sư Phương Tân nói, muốn có phát hiện mang tính đột phá dựa trên nền tảng của người đi trước, cần phải tìm được điểm có thể đột phá. Tôi có thể cho cậu một con đường, kiểu gì chúng ta cũng không có cách nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ trong tay, chẳng hạn như là thư từ qua lại giữa Morton Stanley và bạn bè ông ta, nhật ký, tự truyện, nên phải đi đường vòng xa hơn một chút. Thứ nhất, là thông qua các truyền thuyết lịch sử có liên quan đến shangri -La. thứ hai, điều tra xem người đức tìm kiếm gì ở Tây Tạng, nói không chừng đầu mối này cũng có thể cho ta một số tư liệu, thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Maya, thứ tư Đi sâu vào tìm hiểu thôn công bố, nếu cậu cảm thấy khó khăn, có thể đợi pháp sư Á La trở về rồi mới liên lạc với họ cũng được." Trác Mộc Cường ba gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, những điều thầy giáo nói cũng rất có lý, nếu không khám phá được gì từ các tư liệu lịch sử, chuyển sang tìm kiếm những nghi án lịch sử trong truyện cổ tích, thần thoại, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Chợt nghe mẫn mẫn nói khẽ, thực ra, chỉ cần chúng ta có thể giải được ba nghi vấn lớn. Ba nghi vấn lớn Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. Trác Mộc Cường ba gật đầu, "Ừm, đúng thế. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích tất cả các tài liệu hiện có trong tay, phát hiện ra có ba vấn đề không thể nào giải thích nổi. Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Vấn đề thứ nhất là nguyên nhân thực sự của việc đạo quân ánh sáng biến mất một cách thần bí." Nhạc Dương và Trương Lập đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Trác Mộc Cường ba nói, "Với số tài liệu chúng ta đang có, thông tin về bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng rất ít ỏi, có thể nói họ còn thần bí hơn cả bạc ba la thần miếu nữa. Là người tạo ra bạc ba la thần miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử, lựa chọn biến mất tập thể như thế, quả thực là một việc khiến người ta khó mà hiểu nổi. Lẽ nào chỉ vì để bảo vệ bảo vật trong tứ phương miếu không bị cuộc chiến diệt Phật phá hoại mà họ phải chọn cách toàn quân bí mật hộ tống di chuyển hay sao? Giải thích như vậy thực là có hơi quá khiên cưỡng, còn vô số xương cốt trong đảo huyền không tự rốt cuộc là thế nào, hơn một nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì đến nỗi đạo quân mạnh mẽ nhất đó phải chọn lựa như thế. Nhạc Dương phì ra một tiếng, vấn đề này đúng là không thể dựa vào trí tưởng tượng hay khả năng suy đoán mà đưa ra đáp án được. Chỉ nghe chắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp, vấn đề thứ hai là hành vi của sứ giả cổ cách, đặc biệt dựa vào nội dung cổ cách kim thư đã được các chuyên gia dịch ra, có thể thấy rằng ban đầu vị sứ giả này dự định giao ba món tín vật cho ba người khác nhau. Thế nhưng, nguyên nhân gì đã khiến ông ta đột nhiên đổi ý, tách hai tín vật còn lại ra, đặt ở hai nơi xa xăm tít tắp? Ông ta đến châu Mỹ làm những gì? Tín vật đã giao cho người khác ấy rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Dương lại phì thêm một tiếng nữa, bạn đang đọc tại chấm cơm. Còn vấn đề thứ ba là gì vậy? Trương Lập nôn nóng hỏi. Trác Mộc Cường ba nói, vấn đề thứ ba, tổ chức của chúng ta vốn chỉ là một nhóm nhỏ không đáng nhắc đến, tại sao một nhân vật thế lực mạnh như McKin lại bám chặt không buông? Đặc biệt là trước khi thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ hành động của chúng ta trước nay không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm bạc Ba La thần miếu chú ý đến, vì vậy, sự quan tâm đặc biệt của McKinn dành cho chúng ta không thể không đặt một dấu chấm hỏi. Có điều, đến giờ vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi. Giáo sư Phương Tân cải chính, giải quyết được một phần thôi, thực ra chuyện về gia tộc McKinn vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Trước tiên, nếu có thông tin về bạc Ba La thần miếu từ các tài liệu ở Maya tại sao bọn họ cứ nhất định phải rêu rao rằng thần miếu là tài sản thuộc về mình. Người đầu tiên sở hữu các tài liệu lịch sử của Maya cũng không phải tên Merkin, mà là Landa. Còn nữa, sau khi Ben Merkin xuất hiện, một loạt hành vi của hắn khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn đã bắt cóc người qua Ba Điên ở Mông Hà rồi, tại sao vẫn còn đeo bám cường ba cậu làm gì? Ở châu Mỹ, tại sao lũ buôn ma túy và cả quân du kích lại hứng thú với các cậu như vậy? Có phải là do Merkin sắp xếp hay không? Tên thao thú sự đột nhiên xuất hiện kia, liệu có phải do ý đồ của Merkin hay không? Hắn làm vậy có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời gian các cậu tìm thấy Bạch Thành thôi hay sao? Hay là để tiêu diệt nhóm của các cậu ở châu Mỹ? Còn ở đảo huyền không tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn nữa. Hắn tốn bao nhiêu công sức như vậy, chỉ là để dùng một tấm bản đồ giả hòng khiến chúng ta đi sai đường thôi ư? Hơn nữa, từ những lời kể của dân làng công bố về Merkin, chính xác là hắn có biết đến sự tồn tại của đảo huyền không tự, hắn và bọn chúng ta đều đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Ngoài ra, thân phận thánh sứ kia của hắn nữa, có thể nói chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải không? Còn cả lần cuối cùng chúng ta đi núi tuyết tư tất kiệt mạc. Giáo sư Phương Tân ngưng lại dây lát, rồi tiếp, cũng không hiểu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa. Trác Mộc Cường ba cười đáp, e là không có khả năng này đâu, hắn cố tình nhả tấm bản đồ giả ra, chắc chắn là đã đến nơi ấy rồi, giờ theo chúng ta nữa phỏng ích gì chứ? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm lắc đầu, chưa chắc, nói không chừng hắn cũng tin tấm bản đồ đó là chìa khóa để tìm ra bạc ba la thần miếu, tự hắn không tìm được, nên mới cố ý trao lại cho chúng ta, để chúng ta đi thử vận may, rồi lại theo dõi. Đây cũng là một khả năng. Chắc một cường ba nhận thấy trong ánh mắt thầy giáo mình thấp thoáng vẻ ưu tư, như đang che giấu điều gì đó, là gì nhỉ? tại sao thầy giáo lại khẳng định mất theo dõi bọn gã như thế? Mẫn mẫn nói, được rồi, hôm nay mọi người cũng nói nhiều quá rồi, chỉ bằng nghỉ ngơi một chút đã. Trương lập lập tức rũi nở người ra ghế, đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày hôm nay đã mệt lử ra rồi. Giáo sư Phương Tân cũng gật đầu, cũng được, hôm nay tới đây thôi, các cậu đi nghỉ đi, tôi còn phải chỉnh lý nốt các tài liệu mới gửi về. Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày, hôm sau trở về trại huấn luyện, đồng thời mang khoe cả các tài liệu mới nhất do bọn Trác Mộc Cường ba phát hiện. Nhạc Dương báo cáo các thông tin nghe được với Lữ Cánh Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã biết rồi, nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi và chấn động. Cô không thể ngờ, một tên mắc kinh mà lại ẩn chứa biết bao bí mật đến vậy, nếu không phải có đống tài liệu người Đức thu thập được trong thế chiến thứ hai ấy, thật khó lòng truy được bí mật gia tộc của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhận nhiệm vụ ấy. Cánh Nam, cô thực sự nghĩ kỹ rồi chứ cô muốn đích thân dẫn dắt đội ngũ ấy hả bọn họ là một đám tay ngang không biết gì cả đâu đấy để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi cô đi chẳng phải là lấy đại pháo đi bắn mũi hay sao tin vào năng lực của tôi đi trong vòng nửa năm tôi sẽ huấn luyện nhóm người đó thành một đội thám hiểm đủ tiêu chuẩn nếu cô nhất quyết muốn đi vậy thì dẫn theo tổ chuyên gia có phải tốt hơn không không tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt cổ cách kim thư với chúng ta nhưng hắn ta che giấu thân phận rất giỏi, những gì tôi điều tra được về hắn toàn là từ các tài liệu công khai cả. Ngoài việc biết tên thật của hắn là Merkin, mọi chuyện khác chúng ta hoàn toàn không nắm được chút gì. Hơn nữa tôi phát hiện, hắn đã theo dấu kim thư đến tận Tây Tạng, nguyên nhân gì khiến hắn ta tốn bao công sức, nhất định phải có bằng được cuốn cổ cách kim thư ấy như vậy. Chúng ta không thể không đề phòng, có khả năng hắn là thám tử của một tổ chức lớn nào đó ở hải ngoại phái đến cũng không chừng. Thám tử, ha ha, làm gì có tổ chức nào phái đi một thám tử ưu tú như vậy được chứ? Tôi đoán, có khả năng hắn ta là thủ lĩnh của một tổ chức nào đấy. Có lẽ từ một kênh nào đó, hắn biết được tầm quan trọng của Kim Thư, nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này có liên quan gì đến nhóm người nghiệp dư kia chứ? Theo thông tin tôi nhận từ Tây Tạng, Merkin và nhóm người tôi muốn dẫn dắt kia đã có va chạm, mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Có điều, Merkin đã theo dõi người tổ chức đội ngũ này đi một mạch đến tận khả khả Tây Lý. Hắn bỏ cả theo dấu kim thư mà đuổi theo người này, nhất định là đã phát hiện được điều gì đó, nói không chừng, người tổ chức nhóm nghiệp sư này đang nắm trong tay bí mật gì đó mà cả chúng ta cũng không biết. Sự việc lại thật trùng hợp, bọn họ cũng vừa báo cáo lên, thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Vì vậy, tôi đi là tốt nhất rồi, cá nhân tôi cho rằng, ngoài tôi ra, người khác không thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp sư như vậy đối đầu với Merkin đâu thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân gì khác nữa à? Đúng vậy, hy vọng anh có thể giúp đỡ một chút, nhất định tôi sẽ điều tra ra bí mật phía sau tên Merkin này. Ừm, được rồi. Cảm ơn, tôi nợ anh một lần nhé. Một tuần sau, thị trấn Tobemori, nước Anh. Merkin dựa hẳn người nghỉ ngơi trong chiếc sofa bằng nhung đỏ rát vàng phỏng theo phong cách cung đình châu Âu. Một con báo đen cuộn tròn trên đùi y như con mèo con lười nhác bức tường sau lưng y treo một bức sơn dầu khổng lồ, ngọn đèn treo bằng pha lê tỏa ra những tia sáng chói mắt rực rỡ trong phòng khách hoa lệ. Mắc bước trên tấm thảm ba tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ mình lúc này giống như một bậc quân chủ uy nghiêm, bất cứ loài dã thú hung tàn đáng sợ nào, trước mặt y cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quy phục. Mắc vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn bước vào tòa nhà như cung điện này, lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ấy, cảm giác như thể bước vào thánh đường của giáo hoàng, hắn không sao tự chủ được đã quỳ xuống bái lại. Ông chủ, cái đĩa cứng ấy đã bắt đầu lên đường rồi. Ừm, Merkin vuốt ve tai con báo đen, nói, không ai nghi ngờ chứ. Mark nói, không, người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt, chúng ta đã tạo ra ba lần hỗn loạn trong toàn bộ quá trình ấy. Hiện giờ các tổ chức đó đều hết sức tin tưởng rằng người kia vì thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ đĩa cứng vì cái đĩa cứng đó mà có mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt rồi. Theo tôi, chẳng mấy nữa, cái đám dám liều mạng tranh đoạt tư liệu về bạc ba la thần miếu với ông chủ ắt sẽ loạn lên thành một đống lộn xộn cho xem. Merkin kéo đuôi con báo đen, quấn thành từng vòng từng vòng trên ngón tay mình, không, chỉ có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi, ngoài ra vẫn còn mấy đám thế lực rất lớn, quá nửa là ổ đĩa cứng ấy sẽ bị bọn chúng cướp vào tay. Ông chủ, thực tôi không hiểu nổi, cái ổ đĩa cứng ở trong tay chúng ta chẳng phải là tốt hơn sao, tại sao cứ phải giả bộ để các tổ chức bên ngoài cướp đi làm gì thế? Những đầu mối của bọn chúng vốn đã bị đứt đoạn từ lâu rồi, không thể tiến lên được nữa, giờ cho chúng cái ổ đĩa ấy, chẳng phải là khiến cho chúng cũng biết nhiều như chúng ta rồi hay sao? Mắc làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ lung lắm. Mắc kinh cười nhe răng, nói, không, mày tưởng cái ổ đĩa cứng bị ăn trộm ra ấy thực sự là toàn bộ tư liệu bọn Trác mộc cường ba quay chụp lại được hay sao? mày tưởng rằng kẻ kia thực sự muốn hợp tác với chúng ta đấy à? Mắc nói, lẽ nào không phải, nhưng mà, đến cả nhiệm vụ như ăn trộm đĩa cứng hắn cũng mạo hiểm thực hiện được rồi còn gì, ông chủ. Vẻ mặt mất như cười mà không phải cười, rất nhiều đoạn phim trong ổ đĩa cứng ấy đã được xử lý cắt cúp, chỉ có điều, bọn chúng làm rất khéo léo. Vì toàn bộ được quay trong lúc nguy cơ bốn bề trùng trùng điệp điệp, nên những thước phim vốn đã chẳng hoàn chỉnh gì rồi, cứ thẳng tay cắt hết những đoạn quan trọng nhất đi, những kẻ chưa từng thấy các cảnh tượng đó bao giờ tuyệt đối không thể nhìn ra được sơ hở. Nhưng chúng ta thì khác, hai năm nay chúng ta và bọn chúng gần như là đã đi cùng một con đường, đương nhiên tao biết chỗ nào chúng nhất định phải quay chụp lại, nhưng trong cái đĩa cứng ấy lại không có. Ngoài ra, cả mớ tài liệu văn bản trong ấy cũng chắc chắn không thể nào đầy đủ được, tao dám cược với mày, chuyện ăn trộm đĩa cứng lần này chắc chắn có người trong bọn đã biết, đồng thời còn giúp sức cho hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mắc vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cẩn thận quệt tay vào vạt áo cho sạch, đoạn nói, nói, nói như vậy, tên đó đúng là muốn dở trò hai mặt. Nhưng, lẽ nào hắn tự nguyện nghiện ma túy chứ? Merkin cười khẩy, thế có đáng gì, mày đã bao giờ nghe qua chuyện có những kẻ muốn lọt vào hàng ngũ địch làm nội gián, mà cam tâm tình nguyện dùng lửa đỏ tự thiêu hủy khuôn mặt, hoặc dùng sơn đen tự làm mù hai mắt, nuốt than để biến thành người câm hay chưa? Người Trung Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí, vì cái thứ này, dù tự trà đạp bản thân đến mức chẳng bằng chó lợn, họ cũng vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng được hết. Hừ hừ, chỉ đáng tiếc, không thể dùng trò này với tao được. Thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác, dù là hắn có tài năng diễn xuất trời sinh cộng với tố chất tâm lý cực cao, tao cũng không tin. Hừ, muốn lợi dụng tao chứ gì, vậy thì để chúng ta lợi dụng lẫn nhau đi, đến cuối cùng, nhất định tao sẽ khiến hắn thỏa mãn. Mark, mày biết mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián điệp là gì không? chính là để đối phương trước tiên tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của phe mình, kẻ nào làm được điểm này trước, kẻ đó sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, kẻ nào có thể không tin, tuyệt đối không được tin tưởng. Mắc hưng phấn đến độ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, vâng. Cám, cám ơn ông chủ dạy bảo, ông chủ thật là, thật là anh minh, trí tuệ, ông chủ thật đúng là. Mark kinh hờ hững nựng nỉu cầm dưới con báo đen, chán ghét nói, đây cũng là những điều các vị tiền bối trong gia tộc dạy tao thôi, muốn chơi trò chiến tranh gián điệp hử, vẫn chưa kẻ nào dễ dàng qua được mắt tao đâu, ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn là ngụy trang, nhất định vẫn có sơ hở, mày nói có đúng không, mắc. Nhìn mắc Kin cười vui vẻ, mắc chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt, hồi lâu sau cũng không thốt lên nổi tiếng nào, đột nhiên bỗng sực nghĩ ra một chuyện, bèn ngần ngừ nói, ông chủ. Lần này còn một tin tức nữa, bọn chúng đã phát hiện ra một số bí mật. Liên quan, liên quan đến gia, gia tộc của ông chủ. Ừm, Merkin kéo dài giọng mũi. Mark cẩn thận chọn lựa từ ngữ, gắng hết sức thuật lại một cách chuẩn xác nhất tin tức hắn nhận được cho Merkin nghe, tuyệt đối không dám gặng hỏi gì thêm về bí mật gia tộc của ông chủ. Nghe Mark nói xong, Merkin cười ha hả, còn báo đen trên đùi lườm y một cái, rồi lại vùi đầu ngủ, mày cảm thấy những thông tin này có đáng tin cậy không? Merkin cười cợt, như thể vừa nghe một câu chuyện hết sức nhố nhăng vậy. Mark nói, chuyện này, đây là thông tin vừa mới nhận được, nghe nói là bọn chúng lần ra dấu vết từ một tập văn kiện thời thế chiến thứ hai, thoạt nghe thì hình như. Hình như, Merkin nói, sao tao chưa nghe nói mình có vị tổ tiên nào từng hô phong hoán vũ trong thế chiến thứ hai bao giờ nhỉ? Hừm, được rồi, mày đi điều tra xem, tin tức này rốt cuộc là do tên đó cố ý bịa ra gạt chúng ta, hay là bọn chúng nhận được thông tin giả? Hừ, nói không chừng lại là bọn chắc mộc cường ba đó tung hỏa mù cũng nên. Đi đi. Trước lúc ra khỏi phòng, mắc có liếc mắt lại, nhưng trên mặt mất từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên nụ cười diễu cợt ấy, không thể nhìn ra manh mối gì. Mãi đến khi cái bóng của mắt ra khỏi tầm mắt, mất vẫn cứ đờ ra một nụ cười như thế, nét mặt như được đúc từ trong khuôn ra vậy. Nhưng trong lòng y lại đã tự hỏi mình không dưới một ngàn lần, sao có thể bị tra ra được nhỉ? Không, tuyệt đối không thể nào. Các vị tổ tiên đã từng để lại dấu vết như thế trong lịch sử hay sao? Họ lẽ ra phải giấu thân phận rất tốt mới đúng chứ? Thế nhưng, tại sao người ngoài lại biết được bí mật của gia tộc mình. Tuy chúng vẫn chưa tra ra được chân tướng, nhưng mà, nhưng mà chỉ còn một bước nữa thôi. Tuyệt đối không thể nào có chuyện này được, kẻ nào đang dở trò quỷ với ta ư, ông nội thực sự có để lại một tấm ảnh ư, không, quyết không thể nào có chuyện này được. Nét mặt mất tuy không đổi, nhưng bàn tay y đã bất giác bóp chặt lại, con báo đen đột nhiên bị đau, giật bắn mình tỉnh giấc, cổ họng gầm gừ phát ra những âm thanh đe dọa, trợn trừng nhìn mất nhè mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt đang rút sâu trong đệm thịt bật xoẹt ra. Merkin cúi xuống nhìn con báo đen với ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, ánh mắt lại chậm chậm hướng về phía xa xa ngoài cửa sổ, để lộ toàn bộ phần cổ họng ra trước nanh vuốt của con hung thú. Con báo đen đột nhiên giật thoát mình, rút cổ lại, trườn ra khỏi sofa, đứng đằng xa ngó về phía ông chủ của nó đầy bất an. Người đàn ông ở trước mắt nó đó, bỗng phát ra một thứ mùi thật đáng sợ, thứ mùi ấy khiến nó cảm nhận được nguy cơ, một nguy cơ cực kỳ khủng khiếp. Cốt, Merkin lạnh lùng hạ lệnh, con báo đen dường như nghe hiểu được ngữ khí ấy, vội cục đầu, cục đuôi rông tuốt ra khỏi phòng khách. Merkin đứng lên, chăm chú nhìn ra cửa sổ, trên bãi cỏ xanh, một cây gỗ rẻ khổng lồ tựa như chiếc ô lớn xòe rộng tán, gã chậm rãi bước đến cửa sổ, cúi người nhìn xuống, dưới tán cây đó có một chiếc bàn đá dáng vẻ cổ phác và bốn chiếc ghế băng cũng bằng đá nốt. Bàn đá kiểu đó rất hiếm thấy trong những trang viên kiểu châu Âu thế này, nhìn như hình tròn mà không phải tròn, chính giữa còn khắc 19 đường ngang dọc, nghe ông nội y bảo, đó gọi là bàn bát tiên. Gió thoảng qua, trong tán cây đại thụ nổi lên âm thanh rì rào, như đưa Mckin trở lại với những năm tháng xưa cũ. "Ben, cháu đã 7 tuổi rồi." Ông nội cầm một quân cờ đen đặt xuống mặt bàn cờ dọc ngang chi chít vết khắc vạch, nếp nhăn trên trán ông già cũng chẳng chít như bàn cờ ấy vậy. "Vâng, thưa ngài Mckin." Tam tam tinh, quân cờ trắng của Ben hạ xuống đầy vững trái. Bạn đang đọc chuyện được tải. A, à, 7 tuổi, 7 tuổi, nhanh quá, nhanh quá. Cờ đen chiếm góc, tả thượng tiểu mục. Nụ cười của ông nội trông thật hiền hòa, nhưng trong lòng Ben, cái bóng cao lớn không nói không cười kia mới là tượng trưng của sức mạnh. Cờ trắng chiếm tam tam tinh, đối kháng trực tiếp với cờ đen. Ông già rồi, sau này cái tên Muckin này sẽ do cháu kế thừa, Ben hạ. Cờ đen tiếp tục tấn công bên trái. Cờ trắng thủ biên, Ben không nói gì, nhưng nắm quân cờ trong bàn tay nhỏ xíu đã cọ vào nhau phát ra những âm thanh lách cách. Merkin, đó không chỉ là một cái tên, đó là một biểu trưng. Cờ đen tấn công biên, có biết tại sao cháu có thể lấy tên Merkin, còn cha cháu thì không không? Ben dè dặt ngẩng đầu lên nhìn ông nội, mái tóc vàng óng của ông già đã trở nên lưa thưa, chỉ khuôn mặt nhăn nheo vẫn giữ được nguyên những đường nét như đao tạc. Không rõ, thưa ngài Merkin. Cờ trắng thử thâm nhập vào góc dưới bên trái, tấn công điểm tinh hậu. Thiên Nguyên, thua rồi à, hay là cố ý, Ben ngạc nhiên nhìn ông nội, ông già dường như không để ý, chỉ điềm đạm nói tiếp, ừm, di truyền, là một thứ rất kỳ quái mà cũng rất phức tạp, có những lúc cha mẹ sẽ truyền những gen không tốt của mình cho đời sau, nhưng đời sau của họ lại có thể loại trừ những gen xấu ấy, chỉ truyền cho con cái mình những gen ưu tú nhất của tổ tiên. Ben nghĩ ngợi dây lát, tả hạ đại phi, tốt hơn là cứ để lại một đường lui đá, không để ông nội dồn mình vào góc chết. Cờ đen thủ biên trái, ông già lại tiếp tục nói, Ben, cháu có biết không, một người đàn ông, một lần có thể phóng ra 100 triệu con tiên di trùng, trừ những con chết quá sớm, những con bị dị dạng, cũng còn tới 6-7 chục triệu con, còn một người đàn bà mỗi lần chỉ có một trứng duy nhất thôi. Quả trứng ấy, chỉ có thể tiếp nhận một con tiên di trùng, sau khi con tiên di trùng đầu tiên được trứng tiếp nhận, cánh cửa sinh tồn sẽ đóng lại, chỉ có con tiên di trùng kia và trứng kết hợp, sẽ biến thành một sinh mạng mới Bởi vậy, mỗi sinh mạng trên thế gian này đều là có một không hai cả Trước khi ra đời, tất cả đều đã trải qua một cuộc đào thải cực kỳ tàn khốc Hoặc là phải mạnh nhất, hoặc là phải may mắn nhất Ben, cháu cũng đã từng tranh đoạt cơ hội đến với thế giới này Với 100 triệu kẻ giống như mình Cháu cảm thấy, mình là loại nào vậy? Mạnh nhất, cơ trắng không còn e ngại gì nữa Mạnh mẽ tấn công vào góc bên trái phía dưới của cờ đen Lúc này ông già mới ung dung đáp trả một nước góc trái phía dưới đó đã bị ba quân cờ trắng bao vây theo thế ỷ dốc ben bất giác bật cười ông nội lắc đầu nói đạo của đen và trắng có thể diễn sinh ra vạn sự vạn vật môn cờ này có lẽ chính là môn nghệ thuật có sức tưởng tượng cao nhất đồng thời cũng có tính chất cạnh tranh nhất mà loài người từng phát minh ra một đen một trắng tượng trưng cho có và không sau này rồi cháu sẽ hiểu những người nắm được bí mật huyền ảo của có và không đã phát minh ra được những cỗ máy có thể làm thay đổi cả tương lai của thế giới đấy cờ trắng dũng mãnh tiến công triển khai tàn sát cờ đen ở góc bàn cờ cờ đen dường như vẫn liên tiếp thoái lui nhưng lúc nào cũng thoát khỏi vòng vây ở giờ khắc nguy ngập nhất không chạy được đâu ben thầm nhủ trong lòng có lúc ông già cũng nở ra một nụ cười nhưng hầu như đa phần đều chỉ lắc đầu nhưng ben không để ý tất cả tinh thần của thằng bé đều tập trung vào cuộc chiến trên bàn cờ một lòng muốn ăn sạch quân đen ở góc bàn cờ ấy đây là cơ hội hiếm có đã mấy lần ông nội suýt bị dồn vào góc chết rồi có thể chiến thắng được người quyền uy nhất trong gia tộc, dù chỉ là trong một trò chơi thôi, đối với Ben cũng đã là một vinh quang rất lớn. Ben, cháu Dũng cảm mạnh mẽ, ông rất thích, không hề nhớ các nước đi và định thức trong sách dạy đánh cờ, mà chỉ dựa vào cảm nhận trực quan để phân tích các biến cố trên bàn cờ, cũng là rất tốt. Nhưng một mạch tấn công hung hãn thì lại không được, cháu không thể nào cứ bỏ mặc hậu phương của mình như thế. Phải biết rằng, có những lúc kẻ địch sẽ xuất hiện ở những nơi cháu không nhìn thấy đinh, một tiếng kêu chát chúa vang lên, cờ đen đặt xuống. Khi ấy Ben vừa đưa mình ra khỏi cục diện rối ren tranh chấp ở góc, nhìn lại toàn cục mới sực nhận ra. Cục thế của quân trắng đã bị chia lìa. Cục thế quân trắng bị dồn ép chết cứng, chưa thể tìm được vùng đất mới, nghĩa là trên bàn cờ đã không còn quân trắng nữa, dẫu vẫn còn mấy nơi có thể vùng vẫy, nhưng địa bàn cũng rất nhỏ, càng huống hồ còn bị ông nội liên tục tấn công, thằng nhóc Ben đó không thể nào kháng cự được. Ben bối rối đến ứa cả nước mắt, lại bực bội đến chỉ muốn hất tung hết cả đám cờ đen cờ trắng trên bàn kia đi thật xa ông già không thúc giục ben đi nước tiếp theo chỉ ngồi một bên quan sát rồi điềm đạm nói có những lúc thoạt nhìn tưởng là mạnh nhất nhưng thực chất lại không hề lớn mạnh kẻ địch đáng sợ nhất bao giờ cũng đột nhiên xuất hiện ở những cảnh huống cháu hoàn toàn không nhận ra mỗi khi đặt một quân cờ xuống cháu cần phải nghĩ tới đường rút lui của mình trước kỳ thực thắng hay thua cũng chỉ là một thứ kết cục mà thôi Ông hy vọng cháu có thể lĩnh ngộ quá trình của nó, quá trình, xưa nay vẫn thường quan trọng hơn kết cục gấp bội phần, thú vị hơn kết cục gấp bội phần. Chiếc gậy của ông nội gõ nhẹ lên vai Ben, "Tại sao lại để cháu chơi trò này chứ?" "Ấy là bởi ông hy vọng cháu có thể học được cách lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng được, đồng thời cũng phải biết đề phòng tất cả những sơ hở mà người khác có thể lợi dụng." Tính toán là vô cùng vô tận, nhưng chỉ cần học được phương pháp tính toán để mà tính toán nhanh hơn, chuẩn xác hơn kẻ khác vậy là đã đủ rồi. Không đúng, chỉ cần sở hữu sức mạnh tuyệt đối, sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối. Ông nội già rồi, tóc ông cũng sắp dụng hết rồi, đi đường còn phải chống gậy. Ông đã mất đi sức mạnh vô địch của ngày xưa rồi, vì vậy ông mới nghĩ đến đường lùi. Nếu là người đàn ông trên bức tranh sơn dầu kia, nhất định ông ấy sẽ không làm như thế. Ben trẻ tuổi thầm khẳng định trong lòng. Ánh mắt của Merkin rời khỏi cây rẻ lớn bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp, Trở về bức tranh sơn dầu khổng lồ treo chính giữa phòng khách. Trong tranh là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, khôi vĩ, thoạt nhìn rất giống Ben. Người trong tranh mặc áo choàng kiểu nhà binh, nhìn từ góc nghiêng, lộ ra nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, khóe mắt vẫn còn toát lên khí lạnh giận người. Người bình thường, chỉ cần lại gần bức tranh lớn ấy đã như bị bóp nghẹt cổ họng, không thể thở nổi. Đối với Ben, người đàn ông trong bức tranh ấy chính là tượng trưng của trí tuệ và sức mạnh cũng là hình tượng mà Ben trước giờ vẫn noi theo và khao khát đạt tới. Makin trầm tư bước đến trước bức tranh, đứng ở khoảng cách gần ngước lên, người trong tranh lại càng toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả, mắc không thể nào biết được những chuyện ấy, còn người trong tổ chức thì sao? Không, ông nội đã sắp đặt tất cả rồi, mình không thể bị phát hiện được. Còn đám người trong chính giới nữa? Ừm, bọn họ lại càng không thể biết được, ông nội, rốt cuộc ông đã tính sai điểm nào thế? Chẳng phải ông đã nói những chuyện ông làm trong thế chiến thứ hai tuyệt đối không có kẻ nào biết được hay sao? Sao bọn chúng lại biết ra vậy? Người đàn ông trong tranh vẫn lạnh lùng hờ hứng, chỉ có một giọng nói già nua vẳng lên từ ký ức sâu thẳm của Merkin. Cháu à, cháu đã 7 tuổi rồi, giờ ông sẽ nói cho cháu một bí mật. Bí mật này, ông nội cũng biết vào năm lên 7 tuổi đấy. Cháu có biết, lai lịch của Merkin không? Theo chỉ đạo của giáo sư Phương Tân, vừa trở về chắc một cường ba và mẫn mẫn liền bắt tay tra tìm các tư liệu khác thời gian cứ thế trôi, khi họ sắp xếp chỉnh lý xong tài liệu thì đã là chuyện của nửa tháng sau rồi. Trác Mộc Cường ba vốn không tin vào chuyện thần ma quỷ quái, giờ cứ phải cắm đầu vào hàng đống chuyện thần thoại đếm không hết, kể không xong. Nói theo cách của gã, thật chẳng khác nào một vị đại sư huyền học cả. Nhưng đối mặt với vô số phiên bản khác nhau, nội dung gần như tương đồng của các câu chuyện thần thoại, cả Trác Mộc Cường ba lẫn mẫn mẫn đều đã vắt kiệt tâm sức mà vẫn không lần ra nổi manh mối gì phía giáo sư Phương Tân cũng không có tiến triển gì hơn, riêng việc cải tạo trang thiết bị của Trương Lập và huấn luyện tân binh của Nhạc Dương lại đạt được tiến bộ thần tốc. Hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba đang đọc bát thời bác đường toán đồ, đột nhiên bị thu hút bởi một âm thanh kỳ dị, nghe như rất xa, lại tựa như rất gần, cảm giác hơi chói tai. Gã ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lóa bay vọt qua trước mắt, nguồn âm thanh chính là từ quả cầu này. Trác Mộc Cường Ba đang định đứng lên xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên thấy cả người lạnh toát, cổ họng mình tựa hồ như bị người ta bóp nghẹn. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, ngoài Pháp Sư Á La ra, chắc Mộc Cường Ba không thể nghĩ ra ai có thân thủ cao cường đến mức ấy. Nhưng Pháp Sư Á La chắc chắn là không bao giờ chơi trò này, lẽ nào là kẻ địch. Đang nghĩ ngợi thế, bỗng nghe tiếng Trương Lập cười lớn, ha ha, Cường Ba thiếu ra cũng trúng chiêu à. Nhạc Dương ở phía sau nói, coi như anh lợi hại. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy người vừa đánh lén mình hóa ra là Trương Lập, không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Bị Trương Lập áp sát thế mà gã hoàn toàn không có cảm giác gì cả, lẽ nào lâu không rèn luyện, thân thủ đã cùn mòn đi rồi. Không thể như vậy được, ngày nào gã cũng tập thể năng và luyện phản ứng đều đặn kia mà. Trương Lập bước lên mấy bước, nhặt quả cầu phát sáng và phát ra âm thanh kia lên, cười bảo, cường ba thiếu ra ngạc nhiên lắm hả? Đây cũng là một công cụ rất quan trọng được đường thọ nhắc đến trong cuốn nhật ký của anh ta, đạn hấp dẫn, hoặc gọi là quả cầu thu hút cũng được. mờ thanh biến tần mà nó phát ra có phạm vi âm tần mà tất cả sinh vật sống trên địa cầu này đều có thể tiếp nhận được, ánh sáng nhiều màu tổ hợp của nó cũng đảm bảo rằng chỉ cần là sinh vật có thị lực đều có thể nhìn thấy. Đây là trang bị cuối cùng Pháp Sư Á La mới gửi về trong tuần này. Mấy người bọn họ cũng đã về đến Ha Sa rồi, chắc ngày mai là tới đây thôi. Chắc một cường ba cầm lấy vật thể hình cầu, chỉ thấy nó to cỡ bằng quả bóng tennis, vẫn không ngừng rung động phát ra các âm thanh từ thấp đến cao, vỏ ngoài vừa giống kim loại vừa như bằng nhựa dẻo, lại có thể nhìn xuyên qua vỏ để thấy các linh kiện điện tử bên trong đang phát ra những màu sắc lấp lóa. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy quả bóng nhỏ này, sự chú ý của gã dồn hết cả vào nó, đến nỗi quên cả những thay đổi ở môi trường xung quanh. Chỉ nghe Trương Lập giải thích, trong nhiều lần thám hiểm, đường thọ đã gặp phải vô số sinh vật không rõ lai lịch tấn công. Vì vậy anh ta dựa trên nguyên lý của lựu đạn mù và một số máy móc điện tử mà phát minh ra thứ này, nhằm thu hút sự chú ý của các động vật cỡ lớn, để mình có thể bình yên di chuyển hoặc tẩu thoát. Nếu trong rừng mãng xà mà chúng ta có thứ này, thì đã không bị con cá sấu khổng lồ kia đuổi cho thê thảm đến thế rồi. Chắc Mộc Cường ba lại cầm quả cầu thu hút ấy lên ngắm nghĩa, cảm thấy thứ này quả thực có thể phát huy một số công dụng bất ngờ, chỉ có điều hơi to. Gã quay sang Trương Lập, Nhạc Dương, hỏi, ủa, mà cả hai cậu đến đây làm gì? Nhạc Dương đáp, giáo sư Phương Tân gọi mọi người tập hợp, đợi lát nữa cả giáo quan và anh ba tang đến, hình như lần này cả vương hữu cũng tham gia nữa, chắc là có sự việc gì đấy cần quyết định đây. Tôi nghĩ, có lẽ là liên quan đến tấm gương đồng tay vương hữu nhặt được trong địa cung Maya thôi. Đường Mẫn cầm hai cốc nước ra, nói, này, uống nước đi. Trương Lập đón lấy, ực một ngụm lớn, nói, ô, mấy ngày không gặp mà Mẫn Mẫn thanh tú hơn nhiều đấy nhé đường mẫn nở một nụ cười tươi tắn đồ thối mồm trác mộc cường ba nghịch quả cầu trong tay tung lên tung xuống ánh mắt lại bất giác bị nó hút vào đường mẫn ủa lên một tiếng hiển nhiên đã chú ý đến trái bóng vừa phát sáng lại vừa phát ra âm thanh này trác mộc cường ba liền tung nó cho cô đoạn bảo nhạc dương đúng là rất hay có phải tất cả đều được trang bị thứ này rồi không nhạc dương lắc đầu tạm thời thì chưa mọi người vẫn đang được huấn luyện sử dụng dây móc phải rồi cường ba thiếu ra đây là danh sách cuối cùng. Nói rồi, anh chàng lấy ra một tờ giới thiệu sơ lược về nhóm thành viên mới. Trác Mộc Cường ba nhìn lướt qua, ngoài Vương Hữu, Son và Pháp Sư Tháp Tây ra, hơn 20 người yêu thích hoạt động thám hiểm dã ngoại đã bị đào thải chỉ còn 7 người, lần lượt là Nghiêm Dũng, 39 tuổi, chuyên gia địa chất, địa mạo, nhà thám hiểm chuyên nghiệp, người đi đầu và khai phá hoạt động leo núi dân gian, vận động viên leo núi ưu tú của Tây Tạng, người dẫn đường leo núi cao nổi tiếng khắp toàn quốc. Người thành đô, Trương Nghiêm, 40 tuổi, nhà thám hiểm nghiệp dư, từng là thành viên cốt cán của đại phi ưng xã, đội trưởng đội leo vách đá. Năm 1998 là đội viên chủ lực của đoàn phiêu lưu trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Từng giành được giải quán quân trong giải thi đấu leo vách băng ở Scotland năm 2002. Mạnh Hạo Nhiên, 34 tuổi, hội viên hiệp hội các nhà leo núi Trung Quốc, hướng đạo chuyên nghiệp vùng núi cao, nhà nhiếp ảnh trẻ. Từng làm việc ở Tây Tạng 16 năm, người Quảng Châu. Lê Định Minh, 38 tuổi, nhà động vật học chuyên ngành lưỡng thê. Nhà thám hiểm nghiệp sư, từng tham gia huấn luyện kỹ thuật leo vách băng ở Hiệp hội Leo núi Trung Quốc, năm 2004 xếp thứ 3 trong cuộc thi băng rừng, đã qua kỳ thi lấy chứng chỉ cấp cứu viên trung cấp, năm 2003 đã một mình leo lên đỉnh Ngọc Châu ở dãy Côn Luân. Trương Kiện, 35 tuổi, công chức đội địa chất Tây Tạng. Triệu Trang Sinh, 27 tuổi, thiếu ý bộ đội thuộc quân khu 325 tỉnh Thanh Hải học sinh ưu tú của nữ cánh nam. Lý Hồng, 27 tuổi, thanh tra cảnh sát cấp 2, giảng viên học viện cảnh sát Thanh Hải, học sinh của nữ cánh nam. Trong danh sách này không có thành viên nữ nào, chắc Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, sao không thấy chị Trương? Nhạc Dương nói, vốn là chị Trương cũng vượt qua được khảo hạch, nhưng công ty chị ấy có chuyện gấp, thực không thể nào lo việc ở cả hai nơi được. Chị Trương rất lấy làm tiếc, nói sau này nhất định sẽ còn đến Tây Tạng lần nữa. Trác Mộc Cường Ba cũng thở dài đầy tiếc nuối, gật gật đầu, cất bản danh sách ấy đi. Gã thấy Trương Lập vẫn đang hết sức hào hứng giảng giải cho mẫn mẫn về tác dụng và nguyên lý của quả cầu thu hút, tâm trí hình như đã bị vật thể nhỏ như quả bóng tennis ấy cuốn hút toàn bộ. Trác Mộc Cường Ba nói, Trương Lập hình như rất phấn chấn thì phải. Nhạc Dương nói, từ lúc nhìn thấy cuốn nhật ký của Đường Thọ, anh ta đã như tên võ sĩ gặp được bí kíp võ lâm, ngày nào cũng hưng phấn muốn phát điên lên như vậy đấy. Nhìn vẻ dạng dỡ của Trương Lập, trong lòng chắc Mộc Cường ba chợt lóe lên một tia bất an, nhưng vì duyên cớ gì mà có nỗi lo lắng mơ hồ ấy thì gã lại không thể nói ra được. Chỉ nghe nhạc dương lớn tiếng, được rồi, nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của anh, còn bảo bối gì mau lấy ra cho mọi người xem đi. Trương Lập đặt cốc nước xuống, hướng về phía chắc Mộc Cường ba, ngón tay đung đưa qua lại, hi, không giấu mọi người, còn một thiết bị hộ thân cực kỳ siêu cấp nữa, Pháp Sư Á La và đội trưởng Hồ Dương vừa gửi bên Úc về tuần trước. Trương Lập chỉ bộ quần áo đang mặc người, hỏi, Cường Ba thiếu ra, anh thấy tôi ăn mặc thế này có gì đặc biệt không? Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát Trương Lập một lượt từ đầu đến chân, thấy anh chàng khoác một chiếc áo gió ngắn, che kín cả bên trong, không nhìn ra có gì đặc biệt, bèn nói, ừm, um, nhìn bên ngoài chẳng có gì khác lạ cả. Trương Lập lại hỏi, nếu nói, dùng dây móc và áo cánh rơi, chúng ta có thể hạ xuống mặt đất thẳng từ độ cao 20 mét, nhưng nếu hơn 20 mét, chẳng hạn như 100 mét thì sao? Cường ba thiếu ra anh có chắc mình an toàn chạm đất được không? Chắc một cường ba lắc đầu nói, cao quá, áo rơi không giữ được lâu như thế, nếu là Pháp Sư Á La. Trương Lập nói, có bộ trang bị này, nếu vị trí chạm đất tốt, đừng nói là 100m, 200m, hay 300m cũng không thành vấn đề. Chắc một cường ba lấy làm hứng thú, hỏi, ô, một loại dù hả? Trương Lập lắc đầu, nếu khoảng cách ngắn quá, dù không kịp mở ra đâu, bộ trang bị này có thể mở ngay lập tức rồi đưa mắt nhìn quanh nói ở đây chật hẹp quá phải ra bên ngoài mới biểu diễn được tôi nói nguyên lý hoạt động của nó trước đã vậy cường ba thiếu ra anh thử sờ chiếc áo này xem xem có gì đặc biệt không trác mộc cường ba và nhạc dương cầm một góc áo lên sờ thử cảm thấy rất chắc và dày cổ áo không có gì đặc biệt ở rìa ống tay có một vật hình tròn như cái vòng sắt trác mộc cường ba hỏi đây là cái gì nhạc dương hỏi có phải bình khí nén không Trương Lập chỉ tay về phía Nhạc Dương, gật đầu cười khen, thông minh. Anh vén một vạt áo lên, nói, đây vốn là bộ đồ cấp cứu trên biển, được đường thọ cải tiến, đã trở thành trang phục cấp cứu khi bị rơi từ trên cao xuống. Chiếc áo này của tôi thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng dày đến 8mm đấy, giữa hai lớp áo là những màng mỏng dạng tổ ong được cường hóa, chỗ ống tay áo này là bình khí nén, van đóng mở sử dụng kết cấu gần giống dây móc, có một cái vòng tròn để móc vào ngón giữa, chỉ cần giơ tay lên, cửa van sẽ tự động mở, toàn bộ quá trình bơm khí có thể hoàn thành trong 5 giây. Sau khi bơm khí xong, áo sẽ hình thành nên hai túi khí, lớp bên ngoài là một hình cầu lớn, bên trong là một hình cầu nhỏ hơn. Toàn thân người mặc áo được bao bọc trong hình cầu nhỏ này, nếu bên dưới có triển dốc cỏ, anh ta hoàn toàn có thể chịu được lực tác động do rơi từ độ cao 300 mét xuống. Nếu bên dưới là dòng nước hoặc bùn đất, thì dẫu có rơi từ độ cao nghìn mét xuống cũng không thành vấn đề. Trương lập liếm môi, rồi nói tiếp, Tôi có một suy nghĩ hơi táo bạo, đó là kết hợp thứ này với áo rơi, điều chỉnh lại một chút, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bay lượn trên không trung của chúng ta, tay trái móc vòng điều khiển, dây móc ở tay phải, như vậy thiết bị bảo hộ trên không của chúng ta có thể coi là hoàn hảo được rồi." Nhạc Dương nói, nhét bình nén khí vào trong áo, chẳng phải là quá phiền phức hay sao, mà chỉ có thể dùng một lần, nếu cải tiến để có thể gấp đi gấp lại dùng nhiều lần như dù thì sao?" Trương Lập nói, ý cậu là gấp lại cho vào ba lô ấy hả? Cũng được, cái gì cũng được, giọng lữ cánh nam vang lên ngoài cửa. Giáo quan, giáo quan, Trương Lập và Nhạc Dương không hiểu có phải đã quen rồi hay là sao, vừa nghe thấy giọng lữ cánh nam, liền lập tức đứng thẳng người lên theo phản xạ. Lữ cánh nam và ba tang, son, vương hữu lần lượt đi vào, căn phòng lập tức trở nên hơi chật trội. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, thì giáo sư Phương Tân xuất hiện trên màn hình máy tính, mọi người, làm ơn yên lặng một chút. Căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ nghe giáo sư phương tân nói lần này tôi triệu tập mọi người tới đây là vì có một chuyện rất quan trọng bản thân tôi không thể đưa ra quyết định được nên muốn thương lượng với mọi người một chút trên màn hình xuất hiện một hình ảnh khác một ông già áo trắng đeo kính hiện ra phía sau là một đống chai lọ thí nghiệm giáo sư phương tân giới thiệu đây là tiến sĩ bác truyền hùng một người bạn già của tôi chuyên nghiên cứu ngành hóa học cơ sở tiến sĩ bác truyền hùng chào hỏi cả bọn rồi lại nghe giáo sư phương tân tiếp tục nói ở chỗ tôi Tình hình nghiên cứu tấm bản đồ kia vẫn chưa có tiến triển gì hơn. Vì chưa có đột phá gì nên đang chú trọng cả vào tấm gương đồng. Sau khi nhận được chiếc gương, tôi đã lập tức liên lạc với một số chuyên gia, tiến hành phân tích âm thanh, ánh sáng và bằng dòng điện và đã thu được một chút hiệu quả. Mọi người xem thử, đây là bề mặt gương đồng dưới kính hiển vi điện tử. Một hình ảnh được phóng to, chiếm cả toàn bộ màn hình máy tính, thoạt nhìn trông hơi giống như bề mặt tinh cầu chụp bằng máy ảnh đen trắng có chỗ lại giống như núi lửa hình tròn trên mặt trăng, lại có chỗ xuất hiện các mạch núi chia tách. Trương Lập nói, đây là bề mặt tấm gương đồng sao. Giáo sư Phương Tân trong máy tính gật đầu, đúng vậy, đây là bề mặt tấm gương đồng đã được phóng to lên 100.000 lần, gần như trơn nhẵn và trơn nhẵn là hai khái niệm cách nhau cũng khá xa đấy phải không? Trác Mộc Cường Ba liền lên tiếng, nói như vậy, cổ nhân vẫn sử dụng nguyên lý chiết xạ trong quang học để tạo thành hình ảnh rồi. Giáo sư Phương Tân nói, đúng thế nếu trên tấm gương đồng này có ẩn chứa điều bí mật gì thì cũng chỉ có thể bắt tay tìm kiếm theo hai cách thứ nhất là thông qua hoa văn và văn tự trên đó tìm kiếm thông tin ẩn giấu nhưng chúng ta đã hết sức nỗ lực mà vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt văn tự cũng chỉ có mấy chữ đó dường như khả năng có ý nghĩa ẩn chứa thật cũng không nhiều nhận gì cho cam dù sao chúng ta cũng không chuyên nghiệp được như chuyên gia bên tôn giáo đến họ còn không phát hiện ra nữa cơ mà vì vậy chúng ta coi trọng việc tìm đầu mối theo cách thứ hai hơn, tức là theo hướng phản xạ tạo ra hình ảnh của tấm gương đồng. Có hai lý do khiến chúng tôi chọn cách thứ hai này làm hướng nghiên cứu chính. Thứ nhất, loại gương thấu quang này đã được sản xuất rất sớm từ thời Hán, công nghệ chế tác nó có lẽ đã tương đối thành thục. Trong thời kỳ đại đường và thổ phồn thông giao, người tạng cổ hoàn toàn có khả năng nắm bắt được kỹ thuật này. Thứ hai, tự ý nghĩa quyển trục biểu đạt, có thể thấy rằng, Cổ Cách Phương đã dựa theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu để điêu khắc ra một vật thể rất lớn, mà nguyên bản của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu lại chỉ là một chiếc gương đồng nhỏ. Sự khác biệt về kích cỡ như vậy, e rằng cũng chỉ có sự phản xạ và chiết xạ của tia sáng mới tạo ra được. Đồng thời, thông qua nghiên cứu quang học đã chứng minh được rằng, bề mặt tấm gương này đích thực đã được xử lý đặc biệt. Dưới kính hiển vi điện tử, bề mặt nó đã hiện ra những hoa văn lồi lõm có quy luật, chúng tôi lại dùng tia laser để quét bề mặt tiết diện của nó phân tích bằng máy quang phổ màu kết luận đều nghiêng về hướng nó là một tấm gương thấu quang nhưng giáo sư phương tân nói tới đây tấm gương thấu quang liền bắt đầu xoay chuyển trên màn hình máy tính một chùm sáng đỏ chiếu lên mặt gương góc độ giữa chùm sáng và mặt gương không ngừng thay đổi mặt gương cũng không ngừng xoay chuyển kế đó trên bức tường trắng dần dần có thay đổi xuất hiện một hình bóng mờ mờ góc chiếu của ánh sáng thay đổi cùng với sự xoay chuyển của tấm gương hình trên tường dần rõ hơn đôi chút nhưng nhìn thế nào cũng vẫn chỉ là một cái bóng mờ tịt, rồi khi góc chiếu sáng và góc quay của mặt gương thay đổi, cái bóng mờ đang rõ dần lên lại từ từ biến mất. Cả bọn đang chố mắt ra nhìn, kêu ồ lên một tiếng. Hình ảnh trên máy tính đảo ngược trở lại, dừng ở chỗ bóng mờ kia rõ nét nhất. Giáo sư Phương Tân nói, "Chúng tôi đã thử tất cả các góc độ, chiếu xạ bằng các loại trùng sáng nhìn được và không nhìn được, đây là hình ảnh rõ nhất mà chúng tôi có cho đến thời điểm này." Còn khi dùng ánh sáng thường chiếu vào tấm gương này, Mắt thường gần như không thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến khi mới có được tấm gương đồng, mọi người không tìm ra điều gì khác lạ. Đầu mọi người trụm lại một chỗ, chỉ thiếu điều chui cả vào trong màn hình máy tính, nhưng nhìn mãi bức hình rõ nét nhất ấy mà vẫn không thể nhìn ra là cái gì cả. Tựa như có nước chảy trên bức tường, ánh đèn chiếu vào, còn có cảm giác lấp loá nữa. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh cho hình ảnh lại gần rồi ra xa, để mọi người nhìn rõ hơn chút nữa nhìn xa thì giống bút pháp tranh sơn thủy vẩy mực truyền thống của Trung Quốc, còn nhìn gần thì chẳng ra gì hết, chẳng giống gì hết. Trác Mộc Cường Ba nói, liệu có phải do khoảng cách nguồn sáng và độ sáng hay không? Giáo sư Phương Tân nói, những thứ ấy cũng thử hết cả rồi, không có hiệu quả. Đương nhiên, trước mắt chúng tôi đang nghiên cứu các hoa văn phức tạp ở mặt sau tấm gương để xem có thể phát hiện thêm được gì không. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi Vương Hữu về tình hình lúc anh ấy phát hiện ra chiếc gương đồng này. Phương Hữu nói, lúc vừa tỉnh lại chỉ thấy một màn đêm đen kịt, vô ý của quảng dưới đất thì chạm phải một vật tròn tròn, một mặt trơn nhẵn một mặt gồ ghề, cảm giác giống như cái gương, lúc ấy cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ tiện tay bỏ vào trong ba lô. Ở đây có một vấn đề rất lớn. Chắc Mộc Cường ba sực hiểu ra, ý thầy giáo là, chỉ sợ còn sót lại thứ gì đó. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng thế, còn nhớ hình ảnh trùng điệp trong Maya A Địa Cung dạo trước tôi cho cậu xem không, khi ấy người Maya đã gắn ngược tấm gương này lên đỉnh vòm thông đạo phía sau cánh cửa cấm kỵ, nhưng vương lụ lại quờ được nó ở dưới đất. Nếu nói, thời gian 5 tháng đã khiến tấm gương đồng rơi từ trên đó xuống, vậy liệu còn thứ gì khác cũng bị rơi xuống nữa hay không, chúng ta đều không biết. Giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục nhờ chuyên gia nghiên cứu địa cung Maya xem xem có phát hiện ra được đầu mối gì ở đó hay không. Tuy rằng vụ nổ ấy có thể đã phá hủy tất cả, nhưng mà không chừng chúng ta vẫn còn một tia hy vọng nào đó. Nhạc Dương ủ rũ như trái bóng xì hơi, nói như vậy, nếu chẳng may tấm gương đồng này không hoàn chỉnh, vậy thì không thể chiếu ra tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi. Trác Mộc Cường ba kích động nói, nhưng địa cung ơi đó đã bị phá hủy rồi mà. Nhạc Dương nói, nếu đúng là vậy, lẽ nào chúng ta không thể nào phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nữa hay sao? Giáo sư Phương Tân nói, đã phân tích toàn diện rồi, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả nào. Giờ chỉ còn phương diện hóa học là chưa tiến hành thí nghiệm thôi nhưng có điều, một khi tiến hành các thao tác hóa học, rất có khả năng sẽ gây cho tấm gương đồng những tổn hại không thể phục hồi. Tôi hy vọng, có thể nghe ý kiến của mọi người. Tiến sĩ bác truyền hùng chỉ vào cỗ máy sau lưng, tôi đã sơ bộ phân tích tấm gương đồng, đây rõ ràng là một tấm gương đồng mạ vàng, nếu sử dụng phương pháp hóa học để xử lý, tôi có thể bóc đi một lớp trên bề mặt nó. Các thiết bị và máy móc cần thiết đều đã chuẩn bị xong xuôi, nếu mọi người biểu quyết thông qua thì có thể lập tức tiến hành ngay bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc, không ai biết làm vậy rốt cuộc sẽ hiệu quả gì không. Nếu vô hiệu, tấm gương đồng sẽ bị phá hủy, không thể nào phục nguyên được nữa, chính vì thế giáo sư Phương Tân gọi mọi người tề tựu cả về đây. Giáo sư nói, vương hữu, về mặt pháp luật, tấm gương này là tài sản sở hữu cá nhân của anh, ý kiến của anh hết sức quan trọng. Tôi nghĩ, chắc anh cũng từng do dự trước chuyện này rồi phải không? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc, bây giờ thì sao, thử nói ra ý kiến của anh xem vương hữu vặn vẹo hai bàn tay ừm trước đây tôi không hiểu rõ về nó lắm vậy nên không dám tùy tiện thí nghiệm nhưng chẳng phải các vị đã nghiên cứu sự việc này một thời gian rất dài rồi hay sao theo ý tôi mọi người cứ dựa theo nhu cầu thực tế mà quyết định nếu tất cả đều tán đồng tôi cũng không phản đối có điều nếu không chắc chắn trăm phần trăm tôi nghĩ chưa đến đường cùng chớ nên tùy tiện hủy hoại nó thì tốt hơn giáo sư phương tân lại nói cánh nam còn cô đây là cổ vật của tôn giáo cô có ý kiến gì không? Lữ cánh nam nói, thực ra mọi người trong giáo vẫn đang nghiên cứu những điển tịch thời cổ xem có phát hiện ra đầu mối gì mới không. Nếu phân tích theo góc độ lý tính, tốt nhất vẫn là không làm tổn hại, còn về việc người xưa có ẩn giấu gì dưới bề mặt của tấm gương này hay không, đúng là đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề khó. Giáo sư Phương Tân nói, tôi hiểu suy nghĩ của mọi người, kỳ thực tất cả đều cho rằng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì vẫn cố gắng hết sức để giữ cho tấm gương được hoàn chỉnh, đúng vậy không? thực ra lẽ nào tôi lại không nghĩ như thế cơ chứ có điều chúng tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp có thể sử dụng rồi và thực sự là không có bất cứ tiến triển nào nếu đúng là người xưa đã giấu bí mật ở bên dưới bề mặt tấm gương thì sao không mạo hiểm một chút vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được chân tướng sự thật ý kiến của tiến sĩ bác là chúng ta có thể bắt đầu từ ngoài rìa lần thí nghiệm đầu tiên sẽ khống chế ở mức làm tổn hại tấm gương dưới một phần nghìn toàn bộ trình tự đều tuyệt đối hợp lý và khoa học nếu muốn nói đến lý do, kỳ thực cả hai phía phản đối và ủng hộ đều có lý do của riêng mình. Ở đây chỉ là vấn đề có muốn liều một phen hay không, tôi trưng cầu ý kiến đa số, hy vọng mọi người có thể biểu quyết. Tôi tán thành, đường mẫn là người bày tỏ thái độ đầu tiên, giọng rất nhỏ nhẹ, nhưng nghe rõ ràng từng chữ một, vấn đề chuyên nghiệp thì giao cho chuyên gia làm. Nếu đúng là đã nghĩ đến tất cả mọi cách rồi, tại sao chúng ta không mạo hiểm thử một lần chứ? Chuyên gia có thể nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần, nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi, chúng ta hết thời gian rồi. Tất cả cúi gằm mặt, bọn họ đều hiểu rõ, đúng vậy, thời gian của Trác Mộc Cường ba không còn nhiều nữa, chỉ có Vương Hữu và Son là lộ vẻ ngạc nhiên không hiểu vì sao. Có thể thử một lần, Lữ Cánh Nam cũng nói. Vậy thì thử đi, Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh lên tiếng. Ba Tam nói, tôi không có ý kiến. Giáo sư Phương Tân nói, mọi người đều đã đồng ý, vậy thì. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Những người trong phòng giật mình kinh ngạc, nơi này rất hẻo lánh, vốn là để tránh tai mắt nhòm ngó, mọi người đến tụ họp ở đây cũng hết sức bí mật, lo lắng nhất chính là bị người khác theo dõi. Nhạc Dương nhìn qua lỗ quan sát, lập tức mở cửa ra, lớn tiếng kêu lên, Pháp Sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, hai người trở về rồi. Đội trưởng Hồ Dương cười ha hả, nói, cuối cùng cũng về được đến nơi rồi, cái việc mua mua bán bán này đến là mệt. Nào, giúp tôi cầm ba lô đi. Ồ, ở đây hết cả, mở cuộc họp hả? Trương Lập nói, không phải, giáo sư Phương Tân nghiên cứu tấm gương đồng chưa có phát hiện gì, đang chuẩn bị phân tích hóa học. Pháp sư Á La bước vào phòng, đặt ba lô xuống rồi nói, tấm gương đồng. À, tạm thời đừng thử nghiệm vội, tôi nghĩ, phía bên tôn giáo chắc đã có phát hiện rồi. Gì hả? Giọng giáo sư Phương Tân trong máy tính vang lên, tiến sĩ bác vừa chuẩn bị bật thiết bị lên, cũng ngừng tay lại. Pháp Sư Á La, có phát hiện gì vậy? Pháp Sư Á La nói, à, vừa về tới Hà Sa, tôi liền nhận được tin của các vị trong giáo, nói một phần tấm bản đồ đã được giải khai rồi, tấm gương đồng dường như cũng có điều tương tự, vì vậy tạm thời chứa nên thực hiện bất cứ thí nghiệm hóa học nào có thể gây tổn hại đến nó. Một phần bản đồ đã được giải mã rồi ư, Trác Mộc Cường Ba vô cùng kích động. Pháp Sư Á La nói, chỉ là một phần thôi, các vị trưởng lão trong giáo đã đọc rất nhiều cổ thư cổ tịch, sơ bộ cho rằng, những ký hiệu màu sắc khác nhau trên tấm bản đồ ấy là biểu thị thời gian. Thời gian, giáo sư Phương Tân lập tức cho hiện lên màn hình tấm bản đồ mà ai xem cũng chẳng hiểu gì ấy. Pháp sư Á La nói, "Trước tiên, những đường nét được vẽ bằng năm màu khác nhau này, có lẽ là chỉ thuyết ngũ hành truyền thống của Tây Tạng, thiết, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn những hình vẽ bên cạnh đường nét ấy, nhìn bề ngoài không hề có bất cứ quy luật nào, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, các vị trưởng lão phát hiện ra rằng tưởng như không có quy luật nhưng chúng lại có những quy luật nhất định. Những hình vẽ đó hoàn toàn có thể chia làm hai nhóm, một nhóm ở gần những đường nét tô màu, nét vẽ thô giáp, một nhóm cách những nét màu hơi xa một chút, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ hơn. Nhóm hình vẽ thô giáp, bất kể biến hóa thế nào, tổng cộng chỉ có 12 hình khác nhau, chính là 12 con giáp. Tây tạm thời cổ sử dụng lối tính thời gian một ngày 12 canh giờ, nếu thêm cả ngũ hành âm dương, có thể ghi thời gian chuẩn xác đến từng phút. Dựa vào lý luận đó, các trưởng lão đã xem kỹ lại toàn bộ tấm bản đồ, phát hiện những đường nét như mạng nhện ấy, từ trên xuống dưới theo thời gian tăng dần, hai nét cách nhau khoảng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Còn nhóm hình vẽ tương đối tinh tế sắc nét kia lại hoàn toàn không ăn nhập gì với lý luận về thời gian này cả, rất nhiều hình vẽ thậm chí còn chẳng hề có ý nghĩa gì, rất có thể là một loại tranh chiều tượng, hiện giờ các trưởng lão vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Dựa trên nghiên cứu về tấm bản đồ này, các trưởng lão cho rằng, hoa văn phía sau tấm gương chắc cũng hàm chứa một điều gì đó chứ không phải không hề có ý nghĩa như chúng ta đoán lúc đầu. Sau khi nghiên cứu bản dập mặt sau tấm gương, cuối cùng họ đã tìm ra được cửa đột phá, nhưng chúng tôi cần lại tấm gương ấy. Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi dây lát, rồi nói, được, ngày mai tôi sẽ gửi tấm gương về. Ông lại quay sang phía chiếc camera còn lại, ngại quá, làm phiền anh rồi, truyền hùng. Tiến sĩ bác nói, đâu có, tôi còn chưa giúp được gì mà. Anh Phương à, bao nhiêu năm nay anh đã mấy lần vào Tây Tạng tìm chó, không ngờ lại tìm được một món bảo bối lớn đấy nhé. Giáo sư Phương Tân cười, ra rồi, lần này chỉ là giúp đám người trẻ tuổi đây làm công tác hậu cần thôi, thế giới xa xăm bí ẩn kia, giờ là của đám người trẻ tuổi ấy rồi. Trương Lập và Nhạc Dương thì đã bắt đầu vây lấy đội trưởng Hồ Dương hỏi han đủ thứ, đội trưởng Hồ Dương, anh và Pháp Sư Á La đã đến Guatemala rồi hả? À? Ở Congo có phải cũng có nhiều bộ lạc ăn thịt người lắm không? hai người có gặp họ không? Linh kiện làm quả cầu thu hút ấy mua ở đâu thế? Đội trưởng dâu sổm ung dung đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói, chuyện này à, nói ra dài lắm. Đội trưởng Hồ Dương bắt đầu kể lại hành trình đi qua các nước trên thế giới của họ, làm đường mẫn nghe mà trợn tròn hết cả mắt lên, Trương Lập và Nhạc Dương thì ảo não vì không được tham gia vụ mua bán lần này. Chắc Mộc Cường Ba lại chỉ vào tấm bản đồ hỏi Pháp Sư Á La, Pháp Sư, thế còn cái này là chỉ gì vậy? Chỗ gã chỉ tay vào, là một nhóm ký hiệu kỳ lạ ở ngoài rìa, chỉ do nét thẳng và nét ngang tổ hợp lại mà thành. Trên đầu là nét thẳng, kế đó là nét ngang, rồi lại là nét thẳng. Trên tấm bản đồ da sói giả cũng có những ký hiệu tương tự như vậy, duy chỉ có số lượng nét thẳng và nét ngang là có chút khác biệt mà thôi. Hình vẽ trên hai tấm bản đồ đều là hình chữ nhật, thoạt nhìn giống như ấn chương thời cổ đại vậy. Pháp sư Á La nói, à, ký hiệu này có lẽ là tiêu ký để người xưa phân biệt thật giả, trong giáo có vị trí giả đã từng nhìn thấy hình vẽ gần giống vậy trong kinh văn, trước mắt vẫn đang tra tìm lại, tin rằng không lâu sau là sẽ có kết quả thôi. Ngày hôm sau, tấm gương đồng đã được gửi về chỗ giáo sư Phương Tân. Pháp sư Á La nói: "Giáo sư, phiền ông làm cho tấm gương này chiếu ra hình ảnh trước đã." Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Được." Tấm gương đồng liền được đặt lên một bệ bằng kim loại, trên bệ có hai cái vòng, vòng trong kẹp vào gương đồng. Để chiếc gương có thể xoay 360 độ theo hướng trên dưới, vòng trong có thể xoay chuyển 360 độ theo phương trái phải bên trong vòng ngoài, bệ kim loại đồng thời cũng di chuyển được từ trước ra sau, từ sau ra trước. Sau khi cắm điện, tấm gương đồng bắt đầu chậm chậm xoay, một chùm tia sáng đỏ từ góc tường bắn ra, phủ lên mặt gương, góc độ và phương vị không ngừng được chỉnh, một lát sau đã vào được vị trí tốt nhất, trên mặt tường liền xuất hiện một hình bóng mờ mờ màu đỏ nhạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền không ai có thể ngờ được, bí ẩn suốt mấy nghìn năm nay về shangri lại bị giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong một cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời đi tìm shangri trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấy shangri từ xa xôi tít tắp dù chỉ một lần. Khi hương ba la mật quang bảo giám mở ra, đám người may mắn này liền bị hết đợt sóng mừng vui này đến đợt sóng mừng vui khác bao bọc lấy. Trong khoảnh khắc này đây, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng, Sangri La không còn xa xôi rượu vợi nữa, nói không chừng, chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường duy nhất dẫn đến trốn thánh địa nhân gian này cũng nên. Tấm gương đồng được cố định trên bệ, Pháp Sư Á La kho người quỳ một chân xuống, nhìn vào mặt sau tấm gương, quan sát các hoa văn, giải thích, ban đầu chúng tôi cho rằng hình thú ở vòng trong cùng này là mấy loài thú lành của Phật gia như thiên xà, voi, không tước, hải trái một, nếu là vậy thì nó chẳng nói lên gì cả. Nhưng sau khi các vị trưởng lão nhiều lần cân nhắc kỹ, họ cho rằng những hình tượng này giống với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ của nhà Đường hơn. Nếu lý giải như vậy thì sẽ là biểu thị phương vị bốn phía. Ừm, nếu Chu Tước ở góc trên bên phải, Bạch Hổ ở góc trên bên trái thì đối diện sẽ là hướng Tây Nam rồi. Nhạc Dương nôn nóng nói, vậy vòng ngoài thì sao? Có phải là 12 con giáp không? Pháp sư Á la gật đầu nói, nếu dùng lý luận thời gian 12 hình chiều tượng ở vòng thứ hai có lẽ chính là 12 con giáp, nhưng hình vẽ lại hoàn toàn không giống thế. Để tôi xem kỹ lại xem, phải rồi, giáo sư Phương Tân, có thể bật tấm bản đồ kia lên được không? Giáo sư Phương Tân liền cho tấm bản đồ như mạng nhện kia hiện lên trên màn hình máy tính. Pháp sư Á La đứng lên chỉ vào mấy điểm trên bản đồ, nói, phiền anh cho chỗ này, chỗ này, chỗ này. Phóng to lên một chút, ấy, đừng to quá, cố giữ cho hình ảnh rõ nét phóng đại một lần rưỡi là được rồi. Được, đúng đấy, đúng đấy. Trương Lập nôn nóng nói, sao rồi, sao rồi. Pháp Sư Á là một tay chỉ tấm gương đồng, một tay chỉ màn hình máy tính, nói, mọi người nhìn kỹ xem, hình vẽ trên bản đồ và trên tấm gương này như thế nào. Đường mẫn thốt lên, giọng kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, ô, trông giống thật đấy nhỉ. Pháp Sư Á La nói, cũng may các vị trưởng lão đã làm bản dập của hoa văn trên mặt sau tấm gương, Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới phân biệt được đó. Rất hiển nhiên, người Tây Tạng cổ đã thần hóa 12 con giáp, hình vẽ 12 con giáp ở đây so với những gì chúng ta vẫn thường thấy hoàn toàn khác biệt, đã biến hình một cách triệt để rồi. Đây có lẽ là hổ trong 12 con giáp của người Tạng xa xưa, mọi người để ý mà xem, so với bạch hổ trong tứ thánh thú mà họ vẽ thực đúng là hai hình hoàn toàn khác nhau. Nhạc Dương nói, 12 con giáp ở vòng này biểu thị thời gian như thế nào vậy? Pháp sư Á La giải thích, giống như cách tính giờ của Trung Quốc cổ đại, 12 con giáp đại diện cho 12 canh giờ mỗi ngày, mỗi canh giờ tương đương với 2 tiếng đồng hồ hiện đại. Cụ thể như sau, trời sáng là thỏ, mặt trời lên là rồng, giữa buổi sáng là rắn, giữa trưa là ngựa, giữa buổi chiều là dê, mặt trời ngả tây là khỉ, mặt trời lặn là gà, trời tối là chó, nửa buổi tối là lợn, nửa đêm là chuột, nửa đêm về sáng là trâu, trời hửng là hổ. Điểm khác biệt là Người Tây Tạng cổ lấy thời điểm trời sáng làm bắt đầu một ngày mới, chứ không phải lúc nửa đêm." Trương Lập nói, "Vậy thời gian trên tấm gương đồng này biểu thị cái gì chứ?" Pháp sư Á La nói, "Về điểm này thì cần phải xem đặc trưng toàn diện của tấm gương đã. Chúng ta tạm gác 12 con giáp ở vòng thứ hai này lại, hãy xem hình vẽ ở vòng thứ ba trước. Mới ban đầu, chúng tôi đếm được 24 hình vẽ trong Hoa Văn Hình Sóng." 24 hình vẽ này khiến chúng tôi cảm thấy rất khó khăn, mà trong tôn giáo quả thật có rất ít thứ liên quan đến con số này. Đầu tiên, chúng tôi giả thiết là nhị thập tứ tổ, nhưng các hình ảnh này rất hung ác, ánh mắt tà dị, lại còn có cả thú lẫn người, hiển nhiên là không phù hợp với suy đoán ấy. Có điều, sau khi các vị trưởng lão quan sát kỹ bản dập, đã phát hiện ra mấy chỗ ẩn mật. Mọi người xem kỹ đi, chỗ vuốt rồng của thanh long hướng về sóng biển này, có một chóp nhọn như cái sừng, bên dưới mỏ chu tước, có bóng lưng thấp thoáng ẩn hiện, chỗ đuôi bạch hổ, ngấm ngầm che giấu một móng vuốt, bên trên huyền vũ không có gì. Nhưng nếu quan sát kỹ, nhìn theo ánh mắt nó, sẽ thấy có hai đóa hoa sóng bắn vé lên, nhưng lại không va vào nhau. Cộng với 24 hình tượng còn lại, không khó để có thể lý giải rằng, ở đây còn một hình nữa, chẳng qua là đã bị giấu đi, ý chỉ rằng mắt người Trần không thể nhìn thấy được. Nếu hiểu theo cách như vậy, vòng thứ ba của tấm gương này không phải chỉ có 24 hình mà là 28, mọi người có liên tưởng đến gì không? Nhạc Dương lẩm bẩm suy nghĩ, 28, 28. 28 đại biểu cho cái gì nhỉ? Trác Mộc Cường ba giật mình, buột miệng thốt lên, Nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú, nghe Trác Mộc Cường ba nói, Nhạc Dương cũng đã nhớ lại, nói, "A, à, tôi có chút ấn tượng, hình như là Nhị thập bát tú chi quỷ trong Phật giáo phải không?" Pháp sư Á la gật đầu, "Không sai, ban đầu khái niệm nhị thập bát tú được truyền từ Phật giáo Ấn Độ sang, thời cổ đại được dùng để quan trắc thiên tượng, phân chia làm tứ tượng, mỗi tượng có 7 tinh tú. Nói theo kiểu hiện đại bây giờ, mỗi tinh tú tức là một tròm sao đấy. Những ghi chép sớm nhất cho rằng nhị thập bát tú là những tròm sao phân định sự vận hành của nhật nguyệt, đồng thời chia ranh giới của bầu trời. Mà đăng ra kinh quyển thượng, đại tập kinh quyển 41, tú diệu kinh. Tất cả đều có đề cập, dùng nhị thập bát tú để ghi lại ngày tháng năm, hoặc luận tính chất của các tinh tú, hoặc kết hợp với ngày tháng giờ sinh của người mà suy đoán cát hung hòa phúc. Trong Phật giáo, nhị thập bát tú không chỉ đại biểu cho 28 chòm sao, mà còn dùng để biểu thị luân hồi túc quỷ, vì vậy còn gọi là nhị thập bát quỷ. Về sau, nhị thập bát tú lại được đạo giáo ở Trung Nguyên dẫn dụng, rồi sắp đặt lại thành nhị thập bát tú tinh quân, vì vậy, nó có thể biểu thị rất nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, trong nghi thức tế bái mạn Đà La, nó cũng có một vị trí nhỏ nữa. Pháp Sư Á la chạm tay vào nhị thập bát tú tinh đồ giữa làn sóng biển ở mặt sau tấm gương đồng, nói, đương nhiên, khi chúng tôi mới đếm được tổng cộng có 28 đồ hình khác nhau, cũng chưa dám đoán định đó chính là nhị thập bát tú, bởi vì trong các kinh điển của Phật giáo, còn có cả nhị thập bát tổ, nhị thập bát thiên, nhị thập bát bộ. Nữa, mỗi tên gọi đều hàm nghĩa khác nhau. Cuối cùng, sau khi thẩm định nhiều lần, mới nhận định 28 đồ hình đó biểu thị cho nhị thập bát tú. Có điều, những tri thức về thiên văn lịch pháp có liên quan tới nhị thập bát tú quả thực quá nhiều, quá phức tạp, nên tôi chỉ có thể nói với mọi người một cách đơn giản là, ở trên phương Tây Nam, là sao quỷ, thuộc phân khu quản hạt của Nam Phương Chu Tước. Bảy sao dưới sự quản hạt của Nam Phương Chu Tước là cảnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần. Trong kinh sách gọi sao quỷ này là An Tiểu Đề, đến ngày trực nhật, nó sẽ truyền bệnh dịch, khiến người ta nằm mơ giao hoan với một người đàn bà hoặc đàn ông, dẫn đến tinh thần suy kiệt. Bệnh dịch này đồng thời lây lan giữa những người trong một nhà, khiến cả nhà khô héo tiểu tụy, không đầy 3 năm, tất cả sẽ bị hút cạn tinh huyết mà chết. Trương Lập ngạc nhiên nói, ô, thì ra người ta hay nói tinh tận nhân vong chính là để chỉ nó hả? Pháp Sư Á Lam mỉm cười điềm đạm nói, tóm lại, một hàng dọc theo hướng Tây Nam này, lần lượt chính là trâu trong 12 con giáp và tròm sao quỷ trong nhị thập bát tú. Vậy là chúng ta có thể biết được một cách đại khái rồi, tròm sao quỷ là tinh tú, đại biểu cho nguồn sáng, Chu Tước và Bạch Hổ đều là tứ tượng, đại biểu cho phương vị, châu là một trong 12 con giáp, đại biểu cho thời gian, cũng có nghĩa là khi sao quỷ vận hành đến giờ sửu châu, chiếu ánh sáng từ phương tây nam xuống, sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh rõ nét trên tường, nhưng tại sao chúng ta lại không thể nhìn thấy hình ảnh đó chứ? Tôi nghĩ, đáp án có lẽ nằm ở bên ngoài vòng thứ ba. Đợi chút đã, Pháp Sư Á La còn chưa dứt lời, nhạc dương đã kêu ré lên, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh chàng vỗ vỗ chán, nói, tôi đã nghe thấy câu này ở đâu rồi ấy nhỉ, để tôi nhớ lại xem nào, nhất định là đã nghe thấy ở đâu rồi. Trương Lập ở bên cạnh nói, kỳ lạ thật, sao hình như tôi cũng từng nghe rồi thì phải. Bị vẻ thần bí của Nhạc Dương và Trương Lập ảnh hưởng, nhất thời tất cả những người trong phòng đều nảy sinh ra cảm giác tương tự, tựa như đã từng nghe thấy câu này ở đâu đó rồi, cùng lặng yên lục tìm trong ký ức, đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ. Nhạc Dương lẩm bẩm, quỷ, nghiêu, quỷ, nghiêu, quỷ vu kim nghiêu, anh và Trương Lập đồng thanh kêu lên. Đại Hồng Liên Diệu, Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức sực hiểu ra, tiếp một câu, đó là chuyện của hơn một năm về trước ở cánh cửa sinh mệnh. Hơn năm dòng bôn ba vất vả cơ hồ đã khiến họ quên sạch cả mấy câu kệ ấy. Văn thủ Bồ Tát, cầm đồng thủy trước ngực mở ra vô lượng minh. Giáo sư Phương Tân hết sức nhanh chóng tìm trong dữ liệu máy tính ra đoạn băng ghi hình đó, mọi ánh mắt lập tức được đưa trở về căn mật thất dưới lòng đất ở cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân đang chụp ảnh cái miệng cá tượng trưng cho núi Tu Di, còn pháp sư Á là ở bên cạnh thận trọng giải thích, thực ra, nội dung khắc trên tường chắc là một phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đây không phải quỷ quái theo nghĩa truyền thống, mà là một trong nhị thập bát tú. Kim Ngưu là thời gian, ý tức là vào thời gian Kim Ngưu, sao quỷ xe ở chính giữa phía trên cánh cửa sinh mệnh, đại hồng liên diệu, rất rõ ràng chính là ánh sáng sẽ chiết xả qua viên hồng ngọc này. Đại hồng liên đồng thời cũng chính là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong Bát Đại Băng Đông Địa Ngục, mấy thứ này đều không quan trọng. Ừm, Văn Thù Bồ Tát, phải rồi, mọi người nhìn xuống sàn nhà xem, có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc mà có hình lá sen. Giáo sư Phương Tân, pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn, Trương Lập, Nhạc Dương, tất cả đều kinh ngạc đến bần thần, ngây người, người nhìn vào màn hình máy tính, tựa như đã trở lại hang động ấy. Ngoài bốn chữ không thể tin được ra, trong đầu họ chỉ còn là một vùng trắng trống rỗng. Sao có thể như vậy được, sao có thể như vậy được? Trương lập lầm bẩm hai ba lượt, nhạc dương cũng phụ họa theo, đúng thế, một thứ ở châu Mỹ, một thứ ở cánh cửa sinh mệnh, cách nhau cả mười vạn tám nghìn dặm, rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ? Thật không dám tin nữa, đây có phải là trùng hợp không? Chắc không phải chứ, đường mẫn kêu lên. Đức ma hê thủ la vạn năng, dưới ánh sáng thần thánh của người, chúng con sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Pháp Sư Á La chắp tay thầm khấn nguyện. Chắc Mộc Cường Ba cũng không sao hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại như vậy? Sao lại đặt cùng một thứ ở hai nơi cơ hồ như vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau? Vị sứ giả hơn nghìn năm trước ấy rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Lúc này, người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo là giáo sư Phương Tân. Ông kéo vạt áo chắc một cường ba, lớn tiếng nói, cường ba, cường ba, viên đá đó đâu rồi? cậu để đâu rồi, viên hồng bảo thạch ấy. Lữ cánh nam cũng nói, lúc đó sau khi giao cho cơ quan nhà nước nghiên cứu, tôi đã lấy về trả cho anh rồi mà. Trác Mộc Cường ba giật mình sực tỉnh, vội vàng nói, trong tủ mật mã, trong tủ mật mã chuyên để tài liệu của chúng ta, tôi đi lấy ngay đây. Trác Mộc Cường ba lấy trong tủ bảo hiểm ra viên hồng bảo thạch to bằng cái cúc áo, tất cả mọi ánh mắt đều bị hút vào đó, tựa hồ như viên đá đỏ như giọt máu ấy phát ra những tia sáng chói lòa rực rỡ. Bạn đang đọc tại .com. Giáo sư Phương Tân kích động đến độ suýt chút nữa đã đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng ông cố ghìm tinh thần đang hưng phấn của mình, đồng thời cũng để mọi người khắc chế bản thân, không ngừng nhấn mạnh: chớ nên gấp, chớ nên gấp, từ từ thôi, nghĩ đi, nghĩ trước đi đã. Viên đá đỏ ấy đặt ở giữa, đóa sen của văn thù bồ tát đặt cách tu di sơn bao xa nhỉ? Trương Lập, cậu đứng lên, hướng tây nam, đúng đúng đúng, đúng để mọi người nhìn, tượng bồ tát ấy có lẽ cao bằng người, đúng để tôi đưa tấm gương đồng đến vị trí cao ngang ngược cậu, được. Tiếp đó sẽ là viên hồng bảo thạch này, cần thêm một chiếc bàn nữa, nhạc dương, cường ba, kê cái bàn kia lại đây, nhanh lên, nhanh lên, cẩn thận, cẩn thận. Dưới sự chỉ huy hết sức bình tĩnh của giáo sư Phương Tân, căn phòng lập tức biến dạng, viên hồng bảo thạch được đặt giữa bàn, dùng một cái đầu đũa chống lên, tấm gương đồng cũng đã được đặt lại phương vị. Giáo sư Phương Tân cầm một bộ điều khiển từ xa để bật tắt trùng sáng, Ngón tay cái mân mê trên nút bấm tựa như trong tay ông là bộ điều khiển phát nổ của quả bom vậy. Trương Lập nói, chẳng trách chúng ta chỉ có thể thấy cái bóng mờ mờ chứ không thể nhìn rõ hình ảnh, thì ra là bởi chúng ta chỉ sử dụng chùm sáng bình thường. Ánh sáng sau khi được viên hồng bảo thạch này chiết xạ sẽ biến thành một chùm sáng tán xạ, lúc chiếu lên gương chắc sẽ có hiệu quả khác, ừm, xem ra lại có kỳ tích rồi đây." Giáo sư Phương Tân nói, "Không chỉ có vậy, rất có khả năng cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật trùng điệp ảnh." còn nhớ tấm ảnh chụp được ở Maya A không? Rất có thể là một phần hình ảnh được khắc trên viên bảo thạch, một phần lại khắc trên tấm gương đồng, chỉ lấy được một trong hai vật ấy thì vĩnh viễn không thể nào có được tấm hình hoàn chỉnh, chỉ khi trồng hai hình ảnh lên nhau mới có được ảnh phản chiếu hoàn chỉnh. Nhạc dương lắp bắp, có, có khả năng vậy sao? Người, người xưa làm sao có được kỹ thuật đó chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, có khả năng ấy lắm, từ thời đường, kỹ thuật làm gương thấu quang đã đạt tới trình độ đỉnh cao rồi khi cha tìm sử liệu chúng tôi đọc được một đoạn nói rằng lúc văn thành công chúa nhập tạng để nàng không cảm thấy cô đơn nơi nước người đường trung tông đã lệnh cho các thợ khéo trong đại nội mài một tấm gương đồng đưa đến tây tạng khi công chúa nhớ nhà có thể dùng tấm gương này chiếu ánh sáng hắt lên tường trên đó sẽ hiện ra hình ảnh người thân còn có thuyết nói rằng khi tấm gương thay đổi phương vị trên tường sẽ hiện ra những hình ảnh khác nhau kỹ thuật tinh diệu thần kỳ ấy được người tạng gọi là ma kính Kỹ thuật gương thấu quang này hình như lưu truyền được đến đời tống thì mất dần. Pháp sư Á La nói, đừng thảo luận mấy chuyện lặt vặt đó nữa, giáo sư Phương Tân, ông bật đèn lên đi. Giáo sư Phương Tân trịnh trọng ấn nút trên điều khiển, một chùm sáng đỏ chiếu đúng vào viên hồng bảo thạch. Khi vị trí của nguồn sáng không ngừng thay đổi, dần dần, đã có một chùm sáng đỏ khác được viên bảo thạch chiết xạ bắn ra, từ phương thẳng chuyển thành phương ngang, tia sáng khuếch tán từ gần ra xa, giống như là quầng sáng của đèn pin vừa khéo trùng với kích thước của gương đồng. Giáo sư Phương Tân lại ấn thêm một nút khác, cho tấm gương bắt đầu tiến dần lên đón lấy quầng sáng đỏ ấy, rồi điều chỉnh phương vị, khoảng cách cho phù hợp. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, nhìn chăm chằm vào mặt tường trắng đối diện với tấm gương, trên tường chỉ hắt ra một quầng sáng tròn cao bằng người. Một bóng mờ bắt đầu xuất hiện, dần rõ nét hơn. Giáo sư Phương Tân cố đè nén tâm trạng kích động, giữ bộ điều khiển trong tay cho tốc độ di chuyển và xoay của gương đồng từ từ chậm lại. Cuối cùng, bức họa thần bí đã từ từ trải ra trước ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, tựa như có dòng nước chậm chạp ngấm dần từ trên đỉnh bức tường xuống, lại như vầng thái dương mới nhú nâng dần đường phân giới của bóng ảnh trên tường lên cao, tất cả đều như mộng ảo, khiến mọi người có mặt ở đó đều mê mẩn. Nơi đó có núi non vây quanh, vô số ngọn núi sừng sững trải rộng như cánh hoa sen, chính giữa đóa hoa là một vách núi dựng đứng cao ngất, từ đó vươn ngang ra ba bình đài, không phải dạng bậc thang mà lơ lửng ghim vào vách đá như răng cưa, Thác nước, mây trời bao bọc tứ phía, vô số cung điện, đình đài, lầu các ẩn hiện thấp thoáng. Trong khung cảnh huyền ảo mơ hồ ấy, lại có cả chim hạc, chim ưng bay lượn, thật đúng là như trốn thiên cung tiên cảnh, chỉ có màu nền vẫn là một quần đỏ hồng, thoạt trông rất giống một tác phẩm thuộc trường phái hội họa triều tượng. Cả đám người đều nhìn đến thất thần, giáo sư Phương Tân cũng quên cả cố định tấm gương đồng, mãi đến lúc tấm gương xoay đi góc độ khác, hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ mờ nhạt, mọi người mới giật mình sực tỉnh. Nhạc Dương cuốn quyết kêu lên, giáo sư, qua rồi, qua rồi. Giáo sư Phương Tân giật thoát người, vội vàng điều chỉnh tấm gương quay trở lại. Pháp sư Á la chợt lên tiếng, không đúng, ánh sáng này không đúng, các vì sao chiếu ra ánh sáng tự nhiên, thông qua hồng bảo thạch chiết xạ mới thành ánh sáng đỏ, nhưng đây chúng ta lại trực tiếp dùng ánh sáng đỏ, vì vậy hình ảnh vẫn chưa chính xác, phải đổi nguồn sáng khác đi. Giáo sư Phương Tân liền điều chỉnh lại quang phổ, sử dụng ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Lần này, hình ảnh họ nhìn thấy đảo ngược lại, dần dần hình thành từ dưới lên trên, giống như một màn ảo thuật. Một cảnh tượng càng khiến người ta không dám tin vào mắt mình lại xảy ra, cả một vùng bên ngoài trần thế đảo nguyên rực rỡ sắc màu, vô số lầu các đình đài rực rỡ ánh vàng lơ lửng trên không trung, từ từ trải hiện ra trước mắt đám người may mắn. Sau khi đổi sang sử dụng ánh sáng tự nhiên, trùng sáng được viên bảo thạch chiết xạ không ngờ lại không biến thành rực rỡ bảy màu liên tiếp như cầu vồng, mà lại như ngòi bút của nhà danh họa, phân bố hết sức hài hòa thành trời xanh mây trắng, núi tuyết mênh mang, tùng xanh hoa đỏ, chim bay thú chạy, vệt dáng hồng kia vừa khéo tạo thành vầng dương đang lấp ló phía trời đông. Đây, rốt cuộc là, sao mà làm được vậy? Trương Lập đứng gần bức tường nhất, vươn tay ra chạm vào đó, trên màu u bàn tay lập tức hiện lên một kiến trúc dạng cung điện, tường trắng đỉnh vàng, cột nhà màu đỏ rực, xà dương đều rực rỡ sắc màu, nhìn rõ cả những điêu khắc chạm trổ trên song cửa. Trên lưng con thú gắn trên nóc nhà có một con chim đang đậu, ánh sáng lấp lóa lướt qua như mộng như ảo. Trương Lập nín thở một hồi lâu, như chỉ sợ mình thở ra một hơi, sẽ khiến con chim nhỏ không bằng đầu kim kia sợ hãi mà bay đi mất. Đợi đến lúc bức họa chảy hết ra, chỉ thấy núi tuyết sừng sững, cây xanh mơn mờn, mây lành vấn vít dạng dỡ, khe núi mờ mịt, nhìn xa thấy tiên sơn lừng lững, núi non san sát, thanh sơn ngọc tuyền, khí thế hiên ngang, lầu đài dựa vào núi non, ẩn hiện tựa thiên cung vườn thánh, rộng rãi khoáng đạt, khí tượng giạt rào. Đến chỗ gần, càng có thể thấy lưu ly rực rỡ, hưu nai chạy nhảy. Trước tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn cả tạo hóa ấy, bất cứ hình dung nào cũng đều là vô nghĩa. Ánh mắt hút theo luồng sáng, tâm tình cũng theo cảnh vật mà dập dờn dao động, ở vòng ngoài cùng của cảnh tượng, vẫn là mấy ký hiệu mật mã tạng cổ được phóng to lên mấy lần, lộ lộ như khắc trên tường hương ba la mật quang bảo giám. Trong khoảnh khắc, thời gian không gian như ngưng động, đến hơi thở cũng ngừng theo, cả đám người ngây nhìn hình ảnh trên tường, cảnh đẹp mỹ diệu trên đó đã thu hút trọn linh hồn họ. Tiên cảnh trong truyền thuyết trải qua nghìn năm vùi lấp trong lịch sử, cuối cùng đã trùng hiện lên trước mắt người đời. Một con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng hút kẻ gian. Khoảnh khắc ấy, đám người đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu cuối cùng cũng đã được thoáng nhìn qua vị trí của bạc ba la. Bạc ba la thần miếu vốn vẫn chỉ được cho là có tồn tại, trong phút chốc trở nên rõ rệt mà gần gũi vô cùng. Bọn Trương Lập, nhạc dương thảy đều ngẩn ngơ không thốt lên nổi một lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục. Còn Pháp Sư Á La thì không biết đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần, đường mẫn lại càng kích động đến độ nước mắt lá trá tuôn rơi, kéo vạt áo chắc một cường ba nhảy cẫng lên, mừng rỡ, tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Bàn tay chắc một cường ba mạnh mẽ đặt lên vai đường mẫn, cũng kích động không kém gì cô, đúng thế, cuối cùng đã tìm thấy rồi. Bước vào ngưỡng vọng, ngẩng đầu rồng dương cánh phụng, lui ra ngửa mặt, cây cao ngất núi vần mây. Giáo sư Phương Tân chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tử danh trà, chốc chốc lại lắc đầu, chỉ thấy trời đất bao la không gì ly kỳ là không có, đột nhiên trông thấy một bức tranh như thế nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy, tiếc nhất là bản thân ông lại không thể nào đến được nơi như thế. Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tay Nhạc Dương, Nhạc Dương hét toáng lên kêu đau oai oái, Trương Lập mới nói, không phải nằm mơ, sanri là tồn tại thật hay sao? thật sự có một nơi như thế hay sao? Nhạc dương dơ bàn tay bị trương lập cấu đến tím bầm xoa mạnh dưới cằm, thở dài cảm thán, kỳ tích, đây đúng là kỳ tích, đừng nói là một nghìn năm trước, dẫu là một nghìn năm sau nữa, cũng chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung mà thôi. Cảm giác kinh ngạc và mừng rỡ ban đầu từ từ lắng xuống, giáo sư Phương Tân nói, được rồi, các bạn của tôi, chúng ta còn chưa tìm thấy nơi đó đâu, giờ mới chỉ được nhìn hình ảnh của bạc ba la thần miếu mà thôi. Khoảnh khắc kích động đã qua đi rồi, cần phải dùng lý trí để quan sát, cần phải tìm ra con đường chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, bên trong kia có cái tủ, kê ở đầu giường ấy, tủ màu đỏ ấy, nhìn thấy chưa? Trong đó có máy quay phim đấy, bắt đầu làm việc, tôi còn phải tiếp tục điều chỉnh vị trí của tấm gương đồng một chút nữa để được hình ảnh rõ nét nhất, cậu lấy máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi, sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính xử lý lại, ok. Nhạc Dương đi lấy máy quay. Giáo sư Phương Tân bắt đầu tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối giữa tấm gương và viên hồng bảo thạch, đồng thời nói: "Mọi người thấy bức tranh tiên cảnh này như thế nào?" Đường mẫn lên tiếng: "Rất giống trong các tài liệu về Sangri-la mà chúng ta tìm được, rất nhiều tài liệu miêu tả như vậy, đó là một nơi thần bí ẩn tàng đâu đó trên cao nguyên Thanh Tạng, cả vương quốc được bao bọc trong hai tầng núi tuyết, gồm tám khu vực tựa như tám cánh hoa sen, chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Vương cung Kala, trong đó có lãnh tụ tối cao của vương quốc Sangri-la." Tương truyền, những cư dân sống ở là đều là thánh nhân có trí tuệ vời vợi, thân thể cao lớn, lại sở hữu sức mạnh của thiên nhiên, cho đến ngày nay, họ vẫn lợi dụng nền văn minh phát triển cao độ, thông qua một đường hầm bí mật gọi là cái rốn của quả đất để liên hệ với thế giới này, đồng thời khắc chế và kìm hãm thế giới này. Sự thực thì, đã từ rất lâu rồi, đường hầm thần bí gọi là cái rốn của quả đất này vẫn luôn được coi là con đường duy nhất dẫn đến Shangri-La, đồng thời trở thành mấu chốt quan trọng trong quá trình tìm kiếm vùng thánh địa ấy. Pháp Sư Á La nói, Sangri La là một thế giới thần bí được núi tuyết vây bọc. Trong Phật giáo, Sangri La là thánh địa mà con người ngưỡng vọng, nằm ở phía bắc nam thiêm bộ châu, hình tròn, dạng như tám cánh hoa sen, quanh vùng trung tâm và hai bên những cánh sen đều có núi tuyết, các cánh sen được phân tách bởi dòng nước hoặc núi tuyết. Núi tuyết và núi chọc, núi đá và cỏ cây, rừng cây ăn quả, hồ nước, viên lâm, đều được bố trí hài hòa đến độ khiến người ta say mê ngây ngất ở nơi đó không có nghèo đói và khốn khổ không có bệnh dịch và cái chết cũng không có những nghi kỵ gian trá giữa người và người lại càng không có oán hận hay giết chóc ở nơi đó quanh năm hoa nở nước trong leo lèo mùa màng lúc nào cũng chờ người thu hoạch quả cây ngọt lịm rung rinh đầu cành vàng bạc la liệt núi non chất đống ngọc ngà tiện tay nhặt lên một viên cũng hết sức chân quý đương nhiên ở đó không dùng đến tiền bởi có tiền cũng vô dụng người ở đó có thể dùng ý niệm chi phối tất thảy vạn vật ở ngoại cảnh hễ thấy lạnh quần áo sẽ tự động dày thêm, khi nóng sẽ lại tự mỏng đi, muốn ăn thứ gì, các món ăn ngon ngọt sẽ tự bay đến trước mặt, no rồi, thực phẩm lại tự động lui đi. Tuổi thọ của người ở Samri La phải tính bằng con số nghìn năm, muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, chỉ khi nào sống chán trường rồi, cảm thấy nỗi khổ của sự trường thọ, muốn nếm mùi cái chết ra sao, mới thoải mái thong dong mà chết. Trương Lập đứng bên cạnh giúp Nhạc Dương điều chỉnh máy quay phim, nghe phát Sư Á la giảng giải, bất giác ngẩng đầu lên, Ồ, thế chẳng phải là chỉ có vườn địa đàng mới hoàn mỹ như vậy thôi chứ? Đường Mẫn lại lên tiếng, không chỉ có vậy thôi đâu, có sách còn chép rằng, Sangri-la nằm trên hòn đảo nổi giữa một cái hồ đầy rượu ngon, có tòa vương cung nằm giữa khu rừng thần thánh, muốn đến hòn đảo đó cần phải ngồi lên kim điểu mới đi được. Còn có sách khác chép rằng, ở khu vực Khang Ba từng có một đứa trẻ đã đến Sangri-la. Đứa trẻ trông thấy những đóa sen to bằng bánh xe, vì đi đường mệt quá, liền nằm trên cánh sen khổng lồ thiếp đi một giấc lúc tỉnh dậy thì thấy toàn thân thơm ngát dịu dịu. Trở về đến nhà, cha mẹ đứa trẻ đều đã qua đời, xung quanh là một đám người già tóc bạc. Đứa trẻ phải mất một lúc lâu, mới nhận ra những ông bà già ấy đều là bạn bè năm xưa chơi chung với mình. Trác Mộc Cường Ba nói, tóm lại, ở Tây Tạng mà cậu muốn nghe truyền thuyết về Sanri La thì có nghe 10 ngày 10 đêm cũng không hết. Rất nhiều câu chuyện vừa tường tận kỹ càng lại vừa sinh động hấp dẫn, có điều không ai chứng thực được mà thôi. Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là một vùng lạc thổ tự do và hạnh phúc tồn tại trong lòng những người nông nô chịu nhiều tầng áp bức ở xã hội cũ, chưa bao giờ tin rằng đó lại là sự thật, nhưng hôm nay, thật đúng là không thể nào ngờ được, thật không thể nào ngờ được. Trên đời này lại có một nơi như vậy tồn tại. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, kỳ thực bất kể là trong phiên bản truyền thuyết nào, hình dáng của Sangri La cũng giống nhau một cách kinh ngạc, có hình bông sen tám cánh. Từ điểm này, có thể nhận thấy rằng nơi này cũng không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng và bịa đặt của người xưa, nhất định là phải có một hình mẫu nào đó. Mọi người nhìn thử mà xem, bức họa này và vương quốc shangri La trong truyền thuyết kia thật giống nhau, mấy ngọn núi tuyết kia đều uốn quanh, trông có giống một cánh hoa màu trắng không? Trương Lập nói, nhưng làm gì có tám cánh chứ? Giáo sư Phương Tân giải thích, những người thợ ngày xưa muốn hình ảnh của bạc ba la thần miếu hiện lên, nên đã xử lý rất tốt địa hình tổng thể của vùng shangri La này. Chúng ta chỉ có thể thấy bốn ngọn núi tuyết, nhưng đây thuộc hướng đối diện Bạc Ba La Thần Miếu, còn hướng không nhìn thấy kia thì lại nằm ở sau lưng, có lẽ còn bốn ngọn núi tuyết nữa đấy. Nhìn xem, vì chiết xạ qua viên hồng bảo thạch nên màu nền cũng là một sắc hồng nhàn nhạt, nhạt, nhưng mọi người có để ý thấy không, ở phía trên cùng kia có những vệt mờ mờ, đó chính là khoảng trống hình cung giữa hai ngọn núi mà chúng ta không thấy được đó, thật đúng là tinh xảo hết mức. Nhạc Dương nói, vậy thì bao nhiêu những kiến trúc như cung điện ở trong đây đều là bạc ba la thần miếu cả à? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, bạc ba la thần miếu có lẽ chỉ là một trong những tòa cung điện ở đây thôi, bên trong còn rất nhiều công trình khác nữa, vương cung của Sangri la chẳng hạn, ít nhất là các truyền thuyết đều nói như vậy. Nhạc Dương lại hỏi, vậy thì, tòa nào mới là bạc ba la thần miếu đây? Đường Mẫn nói, chắc là tòa cao nhất kia rồi. Trương Lập phản đối, không phải, chắc là tòa tráng lệ nhất kia kia. Đường mẫn cãi, không, là tòa cao nhất chứ. Không đúng. Pháp sư Á la lên tiếng, có gì mà phải tranh cãi, những tòa cung điện mà mọi người trông thấy ở đây, đều không phải là bạc ba la thần miếu. Trương Lập và đường mẫn ngoảnh đầu lại, đồng thanh ủa lên một tiếng. Bạn đang đọc chuyện được tại. Giáo sư Phương Tân gật đầu, không sai, tôi đồng ý với cách nhìn của Pháp sư Á la, trong những tòa cung điện chúng ta nhìn thấy ở đây, không hề có bạc ba la thần miếu. Đầu tiên là phong cách kiến trúc, không có tòa nào có phong cách gần giống với Đảo Huyền Không tự và cánh cửa sinh mệnh, tất cả những kiến trúc này nếu không tinh tế tỉ mỉ thì lại nguyên thủy đơn sơ, rõ ràng không được xây dựng cùng một thời kỳ. Còn nữa, thử nhìn lại những kiến trúc hiện ra bên ngoài này đi, mọi người có để ý thấy hay không vậy? Không có cái nào hoàn chỉnh cả, nếu không bị đá núi che khuất thì lại ẩn hiện sau rừng cây. Tuy nói là chúng ta trông thấy, nhưng thực ra đó đều chỉ là một phần của tổng thể kiến trúc mà thôi có thể nói rằng đây là một thứ thủ pháp nghệ thuật của người xưa, khiến cho các đình đài lầu các thêm vẻ thần bí huyền hoặc, càng có sức hút hơn, nhưng nếu xét trên mục đích của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì rõ ràng là không ổn chút nào. Phải biết là, vị sứ giả mang theo ba tín vật kia ra thế giới bên ngoài, mục đích chính là để hậu nhân có thể lần theo đầu mối mà ba thánh vật này cung cấp tìm đến bạc ba la thần miếu. Vậy thì, dù cho không để bạc ba la thần miếu lộ lộ ra trước mắt chúng ta, ít nhất cũng phải có một dấu hiệu rõ ràng, để người ta có thể chú ý đến chỗ ấy. Mà trong toàn bộ tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, dấu hiệu duy nhất chính là đây. Giáo sư Phương Tân điều khiển xe lăn đến sát chân tường, gắng hết sức vươn người và cánh tay chỉ vào một điểm trên tường. Mọi người đều nhìn theo ngón tay giáo sư Phương Tân chỉ tới, quả nhiên, trong toàn bộ bức họa được gương đồng phản chiếu lên tường, ánh sáng đỏ tụ thành một điểm đỏ hết sức bắt mắt ở đó, giống như có ống ngắm hồng ngoại hướng lên tường vậy. Đó là một vị trí ở mép bình đài tầng thứ ba, một chấm đỏ lộ ra giữa khoảnh rừng rậm. Nhạc Dương không kìm được buồn miệng hỏi, nhưng ở đó có gì đâu chứ? Giáo sư Phương Tân nói, đúng thế, chính là không có gì cả, mọi người nghĩ kỹ lại xem, lối vào cánh cửa sinh mệnh nằm ở đâu, lối vào đảo huyền không tự nằm ở đâu. Những chỗ đó chẳng phải là cũng không có gì hết cả hay sao? Như thế mới phù hợp với phong cách kiến trúc của tôn giáo kia, kiến trúc vùi sâu trong lòng đất, lối vào căn bản không thể phân biệt được, đó mới là bạc ba la thần miếu mà chúng ta đang kiếm tìm. Nhạc Dương vẫn thắc mắc, nhưng mà... Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, hơn nữa, hãy chú ý quan sát xem, ở đây không chỉ có một điểm đỏ thôi đâu, hãy nhìn màu nền của cả bức họa, từ khoảng cách xa, màu nền nhàn nhạt ấy chia làm hai khối, giống như là hai miếng băng dính đỏ trong suốt vậy, khi dán chồng lên nhau, màu sắc sẽ đỏ hơn một chút, có thấy hay chưa? Phần trùng lắp này, lờ mờ phát họa ra con đường dẫn đến điểm đỏ ở kia, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, những người thời cổ đại này rất giỏi đem bí mật ẩn giấu bên trong những thứ tưởng chừng như hết sức bình thường, giống như là các đồ hình đằng sau tấm gương đồng kia vậy, thoạt nhìn tưởng chẳng có gì đặc biệt, ai ngờ nó lại ẩn chứa bao nhiêu thông tin như thế. Nhạc dương trợn tròn mắt lần theo đường màu đỏ sậm hơn một chút ấy, kinh ngạc thốt lên, đúng thật đấy, nói theo kiểu của trinh sát chúng tôi, phần màu đỏ này chính là một đường đánh dấu, chỉ cách để từ chỗ thấp nhất đi một mạch lên tầng bình đài thứ ba. Người xưa đã giấu nó giữa đá núi và màu nền tự nhiên, thật không thể nào tin được, mắt giáo sư thật là tinh tường. Giáo sư Phương Tân nói, trong lòng có nghĩ đến thì mới tìm ra được. Ngay từ lúc mới nhìn thấy bức họa này, ngoài kinh ngạc chấn động ra, tôi còn cảm thấy có nhiều điểm hết sức kỳ quái, chính sự nghi hoặc ấy đã dẫn dắt tôi tìm thấy chỗ đánh dấu này. Pháp sư Á La nói, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Trác Mộc Cường Ba nói, không sai, dựa theo các ghi chép trong cổ thư tòa thành ánh sáng tỏa chiếu này có lẽ là món tín vật thứ hai được vị sứ giả kia mang ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tân đã phá giải được câu đố, khiến chúng ta biết rằng, nó chỉ dẫn cách thức từ tầng thấp nhất của Sangri La Leo lên bình đài tầng thứ ba để tìm thấy lối vào bạc ba la thần miếu, nhưng làm sao tìm được Sangri La thì chúng ta vẫn chưa hề có đầu mối nào cả. Giáo sư Phương Tân nói, còn nhớ cái khóa gỗ cổ xưa của Trung Quốc mà chúng ta phải gỡ ra trong lúc luyện tập không? Đường Mẫn đưa mắt nhìn chắc một cường ba. Trác Mộc Cường ba liếc sang phía Nhạc Dương và Trương Lập. Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau, rồi cả bốn người đều hướng ánh mắt về phía giáo sư Phương Tân. Câu nói vừa rồi của ông khiến họ như ngộ ra được điều gì đó. Giáo sư lại tiếp tục, khi mọi người gỡ xong mảnh đầu tiên của khóa gỗ, những mảnh còn lại sẽ tự động được gỡ ra một cách dễ dàng. Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này chính là mảnh gỗ đầu tiên chúng ta gỡ ra được đó. Còn chuyện làm sao mới đến được Sangrila, tôi tin rằng Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ tìm ra được thôi. Giờ đây, điều chúng ta cần phải làm, chính là dựa vào bức họa này để tìm thêm nhiều đầu mối nữa. Nãy giờ đều chỉ biết ngây ngất ngắm bức họa tinh diệu tuyệt mỹ này, giờ ai có thể nói cho tôi biết, mọi người có phát hiện ra nó có điểm gì bất thường hay không? Trương Lập Giành nói trước, tôi biết rồi, tầng mây ở trên cùng có vấn đề. Anh chàng hướng về phía nhạc dương nhướng mày một cái, rồi lại nói, đó rốt cuộc là áng mây hay là thứ gì chứ? Một con rắn rực rỡ nhiều màu, những cái lông tua tủa ở rìa ngoài kia là gì chứ? Giáo sư Phương Tân gật đầu khen, đúng vậy, đây là điểm dị thường nổi bật nhất trong bức tranh này, xung quanh không phải là gai chĩa ra mà là trùm ánh sáng mới đúng. Khả năng quan sát tự nhiên của cổ nhân hết sức nhạy bén, từ thời viễn cổ họ đã chú ý phát hiện ra mặt trời tỏa sáng theo những đường tròn đồng tâm. Có rất nhiều dân tộc từ thời xa xưa ăn lông ở lỗ đã biết dùng một vòng tròn có thêm một vòng tua tuổi như vậy để biểu thị mặt trời trong các bức bích họa của mình rồi. Trương lập thất thanh kêu lên, cái, cái gì chứ, ý giáo sư muốn nói, đây là mặt trời hay sao? Trông dài thường thượt thế, bảo là ống đèn huỳnh quang nghe còn có lý hơn, mặt trời sao lại như thế được? Giáo sư Phương Tân nói, vậy nên mới nói đây là một điểm kỳ quái, theo lý thì hình này có lẽ biểu thị nguồn ánh sáng đang tỏa ra, chỉ có điều hình dạng của nó thật quá cổ quái mà thôi. Đường Mẫn hỏi Pháp Sư Á La, liệu có khả năng hình vẽ này ngầm ám chỉ điều gì trong tôn giáo hay không pháp sư á la còn chưa trả lời giáo sư phương tân đã lên tiếng chắc không đâu chim bay thú chạy núi non sông dài nhật nguyệt tinh tú đó là những hình vẽ nhận biết về thế giới tự nhiên bất kể là dân tộc nào hệ tư tưởng nào cũng đều có ý nghĩa như nhau cả thôi pháp sư á la gật gật đầu thừa nhận ý kiến của giáo sư phương tân những người còn lại thoáng nhíu mày giáo sư phương tân lại nói vấn đề này tạm thời gác sang một bên chúng ta tiếp tục tìm xem, có còn điểm nào đặc biệt hay kỳ quái nữa không? Đường mẫn lần tìm trên bức hình chiếu một lượt, vỗ tay nói, có rồi, phần bên dưới bức tranh này không có gì cả, điểm này cũng rất lạ. Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng, nói, đúng thế, tôi cũng lấy làm kỳ quái. Theo lý mà nói, hương ba la mật quang bảo giám này là một tấm gương đồng hình tròn, hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy lẽ ra cũng phải là cả một hình tròn, nhưng ở đây chúng ta lại chỉ thấy hơn một nửa một phần năm phía dưới cùng không hề có gì hết nếu bảo rằng có thể là do vị trí của viên hồng bảo thạch hoặc tấm gương không đúng thì chúng ta không thể nhìn thấy những hình ảnh rõ nét như thế này được do đó không thể nói rằng đó là do kỹ thuật của người thợ chưa đạt e rằng chỉ có thể kết luận rằng người xưa đã cố ý làm vậy mọi người thử nghĩ xem tại sao tại sao phần dưới cùng ấy lại không có gì nếu như có thì bên dưới đó nên là gì chứ đường mẫn lẩm bẩm bên dưới bên dưới bên dưới chắc là phải có rất nhiều nước mới đúng chắc mộc cường ba giật bắn cả người câu nói ấy của mẫn mẫn tựa hồ đã chạm đến điều gì đó nhưng rất mơ hồ gã ngầm tự hỏi mình hai lượt bên dưới có rất nhiều nước bên dưới có rất nhiều nước sốt cuộc câu nói ấy khiến mình nghĩ đến điều gì nhỉ kỳ lạ thật cảm giác này lạ quá giống như lần đầu tiên nghe thấy ba ba nói kẻ địch đáng sợ nhất là kẻ địch mà ta không nhìn thấy vậy nhất định là mình đã bỏ sót điều gì đó rồi, rốt cuộc là điều gì đây nhỉ? Giáo sư Phương Tân nhìn Pháp Sư Á La, nói, có lẽ là như vậy, rất nhiều truyền thuyết đều cho rằng, Sangri La trôi nổi trên một hồ nước, hoặc Sangri La được vây giữa rất nhiều hồ nước. Ừm, đây là điểm nghi ngờ thứ hai, có còn chỗ nào khác nữa không? Pháp Sư Á La nói, màu sắc của núi và đá ở đây, không biết có thật hay không, tôi cũng chưa dám khẳng định. Giáo sư Phương Tân nói, Ý của pháp sư là, núi non ở đây đều bị màu nền phủ lên, không biết có phải bản thân nó đã màu đỏ rồi, hay là do màu của viên hồng bảo thạch này, có phải vậy hay không? Pháp sư Á La gật đầu, giáo sư Phương Tân lại nói, "Ừm, um, đây đích thực là một vấn đề đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tất nhiên, có thể nói là do viên hồng bảo thạch. Nhưng hãy nhìn màu sắc của các kiến trúc và cây rừng, có thể thấy rằng, cổ nhân hoàn toàn có khả năng khiến viên hồng bảo thạch này chiết xạ ra ánh sáng không phải màu đỏ ở một số chỗ nào đó." Vậy thì có khả năng đá núi ở đây vốn đã là màu đỏ rồi, đá núi màu đỏ. Đá núi màu đỏ, khi giáo sư Phương Tân lặp lại câu nói này lần thứ hai, ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt pháp sư Á La. Hai người cùng lúc nhận ra vẻ chấn động và kinh ngạc trong mắt nhau. Đá, núi, lửa, giáo sư Phương Tân nhấn giọng thốt lên từng chữ một, còn pháp sư Á La thì liên tiếp gật đầu. Ôi cha, giáo sư Phương Tân vỗ mạnh vào thành chiếc xe lăn, suýt chút nữa làm rơi cả bộ điều khiển từ xa kích động chỉ vào bức ảnh do gương đồng phản chiếu lên tường, có một chỗ rõ rệt nhất, mà cũng khó tin nhất, vậy mà tất cả chúng ta lại hoàn toàn không để ý đến. Ba tầng bình đài kia, cũng chính là kết cấu chủ thể của bức hương ba la mật quang bảo giám này, ba tầng bình đài ấy làm sao mà hình thành ra được. Nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất, khả năng chịu lực lớn nhất, căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức ấy được, sự đứt gãy hoặc trồng đè của các mạch núi cũng không thể hình thành ra kết cấu bình đài như thế. Kết cấu này chỉ có thể hình thành khi núi lửa phun trào lên mà thôi. Ban đầu, chỗ trên vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút, nhưng khi nham thạch nóng chảy qua, bị chỗ gồ ấy chặn đường tiến, liền dừng lại ở đó, cứ dồn hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác mới hình thành nên kết cấu dạng bình đài mà chúng ta trông thấy hôm nay. Diện tích rộng như vậy, chiều dài vươn ra khỏi vách đá xa như vậy, bình đài này không thể hình thành trong một hai lần phun trào được đâu, mà là rất nhiều lần, rất nhiều lần. Vậy thì diện mạo chân thực của Sangri-la mà chúng ta đang tìm kiếm chính là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết bao bọc xung quanh. Không ai có thể ngờ được, bí ẩn suốt mấy nghìn năm nay về Sangri-la lại bị giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong một cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời đi tìm Sangri-la trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấy Sangri-la từ xa xôi tiết tác dù chỉ một lần khi hương ba la mật quang bảo giám mở ra, đám người may mắn này liền bị hết đợt sóng mừng vui này đến đợt sóng mừng vui khác bao bọc lấy. Trong khoảnh khắc này đây, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng, Sangri la không còn xa xôi rượu vợi nữa, nói không chừng, chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường duy nhất dẫn đến trốn thánh địa nhân gian này cũng nên. Pháp sư Á la lại chắp tay niệm chú, nhạc dương tay cầm máy quay phim, bất giác hướng ống kính về phía giáo sư Phương Tân. Trương Lập Giang rộng hai tay ra, ngước nhìn giáo sư, vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải, cùng lúc có đến một mớ từ ngữ nhảy múa trong óc anh vĩ đại, tiên tri, vượt thời đại. Mẫn mẫn thì lao ảo lên, quỳ xuống ôm giáo sư thật chặt, bác thật là giỏi quá, giáo sư, rồi còn hôn lên chán giáo sư Phương Tân mấy cái liền. Trác Mộc Cường ba nhìn giáo sư Phương Tân chăm chăm, giáo sư nhìn gã với ánh mắt cổ vũ khích lệ, Trác Mộc Cường ba khẽ gật gật đầu, giáo sư Phương Tân cũng khẽ gật gật đầu, rồi cả hai cùng nở một nụ cười hiểu ý. Được rồi Mẫn Mẫn, giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên vai Đường Mẫn, cháu làm bác không thở nổi rồi đây này. Đợi Đường Mẫn lùi lại phía sau một chút, giáo sư Phương Tân nói tiếp, đây cũng không phải mình tôi nghĩ ra được, mà là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người. Mọi người hãy kiềm chế tâm trạng phấn khích, để chúng ta tiếp tục phát hiện thêm những huyền cơ ẩn chứa sau bức họa này đã, xem nó còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào nữa hay không. Bây giờ, tất cả mới lại tiếp tục tập trung chú ý vào bức tranh phản chiếu trên tường. Lần này ai nấy đều quan sát hết sức cẩn thận, nhìn thật kỹ từng chi tiết xem bức mật quang bảo giám thần bí này còn ẩn chứa điều bí mật gì nữa, nhưng rất đáng tiếc, dường như không thể tìm ra điểm nào đặc biệt hơn nữa. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi rất lâu, chợt nghe giáo sư Phương Tân cất tiếng, dường như bí mật đã được phát hiện hết rồi, chỉ bằng đợi chuyển các hình ảnh quay được vào máy tính. Sau khi xử lý xong xuôi chúng ta sẽ xem lại lần nữa xem có phát hiện gì mới hay không. Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi? Này, Nhạc Dương, Nhạc Dương, tôi gọi cậu đấy. Hôm nay sao cậu không phát biểu ý kiến gì cả? Như vậy đâu có giống với cậu, năng lực quan sát của cậu đâu rồi? Nhạc Dương dịch chiếc máy quay trước mắt ra, cười nói, bởi vì đó đều là những chỗ tương đối rõ ràng và nổi bật, tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhận ra được tôi muốn tìm những chỗ khác biệt bị ẩn đi giống như giáo sư và pháp sư Á La Cơ. Trương Lập cười hì hì, chẳng thành thật chút nào cả, không tìm được thì bảo là không tìm được đi cho rồi. Khóe miệng nhạc dương hơi nhếch lên, để lộ nụ cười tự tin và ngập tràn ánh nắng đặc biệt của mình, nói, tôi tìm thấy rồi đấy. Ô, nói ra cho mọi người nghe xem nào, giáo sư Phương Tân và những người còn lại cùng giỏng tai lên. Nhạc dương lại không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào bức họa thần kỳ kia một lúc lâu, những người khác cũng chăm chú dõi theo ánh mắt của anh chàng, trong chốc lát cả gian phòng lại lặng như tờ, chỉ còn nghe có tiếng lầm bẩm của Trương Lập, thằng nhóc này, sao mà lắm cho thế không biết. Cuối cùng, nhạc dương cũng giơ một tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa, cây ở chỗ này, rất to lớn. Phi, Trương Lập không nhịn được phá lên cười ha ha, hỏi nhạc dương, đây, đây là phát hiện của cậu đấy à, ha ha, tôi còn tưởng cậu nhìn thấy cái gì nữa chứ, ha ha. Hượm đã nào, Giáo sư Phương Tân dí sát mặt lại gần bức tường, cẩn thận nhấc gọng kính lên, rồi lại chăm chú quan sát chỗ Nhạc Dương chỉ tay đến. Ô, Pháp Sư Á là cũng lộ vẻ nghi hoặc, Trương Lập không cười được nữa, anh chàng cũng dí mặt lại gần, cây là cây, cung điện là cung điện, cây rất cao, điều này ai cũng biết, có thấy gì đặc biệt nữa đâu. Giáo sư Phương Tân trịnh trọng nói, Nhạc Dương nói chính xác đấy, đây không phải vấn đề đơn giản, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được, nếu không phân tích kỹ căn bản không thể nào thấy được điểm này đâu. Ừm, Trương lập trợn tròn mắt, thầm tự nhủ sao mọi người đều nhận ra, mà mình lại không thấy gì thế nhỉ? Có điều, vừa ngoảnh đầu lại, anh liền thấy ngay vẻ mặt cũng đang hết sức hoang mang của Mẫn Mẫn. Cuối cùng, không nhịn được, anh chàng đành mở miệng hỏi, rốt cuộc là như thế nào vậy, giáo sư? Giáo sư Phương Tân quan sát một lúc thật lâu, cuối cùng mới nói, nếu thật vậy, thì đây là một thông tin rất có giá trị. Tôi cũng để ý thấy rồi nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ đến chuyện này mọi người xem đúng như vừa nãy tôi nói các kiến trúc kiểu cung điện này đều ẩn hiện sau cây cối và đá núi lẽ nào người xưa muốn dùng thủ pháp nghệ thuật để khiến chúng toát lên vẻ thần bí hơn xa xôi rượu vợi hơn không không cần thiết phải làm thế rất rõ ràng ngoài mục đích để người có khả năng quan sát phát hiện ra lối vào bạc ba la thần miếu và con đường dẫn đến đó bọn họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều cây cối ở nơi ấy Giáo sư Phương Tân lại gần thêm chút nữa, chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình phản chiếu, hỏi Trương Lập: "Cậu xem chỗ này đi, tòa cung điện này chỉ lộ ra 3 tầng và một đỉnh vòm, thử quan sát kỹ một chút nữa xem, một tầng cao chừng nào? Theo chiều cao đó, bên dưới nó có thể còn bao nhiêu tầng nữa? Còn tòa này, bên trên đã bị che lấp, chỉ lộ ra bên dưới, đếm từ nền lên tổng cộng có 7 tầng, 7 tầng lộ ra ngoài này so với thân cây bên cạnh nó thì sao, cậu nhìn rõ chưa? Chưa cao bằng 1/3" Giờ cậu lại tiếp tục so sánh thêm chiều cao của một số cung điện khác và cây cối xung quanh đi, cậu sẽ hiểu được tại sao Nhạc Dương lại nói cây cối ở đây rất cao. Trương Lập nói, ừm, um, nói vậy thì cây cối ở đây cũng cao thật đấy nhỉ, 3721, 23 là 6, ít nhất cũng phải cao 60 mét đấy. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không chỉ vậy thôi đâu, một tầng 3 m 3 là tiêu chuẩn của nhà hiện đại, thời cổ đại, thông thường chiều cao mỗi tầng không dưới 5 mét đâu. Trương Lập lầm bẩm 7 35, không phải vậy chứ? Không sai, nếu người xưa muốn thông qua tỷ lệ này nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực của Sangrila, vậy thì chiều cao trung bình của cây cối ở đó đều hơn 100 mét. Giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói. 100 mét, Trương lập tức thì nhớ đến khu rừng mãng xà âm u lạnh lẽo, toàn thân bất giác nổi da gà, không hiểu sao bỗng lạnh toát sống lưng. Giáo sư Phương Tân nói, cây cao 100 mét không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là trong rừng cây có độ cao trung bình 100 m trở lên sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Cần phải biết là, theo thói quen sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã, rừng cây càng lớn, cây cối càng cao, sẽ càng chứa chấp nhiều động vật hoang dã thể hình to lớn. Về điểm này, những người từng gặp phải cá sấu chúa và chăn khổng lồ Anaconda ở rừng mãng xà bên châu Mỹ như Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập đều có cảm nhận hết sức sâu sắc. Đường Mẫn nói, nhưng trong truyền thuyết, ở Sangri la đâu có động vật hoang dã chứ. Giáo sư Phương Tân bật cười nói, đương nhiên, ai mà chẳng hy vọng Sangri la giống như trong truyền thuyết, nhưng chúng ta cũng đều biết, Sangri la không thể nào giống hệt như trong truyền thuyết miêu tả được. Có câu, rừng xanh rộng lớn, chim gì chim gì chim gì cũng có. Huống hồ cả một khu rừng vĩ đại thế này, không thể nào không có động vật hoang dã được, chẳng những vậy, trong bức họa này không phải đã nêu ra rất rõ ràng rồi hay sao. Giáo sư Phương Tân chỉ tay lên tường, ở đó có một con chim trông rất giống tiên hạc trong truyền thuyết bay lượn giữa tầng không tuy chỉ nhỏ bằng hạt vừng nhưng nếu dựa theo tỷ lệ bức tranh này dường như đó không còn là một con chim nhỏ nữa rồi trương lập nói nếu tính toán theo kiểu như vậy con chim đó dường như cũng hơi to thì phải đường mẫn tự an ủi mình nói chưa chắc đâu đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho đó là con chim mà thôi cũng có khả năng đó chính là một áng mây còn cả thứ trông giống con hươu này nữa mọi người xem đi chỗ này đều là màu đỏ cả, đó rất có thể là một tảng đá, tóm lại. Động vật xuất hiện trong bức họa này rất ít, nói không chừng là thật sự không có động vật hoang dã gì đâu. Nhạc Dương nói, hy vọng đúng như Mẫn Mẫn nói, chỉ có điều. Làm ơn nhớ lại anh trai cô, và cả anh ba tang nữa. Vừa nghe nhắc đến đường thọ, đường Mẫn liền không nói năng gì nữa, chắc một cường ba kéo cô lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng. Trương Lập vốn định phá lên cười, cũng không khỏi giật mình đờ người ra. Từ sau khi nhặt được cuốn nhật ký của đường thọ, anh gần như đã đọc ngấu nghiến cả ngày lẫn đêm, càng xem càng thấy kinh hãi, càng thêm phục đường thọ sát đất. Một con người như vậy, sau khi đến nơi này liền trở nên điên loạn, ở nơi thần bí ấy rốt cuộc còn ẩn giấu gì nữa chứ? Còn cả ba tang người đàn ông lạnh lùng, anh và Nhạc Dương mỗi khi ở cạnh ba tang đều như thỏ đi với sói, trong lòng thấp thỏm không yên. Thân hình khỏe mạnh tráng kiện, tính cách khát máu ấy, nếu thật sự gặp nhau trên chiến trường, chỉ sợ mười trương lập cũng không giết nổi một ba tang nhưng công cụ giết người đã bị chiến tranh mài rũa thành một cỗ máy sắt thép ấy, khi đến vùng đất thần bí kia, không ngờ cũng bị làm cho kinh hoàng mà mất cả ký ức, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cả người có thần kinh thép như anh ta cũng không chịu đựng nổi như thế. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi được rồi, chúng ta đừng tự dọa mình nữa, cũng tuyệt đối chớ nên bỏ qua bất cứ nhân tố nào có thể dẫn đến nguy cơ. Tóm lại, chỉ cần chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra, thì không chuyện gì làm khó được chúng ta nữa giờ chi bằng hãy tiếp tục quan sát xem cổ nhân còn muốn nói gì với chúng ta nữa đi cường ba cường ba à vâng trác mộc cường ba hơi giật mình luống cuống giáo sư phương tân nói sao vậy từ lúc nhìn thấy hương ba la mật quang bảo giám cậu cứ như từ thứ vào doanh trại quân tàu vậy không có ý kiến gì hả trác mộc cường ba nói ừm um, tôi tôi vẫn đang nghĩ vừa nãy hình như có cảm thấy gì đó nhưng lại không sao nhớ ra được đặc biệt là lúc nghe mẫn mẫn nói phần bên dưới bức tranh này lẽ ra phải có rất nhiều nước, tôi đã cảm thấy mình nắm bắt được thứ gì đó rồi, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không biết mình muốn nắm bắt thứ gì, vì vậy tôi vẫn đang lục tìm trong trí nhớ, có điều, những gì mọi người thảo luận tôi đều nghe cả. Bằng bức tranh mật quang bảo giám này, cổ nhân đã dùng trí tuệ của họ bày ra trước mắt chúng ta một sangri la chân thực hết mức. Nhưng điều tôi muốn biết hơn nữa là, làm sao chúng ta đến được nơi đó. Tôi vẫn luôn nghiền ngẫm những lời thầy giáo đã nói, phải nhìn xuyên qua bề mặt của sự vật, nhìn thấy những thứ ẩn đằng sau chúng. Chúng ta hiện có rất nhiều đầu mối, thậm chí cả tấm bản đồ duy nhất cũng đang ở trong tay rồi. Nhưng chúng ta lại không thể tìm ra con đường dẫn đến Sangri la từ những đầu mối ấy, rốt cuộc, trong những đầu mối đó đang ẩn chứa điều gì chứ? Có điều gì chúng ta đã sơ suất bỏ qua rồi? Tôi có cảm giác, tôi sắp nắm được thứ ấy rồi, khi nhìn bức họa này, cảm giác ấy lại càng mạnh bội phần. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thật sao giáo sư phương tân ngồi thẳng người dậy nói đừng để cảm giác ấy trượt mất tất cả mọi người sẽ cùng nghĩ giúp cậu ông biết có những lúc cảm giác có một tia sáng lóe lên trong đầu ấy còn có hiệu quả trực tiếp hơn là phân tích lý tính nhiều lần đặc biệt là đối với trác mộc cường ba từ lúc giáo sư quen biết gã trực giác của anh chàng dân tộc tạng này vẫn luôn luôn mang đến cho người ta những thu hoạch không thể nào ngờ đến ánh mắt giáo sư phương tân hướng về phía bức họa trác mộc cường ba đang nhìn chăm chú nói vậy chúng ta bắt đầu từ Sangria đi Mẫn Mẫn, cháu và cường ba đã tập hợp được khá nhiều tài liệu về Sangria, giờ chúng ta sẽ đúc rút ra những phần quan trọng, mấu chốt nhất. Cháu nói xem trong các tài liệu đó có đề cập đến phương pháp nào để đến được Sangria hay không? Đường Mẫn nói về điểm này, tuy có rất nhiều cách nói khác nhau, nhưng đại thể quy nạp lại thì có hai loại. Một là thuyết giữa hồ, cưới kim điểu, ngồi thuyền vàng, ngồi hoa sen, tóm lại chính là nói rằng Shangri-La ở giữa một cái hồ khổng lồ. Muốn đến đó cần phải có một công cụ nào đó chứ không thể đi bộ được. Ngoài ra còn một thuyết thông đạo nữa, rốn quả đất, trục trung tâm quả đất, mạch đất. Tất cả đều nói rằng có một đường hầm bí mật dẫn đến Sangrila, người ở Sangrila có thể sử dụng để đến bất cứ nơi nào trên thế giới, còn người ở bên ngoài muốn đến được Sangrila, trước tiên cần phải tìm thấy nó trước đã. Đường thông đạo ấy, đúng là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, người phàm không thể nào tìm được, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi. Lữ cánh nam nói, trong đại tạng kinh, còn một cách nói nữa, tương tự như đường tam tạng đi Tây Thiên lấy kinh, chúng tôi gọi là thuyết tai ách, người đầu tiên nêu rõ là lục thế ban thiền. Lục thế ban thiền đã dựa vào miêu tả trong đại tạng kinh mà viết ra cuốn Sangri La chỉ nam, trong đó nói muốn đến Sangri La, cần phải trải qua trùng trùng kiếp nạn, phải vượt qua vô số núi tuyết, băng qua vô số dòng sông, còn phải chiến thắng rất nhiều ác ma ngăn cản người ta đến với Sangri La, càng quan trọng hơn nữa là cần phải được thần nhân sống trong Sangri-la công nhận, bằng không, con người vĩnh viễn không thể nào đặt chân lên vùng tịnh thổ ấy được. Đường Mẫn gật đầu, giáo sư Phương Tân nói, thực ra, chúng ta còn một phiên bản tương đối đặc thù, có thể nói là cũng ủng hộ cho thuyết thông đạo. Cường Ba, còn nhớ quyển Ninh Mã cổ kinh của nhà cậu viết về sáng thế sử của người qua ba như thế nào không? Các vị thần minh thuở trước vì muốn đem ánh sáng đến chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục trôi giạt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, lại xuyên qua địa ngục man hoang, quái thú ở đó cao bằng ba tầng nhà, da dày như giáp sắt, chim ở đó ăn thịt người và bò dê như gà mổ thóc, côn trùng ở đó còn cao hơn cả con người, mũi to bằng con trâu. Những điều này, toàn là cậu nói cho tôi cả mà. Chắc Mộc Cường ba trăm chú lắng nghe, vô số thông tin chẳng chịt hiện lên trồng chéo trong đầu óc gã, mặc dù không nói một lời nào, nhưng đồng tử gã bắt đầu giãn ra, trôi giạt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm câu nói này hóa thành một hình ảnh hết sức rõ nét trong óc gã. Từng chiếc thuyền hình dáng kỳ lạ, những hàng mái chèo ngay ngắn chỉnh tề vươn ra khỏi thân thuyền, từng chiếc, từng chiếc tiến vào bóng đêm tăm tối vô cùng vô tận. Hình ảnh ấy, gã đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong óc gã như thế? Giáo sư Phương Tân không biết gã nghĩ đến điều gì, nhưng ông biết, dòng tư duy của Trác Mộc Cường ba quyết không thể bị đứt đoạn. Ông bèn đánh mắt ra hiệu, cả gian phòng lập tức lặng như tờ. Trác Mộc Cường ba nhìn hình ảnh phản chiếu lên tường, thấy nó tựa như đã biến thành hình lập thể, gã có thể đi qua mặt tường, cảm nhận được nước suối bắn tóe lên, nghe được cả tiếng chim hót, tiếng thú rừng. Đồng thời, tất cả những gì gã trải qua sau khi nhìn thấy tấm hình tử kỳ lân dạo nào, giờ từ từ được lọc lại trong não bộ, tựa những dòng suối nhỏ đang tụ lại, hòa vào hồi ức của gã. Dưới chân Shangri La dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, dòng chảy cuồn cuộn, vươn mãi vào bóng đêm vô tận. Trong hồi ức của Trác Mộc Cường Ba, dòng nước ấy chảy qua khả khả Tây Lý. Đội trưởng Hồ Dương rũ bộ dâu bám đầy vụn băng, đầy e ngại nói với gã và Trương Lập là dòng chảy ngầm, nói trắng ra là nước ngầm. Sông băng tan chảy thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước trên cao nguyên, cũng có khá nhiều dòng sông được hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu không phải chuyện chúng ta có thể thăm dò ra được dòng nước ấy lại chảy đến rừng rậm châu Mỹ, vô số nhánh sông giao hội, chẳng chịt dọc ngang. Giáo sư Phương Tân tản bộ trong hoa viên, nói với gã, phải biết rằng, chỉ số thông minh của người Maya vượt xa so với dự tính của các nhà khoa học, bởi vậy, việc họ khai thác những tảng đá trắng khổng lồ ở dãy Andes, lợi dụng dòng chảy đưa chúng vào sâu trong rừng cách đó cả nghìn dặm, đồng thời xây dựng thành trì lâu đài. Dòng sông lại chảy đến đại hiệp quốc dưới lòng đất ở cổ cách, ở đó mọi người đang hết sức thận trọng đi trên con đường nhỏ men theo vách đá tối om. Lữ cánh nam nói, không sai, đây chính là một đại hiệp cốc hoàn toàn nằm sâu dưới lòng đất, theo những gì chúng ta quan sát được lúc này, quy mô của nó chỉ sợ không kém sông nhã lỗ tạng bố đâu. Đèn chiếu của ai đó rơi xuống vực sâu, giáo sư Phương Tân kinh hãi, trong không gian hoàn toàn tối đen, ánh sáng đèn chiếu này có thể thấy được từ khoảng cách hơn nghìn mét, độ. Độ sâu của khe nứt này, không ngờ lại, thật là, thật là gặp quỷ rồi. Pháp Sư Á La cũng nói, lẽ nào thật sự thông đến suối vàng. Ba tang lạnh lùng lên tiếng, dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng có ngại gì đâu. Trong tòa tháp ngược ở đảo huyền không tự, Pháp Sư Á La đầy cảm xúc thốt lên rằng, trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là hai loại được cổ nhân sử dụng sớm nhất, lại là động lực vĩnh viễn tuần hoàn. Nếu tôi không lầm, dưới đáy khe nứt khổng lồ này, cũng vẫn là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy chỉ có điều khoảng cách xa quá nên chúng ta không nghe thấy tiếng nước đó thôi đúng rồi nghĩ ra rồi bức vẽ vô số con thuyền tiến vào bóng đêm ấy gã đã thấy ở thạch thất trong đảo huyền không tự nhưng vẫn chưa đủ kế đó dòng chảy lại đến núi tuyết giá lạnh tầng đất đông được tuyết động che phủ nứt toác bên dưới đen ngòm như mực không hiểu sâu đến mức nào nghiêng tai lắng nghe lờ mờ vẳng lên tiếng cuồn cuộn như sấm rền đường mẫn lo lắng nói bên dưới là gì vậy nhạc dương nhún vai nói ai biết được đâu, có lẽ lại là một tầng khe băng thôi, ai mà rơi xuống đấy chắc khó mà leo lên nổi nữa. Dòng chảy ngầm, Trương Lập làm ra vẻ rất kinh nghiệm giải thích. Tất cả những điều đã xảy ra, đều được tua ngược trở lại trong tâm trí chắc một cường ba, gã biết, trong đó chắc chắn ẩn chứa một điều gì. Sang rốn quả đất, trục địa cầu, lênh đênh trên U Minh Hà, gã chỉ còn thiếu một thứ gì đó khiến mình bỗng sực tỉnh ngộ. Tất cả những đầu mối này đều vây quanh thứ ấy mà trải rộng ra đó là một thứ rất quan trọng, nhưng, rốt cuộc đó là thứ gì chứ nhỉ? Trác Mộc Cường ba nhắm mắt lại, bình tĩnh, nhất quyết phải bình tĩnh. Gã tự nói với bản thân mình như thế, để tìm kiếm shangri tất cả các đầu mối đều là để tìm kiếm shangri -La. chúng ta đã có tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, còn thiếu gì nữa nhỉ? Bản đồ, đúng rồi, bản đồ. Tấm bản đồ như mạng nhện lập tức hiện ra trong óc Trác Mộc Cường ba. Lời bình phẩm của đội trưởng Hồ Dương đồng thời vang lên, bản đồ thời cổ đại không chi tiết như thời nay đâu thường chỉ phản ánh mạch núi dòng sông đường xá nơi cư dân tập trung mặc dù tỷ lệ không thể đến mức tuyệt đối nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu ngay cái thứ này của anh là cái gì đây một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có nếu bảo đây là thông đạo vậy những cái chấm này là gì có nơi nào có cả hơn trăm lối ra lối vào không anh nhìn đi đây 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 cả đây nữa đâu đâu cũng là đường à Cuối cùng thì thông đến đâu đây, chỗ nào cũng chui qua được hết à? Thế thì bản đồ cái nước mẹ gì chứ? Chính là nó, Trác Mộc Cường Ba mở bừng mắt ra, cuối cùng gã cũng hiểu, thứ mình tóm được kia là cái gì rồi. Bản đồ, thầy giáo, thầy mở tấm bản đồ mà chúng ta xem không hiểu kia lên đi. Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng nói. Giáo sư Phương Tân nói, gì hả? Tấm bản đồ đó à? Được, tôi mở lên ngay đây, đây rồi. Giáo sư ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba hỏi cậu phát hiện ra điều gì hả, Cường Ba? Nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ trên màn hình máy tính, chắc một Cường Ba hít sâu một hơi không khí lành lạnh. Gã biết, suy nghĩ này thoạt tiên tưởng có vẻ hoang đường và còn tức cười, nhưng lại ẩn chứa một sự thực đáng sợ. Tim gã đang đập cuồng loạn, nếu đây là sự thực, vậy thì, đó sẽ là sự việc khó tin nhất mà những người thuộc tôn giáo bí mật kia đã làm được, kể từ khi bọn gã tiếp xúc với bạc ba la thần miếu tới giờ. Thế nhưng, tất cả các đầu mối đều chỉ về sự thật này, Bất kể là truyền thuyết hay những trải nghiệm của chính bản thân bọn họ, chắc một cường ba chỉ vào máy tính, khó nhọc thốt lên từng lời, thầy giáo, thầy nói xem tấm bản đồ này có khả năng nào là. Bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên thanh tạng không? Hả, mặc dù giáo sư Phương Tân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chấn động đến nỗi đánh rơi cả bộ điều khiển từ xa xuống đất, tất cả những người còn lại cũng đều chố mắt ra. Hệ thống nước ngầm ở cao nguyên thanh tạng, không ai dám tin vào tai mình nữa, người nào nghe thấy lần đầu tiên đều có cảm giác như vậy, không chỉ là hoang đường, mà phải nói là sằng bậy sằng bạ mới đúng. Đây là cao nguyên cao nhất thế giới, độ cao bình quân so với mực nước biển là 4.300 mét, diện tích 2 triệu 500 nghìn km vuông, gần như chiếm trọn một phần năm lãnh thổ Trung Quốc rồi. Chẳng những vậy, nước ngầm là khái niệm như thế nào chứ, đó là lòng đất sâu không thấy ánh mặt trời, đúng là chỉ có trời mới biết tình trạng dòng chảy như thế nào, có tầng đứt gãy hay không, có chỗ nào dò gì hay không, ai có thể nắm được phương hướng ở dưới lòng đất tăm tối mù mịt ấy cơ chứ. Muốn vẽ được bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên thanh tạc, đó chẳng phải là một chuyện quá đối viển vông hay sao. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu nói tấm bản đồ chẳng chít như mạng nhện này thực sự biểu đạt hiện tượng tự nhiên nào đó, thì cũng chỉ có hệ thống nước ngầm tứ thông bắt đạt, trải ra muôn hướng mới là phù hợp nhất. Đồng thời, cao nguyên thanh tạng cũng đích thực là có tài nguyên nước ngầm hết sức phong phú, từ khả khá tây lý, đến mạc thoát, đến cổ cách, Đến Tuyết Sơn, đầu đầu cũng có nước ngầm, ai biết được chúng có liên thông với nhau hay không. Nếu chẳng phải Trác Mộc Cường ba đột nhiên giác ngộ trong khoảnh khắc, dấu bọn họ có vắt óc nghĩ thêm 100 năm nữa, e rằng cũng chẳng thể nào liên tưởng được đến điều đó. Dù đánh giá trí tuệ của người xưa cao đến mấy chăng nữa, cũng không thể nào đến mức ấy được. Trác Mộc Cường ba lo lắng hỏi: "Thế nào, thầy giáo, thầy nghĩ thế nào, có khả năng ấy hay không?" Giáo sư Phương Tân đã tháo chiếc kính lão xuống, day day sống mũi một hồi đoạn nói đợi chút đã đợi chút đã rồi hãy hỏi tôi cường ba à tôi cần phải tôi cần phải sắp xếp lại tư duy của mình một chút cậu có biết mình vừa nói gì không hả cứ như là hai năm trước khi cậu đưa cho tôi xem tấm ảnh tử kỳ lân kia vậy vẫn trực tiếp như thế vẫn khiến người ta phải kinh động như thế trương lập nhìn trác mộc cường ba với ánh mắt hồ nghi pha lẫn kinh ngạc cường ba thiếu ra làm sao anh nghĩ ra được vậy trác mộc cường ba nhún vai tôi không biết khi mẫn mẫn nhắc tới nước, bỗng có một cảm giác rất mạnh mẽ dâng lên trong tôi. Tôi nghĩ, chắc hẳn phải liên quan đến nước, sau đó tôi liền sâu chuỗi tất cả hành trình của chúng ta trong hai năm nay lại, phát hiện ra rằng, bất kể chúng ta đi tới đâu cũng đều không tách rời khỏi nước. Nói chính xác hơn, thì là sông ngầm dưới lòng đất. Thêm nữa, tất cả các tài liệu về shangri về phương cách để đến shangri la mà chúng ta tìm được, đều nhắc đến nước, nước và thông đạo, liên hệ chúng với nhau, tôi liền nghĩ đến hệ thống nước ngầm. Có điều, tôi vẫn cứ nghĩ, hệ thống nước ngầm này rốt cuộc có thể gợi cho tôi điều gì, cứ nghĩ mãi, nghĩ đi nghĩ lại, cứ có cảm giác rằng hệ thống nước ngầm này chắc hẳn sẽ cho mình biết một điều gì đó. Sau đó, tôi lại liên hệ nó với shangri -La. muốn đến được shangri liệu có phải cần thông qua hệ thống nước ngầm hay không? Vậy thì, chẳng phải chúng ta đang có trong tay tấm bản đồ duy nhất chỉ đường đến shangri hay sao? Nhưng tấm bản đồ ấy chẳng chịt như mạng nhện, mà hệ thống nước ngầm vừa khéo phù hợp với đặc tính này. Kỳ thực, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, bản thân tôi cũng không hiểu là chuyện gì nữa. Nhạc Dương không sao tin nổi thốt lên, may mà anh nghĩ được ra đấy, cường ba thiếu ra, anh phải biết là, dù với trình độ khoa học kỹ thuật của ngày nay, người ta cũng không thể nào thăm dò được một cách hoàn chỉnh hệ thống nước ngầm ở cao nguyên thanh tạng đâu đấy. Cổ nhân từ một nghìn năm trước, làm sao có thể làm được điều đó? Tôi thật không sao tưởng tượng ra nổi. Trác Mộc Cường ba nói, kỳ thực, lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ trước rồi mới phải bởi người xưa đã nói rất rõ ràng với chúng ta có điều tôi đã sơ suất bỏ qua mất mà thôi nhạc dương giật mình kinh ngạc hả chuyện thế nào vậy trác mộc cường ba nói pháp sư á la còn nhớ những hình vẽ chúng ta thấy trong các thạch thất ở đảo huyền không tự không trong đó có một bức vẽ vô số con thuyền đi vào bóng đêm chúng ta không ghi hình lại cũng không chú ý đến hàm nghĩa của những hình vẽ đó thực ra qua những bước vẽ ấy chính là người xưa muốn cho chúng ta biết, họ đã đi đâu. Pháp Sư có còn nhớ dạng thức của những con thuyền ấy không? Pháp Sư Á La, dòng sông ngầm bên dưới cao nguyên thanh tạng này, chỉ sợ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Pháp Sư Á La nhìn tấm bản đồ ngang dọc trồng chéo, những đường nét mảnh như tơ nhện chẳng chịt vào nhau, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Trôi giặt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, trôi giặt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm. Một câu nói đơn giản ấy mà lại ẩn chứa cả một chặng đường gian nan nhường nào, chọn lựa bóng đêm để vùi chôn bóng đêm ư. Từ bỏ ánh sáng mà mình khát vọng, đi vào bóng đêm tuyệt đối, con người, liệu có thể kiên trì được bao lâu? Nếu tất cả đều là sự thật, thì tấm bản đồ này chính là thành quả của vô số cổ nhân đã đem tính mạng mình ra để vẽ lại. Bức bích họa trong đảo huyền không tự một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí Pháp Sư Á La, ông chợt cảm thấy chấn động tự đáy lòng, bao nhiêu con người, bao nhiêu con thuyền, lần lượt tiến về bóng đêm xa xăm mờ mịt để tìm kiếm thánh địa trong truyền thuyết. Hành động ấy, cần lòng can đảm và quyết tâm lớn đến nhường nào. Các vị cổ nhân từ trăm nghìn năm trước, đúng là đã quyết tâm liều chết để theo đuổi hy vọng. Nhạc Dương lên tiếng, cường ba thiếu ra, anh muốn nói, những dòng sông ngầm ấy có thể đi thuyền được cơ à? Lớn vậy sao? Chắc một cường ba gật đầu, ừm, ít nhất là bức bích họa đó vẽ như vậy. Còn nhớ đảo huyền không tự ở cổ cách không? Cái khe sâu dưới lòng đất ấy, chiều rộng mà chúng ta cảm nhận được đã hơn 200 mét, ai biết được bên dưới còn lớn chừng nào, vì vậy tôi nghĩ, có thể người xưa hiểu biết gì đó về khe sâu bên dưới, nên mới dám ngồi thuyền lần mò trong bóng đêm, tiến lên phía trước, đồng thời dùng phương pháp của riêng họ vẽ và để lại cho chúng ta một tấm bản đồ phân bố sông ngầm. Tôi còn nhớ lúc đó, đội trưởng Hồ Dương đã đặt ra nghi vấn rằng, tấm bản đồ này đâu đâu cũng là lối vào, chỗ nào cũng là lối ra, không biết là đi từ đâu đến đâu. Nhưng mới rồi, chúng ta đã được pháp sư á la cho biết những đường nét màu sắc khác nhau cộng với những ký hiệu con giáp khác nhau biểu thị những giờ khác nhau trong ngày những số chỉ giờ này tăng từ trên xuống dưới vậy cũng có nghĩa là hướng thuyền đi là từ đầu này tới đầu kia chỗ đánh dấu thời gian sớm nhất chính là lối vào còn thời gian sau cùng chính là thời gian chúng ta đến được điểm đích đích đến mà tấm bản đồ này chỉ đến chính là sanri la không sai giáo sư phương tân cũng đã định thần lại phân tích một cách rành mạch Tôi hiểu rồi. Thứ người xưa vẽ ra ở đây không phải là bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm của cao nguyên thanh tạc. Hệ thống đó lớn quá, phức tạp quá, không bao giờ có thể thăm dò hết được. Tấm bản đồ này là bản đồ hệ thống sông ngầm từ thế giới bên ngoài đi qua cái rốn của quả đất hay là thông đạo bí mật trong truyền thuyết để đến được Sanrila. Sông ngầm và nước ngầm là hai khái niệm khác nhau. Sông ngầm chỉ là một loại nước ngầm. Chỉ cần lòng sông đủ rộng để ngồi thuyền, việc đến được Sanrila sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều. Có điều. Đó cũng tuyệt đối có thể coi là một hành động vĩ đại rồi, ít nhất thì cổ nhân đã dám làm một chuyện mà chúng ta thậm chí cả nghĩ còn không dám nghĩ tới, hơn nữa, họ đã thành công." Nhạc Dương nói, "Nhưng dù những đầu mối đó và suy đoán của chúng ta trùng khớp thì cũng biết tìm những lối vào kia ở đâu bây giờ? Khe sâu ở Đảo Huyền Không Tự đã sập xuống mất rồi, ít nhất trong vòng 1 2 năm tới chúng ta không thể đến chỗ ấy được." Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu, ánh mắt thông tuệ tựa như xuyên thấu cả thời không, điềm đạm nói, không ít nhất chúng ta cũng còn biết một lối vào nữa ở đâu trác mộc cường ba vội vàng hỏi cánh cửa địa ngục giáo sư phương tân đáp cánh cửa sinh mệnh đã khép lại cánh cửa địa ngục sẽ mở ra cánh cửa địa ngục mở ra các sứ giả dũng cảm phải lên đường họ băng qua minh hà vượt qua hoang mạc lội qua đầm lầy có vô số độc trùng trải qua tất cả gian nan khổ nạn đến được thánh điện trên trời tiên cảnh trốn nhân gian hương ba la tiếng ca thật quen thuộc như tự trời cao vẳng xuống, lại như vang vang hồi vọng giữa sơn cốc rộng minh mông, giọng nam trung của Pháp mà hồn hậu đang cất lên, hình ảnh đa cát với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất lại thấp thoáng hiện lên trong óc trác mộc cường ba. Viên hồng bảo thạch đang đặt ở chính giữa căn phòng, phát ra thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt hắt lên bức tường, chiếu ra mật quang bảo giám. Chuyện đa cát tận tay trao viên hồng bảo thạch ấy cho gã ngỡ như chỉ vừa mới hôm qua. Cánh cửa địa ngục, trác mộc cường ba nhắm mắt, thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt, bọn gã đã từng đến gần chân tướng sự thật gần đến thế, để rồi cuối cùng lại vòng một vòng lớn, phải chăng đây là trời cao đã sắp đặt. Đến tận cùng, gã vẫn không thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi ấy. Cánh cửa địa ngục, là cánh cửa địa ngục mà Đa Cát nhắc đến ấy à? Nhạc Dương cũng sực nhớ ra, lúc đó anh còn chế diễu Đa Cát, chẳng lẽ cứ đi xuôi dòng nhã lỗ tạng bố là được à? Thật không ngờ, thật không ngờ lại đúng là như thế. Giáo sư Phương Tân nói, ừm chính là cánh cửa địa ngục đối lập với cánh cửa sinh mệnh ấy cường ba cậu vẫn chưa trở lại thôn công bố đúng không vâng trác mộc cường ba cúi đầu đáp sau khi đa cắt qua đời đã ủy thác gã mang viên thiên châu và mảnh ngọc giao cho ca ca không ngờ mấy lần định đến đó đều bị những chuyện đột xuất làm chậm trễ cuối cùng không thể lên đường giờ nghĩ lại gã không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng giáo sư phương tân nói được rồi chúng ta đã lần ra được đầu mối này cậu cũng nên chuẩn bị trở lại thôn công bố đi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và bức mật quang bảo giám này, còn các cậu đi sâu tìm hiểu thêm chút nữa, khi nào trở về sẽ xác định kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ, lần này nhất định là sẽ có phát hiện mới đấy. Trác Mộc Cường ba bước đến trước xe lăn của giáo sư Phương Tân, quỳ một chân xuống như kỵ sĩ châu U thời Trung Cổ, ngước lên nhìn ông chăm chú, nhất định là như vậy. Thời gian có hạn, bốn người bọn Trác Mộc Cường ba chuẩn bị một số công cụ để hành động dưới nước như thuyền bơm hơi, đồ lặn. Rồi trở lại thôn công bố, vì trực thăng quá cành càng, mà việc mượn hay điều động cũng rất nhiều thủ tục lằng nhằng, hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, để đề phòng vạn nhất, họ quyết định đi đường bộ đến đó. Thôn công bố vẫn chưa thông với đường quốc lộ, mà nhóm phải đi bộ đường dài, nên để đường mẫn ở lại giúp giáo sư Phương Tân sắp xếp các đầu mối vừa mới phát hiện được. Dọc đường, Chủ đề câu chuyện của mấy người bọn họ chỉ xoay quanh Sangrila. Pháp sư Á La nói, "Các cậu có biết tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng Sangrila là vùng đất lý tưởng chỉ có trong truyền thuyết, vẫn có rất nhiều người dân tộc tạm tin chắc rằng nó thực sự tồn tại hay không?" Trương Lập đưa mắt nhìn Nhạc Dương, nói, "Đâu có, chúng tôi đều tin là thật cả mà." "Thật sao?" Pháp sư Á La cười điềm đạm, trước khi nhìn thấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, "Các cậu cũng nghĩ như vậy à?" Trương Lập Ngại ngùng gãi gãi đầu, Trác Mộc Cường Ba nói, "Đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ là vùng đất hư ảo, lý tưởng trong truyền thuyết, về bản chất không khác gì vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, thái sung ảo cảnh của đạo giáo, hay cực lạc thế giới của Phật giáo cả. Hiện giờ, tôi hy vọng là mình đã sai." Pháp sư Á La nói, "Cường Ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu tìm hiểu khá nhiều tài liệu về Sanrila, có biết Sanrila khởi nguồn từ đâu không?" Trác Mộc Cường Ba đáp, theo những gì tôi tìm hiểu và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến Sangri-la là Đại Thiên Luân Kinh, các truyền thuyết về Sangri-la sau này, đại đệ cũng đều từ bộ kinh thư này mà ra cả. Trương Lập ngạc nhiên thốt, Đại Thiên Luân Kinh, hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Pháp Sư Á La gật đầu, đúng thế, Đại Thiên Luân Kinh là pháp biển tối cao của mật giáo, được vị đại tôn sư thời hậu Hoàng Kỳ, A để hiệp đại sư mang đến. Theo các ghi chép trong cổ tịch, A để hiệp đại sư khai đàn giảng kinh, đã nói rõ bộ kinh này chứa đựng toàn bộ đại thành tựu của mật giáo, tinh thông kinh này, ắt sẽ lý giải được tất thảy mọi kinh văn khác, ngộ ra tất cả pháp môn của mật truyền Phật giáo. Tư tưởng hạch tâm của tất cả tạng truyền Phật giáo thời hậu Hoàng Kỳ, bất kể là phái biệt, giáo tông nào cũng đều diễn sinh từ bộ kinh thư này cả. Bộ kinh thư này miêu tả một vũ trụ và thế giới khác hẳn với Phật giáo Hiền Tông. Sangri là có vị trí rất quan trọng trong bộ đại thiên luân kinh này. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, không sai, chính vì trong đó miêu tả một vùng thánh địa lý tưởng của Phật giáo, nên những người không phải là tín đồ như chúng ta tự nhiên sẽ cho rằng chỉ là truyền thuyết rồi. Pháp Sư Á La nói, nhưng cũng đừng quên rằng, trước khi khai đàn giảng Đại Thiên Luân Kinh, A Để Hiệp Đại Sư từng nói rất rõ ràng rằng, bộ kinh thư này không phải do các học giả Ấn Độ soạn ra, mà truyền đi từ Tây Tạng, về sau đã thất truyền ở Tây Tạng, nên ông ấy mới mang cuốn kỳ thư khoáng thế này trở lại. Rất ít người coi trọng câu nói đó, thậm chí rất nhiều vị học giả cũng không hoàn toàn để tâm tìm hiểu. Những điều a à để hiệp đại sư nói đều là sự thật, và trước khi bộ kinh thư này xuất hiện, còn tồn tại một cái tên khác, chính là tiền thân của Shangri La, Nguy Ma Long Nhân. Tiền thân của Shangri La, Trương Lập và Nhạc Dương Đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Shangri La họ có nghe nói đến rồi, nhưng tiền thân hậu thân gì thì chưa bao giờ nghe ai nhắc tới cả. Pháp sư Á La nói, các cậu nghe thử xem Nguy Ma Long Nhân được miêu tả thế nào rồi hãy kết luận nguy ma long nhân là thánh địa của bản giáo tây tạng là tiếng tượng hùng dịch nghĩa ra đại khái là vùng đất niết bàn xung quanh có các đỉnh núi tuyết tựa như tám cánh hoa sen bao bọc có thánh thú bảo vệ bốn phương canh giữ từ đây có bốn dòng sông chảy đi khắp nơi trên thế giới không một ai có thể vượt qua núi tuyết để đến được nơi ấy lối ra vào duy nhất chính là một đường hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời vươn tay ra không nhìn thấy năm ngón tân nhiêu tổ sư của bản giáo chính là được sinh ra ở vùng đất nguy ma long nhân đó ông ta đi ra từ đường hầm ấy điểm hóa thế nhân vì vậy vào thời thượng cổ tất cả các tín đồ bản giáo đều tin nguy ma long nhân thực sự tồn tại giống như ngày nay chúng ta tin rằng hoàng đế viêm đế đại vũ thực sự tồn tại vậy lẽ ra tượng hùng có thể có những ghi chép miêu tả tường tận hơn về nguy ma long nhân chỉ tiếc là trong lịch sử binh hỏa liên miên ấy tất cả sử liệu của quốc gia bị diệt phong này cũng đều tan thành cho bụi cả rồi nhạc dương nói nghe pháp sư nói vậy thì cũng đúng là giống thật Trương Lập chợt hỏi, nhưng mà nếu A để Hiệp Đại sư không nói thật thì sao? Pháp sư Á La nói, ừm, về điểm này không có gì để nghi ngờ, vì bản thân Đại Thiên Luân Kinh đã nói rất rõ ràng rồi. Bộ kinh thư này chính là những điểm tâm đắc mà vị vương của Sangri La ghi chép lại sau khi gặp và cùng thảo luận về thế gian đại đạo với tổ sư Phật giáo Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền bộ kinh thư này tổng cộng có một vạn hai nghìn bài tụng, mỗi bài giảng một chuyện, thâu tóm tất thảy vạn vật trên thế gian lớn thì như đại đạo sinh tử của trời đất, nhỏ thì đến sự sinh trưởng của loài trùng loài kiến, cây cỏ nảy mầm. Không gì là không có, chỉ đáng tiếc khi truyền đến A để hiệp đại sư chỉ còn lại 1.200 bài tụng. Chỉ 1.200 bài tụng này thôi đã bao gồm tất cả ý nghĩa thâm ảo của mật giáo, dung hòa thiên địa, nhất quán cổ kim. Các vị Phật học đại sư sau này, đa phần đều chỉ nghiên cứu bộ kinh thư này. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một pho điển tịch đầy trí tuệ như thế có thể do người nào, hay một nhóm người nào viết ra. Nhạc Dương gật gù, nói như vậy thì bộ đại thiên luân kinh này chính là kết tinh trí tuệ của nhân dân Sangrila, do người Sangri-la đưa đến Tây Tạng, rồi lại từ Tây Tạng truyền đến Ấn Độ, mà Sangrila lại chính là nguy ma long nhân trong bản giáo, mà nguy ma long nhân lại là một nơi thực sự tồn tại trong lịch sử, đồng thời bất cứ người nào muốn băng qua núi tuyết đều không thể đến được nơi đó. Muốn đến, phải thông qua đường hầm, cũng chính là cái rốn địa cầu, đường hầm bí mật được nhắc đến trong các truyền thuyết về Sangrila, phải vậy không, Pháp Sư? Trương lập tiếp lời, chính là thứ mà giờ chúng ta đang tìm kiếm. Pháp Sư Á La lại nói, cường ba thiếu ra, sao cậu không nói gì vậy? Lại nghĩ ra điều gì rồi à? Chắc Mộc Cường ba nói, Pháp Sư Á La, những gì ngài nói rất quan trọng, tôi có cảm giác như vừa nắm bắt được thứ gì đó rồi, có điều giờ vẫn chưa thể sâu chuỗi lại được, chắc là trở về sẽ phải tìm thêm tài liệu, nói không chừng sẽ có phát hiện mới nữa cũng nên. Pháp Sư, ngài nói xem, tại sao nguy ma long nhân kia lại được gọi là vùng đất Niết Bàn? Pháp Sư Á La Đáp, là như vậy, tương truyền, từ thuở trời đất mới khai sinh, vùng đất nguy ma long nhân này đã tồn tại, và vĩnh viễn không bao giờ bị hủy diệt. Cứ cách 1028 năm, nó sẽ tái sinh trong ngọn lửa một lần, rửa sạch mọi thứ ở trong đó. Vào ngày hôm đó, cùng với sự tái sinh của Thánh Địa, tất cả những tín đồ bản giáo kiền thành nhất sẽ được đến miền cực lạc, đắc thành chính quả, bất sinh bất diệt, vì vậy mới gọi là vùng đất Niết Bàn. Trác Mộc Cường Ba nói, càng lúc tôi càng có niềm tin rằng, tất cả những gì chúng ta tiếp xúc, sẽ đưa chúng ta đến một sang la chân thực, một vùng đất đã bị lãng quên trong góc khuất nào đó của lịch sử. Sau khi tiến vào khu vực huyện Mạc Thoát, Trác Mộc Cường Ba nhiều lần lấy ra con tầm ngọc đa cát dao vào tay gã hết ngắm nhìn rồi lại sờ nắn, nhìn một lúc lâu, lại trù trừ cho vào trong túi. Một lúc sau, gã lại lấy ra nhìn thẫn thờ. Pháp Sư Á La trông thấy, bèn an ủi, không sao đâu, cô bé ấy rất kiên cường. Hơn nữa, người trong thôn công bố đều đã công nhận thân phận Thánh Sứ Đại Nhân của cậu, cô ấy biết Đa Cát đã hy sinh để cứu Thánh Sứ, trong lòng có lẽ không quá đau khổ lắm đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, thế nhưng, chính vì nguyên nhân ấy, tôi mới càng cảm thấy mình khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này. Trương Lập vỗ vỗ lên vai gã, Nhạc Dương đang đeo chiếc ba lô to tướng, cũng hướng ánh mắt đầy sự quan tâm nhìn sang như cổ vũ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, lại cất con tầm ngọc tiếp tục tiến về phía trước. Núi xanh ngắt, bầu trời sáng bừng lên, rời xa khỏi ồn ào huyên náo và những mơ màng thế tục, mấy người họ sắp đến được tận cùng trời đất, thôn làng công bố đã lờ mở hiện lên phía xa xa. Chỉ là thứ Trác Mộc Cường ba không muốn nhìn thấy nhất chính là áng mây hồng vẫn đợi chờ mãi nơi cổng làng, vẫn đỏ như giọt máu nhỏ xuống từ vầng dương lồng lộng trên cao, thấm vào núi xanh nước biếc, tựa như một bức tranh từ thủa hằng cổ xa xăm. Tới gần hơn bước chân chắc mộc cường ba mỗi lúc một nặng nề, trước mắt gã dường như đã hiện ra bóng hình nhỏ nhắn ấy đang đứng trước cổng làng. Một cô thiếu nữ khoác áo phổ lỗ, đầu đội khăn đỏ như lửa, đàn cừu đã trở về thôn làng, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn về phương đông, như đang đợi ai đó. Có điều, người mà cô chờ đợi, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa rồi. Cảnh tượng màu áo đỏ, điểm giữa đàn cừu trắng hiện trên nền trời xanh, khiến trái tim chắc mộc cường ba đau thắt lại. Khi họ đi tới cổng làng, chỉ thấy cô thiếu nữ ca ca xinh xắn, mi thanh mục tú kia vẫn sợ sệt đứng nơi ấy, hình như đã gầy hơn, vạt áo phổ lỗ đỏ rực như áng mây nơi cuối chân trời, nhưng khăn chít đầu đã cởi ra, để mái tóc dài chảy xuống như suối mây. Bàn tay cô đeo một miếng lót bằng da, thắt lưng quấn một chiếc váy da, đầu gối có miếng đệm, chân không giày để lộ ra đôi bàn chân thanh mảnh nhỏ nhắn. Trác Mộc Cường ba thầm giật thoát mình, gã quá quen thuộc với bộ trang phục này, vốn chuyên dùng khi dập đầu bái lại kiểu dập đầu bái lại này là nghi thức dân tạng dùng để lễ tạ hoặc cầu xin thần minh bảo vệ. Theo truyền thống, ít nhất họ phải để chân trần liên tiếp dập đầu một vạn lần mới có thể được coi là thành tâm, trong lúc dập đầu phải tâm vô tạp niệm, như là giữa trốn không người vậy. Chỉ thấy ca ca chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, từ từ giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, rồi lại chậm chậm hạ xuống, chạm đến chán, chạm đến môi, cái đó là trước ngực, ba con đường thông đến linh hồn, đoạn lại chậm chậm quỳ dạp toàn thân, đến khi chán chạm đất, dùng hết sức lực toàn thân để hôn lên mảnh đất thánh thần thiêng liêng ấy. Nhìn từ xa đã thấy giữa chán cô có một dấu vết hơi gồ lên, lại gần hơn mới phát hiện ra đó là một vết chai. Trác Mộc Cường ba thầm run lên, mỗi ngày phải dập đầu quỳ lạy bao nhiêu lần mới có thể làm chai cả chán thế kia. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng không biết nên nói gì. Một đoàn bốn người đeo những chiếc ba lô nặng chiếu lặng lẽ đăm đăm nhìn ca ca, trong lòng dâng trào nỗi ái náy khôn nguôi họ cứ ngây ra nhìn cô thiếu nữ giờ bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn cao quá đầu, vỗ vào nhau, rồi chậm chậm hạ xuống, chạm vào chán, vào môi, vào ngực, rồi thân người từ từ quỳ xuống, bò dạp ra, cánh tay vươn thẳng, chán chạm đất, rồi lại đứng lên, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, một lần, rồi lại một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, cả trời đất dường như đều im tiếng, gió lạnh tiêu điều, chỉ nghe thấy tiếng hai mảnh da lồng ở tay cô đập vào nhau lúc vỗ tay, bách, bách, những âm thanh như sợi roi ra quất lên mặt trác mộc cường ba. Lúc ca ca đứng dậy, non cô như một vị thánh nữ trang nghiêm, toát lên một vẻ cao quý, thuần khiết lạ thường. Bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng cô, đều đã chuyển thành những tiếng bách, 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 vang dội khắp cả trời đất. Đã có mấy lần, khi nhìn thấy ca ca đứng lên, Trương Lập và Nhạc Dương cùng muốn quay đầu bỏ đi. Chuyện này, lẽ ra nên để một mình cường ba thiếu ra giải quyết, vẻ bình tĩnh và kiên nghị trên gương mặt yếu đuối mà xinh xắn ấy khiến mọi người thực không thể nào nỡ nhìn tiếp nữa họ không dám tưởng tượng nếu ca ca biết rằng đa cát đã không biết cô sẽ như thế nào không biết là vì tiếng bước chân của bốn người hay vì họ đã chắn mất ánh sáng hay vì cảm giác gì đó ca ca đột nhiên mở bừng mắt khi đôi mắt sáng trong ấy mở ra không ai dám nhìn thẳng vào cô nữa a à, thánh sứ đại nhân ca ca ngượng ngùng ngừng dập đầu bái lạy giấu bàn tay ra phía sau nhưng đôi mắt đen lay láy thì nôn nóng nhìn xem phía sau lưng gã rốt cuộc có mấy người. Trác Mộc Cường ba vốn định nở một nụ cười hòa nhã, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy được một chút, rồi không phát ra được âm thanh gì nữa, chứ đừng nói là cười. Những người khác cũng đều nghiêm trang đứng lặng lẽ một bên. Ca ca dường như đã đoán ra được mấy phần, cô không nói gì, chót mũi như đã đỏ lượng lên, đa cắt đâu rồi. Cơ hồ cô phải dùng nhiều sức lực lắm mới thốt lên được bốn chữ ấy. Không đợi Trác Mộc Cường ba trả lời, Kaka đã như sực nhớ ra điều gì đó. Xin lỗi, phiền thánh sứ đại nhân chờ giây lát. Tôi chỉ còn vài lại nữa là đủ lễ rồi. Nói đoạn, cô lại nhắm mắt, hai tay giơ cao, miệng lẩm bẩm Nam mô tam mãn đa mẫu đà nam a à bát la để ra đa sa bà nan am đát chí tha a à, khư 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 tư khư tư ngư ngư. Nơi khóe mắt đã chảy ra những giọt lệ lóng lánh như pha lê, lã chả rơi xuống đất theo nhịp bái lạy. Đem thân này hồi sinh miền cực lạc. Niệm xong, Kaka đứng lên hai hàng nước mắt vẫn chưa khô lồng ngực hơi phập phồng co thắt nhưng vẻ bi thương trong ánh mắt đã giấu đi anh ấy có để lại gì không thánh sứ đại nhân à trác mộc cường ba vội đưa chiếc thiên châu và con tầm ngọc đã ướt đầy mồ hôi tay ra giọng nói thấp dần đa cắt nhờ tôi đưa cái này cho cô và và nói rằng đừng đứng ở cổng làng đợi anh ấy nữa ư ừ, ca ca lau nước mắt nhận lấy hai món vật đó nhìn vật nhớ người lại không kìm được nỗi đau thương ngón tay cô khẽ vuốt ve lên con tầm ngọc, đây là tín vật định tình tôi tặng anh ấy, anh ấy trả lại rồi, anh ấy trả lại rồi. Ôi, ca ca lấy hết sức lực ném con tầm ngọc ấy ra thật xa, đau xót nói, đều tại tôi cả, tôi không nên tặng nó cho đa cát. Người đó rõ ràng đã nói, vật định tình ấy đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quỷ. Cô bảo thứ cô vừa ném đi ấy là gì? Người nào đã nói với cô? Chắc Mộc Cường ba còn chưa nghĩ ra nên an ủi cô gái này thế nào, Pháp Sư Á La đã đột nhiên kích động hỏi. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, vội truy vấn, sao vậy? Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La nói, có lẽ Cường Ba thiếu ra không biết, chúng ta nói Ngọc Tầm hay Ngọc Trùng đều chẳng vấn đề gì cả. Nhưng đối với cô gái này, đó lại là một điều kỵ quý, đó là tên của ma quỷ, trong tôn giáo của chúng tôi, cũng không thể trực tiếp gọi ra được, nó sẽ mang đến điều bất hạnh và nạn tai. Ca Ca nói, tôi, tôi không biết, người đó nói rằng, nói rằng đó là pháp thuật của ác ma, biến những thứ nó thích thành những viên đá rất đẹp, để giữ mãi mãi, ở chỗ họ có rất nhiều viên đá như thế, động vật biến ra, cây cối biến ra. Tôi sớm biết vậy, tôi mà sớm biết như vậy, cô lại đau lòng khóc hòa lên. Pháp sư Á La nói, chỗ bọn họ, người đó không phải dân trong thôn này à, cô gặp người đó ở đâu vậy? Ca ca khóc nức nở nói, lúc tôi đi chăn cừu, lũ cừu đã tìm thấy anh ta. Khi ấy, anh ta đã đói đến sắp ngất đi rồi, cả người ướt súng, lạnh run lên cầm cập ấy. Tôi lấy bánh tảm ba, túc mã và rượu thanh khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất hoảng sợ, bảo rằng mình vừa trốn từ địa ngục ra, cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi, cừu dê chết hết cả rồi, tôi cũng không biết tại sao anh ta biết nói tiếng của chúng tôi nữa. Cô, cô nói gì, lần này đến lượt chắc Mộc Cường ba trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn ca ca thốt lên, người đó, người đó hình dáng ra sao. Trước câu hỏi của Thánh Sứ Đại Nhân, ca ca cúi đầu nhớ lại, người đó. Anh ta, tóc anh ta dài lắm, lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không chú ý lắm. Nghĩ một lúc nữa, cô lại nói, à, trước ngực anh ta có tượng quan em mờ bồ tát sáu tay, tôn quý lắm. Trác Mộc Cường ba hít một hơi không khí lạnh, xem ra không sai rồi, chính là người qua ba điên ấy, không ngờ anh ta lại từ đây đi ra. Vậy thì cánh cửa địa ngục mà anh ta nói, chắc chắn chính là cánh cửa địa ngục mà thôn công bố bảo vệ rồi. Lẽ nào đường thọ cũng từ nơi đây đi tới shangri Không, tuyệt đối không thể nào, đường thọ lái xe chạy ra cơ mà. Nói vậy nghĩa là, nơi đường thọ đi vốn không phải là chỗ của người điên ở mông hà đó hay sao? Nơi tử kỳ lân cư ngụ không phải bạc ba la thần miếu, bạc ba la thần miếu cũng không có tử kỳ lân canh gác. Nói như vậy, ngay từ lúc ban đầu gã đã lầm rồi hay sao? Còn ba tang, bọn họ lên núi tuyết, tình cờ lạc vào chỗ đó nơi ấy và nơi đường thọ đã đến có phải là cùng một nơi hay không? Hay là, đó là ba nơi hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn cách biệt với thế gian? Không, bọn ba tang từng gặp người qua ba, nếu nói nơi bọn họ đến không phải là shangri la sao lại gặp được người qua ba chứ? Lẽ nào có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người? Nhất thời, đầu chắc một cường ba như muốn nổ tung, ở Tây Tạng quả thực có quá nhiều khu vực không người, quá nhiều núi tuyết thần thánh, rốt cuộc trong đó ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật thì không ai biết được. Ở đây, chỉ cần hơi không lưu ý một chút là đã đặt chân vào một vùng thế ngoại đào nguyên, không tranh chấp gì với đời, hoặc giả là một chốn nhân gian thánh địa, lìa xa nhân thế. Ở đây, đầu đầu cũng là những tín đồ chân thành nhất, đầu đầu cũng là những bức tranh tuyệt mỹ của con người hòa nhập với tự nhiên. Có lẽ chính bởi nguyên nhân ấy mà những người đã chán ghét những âm thanh ồn á, những rừng bê tông cốt thép trốn thị thành mới hướng về mảnh đất này như thế. Thứ họ tìm kiếm là một mảnh bình yên trong tâm hồn, họ muốn được gần hơn với thiên nhiên nhưng rốt cuộc nơi gã muốn tìm là ở đâu chứ nhạc dương nói pháp sư cường ba thiếu gia hai người bị làm sao vậy trác mộc cường ba nhìn trương lập nói người điên ở mông hà cậu còn nhớ không trương lập trương lập tới đây trác mộc cường ba lại cuống cuồng hỏi ca ca người đó còn nói gì nữa cô gặp anh ta lúc nào thế cố nhớ thật kỹ tình hình lúc gặp anh ta lại đi ca ca chuyện này quan trọng lắm cô làm ơn Nhất định, nhất định phải, phải nhớ ra đó. Kaka vừa thúc thít khóc, vừa nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp người lạ kia khoảng 3 năm về trước, lúc đó anh ta rất yếu ớt, tỉnh lại rồi nhưng người vẫn rũ rượi, cũng may là lúc đó anh ta rất tỉnh táo, còn cảm ơn Kaka đã cứu mạng, muốn báo đáp cô nữa. Kaka thấy con tằm bằng ngọc thì rất thích, anh ta liền tặng luôn nó cho cô. Nhưng người này không hề nói chuyện mình ở đâu tới, đang đi đâu, tại sao lại thành ra nông nỗi ấy, ca hỏi đi hỏi lại mấy lượt anh ta liền tỏ ra hết sức đau khổ, rồi sau đó chìm vào nỗi kinh hoàng, cứ không ngừng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy câu đến rồi và chết hết cả rồi. Anh ta ở với Kaka một lúc lâu, tới khi mặt trời xuống núi mới đi. Kaka đưa hết đồ ăn mang theo mình cho anh ta, nhưng cũng không biết anh ta đã đi đâu. Trương Lập nhớ lại tình cảnh lúc mình lần đầu tiên hỏi Han Ba Tang, liền nói, xem ra, lúc gặp Kaka, anh ta vẫn còn trong giai đoạn phát bệnh cách quáng, nhưng lúc gặp chúng ta, người này đã hoàn toàn điên dại, mất hết cả lý trí rồi. Kaka ca ca nói: "À, đúng rồi, người đó còn bảo anh ta ngồi cổ oa đến, đó là thứ gì vậy?" Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đều biết, cổ oa là tiếng tạng cổ, nghĩa là cái thuyền. Chỉ có điều, người trong thôn công bố này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, thỉnh thoảng mới bắt cá ven sông, xưa nay chưa từng có con thuyền nào ra thuyền cả, hơn nữa đoạn sông Nhã lỗ Tạng Bố ở gần thôn của họ này cũng không thể nào đi thuyền được, vì vậy Kaka ca ca không biết cũng là chuyện bình thường. Nhạc Dương giải thích: là một thứ có thể ngồi được, giống như xe bò xe ngựa ấy, nhưng mà đi ở trên mặt nước. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm suy nghĩ, nếu người điên ở mông hà từ đây đi ra, cánh cửa địa ngục nhất định là ở đây, tuyệt đối không sai được nữa. Gã lại đưa mắt nhìn theo hướng con tầm ngọc bị ca ca ném đi, nếu nói đó là thứ người điên ở mông hà mang bên mình, nói không chừng còn có giá trị nghiên cứu gì cũng nên. Nhưng phía trước là cả một bãi cỏ minh mông, tìm ở đâu bây giờ? Nhạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Trác Mộc Cường ba, bèn nói, để tôi tìm lại con tằm bằng ngọc ấy cho. Trác Mộc Cường Ba khẽ gật đầu đồng ý. Pháp Sư Á La Cả Quyết nói, đã vậy, giờ chúng ta hãy lập tức đi tìm các vị trưởng lão, hỏi thăm chuyện về cánh cửa địa ngục. Kaka, đừng quá thương tâm, Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm, cậu ấy đã hy sinh để bảo vệ Thánh Sứ Đại Nhân, ắt sẽ được luân hồi vào thế giới cực lạc. Cậu ấy giao lại vật định tình cô tặng cùng với vật tùy thân của mình, chứng tỏ rằng cậu ấy đã buông bỏ những lưu luyến với nhân thế rồi. Nhất định là cậu ấy đã được Đức Ma Hê Thủ La Vạn Năng triệu gọi, giờ đây linh hồn đã thăng vào cõi bất sinh bất diệt, nói không chừng có khi đang ở cõi xa xăm ấy chúc phúc cho cô và hạnh phúc tương lai của cô đó. Quả nhiên, những lời khuyên giải ấy của Pháp Sư Á là hết sức hiệu quả, ca ca đã nín khóc, nhìn chằm chằm vào thiên châu đa cắt để lại, cuối cùng cũng kiên định gật gật đầu, nói, Ưng, um, tôi biết rồi, đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp các vị trưởng lão. Điều làm bọn trác Mộc Cường Ba cảm thấy bất ngờ là, dường như các trưởng lão thôn công bố sớm đã biết mấy người bọn họ sẽ đến, phòng ốc, đồ ăn, người phục vụ đều đã được sắp xếp đâu ra đó, dân trong thôn đã dựng chảo đá lên nướng chuột núi, thịt chảy mỡ reo xèo xèo, mùi hương khen khét sộc vào mũi mọi người. Ở đây không có đường quốc lộ, cũng không có điện thoại, chắc một cường ba thật không sao hiểu nổi, tại sao các vị trưởng lão trong thôn lại biết bọn gã sẽ đến. Trưởng lão đơn ba nói, về cánh cửa địa ngục, dựa theo các ghi chép cổ xưa nhất của chúng tôi, ngôi làng này được dựng lên chính là để bảo vệ cánh cửa ấy. Cánh cửa sinh mệnh thì sau này mới được xây dựng lên theo ý chỉ của một vị thánh sứ, vì đã trải qua vô số năm, ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ và xây dựng ban đầu đã hoàn toàn bị quên lãng. Còn sứ mệnh của chúng tôi chỉ là bảo vệ vùng đất này, đợi chờ một vị thánh sứ khác đến. Hơn nghìn năm nay, theo các ghi chép trong thôn, tổng cộng đã có 36 vị thánh sứ lần lượt đến đây, nhưng chỉ có 10 vị thực sự đến được cánh cửa sinh mệnh, từ trong đó sống sót trở ra, e chỉ có hai người. Đó là ngài, và vị thánh sứ đến trước ngài chỉ mấy ngày. Còn người hỏi chúng tôi về cánh cửa địa ngục chỉ có mình ngài mà thôi. Trưởng lão cách liệt là người nắm các văn thư của thôn làng, ông ấy sẽ gắng hết sức mình, nói cho các vị biết mọi điều về cánh cửa địa ngục. Trưởng lão cách liệt nhướng mày, khẽ hắng giọng nói, cánh cửa địa ngục mà thánh sứ đại nhân từng đến ấy, đích thực là nơi chúng tôi bảo vệ, chỉ có điều lối vào ở đâu thì thực sự không một ai trong chúng tôi biết được cả. Theo các ghi chép cổ, nơi đó từng là chỗ giao giới của địa ngục và thế giới của chúng ta, vô số ác ma, xác chết, máu tanh đều từ nơi ấy chảy tràn ra thế gian này. Bọn chúng mang theo bệnh dịch, chém giết và máu tanh, khiến người dân tạng thời kỳ viễn cổ phải chịu đựng bóng đêm và nỗi sợ hãi, bị bệnh tật dày vò trong đau đớn, chết trong những cuộc chém giết vô nghĩa lý. Nhưng họ lại không thể tìm được nguyên nhân, chỉ có thể đời đời nối nhau gánh chịu nỗi khổ mà sống trong gian lao vất vả. Các vị thần minh tiên hiền thuở trước, vì muốn đem lại ánh sáng, trôn vùi bóng đêm, nên đã tìm ra lối vào địa ngục, bắt đầu lần mò tìm đường ra trong dòng u minh tối tăm vô biên vô tận. Họ phiêu dạt trên dòng sông đen tối ấy mấy nghìn, mấy vạn năm, vô số bậc tiên hiền đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Nhưng vì để con cháu đời sau được sống bình yên, các vị dũng sĩ vẫn không ngớt nối nhau lên đường. Trương Lập đã không sao ngồi yên nổi nữa, đây chẳng phải giống hệt như ninh mã cổ kinh mà chắc Mộc Cường Ba đã từng nhắc đến hay sao, anh nhấp nhổm nói, cường ba thiếu ra. Trác Mộc Cường ba ra hiệu cho Trương Lập đừng ngắt lời. Chỉ nghe trưởng lão cách liệt tiếp tục nói, hậu nhân sau này để cảm tạ và tưởng niệm những dũng sĩ đã cam tâm tình nguyện dùng mạng sống của mình đổi lấy tự do và hạnh phúc của muôn người, đã dựng lên một tượng thần thông thiên triệt địa ở nơi các vị dũng sĩ xuất phát, chấn áp tất cả tà ma bên dưới tượng thần, từ đó Tây Tạng mới được yên bình. Đợi chút đã, Trác Mộc Cường ba cũng không kìm được, lên tiếng ngắt lời không phải cánh cửa địa ngục ở gần thôn làng này hay sao? Vậy thì nơi các vị dũng sĩ xuất phát cũng là lối vào của cánh cửa địa ngục, đồng thời cũng là nơi xây tượng thần khổng lồ ở di chỉ của vương triều tượng hùng ư. Hai nơi này sao lại cách nhau xa đến vậy? Trưởng lão cách liệt mỉm cười nói, đây đều là nội dung ghi chép trong các sách cổ, kỳ thực chúng tôi đều chưa hề thấy qua tượng thần thông thiên triệt địa gì, cũng chưa từng đặt chân ra khỏi thôn làng này bao giờ. Tuy chúng tôi biết đến vương triều tượng hùng mà thánh sứ đại nhân nhắc tới, nhưng chưa ai đi đến đó cả. Đương nhiên, chuyện về cánh cửa địa ngục này cũng không khó giải thích lắm. Người xưa nói các vị dũng sĩ tìm được lối vào địa ngục, nhưng đâu nói địa ngục chỉ có một lối vào duy nhất đâu. Địa ngục vốn bao gồm 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn lại có 4 cánh cửa, trong cánh cửa ấy lại có 4 địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục lớn có 16 địa ngục nhỏ, cộng thêm bản thân 8 địa ngục lớn, tổng cộng là có 136 địa ngục, về sau lại chia 8 địa ngục lớn ra làm 8 nhiệt địa ngục và 8 hàn địa ngục thêm các địa ngục nhỏ, tổng cộng thành ra 272 địa ngục, về sau nữa lại thêm cả địa ngục cô độc. Ngoài ra còn có sách chép rằng, các địa ngục thuộc A tỷ vô gian địa ngục bao gồm 18 hàn địa ngục, 18 nhiệt địa ngục, 18 đao luân địa ngục, 18 kiếm luân địa ngục, thực là nhiều không đếm xuể, bởi vậy, các lối vào địa ngục tự nhiên cũng rất nhiều. Nơi dân làng công bố chúng tôi đời đời bảo vệ, chính là một trong các lối vào ấy, chỉ có vậy mà thôi. Vừa nghe thấy lời giải thích này, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến tấm bản đồ có vô số lối vào lối ra kia, gã thật chỉ muốn vỗ chán mà mắng mình mấy câu ngu xuẩn, một đạo lý đơn giản như vậy mà nghĩ mãi cũng không ra. Đồng thời, gã cũng lại nghĩ, cũng có thể nói, ba tang, đường thọ và người điên kia, rất có khả năng đã từ cùng một nơi chạy ra, chỉ là theo những con đường khác nhau mà thôi. Ba tang và đường thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc qua ba lại ngồi thuyền. Nghĩ tới đây, gã đứng dậy nói, Vậy thì, chúng tôi sẽ tự đi tìm lối vào cánh cửa địa ngục, nếu ba vị trưởng lão thấy rằng còn điều gì có thể cho chúng tôi biết nữa, xin cố gắng nói hết, chúng tôi thực sự rất cần đến sự giúp đỡ của các vị. Trưởng lão đạt kiệt nói, điều này là dĩ nhiên, bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là để đợi thánh sứ đại nhân đến đây, chúng tôi biết gì, tất nhiên sẽ nói hết với thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường ba bỗng hỏi, vậy thì, có thể hỏi lại một lần nữa, tại sao tôi lại là thánh sứ của các vị được không? Audio điện tử võ tấn bền. Trường lão Đạt Kiệt nở một nụ cười hữu hảo, khe khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng nói, có lẽ, khi thánh sứ đại nhân đến được bạc ba la thần miếu, khi mạn đà la vĩ đại trùng hiện quang minh, tự nhiên ngài sẽ hiểu được thôi. Ông nghĩ ngợi dây lát, rồi nói, phải rồi, còn một việc tôi phải nói với ngài. Về lời nguyền đó, có lẽ ít nhiều ngài cũng biết một chút rồi phải không? Chính là lời nguyền nói rằng, một khi để máu tanh vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tài ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Trác Mộc Cường ba gật đầu, tôi đã biết. Trưởng lão Đạt Kiệt bèn nói, theo các văn thư ghi chép trong thôn, lời nguyên ấy, chỉ e còn đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể diễn giải gấp bội phần, mong rằng thánh sứ đại nhân phải hết sức cẩn thận. Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, tôi biết rồi, vậy, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát. Gã thầm nhủ, chắc lại là thứ gì kiểu như cổ độc là cùng, tôi đã nếm mùi lợi hại rồi. Cách liệt trưởng lão nói, Na Thâm, tiễn thánh sứ đại nhân về phòng. Na Thâm liền nhận lệnh bước đi trước. Nhạc Dương đã tìm thấy con tầm ngọc, sau khi được ca ca đồng ý, họ giữ nó lại, nghỉ ngơi một đêm trong thôn công bố, sau đó lên đường tới cánh cửa địa ngục mà những người dân ở đây canh giữ. Đoàn chỉ có 5 người, nhưng Na Thâm lại chuẩn bị đến 10 con la, ban đầu bọn Trác Mộc Cường ba còn chưa hiểu tại sao, đi được nửa đường mới biết dụng ý của anh ta. Đường núi ở đây gập ghềnh khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống, khoảng cách thì tương đương với đường tới cánh cửa sinh mệnh, nhưng lộ trình hết sức vất vả gian nan, nếu không có lũ la thổ bớt hành lý, e rằng lúc đến được cánh cửa địa ngục, bọn họ sẽ sức cùng lực kiệt. Chuyện tiên hiệp. Dọc đường cảnh sắc tú lệ mê hồn, nhưng cả bốn người đều chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Sự tĩnh lặng của núi rừng khiến tâm hồn họ bình lặng trở lại, nỗi nhớ đa cát và cảm giác áy náy với ca ca cũng dần dần lắng xuống giữa khung cảnh thiên nhiên bắt ngát, đồng thời tâm trạng nôn nóng muốn đến được bạc ba la thần miếu, muốn nghiên cứu tỏ tường cánh cửa địa ngục cũng theo làn gió nhẹ từ từ lắng xuống. Đi trên con đường nhỏ lưng chừng núi, chỉ nghe tiếng vó ngựa và gót giày dẫm lên lá rụng lạo xạo lạo xạo, chắc một cường ba cảm nhận được một cách rất rõ rệt, không khí hít vào qua mũi chảy đến phổi rồi theo các kinh mạch đi khắp toàn thân, từng lỗ chân lông mở ra, tham lam hưởng thụ dưỡng khí của tự nhiên ban tặng. Nhạc Dương và Trương Lập cũng không nhốn nhào làm ồn như mọi khi, cả đoàn người cứ lẳng lặng đi như vậy, từng bước, từng bước đến gần cánh cửa địa ngục, trở lại chỗ thác nước tựa như một giải lụa bạc khổng lồ, tiếng thác đổ nghe ầm ầm như sấm. Tựa như chỉ mới hôm qua, Đa Cát đứng ở đó, hai tay chống nạnh, trợn trừng mắt lên nói, tôi đi tượng hùng với mọi người, tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn công bố, sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa, hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa khẩu khí tự phụ ấy của anh dường như còn văng vẳng giữa núi rừng bát ngát trác mộc cường ba bước lên hai bước ở đây chính là nơi đa cát và ba tang đấu võ hôm ấy giờ đây cây càng xanh hơn cỏ càng biết hơn chỉ có người thợ săn ưu tú đã không còn nữa trác mộc cường ba đi tới mép bình đài chỗ vươn ra khỏi vách núi này xung quanh có núi non vây bọc dưới có thác nước chảy tràn thật giống cảnh trong hương ba la mật quang bảo giám thực chẳng khác nào một Sangri la được thu nhỏ lại trăm nghìn lần. Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ đến lúc cha tìm tài liệu về Sangri gã từng đọc được lời của một vị trí giả viết rằng, Sangri ở trong lòng mỗi người, không cần phải cố công đi tìm kiếm, nó vẫn luôn lặng lẽ đứng ở sau lưng ta. Khi ta vô ý ngoảnh đầu lại, nói không chừng sẽ thấy nó cũng nên. Dòng nước bên dưới bình đài ước chừng 200 mét, ngọn núi phía sau chắc cũng phải cao cả nghìn mét, thác nước năm tầng kia, từ trên xuống dưới e cũng phải cao tới mấy trăm mét nếu nói cánh cửa địa ngục chính là lối vào của hệ thống nước ngầm, thì lối vào này có lẽ nằm ở chỗ giáp danh giữa mặt nước và vách đá dựng đứng, hoặc là... Tóm lại, bọn họ cần phải xuống mặt sông bên dưới kia mới tìm hiểu cho kỹ càng được. Tuy nhiên, xuống bên dưới bình đài không phải chuyện dễ, đáy sông bị dòng nước xiết xối vào làm cho trở nên rất rộng. Mà bình đài và đáy sông tạo thành một hình thang cân, bên dưới không có chỗ đặt chân, phải thả dây từ trên bình đài đu xuống. Mấy người bọn chắc một cường ba mở ba lô, lắp thiết bị tăng cường tín hiệu, đeo các công cụ liên lạc, rồi lấy thiết bị leo núi ra. Trương Lập và Nhạc Dương sung phong bám vào vách đá vát về phía trong để trượt xuống trước. Vách đá bị nước xối trong suốt một thời gian dài, nên hết sức chân nhẵn, lại có rất nhiều thực vật ưa ẩm ướt mọc, nên càng không có chỗ nào mà bám tay. Bọn Nhạc Dương cứ 10 bước đóng một cái đinh, 5 bước cài thêm một cái chốt, cuối cùng cũng xuống được mép sông. Màn bụi nước hình thành do thác nước xối xuống lan đến tận chỗ đó, hơi nước mù mịt khắp mặt sông, tầm nhìn đại khái chỉ khoảng 7 đến 8 mét. Trương Lập và Nhạc Dương bật đèn chiếu sương mù lên, bắt đầu chia hai bên tìm kiếm theo hình rẻ quạt. Trương Lập lần đến tận chân thác nước, còn Nhạc Dương cũng đi chừng trăm mét, nhìn bằng mắt thường không có phát hiện gì mới, nhưng thiết bị đo trong tay họ đã chuyển số liệu thăm dò lên bình đài. Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á là ở bên trên vừa quan sát mặt sông, vừa sắp xếp phân tích số liệu. Na Thâm đứng bất động sau lưng họ như một pho tượng đá. Bởi vì đã có tiền lệ của Đa Cát, lần này bọn Trác Mộc Cường ba nửa như vô tình nửa như cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Na Thâm, lúc nói chuyện cũng sử dụng tiếng phổ thông mà anh ta không hiểu. Họ không muốn để Na Thâm tham dự quá sâu vào hành động lần này, để rồi lại trở thành đa cát thứ hai. Một lúc sau, trong ống nghe vang lên giọng của Nhạc Dương, Cường ba thiếu ra, dưới này bọn tôi không có phát hiện gì đâu, e rằng phải sang phía bên kia khe núi xem sao. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn số liệu thiết bị điện tử truyền về trên màn hình, đoạn trả lời, biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò đi dây thừng đã kéo hết chưa nếu vẫn còn không gian tiếp tục vươn sang hai bên nữa thử xem trác mộc cường ba lại nhìn xuống màn hình thiết bị hỏi pháp sư á la sao rồi pháp sư có kết quả gì chưa pháp sư á la lắc đầu đã đo khoảng cách bằng tia laser không phát hiện ra phía đối diện có khe nứt nào có điều cậu xem hình ảnh tái tạo từ sóng âm này xem ở đây này trác mộc cường ba nói có bóng đen pháp sư á la gật đầu trác mộc cường ba lại hỏi thông đạo ngầm dưới nước pháp sư á la đáp có lẽ vậy có điều hang động này hơi nhỏ một chút nhìn tỷ lệ thì chỉ một người qua được hơn nữa vào trong rồi rất khó trở ra bên trong không thể xoay người được trác mộc cường ba nói vậy chúng ta xuống chỗ cửa hang đó trước rồi dùng máy đo đạc thêm lần nữa dựa theo kết quả ấy mới tính tiếp pháp sư á la cũng đồng ý với đề nghị này trác mộc cường ba lại hỏi nhưng nước chảy xiết thế này có xuống được đó không nhỉ pháp sư á la lắc đầu chưa rõ để xem có thể tìm được lối nào dưới lòng sông không rồi chúng ta sẽ bỏ từ lòng sông qua vậy nhạc dương ở dưới nói cường ba thiếu ra pháp sư á la dây thừng kéo hết rồi có phát hiện gì không nếu không thì ném thêm dây thừng xuống đi chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển theo phương ngang trác mộc cường ba nói tôi hiểu rồi các cậu ở dưới ấy chớ làm bừa tạm thời không cần di chuyển theo chiều ngang nữa sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ buông dây xuống đó. Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn Pháp Sư Á La, nói, công việc giám sát ở trên này đành nhờ Pháp Sư lo vậy. Pháp Sư Á La nói, cẩn thận một chút, mặt sông ở đây rộng khoảng 100 mét, tốc độ dòng chảy đã đạt đến 15 mét trên dây tín hiệu từ thiết bị thăm dò bằng tia laser của bọn Nhạc Dương, Trương lập gửi về hiển thị. Chỗ cậu xuống, tuy nước chỉ sâu chừng 25 mét, nhưng dưới lòng sông lại có rất nhiều tảng đá lớn, có tảng còn nhô lên gần mặt nước, cẩn thận dây thường bị cứa đứt đó. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận. Gã bắt đầu khoác đồ lặn lên người, cầm theo các thiết bị thăm dò, đeo túi công cụ, hai bên túi công cụ là bình dưỡng khí nén dạng lỏng 6 lít, tầng trên là một chiếc dù nhỏ có thể tách ra, tầng dưới đựng các công cụ thăm dò hang động, bao gồm cả máy đo khoảng cách bằng laser có thể hoạt động dưới nước, máy dò sóng âm, máy ảnh, máy tính sử dụng được dưới nước, ở thắt lưng cài một chuỗi móc khóa và chốt an toàn, trên vai đeo một cuộn dây thừng 200 m một đầu dây cột chắc vào người, đầu kia cột vào khẩu súng bắn dây móc cầm trên tay. Chuẩn bị xong xuôi, gã quay sang hỏi Pháp Sư Á La, tốc độ gió thế nào? Pháp Sư Á La nhìn số liệu trên màn hình thiết bị, nói, có thể nhảy được. Chắc Mộc Cường Ba lại hỏi Nhạc Dương và Trương Lập bên dưới, chuẩn bị xong chưa? Tôi xuống đây. Trương Lập đáp, không vấn đề, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Trác Mộc Cường ba nhìn lại vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên màn hình ra đa lần cuối, rồi dậm bước đến mép bình đài, hít sâu một hơi, chúc đầu lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy sâu 200 mét bên dưới. Vừa rời khỏi bình đài, Trác Mộc Cường ba đã chỉnh lại vị trí thân thể, sau khi xác định có đủ không gian, liền lập tức bật dù ra. Tốc độ rơi tự do rất nhanh, nên khi chiếc dù bật mở, gã chỉ còn cách mặt nước chưa đầy 50 mét. Trên mặt sông rộng minh mang, gã đã nhìn thấy bộ phát tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương lắp đặt. Trác Mộc Cường ba vươn tay, mũi tên mang theo sợi dây thường bắn vọt ra khỏi nòng súng, cắm vào vách đá. Thân thể Trác Mộc Cường ba trên không trang vẫn tiếp tục từ từ rơi xuống, đến khi nhìn Nhạc Dương hay Trương Lập bắn ra một quả pháo hiệu, biểu thị mũi tên mang theo dây thường đã cắm chuẩn xác vào vị trí định trước, gã mới không chút do dự kéo mạnh nút thắt sợi thường thứ hai, cắt đứt dây nối với chiếc dù. Chiếc dù liền bị gió thổi bay tít xuống hạ du, còn cả người chắc mộc cường ba đã lao vào dòng nước xiết. Nước sông lành lạnh, bên tai tiếng nước chảy ủng ục ủng ục vang lên không ngớt, nước sông nhã lỗ tạng bố chảy xiết lạ thường, vừa xuống nước, chắc mộc cường ba đã cảm thấy dây thừng trên vai mình không ngừng bị kéo ra phía ngoài, gã vận hết sức quạt nước, nhưng cũng không ích lợi gì lắm, loay hoay hồi lâu mới tìm được một tảng đá lớn, dựa lưng vào đó nghỉ ngơi dây lát cho lại hơi, đồng thời xác định lại vị trí của mình. Lúc này một đầu dây thừng đã truyền lại cảm giác giật giật, kéo đi kéo lại ba lượt, đây là tín hiệu của trương lập và nhạc dương biểu thị hai người đã cố định lại dây thừng cho chắc chắn rồi không cần lo bị dòng nước xiết đánh bật ra khỏi vách đá ở dưới đáy sông trác mộc cường ba bật đèn chiếu gắn trên đầu lên mức sáng nhất gã cần phải tìm một con đường để sang được bờ đối diện chỉ dựa vào sức người bơi không thể nào chống lại được dòng nước xiết cuồn cuộn gã đành lựa chọn cách đi ngầm bên dưới lòng sông có rất nhiều tảng đá lớn giúp gã trụ vững thân hình lúc tiến bước bên cạnh bóng đèn gắn trên mũ đội đầu là ống kính máy quay Tất cả dữ liệu ghi lại được đều lưu trữ trong máy tính sách tay chịu nước, chỉ cần kết nối thành công, tất cả những gì Trác Mộc Cường ba nhìn thấy dưới nước, pháp sư Á La ở trên bình đài cũng có thể thấy rõ mồn một. Trác Mộc Cường ba thử kiểm tra lại tín hiệu vô tuyến, thấy liên lạc không có vấn đề gì, bèn trao đổi nhanh mấy câu với pháp sư Á La. Pháp sư cho gã biết lưu lượng và tốc độ dòng chảy dưới đáy sông, đồng thời bảo gã nên chọn tuyến đường nào thì thích hợp nhất. Vì bản đồ địa hình lòng sông do thiết bị thăm dò bằng sóng âm truyền về phát huy tác dụng, nên điểm đặt chân của Trác Mộc Cường Ba hết sức chuẩn xác. Trước mặt Trác Mộc Cường Ba có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững, thành cột trụ cho gã bám vào trong dòng nước xiết. Dưới sự chỉ huy của pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba bám vào các góc cạnh của những tảng đá ngầm khổng lồ, len lỏi qua khoảng trống giữa dòng nước xiết và đá tảng. Tuy làm vậy hơi tốn thời gian một chút, nhưng bình không khí lỏng đã được trương lập cải tiến gắn trên lưng chắc mộc cường ba chứa đủ dưỡng khí cho gã thở dưới nước 4 giờ đồng hồ, vì vậy, gã hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề thời gian dưới nước này. Chắc mộc cường ba lặn một mạch đến phía bên kia vách đá, ngẩng đầu nhìn từ đáy nước lên, mặt sông tựa như một giải lụa màu xám đang không ngừng quấy động. Dưới ánh sáng ngọn đèn gắn trên mũ, gã thấy vách đá bám đầy các loài cỏ nước cùng chảy dạt về một hướng dưới nước, trông tựa như lông của loài động vật nào đó khu vực bóng đen như cửa hang trong hình ảnh máy định vị sóng âm gửi về nằm phía trên chừng 10 mét. Trác Mộc Cường ba chỉnh đèn cho phát ra chùm sáng mạnh nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy một quầng mờ ảo. Gã thử tiến lên gần cửa hang, không ngờ, thân thể vừa mới rời lòng sông, đã không tự chủ được mà bị dòng nước cuốn đi. Cũng may gã còn phản ứng kịp thời, mới chỉ trượt đi chưa đầy một mét đã trụ vững lại được. Trác Mộc Cường ba lại tiếp tục tìm kiếm khe nứt, cắm chốt, cố định dây thừng, rồi một lần nữa bám vách đá leo lên trong nước. Mặc dù gã đã hết sức cẩn thận, nhưng lúc sắp tiếp cận được khu vực bóng đen vẫn có hơi sơ suất một chút. Bóng đen trên bản đồ sóng âm ấy, giống như một cái lỗ đen vũ trụ, có sức hút rất lớn, tựa như muốn hút hết mọi thứ xung quanh nó vào bên trong. Cũng may cửa hang rất nhỏ, chắc một cường ba mất thăng bằng, nhưng vẫn kịp dùng sức đạp mạnh vào hai bên, mới không bị lực hút đó làm cho cắm đầu vào. Loay hoay một hồi lâu xung quanh cửa hang, thể lực gã đã tiêu hao một phần đáng kể. Nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La liền phát tín hiệu liên lạc, sao vậy? Có phải có một cửa hang không? Trác Mộc Cường Ba nói, đúng là có một cửa hang. Pháp Sư Á La lại hỏi, có vào được không? Trác Mộc Cường Ba đáp, không được, sức hút lớn quá, hơn nữa lại ở sâu dưới nước chừng 15 mét, mắt thường không quan sát được bất cứ thứ gì. Và lại, cửa hang rất nhỏ, vai tôi chui vào chỉ thừa ra chừng 15 cm, nếu thêm cả bình dưỡng khí nữa dù vào được e rằng cũng khó mà ra được pháp sư á la nói ừm um, còn cách nào để thăm dò không chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong cửa hang trước đã trác mộc cường ba nói giờ tôi đang buộc thiết bị thăm dò bằng tia laser và sóng âm vào dây thừng thả vào trong hang còn cả hình ảnh nữa tôi đang truy cập dữ liệu pháp sư ở trên đó có nhận được tín hiệu không pháp sư á la đáp yếu lắm phải điều chỉnh lại một chút sao rồi có cần chúng tôi giúp không Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương hỏi. Đợi chút đã, pháp sư Á La nói, một người lên đây, ai gầy hơn ấy. Rõ rồi, Nhạc Dương gieo lên trong bộ đàm, Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới hỏi, đã thấy gì rồi? Pháp sư. Pháp sư Á La nói, không được rõ cho lắm, nhưng thiết bị phát sóng âm đã gửi về bản đồ địa hình, hang động ấy rất sâu, là rất sâu đấy. Đường kính bên trong cửa hang tương đương với suy đoán của cậu, đại khái khoảng 60 cho đến 70 cm đo khoảng cách bằng tia laser thấy đại khái khoảng trên dưới trăm mét. Nhưng vẫn còn vấn đề, bên trong không còn lối thông nữa, tôi cần các cậu vào đó xem sao. Nhiệt độ nước 6 độ C, tốc độ dòng chảy 11 mét trên giây, được rồi, nhạc dương đã lên đây, cậu ấy sẽ thay trang bị rồi đi cùng với cậu. Cẩn thận đấy, nhạc dương nói, cường ba thiếu ra, tôi xuống ngay đây. Nhạc dương thay một bộ đồ lặn, rồi đem theo một cuộn dây dài 200 mét nữa xuống nước hai người lần dọc theo sợi dây chắc một cường ba đã cố định dưới đáy nước, tiến đến gần cửa hang, sức hút mạnh khiến thân thể họ không tự chủ được mà tự động dịch chuyển về phía ấy. Nhạc Dương nói, cửa hang này hình thoi, hơi hẹp một chút, tôi nghĩ tôi có thể vào được. Chắc một cường ba nói, phải hết sức cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thường cho chắc, nếu gặp chuyện gì dị thường lập tức giật dây, tôi sẽ kéo cậu ra. Nhạc Dương giơ tay làm dấu ok, chắc một cường ba liền vỗ lên mũ Nhạc Dương một cái anh chàng buộc chặt dây thừng, hai tay cầm hai chiếc dùi chuyên dụng, cẩn thận trèo chống thân thể, lần mò trượt vào bóng đêm vào tận bên trong. Trác Mộc Cường ba canh chừng bên ngoài cửa hang, tay nắm chặt sợi dây thừng đã cố định thật chặt, chậm chậm thả từng chút một. Sau khi nhạc dương vào hang, Trác Mộc Cường ba thấy ngọn đèn trên đầu và đèn tín hiệu chỉ dẫn ở gót chân anh biến mất dần trong bóng tối. Kế đó, việc liên lạc cũng hết sức khó khăn, chẳng mấy chốc đã không thể nào trao đổi bằng lời với nhạc dương được nữa. Nhưng khi giật giật dây thừng, Nhạc Dương vẫn không ngừng yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. Không ngờ, thả một mạch hết cả cuộn dây, Nhạc Dương mới ở bên trong giật dây ra hiệu muốn trở lại. Trác Mộc Cường ba kéo Nhạc Dương ra bên ngoài, chỉ nghe anh chàng lắc đầu nói, không được, bên trong còn sâu hơn khoảng cách chúng ta có thể thăm dò nữa. Cả hang động này trách xuống dưới, nhưng góc nghiêng rất nhỏ, không biết là còn sâu bao nhiêu. Ngoài ra, bên trong có lối rẽ, chúng ta cần có ống huỳnh quang để đánh dấu đường. Tôi sẽ chuyển số liệu lên trên đó, pháp sư á la ngài xem máy tính phân tích thế nào pháp sư á la đáp ừm vẫn đang xử lý hai người lên nghỉ ngơi một chút đi trương lập nói tôi cũng lên trên này rồi cậu ở trong đó có thấy gì không nhạc dương đáp bên trong có rất nhiều đá vụn lèn chặt dường như do sức người chặn lại trác mộc cường ba lẩm bẩm cánh cửa sinh mệnh khép lại cánh cửa địa ngục sẽ mở ra còn ở đó không giọng pháp sư á la hơi run run Trương Lập dường như cũng nhìn thấy gì đó, khẽ a lên một tiếng. Vẫn còn, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đã dựa sát người vào vách đá. Pháp Sư Á La nói, mặc dù số liệu Nhạc Dương gửi về không được rõ lắm, nhưng địa hình cơ bản có rồi, máy tính đã xử lý vẽ lại, nếu như chuẩn xác thì ở chỗ Nhạc Dương rẽ lần cuối cùng, vẫn còn một đường hầm dài chừng 200 mét nữa. Toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng xuống dưới, độ dốc chưa đến một độ. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên, không phải chứ, còn những 200 mét nữa cơ à?" Trương Lập nói, "Đúng đấy, hơn nữa hình ảnh tạo thành từ sóng âm còn cho thấy đoạn thông đạo ấy thẳng tăm tắp, như là có dấu vết đục đẽo của con người vậy." Pháp sư Á La nói, "Phân tích dựa trên hình ảnh gửi về, có thể thấy trước đây thông đạo này đã bị bít kín, khi Niêm Phong người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như là trò xây tháp gỗ vậy, chỉ cần rút đi khối gỗ ở tầng dưới cùng, các khối gỗ ở những tầng trên tự động sụp đổ." hoặc cũng có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của bản thân dòng chảy. Tóm lại, chúng ta không biết cổ nhân đã dùng cách thức gì, cũng không đoán ra được, nhưng kết quả cuối cùng là hình thành nên con đường hầm mà chúng ta đang thấy ở đây. Vấn đề là, sau 200 mét thông đạo dưới đáy nước này, vẫn chưa đến điểm cuối, hình ảnh sóng âm gửi về cho thấy đến đó thể tích thông đạo lớn hẳn lên. Cũng có nghĩa là, sau đấy có không gian lớn hơn nữa. Có điều, vì chỉ có thể phát sóng âm trong hang động, nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất nhỏ thôi. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, cũng có nghĩa là, phía sau thông đạo, rất có khả năng chính là dòng sông ngầm có thể đi thuyền được. Pháp Sư Á La nói, chỉ là có khả năng thôi, nhưng máy đo khoảng cách bằng tia laser chưa có tín hiệu gửi về, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới còn sâu bao nhiêu nữa. Trác Mộc Cường ba hấp tấp nói, vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao. Từ lúc con người hình thành trong phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc, tất cả các sinh vật đều có thiên tính ỉ lại, dựa dẫm vào nước, đây có lẽ cũng là một sự di truyền. Mà thôi, đây không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, vừa nãy tôi vẫn luôn nghĩ, những câu kệ như các vị thần minh thuở trước vì muốn đem đến ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi giặt trên dòng u minh hà đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, e rằng không phải ám chỉ đến việc một nghìn năm trước tôn giáo bí mật kia tiến vào bạc ba la thần miếu, mà là... Pháp Sư Á La nói, chúng ta chỉ còn một cuộn dây thừng cuối cùng nữa thôi, khoảng cách không đủ, Nước chảy xiết thế này, các cậu vào rồi không thể ra được đâu, nếu ở cuối thông đạo này không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khi đó." Trương Lập nói, "Hay là Cường Ba thiếu gia và Nhạc Dương trở lại đây trước, chúng ta thương lượng rồi tính sau." "Không cần, chắc mộc Cường Ba nói, nếu người điên đó thực sự ra bên ngoài theo lối này, trong kia nhất định là có không gian có thể sinh tồn, hơn nữa cũng nhất định có cách ra được bên ngoài thôi." Nhạc Dương cũng nêu ý kiến chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thường cố định trên vách đá nữa. hai người mang theo dây thường dài nghìn mét, một chút khoảng cách này chưa làm khó chúng ta được đâu. sao ạ, à, pháp sư? nếu có sinh vật gì khác thì sao? pháp sư á la hỏi. nhạc dương đáp, dù là có sinh vật gì khác, nếu thể hình đủ để gây uy hiếp đối với chúng tôi, nó không thể chui vào được cái hang này. còn nếu thể hình nhỏ hơn, với tốc độ dòng chảy như ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm. pháp sư á la ngập ngừng, ừm. Chuyện này, Trương Lập nói, hơi nguy hiểm đấy. Lặn trong hang động tôi có nghe rồi, nhưng chỉ là lặn trong các hang động có nước lặng hoặc dòng chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang động có dòng nước xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn trong các hang động ngầm dưới nước may ra được 5 mét là cùng, chẳng may không nắm chắc dây thường chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đi đến tận chỗ nào, sao mà cậu ra được. Nhạc Dương nói, không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi, sau khi dễ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ngoài cửa hang nữa rồi, và lại chúng tôi sẽ cố định chặt dây thừng vào kẽ đá, tôi có thể đảm bảo được an toàn. Cường ba thiếu ra, anh thấy sao? Trác Mộc Cường ba nhớ lại tình cảnh lúc bọn gã ở địa ngục của lửa và nước trong địa cung Maya, tuy nhiên tình hình có đôi chút khác biệt, lúc đó bọn gã trang bị không đầy đủ, còn lần này bọn gã đã có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu nói, ít nhất cần ba người, một người canh chừng ở cửa hang, hai người vào trong, có gì còn tiếp ứng cho nhau được. Nhạc Dương lập tức nói, Trương Lập, gỡ dây thừng trên vách đá ra. Tôi và Cường Ba thiếu ra ở dưới này đợi anh. Trong lúc chờ đợi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Nhạc Dương, cậu đã vào bên trong rồi, nói cho tôi biết tường tận tình hình trong đó ra sao. Nhạc Dương đáp, ừm, um, tốc độ dòng chảy khoảng 8 mét chê dây. Phía trước hình như là khe nước thiên nhiên, đoạn phía sau thì có cảm giác như đã được bàn tay con người tu tạo, bên trong có nhiều đá vụn lắm, vách bên rất phẳng, không sắc nhọn lởm chởm cũng không giống những hang động bị nước xói mòn. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng lúc đến gần đầu bên kia thông đạo phải hết sức chú ý, nếu không gian đột nhiên mở rộng, ở chỗ đáy hang ấy nói không chừng là có mũi đá nhọn chia ra đấy. Nhạc Dương đáp, chúng ta bám vào dây thường chui vào cơ mà, những cái hở ấy rất tiện để đặt chêm đá, cứ 10 mét lại cố định một cái, dù là có mũi đá nhọn chia lên thì cũng tránh được. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, cẩn thận là hơn. Phải rồi, nếu thật sự có người đến từ sông ngầm dưới đất, cậu nói xem, người đó có thể chui ra từ hang động này không? Nhạc Dương nói, ừm, tôi nghĩ là có thể. Đường hầm này được con người tu tạo, xây như bậc thang vậy, tuy nói là nước chảy rất xiết, nhưng bám vào những bậc thang ấy vẫn có khả năng bỏ ra được. Chỉ có điều, thuyền thì không thể đưa ra ngoài thôi. Nếu bảo người điên kia ngồi thuyền từ Sangri la tới đây, vậy chiếc thuyền ấy chắc là phải để lại bên trong đó rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, không. Tôi vẫn hơi nghi ngờ chuyện anh ta có thể bò ra được bên ngoài, 200 mét đầu tiên cậu chui vào hoàn toàn ngập nước đúng không? Nếu nói cả thông đạo dài 500 mét này đều ngập trong nước thì sao? Cậu nói xem, trong dòng nước xiết như thế, mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét? Nhạc Dương nói, ừm, um, điểm này, điểm này tôi chưa nghĩ tới. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy đấy, trong dòng nước xối xả thế này, với thể năng của cậu và tôi, mỗi phút có thể bò được hai chục mét đã là cực hạn rồi, hơn nữa quá trình này cực kỳ hao tốn oxy. Vận động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí, không thể hít thở, căn bản không thể nào bỏ ra ngoài được. Tôi nghĩ, nếu có người từ trong đó đi ra, nhất định phải còn cách nào khác nữa. Hai người thảo luận qua lại đến lúc Trương Lập gỡ dây thừng leo xuống. Có dây đủ dài rồi, ba người không dừng lại dù chỉ một phút, tiến thẳng đến miệng hang động thần bí. Nhạc Dương đã vào sâu bên trong một lần, nên anh là người đầu tiên chui vào, cách chừng 5 mét phía sau là Trác Mộc Cường 3. Người này lấy khoảng cách có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ người kia làm khoảng cách chuẩn, đồng thời sử dụng hai chiếc đèn nhỏ gắn ở gót giày để đánh tín hiệu, chỉ thị tiến lên hoặc lui lại. Trương Lập canh chừng ở cửa hang, đề phòng bất chắc và thao tác điều chỉnh thiết bị. Vào trong hang động, cảm giác dòng chảy xung quanh ép lên thân thể rõ hơn rất nhiều, Trác Mộc Cường ba thấy mình như một con cá, chậm chậm đi trong một hành lang dài rằng rạc dưới đáy nước theo kiểu hết sức đặc thù bên ngoài 5 mét là bóng đêm, tất cả ẩn kín sau một tấm màn tăm tối thần bí. Xung quanh gã không có bất cứ dấu vết của động vật hay thực vật gì, nhưng nghĩ lại ở đây nước ngầm chảy xiết như vậy, động thực vật cũng chẳng thể nào sống nổi. Trương Lập Canh chừng ngoài cửa hang cũng biết, lặn trong hang động ngầm có dòng nước chảy xiết thế này, chẳng khác gì lái xe với vận tốc trăm km trên ngờ giữa dòng giao thông đông đúc, không thể có dù chỉ một sai sót rất nhỏ. Anh sợ làm phân tán tinh thần của hai người trong hang, nên không dám trò chuyện câu nào với họ, trong bóng tối yên tĩnh lạ thường khiến họ cảm thấy như đang chui vào cõi hư không thông đạo này hình bầu dục hai đầu nhỏ phần giữa hơi phình to bất luận là ngước lên trên hay nhìn xuống dưới ánh đèn đều bị bóng đêm vô tình nuốt trọn trác mộc cường ba đột nhiên có cảm giác như mình đang thực sự bơi xuống địa phủ ở nơi đó bóng tối trải ra vô tận trên phủ khắp trời dưới nuốt cả mặt đất vực sâu còn gã dập dềnh lơ lửng trong không trung như một hạt bụi nhỏ nhoi giữa vùng đen tối mênh mang vách đá bên cạnh chốc chốc cũng khiến gã giật mình, thi thoảng có cột sáng chiếu qua, liếc mắt lên là lại thấy có khe nước to tướng, bên trong đen kịt sâu hun hút, cũng có chỗ vách đá gồ lên thành hình mặt con quái thú, có mũi có mắt, xuất hiện đột ngột ở khoảng cách gần, ai trông thấy cũng thật khó mà không giật mình kinh hoàng. Dòng chảy cuồn cuộn phía sau lại không ngừng thúc đẩy gã, sợi thừng trong tay quyết không thể buông ra, chắc mộc cường ba theo sát phía sau nhạc dương. Máy đo bằng tia laser xác định đường hầm phía trước còn 100 mét nữa, nhưng được chừng 30 mét, Nhạc Dương đã bắt đầu rẽ sang phải, đồng thời ném một ống huỳnh quang vào góc ngoặt để đánh dấu. Được chừng chục mét nữa, anh lại rẽ trái, tiếp tục tiến lên, chắc Mộc Cường ba chiếu đèn vào chỗ ngoặt, thấy bên phải và phía trước có đến 4 năm lối thông đen ngòm, đành lắc đầu rẽ theo Nhạc Dương. Chẳng mấy chốc sau đó, chắc Mộc Cường ba liền phát hiện ra dường như bọn gã đang ở bên trong một cục bọt biển khổng lồ, chỗ nào cũng thấy những khe nứt, những lối thông, lối này thông với lối kia, lồng vào trong nhau, con đường tiến lên phía trước cứ như thể cây kim sâu sợi chỉ chọc lên chọc xuống chọc trái chọc phải trong miếng bọt biển. Chưa được bao lâu sau, ống huỳnh quang đã không đủ dùng, nhạc dương bắt đầu cứ cách hai chỗ rẽ hoặc hơn mới đặt một ống huỳnh quang. Sau khi chui vào khe nước thứ ba bên trái, cái đó trượt xuống vào cửa hang thứ hai, vòng qua một trụ đá hình tròn, nhưng người bơi lên khe nước trên đỉnh đầu, chắc một cường ba không cầm lòng được, cất tiếng hỏi, đường đi phức tạp như vậy, lại không có máy tính, làm sao cậu nhớ được thế? Nhạc Dương đáp, khả năng ghi nhớ tức thời cũng như quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh và nhớ rõ là hết sức quan trọng đối với một người lính trinh sát. Tôi có thể nhớ chính xác được thứ tự của hai bộ bài cháo lộn xộn ấy chứ. Kỳ thực, ở đây có rất nhiều lối thông với nhau, chỉ là chúng ta phải chọn lựa những lối tương đối dễ đi qua thôi. Sắp đến đoạn có bàn tay con người tạo nên rồi, dòng chảy ở đó hình như còn nhanh hơn một chút, bám chặt vào đấy, cường ba thiếu ra. Vòng qua chỗ rẽ, chắc một cường ba đã chú ý đến những góc cạnh trồi lên, nói một cách chuẩn xác hơn, đây có lẽ giống những tảng đá khổng lồ xếp thành một thông đạo hình tròn tựa như người ta xây ống khói, nhưng các góc cạnh đều xoay vào bên trong. Mặt này gồm những hình lục giác, ngũ giác, bát giác sắp đặt không theo quy tắc nào cả, thoạt nhìn giống như vải rắn nhấp nhô, khiến Trác Mộc Cường ba nghĩ đến con đường người khổng lồ một ở Ireland. Tới đây, gã lại không khỏi giật thoát mình một cái, không khó tưởng tượng, muốn xây một đường hầm nhân tạo như thế này ở dưới sâu 10 mét nước, lại giữ được cả nghìn năm, đặt trong bất cứ thời kỳ nào cũng đều là một công trình kỳ vĩ. Huống hồ những tảng đá này lại to lớn như vậy, cổ nhân làm cách nào để chất chúng lên như thế? Chuyện này thực nằm ngoài sức tưởng tượng, chắc một cường ba càng lúc càng cảm thấy tôn giáo thần bí này mang đến cho mình quá nhiều chuyện khó tin nổi, càng tìm hiểu sâu, lại càng thêm kinh hoàng. Đi tiếp trong thông đạo được chừng 300 mét, đường kính thông đạo dường như mỗi lúc một nhỏ hơn, tốc độ dòng chảy và áp lực đều tăng lên rõ rệt, hai người bọn Trác Mộc Cường ba phải bám chặt vào dây thừng mới chống chọi được với dòng nước chảy xiết mạnh mẽ ấy. Trác Mộc Cường ba còn cảm nhận được thân thể mình, đặc biệt là bình dưỡng khí gắn trên lưng, không ngừng cọ sát với vách thông đạo, đành gắng hết sức dồn trọng tâm thân thể xuống dưới, nếu để ống dẫn khí bị những cạnh đá gồ ghề kia cọ đứt, kẹt cứng ở chỗ này thì chỉ còn nước chờ chết ngạt. Nhạc Dương đã sắp ra đến đầu bên kia thông đạo, đột nhiên đánh tín hiệu nguy hiểm, rồi sau đó ánh đèn hoàn toàn tắt lịm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trác Mộc Cường ba giật mình kinh hãi, không lập tức lui về, mà ngược lại còn lỏng bám dây thừng, tăng tốc tiến lên phía trước, đồng thời gọi lớn, Nhạc Dương. Nhạc Dương, gã biết, trong hang động này, bọn họ đã hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài được nữa, giờ chỉ có gã và Nhạc Dương là có thể nói chuyện với nhau được thôi. Đang lúc nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực, chưa biết xử trí ra sao ấy, bỗng có một chùm sáng chiếu tới, biểu thị an toàn. Lần này đèn chiếu rất sáng, hiển nhiên là tín hiệu do đèn gắn trên đầu nhạc dương phát ra, chứng tỏ rằng anh chàng đã đến một chỗ không gian tương đối rộng, có thể xoay được người lại. Chắc Mộc Cường ba giờ mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhạc dương thở dốc nói, không sao, vừa nãy hơi sơ suất, Cường ba thiếu ra cũng phải cẩn thận đấy, phía trước hình như có thác ngầm. Chắc Mộc Cường ba đã buông lỏng tay khỏi dây thừng, lực đẩy cực mạnh từ phía sau thúc tới, xuôi theo dòng nước, chỉ trong chớp mắt gã đã rút ngắn khoảng cách với nhạc dương, cái đó thân thể lơ lửng, bị dòng nước mạnh xối từ trên xuống, như thể có người dùng một cái đập ruồi khổng lồ đập túi bụi xuống đầu. Ngã hoạch một cái, nhưng chắc Mộc Cường Ba đã nhận ra, đây là tầng đứt gãy, bên dưới có lẽ còn một dòng chảy khác nữa. Sông ngầm, ao ao, chắc Mộc Cường Ba như bị trôi từ một đường cống ngầm này sang một kênh thoát nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Từ cảm giác lúc chạm đáy sông ngầm, gã biết con sông dưới lòng đất này sâu không quá 5 mét, nhưng mặt nước tương đối rộng, vì tốc độ dòng chảy đã chậm đi rõ rệt. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Trác Mộc Cường Ba lộn nhào trong nước hai ba vòng nữa mới lấy lại được thăng bằng và cảm giác phương hướng. Gã nhìn thấy ánh sáng từ đèn của Nhạc Dương phát ra, liền bơi về phía đó, chẳng bao lâu sau, chân đã chạm xuống đất. Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậy, nước chảy ròng ròng, thấy Nhạc Dương đang ngây người ra đứng trên bờ. Anh chàng đã cởi mặt nạ lặn nước ra, há miệng hít vào mấy hơi sâu, mừng rỡ reo lên, "A! À. Không khí ở đây trong lành quá." Trác Mộc Cường Ba không nghe rõ nhưng nhìn bộ dạng say mê đắm đuối của nhạc dương, cũng biết là anh chàng đang cảm khái gì đó. Ngọn đèn chiếu trên đầu chắc một cường ba phát ra trùng sáng mạnh dọi khắp xung quanh, gã chậm rãi gỡ mặt nạ lặn xuống, hít sâu một hơi, không khí nơi đây thật lạnh giá, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thấm vào tận tâm can, cảm giác tựa như nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của mùa đông vậy. Từ từ dịch chuyển tầm mắt, trùng sáng phát ra từ đèn chiếu gắn trên đầu cũng chậm chậm chuyển động theo, tạo ra một giải ánh sáng nổi bật trong bóng tối mênh mông, cuối cùng tụ lại thành một đốm nhỏ trên tường. Chắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cứ theo cách thức có vẻ hơi giống ếch ngồi đáy giếng này, tỉ mỉ quan sát môi trường hoàn toàn lạ lẫm xung quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy dòng sông được lưu truyền trong rất nhiều câu chuyện cổ tích thần thoại. U Minh Hà Theo kết quả đo đạc của thiết bị điện tử, đây là một hang động đá vôi ở giữa phình to như cái ấm, bên dưới bằng phẳng, càng lên đỉnh càng hẹp, nhọn, rộng chừng 5 mét, cao 10 mét, không nhìn rõ được mực nước, vách hang chân ẩm. Ấn tượng ban đầu là nơi đây giống như một đường hầm đã được thi công hoàn chỉnh. Hai người đang đứng ở lối vào đường hầm, phía trước sâu thăm thẳm, chỉ có một vùng đen tối mở mịt, phía sau là lối vào sông ngầm, hoặc giả cũng có thể nói là đầu nguồn của dòng sông dưới lòng đất cũng không sai. Nhìn từ phía này, trong dòng sông giống một vòi nước khổng lồ đường kính khoảng 6-70 phân không ngừng đổ nước cuồn cuộn chảy vào đường hầm bên dưới. Bên cạnh ống nước chính còn có những lối thoát nước khác nhỏ hơn, hình thành nên một thác nước hình dễ cây hết sức kỳ lạ, tựa như một gốc đa già mọc bên vực thẳm, có vô số rễ cây vươn ra, buông xuống lơ lửng giữa tầng không phía ngoài vách đá. Ánh đèn trên đầu hai người chiếu tới, làm hắt lên những tia sáng lấp loá, mảnh như sợi tơ bạc, không giống như nước mà giống cát chảy nhiều hơn. Trăm ngàn năm nay, dòng nước cuồn cuộn đổ đã xối xuống khoảng phía trước vòi nước tạo thành một cái rãnh lớn, sau đó, dòng nước từ từ thu hẹp lại, dập dình reo vang chảy vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng. Nhìn xuống dòng nước mà ánh đèn của họ không thể xuyên thấu, chỉ thấy mặt nước tựa một giải lụa dập dềnh, sóng cuộn lăn tăn, như đông cứng thành một tấm thủy tinh đen trong suốt. Dòng sông đen kịt và nham thạch đen kịt xung quanh liền thành một thể, thâm sâu vô cùng vô tận. Tất cả tựa như một giấc mơ kỳ dị, là một thế giới thuộc về lòng đất, là kỳ tích tạo nên trong bóng đêm sâu thẳm, là vết dấu của tự nhiên vĩ đại. Thiên nhiên như một người thợ cần cù không biết mệt mỏi, đã dùng cả trăm triệu năm thời gian tạo ra một cung điện hùng vĩ tráng lệ, quanh co trong thế giới ngầm dưới lòng đất, sau đó, lại cẩn thận dùng bóng đêm che phủ đi, dùng dòng nước sinh mệnh dày công che chở, bảo vệ, không để người đời phát hiện ra nó. Khi đứng ở đầu nguồn dòng sông ngầm, ngẩng đầu nhìn lên, người ta ắt sẽ nghĩ tới ngọn núi cao vút trên đỉnh đầu, phóng mắt nhìn ra xa, lại là bóng đêm vô tận vô cùng, bao nhiêu điều bí mật tàng ẩn cả trong bóng tối, chỉ để cho người đời suy đoán vẩn vơ. Chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao nhé, nhạc dương đề nghị, chắc một cường ba hét lớn lên, cậu nói gì đấy. Tai gã giờ chỉ nghe thấy tiếng nước xối ầm ầm. Nhạc Dương ghé miệng sát tai Trác Mộc Cường ba hét lên, "Tôi nói, chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao." Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia, cách mặt đất dưới chân ít nhất cũng phải tầm 3 mét, chuyến này trở về hơi khó khăn đây. Hai người lấy dây thường mang theo người, cố định vào vách hang đá vôi, rồi dùng ống huỳnh quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm vào sâu bên trong. Đi được chừng 500 bước, tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần, thay vào đó âm thanh khi những giọt nước ngấm qua vách hang rơi xuống mặt sông, tí tách tí tách, chỉ có bóng đêm là vẫn vậy, con đường phía trước giường như cũng trải ra vô cùng vô tận. Rất rõ ràng, đây là một đường hầm hình loa kèn, càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng, máy đo đã hiển thị mặt sông rộng gần 10 mét, độ cao đường hầm lên đến 24 mét. Trong bóng tối, ánh sáng cường độ mạnh phát ra từ mũ đội đầu của hai người thật nhỏ bé yếu ớt, chỉ chiếu được đường đi dưới chân, thỉnh thoảng có chỗ rẽ ngoặt, cột sáng ấy lại biến mất vào dòng u minh hà, như bị chìm nhìm, không thể nhìn thấy góc khúc xạ, cũng không thấy có tia phản chiếu hắt lên. Nhạc Dương chợt thấy cảm giác lạnh run dâng lên, còn lạnh hơn lúc ở trong làn nước nữa. Anh hít một hơi dài, nói, thực không thể nào tưởng tượng được phải không, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba gật đầu, ừm. Nhạc Dương lại nói tiếp, lối vào không ngờ lại giấu sâu dưới 10 mét nước, hô hô, nếu chúng ta mà không biết vị trí đại khái của cánh cửa địa ngục thì làm sao tìm được thông đạo này cơ chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, ừm. Nhạc Dương lại hỏi, Cường Ba thiếu ra, anh nói xem, con đường này thực sự có thể dẫn tới shangri la chứ? Tôi thấy, chỗ chúng ta đi vào đó, có mấy thác nước, độ cao chênh lệch rất lớn, chắc đây là loại khe núi bị cắt lìa nhỉ? Hai bên đều là núi, và lại hình như cũng không hề thấp chút nào đâu, trên đỉnh chắc là nham thạch dày đến cả mấy trăm mét ấy nhỉ? Cường ba thiếu ra, sao anh không nói năng gì thế? Có phải lại nghĩ ra gì đấy rồi không? Trác Mộc Cường ba nói, ừ, Nhạc Dương, cậu nói thử xem, U Minh Hà này, rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Dương lắc đầu, không biết, chắc là một kiểu gọi tên dòng sông dưới địa ngục thôi, tôi có cảm giác hình như là thứ của phương Tây thì phải. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không hoàn toàn chính xác, cách nói U Minh Hà này, quen thuộc nhất, được nhiều người biết đến nhất là ở trong thần thoại Hy Lạp, có 5 dòng sông địa ngục, được gọi chung là U Minh Hà Styx, về sau đạo Thiên Chúa viện dẫn, đưa vào kinh thánh. Đó là một dòng sông đen tối, người ta sau khi chết, trước khi vào địa ngục, phải hoàn toàn buông bỏ hy vọng tái sinh, cùng ký ức lúc sinh tiền mới qua sông được. Có một người lái đò lênh đênh trên một con thuyền nhỏ, bắt người chết phải trả tiền đi thuyền mới đưa qua sông, bằng không, y sẽ đẩy họ xuống dòng nước đầy những linh hồn chết đang đau đớn vật vã. Có điều, từ mấy nghìn năm trước, trong bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Khái niệm u minh hà và cái chết đã gắn liền với nhau, kẻ ác sau khi chết phải băng qua u minh hà mới đến được địa ngục, do vậy người thời cổ thường ném thi thể người chết xuống sông, vì cho rằng xác chết sẽ theo dòng nước trôi thẳng đến địa ngục. Ngày nay, ở một số khu vực thuộc Ấn Độ vẫn còn tồn tại phương thức hà táng đặc biệt này. Về sau, tư tưởng tôn giáo này đã hình thành nên khái niệm trung ấm kỳ trong Phật giáo, sau khi người ta chết, trước khi vào vòng luân hồi, sẽ trải qua một thời kỳ gọi là trung ấm kỳ, thân thể đã tan biến, nhưng hồn vẫn còn. Khi ấy, linh hồn không thấy nhật nguyệt tinh tú, chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm sôi sục. Tín ngưỡng về địa ngục ở Trung Quốc thì lại càng chẳng cần nói, từ xưa người Trung Quốc đều cho rằng Hoàng Tuyền là lối vào duy nhất của cõi U Minh, phía sau cổng địa ngục của người do Thái giáo là sông Akeron. Nhạc Dương trợn tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, Cường. Cường ba thiếu ra, anh nghiên cứu về U Minh Hà từ lúc nào thế? Trác Mộc Cường ba nói, khoảng thời gian trước, lúc tìm hiểu các tài liệu về Sangrila, Tiện thể đọc thêm một ít về U Minh Hà, không chỉ những tôn giáo mà ai ai cũng biết này thôi đâu, trong các tài liệu tôi tra cứu, đạo Sumer, đạo Druid, đạo mặt trời ở Ai Cập, bái hỏa giáo ở Ba Tư. Dường như tất cả các tôn giáo cổ đều có đề cập đến quan hệ giữa địa ngục với dòng sông, tuy nói rằng giữa các tôn giáo có sự truyền thừa và biến dị, nhưng cũng không thể nói đây là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc được. U Minh Hà, U Minh Hà, sự sống được sinh ra trong nước, cuối cùng cũng trở về với nước không biết đây có phải là ý thức thực sự của cổ nhân đối với sinh mệnh luân hồi hay không nhỉ? Nhạc Dương nói, từ ngàn xưa, nước đã là nơi sản sinh ra nền văn minh, chẳng phải từ rất sớm cổ nhân đã coi sông ngòi như bầu sữa mẹ rồi hay sao, có nước mới sống được, có lẽ đây chính là nhận thức ban sơ nhất của người xưa đối với nước trăng. Có điều, nói nước là nơi sự sống bắt đầu, tôi nghĩ người xưa chắc chưa đạt tới trình độ nhận thức ấy đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, cậu lý giải vẫn còn nông cạn quá, từ lúc con người hình thành trong phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc, tất cả các sinh vật đều có thiên tính ỉ lại, dựa dẫm vào nước, đây có lẽ cũng là một sự di truyền. Mà thôi, đây không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, vừa nãy tôi vẫn luôn nghĩ, những câu kệ như các vị thần minh thuở trước vì muốn đem đến ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi giặt trên dòng u minh hà đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm. E rằng không phải ám chỉ đến việc một nghìn năm trước tôn giáo bí mật kia tiến vào bạc ba la thần miếu, mà là một The Giant Causeway. Không phải vậy, thế là gì, nhạc dương thốt lên. Chắc một cường ba đáp, mà là để chỉ việc người tảng cổ xưa tiến vào Sangri là từ rất lâu, rất lâu trước đó nữa. Đó có lẽ là chuyện xảy ra từ trước khi lịch sử được ghi chép lại. Nhạc dương nói, hả, sao anh lại nghĩ vậy? Cường ba thiếu ra, anh làm tôi hồ đồ chẳng hiểu ra làm sao nữa rồi. Chắc một cường ba nói, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là có cảm giác như vậy thôi. Trước tiên, những giải thích về U Minh Hà đã có từ rất lâu, trước 1.000 năm rất xa. Các tôn giáo cổ đại như Đạo Sumer, Đạo Mặt Trời ở Ai Cập, Đạo Bà La Môn ở Ấn Độ, hay bản giáo cổ xưa, từng rất phồn thịnh từ 6-7 000 năm trước. Thứ nữa, là các bức bích họa mà tôi thấy ở đảo Huyền Không Tự, có rất nhiều bức vô cùng giống những tranh vẽ bằng than trên vách hang động ở Khả Khả Tây Lý. Nếu như đó là tác phẩm của những người sống trong hang động, thì còn là sản phẩm của người từ thời đồ đá cũ hơn vạn năm về trước cơ. Phải biết là, hơn vạn năm trước, tổ tiên người tảng đã bắt đầu đến vùng đất này, tuy rằng họ không dùng đôi tay để ghi lại văn tự, nhưng đã dùng đôi mắt để quan sát thế giới này. Tuy rằng họ không có ngôn ngữ để truyền đạt, nhưng họ biết dùng đôi tai lắng nghe thế giới. Cũng giống như rất nhiều loài động vật khác, người tảng đã khắc ghi những gì họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy vào ký ức, in sâu vào trong gen di truyền, đồng thời truyền lại cho đời sau. Bởi vậy, đoạn truyền kỳ ấy dường như đã được đúc sẵn trong xương cốt, những trải nghiệm ấy dường như đều chảy trong máu của từng người dân tộc tạng. Khi tôi bước lên con đường này, cảm giác như đang đi tìm lại kiếp trước của mình, tìm đến số mệnh, như thể đang chuyển thế trùng sinh, rất nhiều thứ mang đến cho tôi cảm giác như thế, chúng đang thức tỉnh tôi, tựa như từ thuở mới sinh ra trên đời này, chúng đã ăn sâu vào ký ức tôi rồi vậy. Nhạc Dương trợn tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, nhưng mà, nhưng mà, anh không tin vào những điều này cơ mà. Cường Ba thiếu ra, Trác Mộc Cường ba mỉm cười điềm đạm, dừng bước lại, nói, chúng ta quay lại thôi, con đường này không có điểm tận cùng đâu. Nhạc Dương cũng nói, được, tôi còn tưởng có thể đi tới chỗ rẽ ngoặt, không ngờ con đường này lại dài đến vậy, nếu không quay lại, Pháp Sư Á La và Trương Lập sẽ lo lắng đó. Anh Trầm ngâm nhớ lại, rồi nói tiếp, kỳ lạ thật, trong bản đồ, khoảng thời gian dài nhất giữa hai đoạn đường hình như cũng không quá 20 phút, rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Lẽ nào giáo đồ của tôn giáo bí mật kia ngồi cano mà đi? Dọc đường, dòng sông ngầm không có thay đổi gì quá nhiều, ở chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 20 mét, chiều cao từ khoảng 35 đến 47 mét. Đương nhiên, trong đó có những chỗ là chiều cao của khe nứt, tốc độ dòng chảy giảm xuống còn khoảng 1.5 mét trên dây. Hai người dùng các loại máy móc khác nhau đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng và thành phần không khí, bề mặt nham tầng. Rồi quay trở lại điểm xuất phát, nhạc dương ngạc nhiên thốt lên, lạ thật, mực nước đang dâng lên kìa. Trác Mộc Cường Ba nói, sao lại thế được, nếu nói mực nước ở đây dâng lên vì lượng nước đổ dồn vào quá nhiều, mà cái ống lớn đường kính 6 chục cm kia vẫn cứ không ngừng đổ nước xuống, theo lý thì thông đạo sâu thẳng không thấy đầu bên kia này đã phải ngập tràn nước từ lâu lắm rồi mới đúng. Nhạc Dương nói, có lẽ là tôi nhìn lầm, rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặn, bắt đầu bám vào vách đá trèo lên. Lần này họ phải vận hết sức lực toàn thân mới leo lên được, cũng giống như khi chống trọi cơn gió khủng khiếp ở Tây Phong đới vậy, chỉ khác một điều, thứ lần này hai người phải quần nhau là dòng nước sầm sập đổ từ trên cao xuống mà thôi. Cũng may mực nước của hai tầng thông đạo không chênh nhau nhiều lắm, hơn nữa, sau chuyến khảo nghiệm ở Tây Phong đới, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nắm được một số phương pháp quần thảo với những lực lượng bất khả kháng cự này. Khó khăn nhất là lúc chui vào cửa hang nhỏ hẹp, chỉ cần qua được bước đầu tiên này rồi bò lên sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ đã bỏ ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài 500 mét. Nếu không có bình dưỡng khí hóa lỏng, chắc cả hai đã chết ngạt trong thông đạo từ lâu. Chắc một cường ba thở hồn hền, nói, giờ cậu có còn cho rằng, người điên kia có thể dựa vào sức mình mà bỏ ra ngoài theo lối này hay không? Nhạc dương đáp, giờ thì tôi nghi ngờ, người điên kia, e rằng không phải đi ra từ lối này. Vừa ra khỏi cửa hang bên ngoài, chắc một cường ba liền nhìn thấy hai người nhái đeo đủ các thiết bị lặn, kèm theo bốn bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị cồng cành khác. Gã lập tức hiểu ra, nhất định là Pháp Sư Á La và Trương Lập thấy hai người bọn gã mãi không nổi lên, mà không khí nén trong bình sắp đến lúc cạn, nên chuẩn bị vào cứu trợ. Gã liền đánh tay ra hiệu tất cả mọi chuyện đều bình an. Sao lâu vậy, Nhạc Dương vừa chui ra khỏi hang, Trương Lập đã nôn nóng hỏi ngay. Lên trên rồi nói sau, tình hình bên trong rất phức tạp. Trác Mộc Cường ba đáp, Na Thâm đứng canh đống đồ đạc thiết bị cho tới khi bốn người lên đến bình đài phía trên. Pháp sư Á là bật máy tính, các hình ảnh chắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương quay được bên dưới hiện rõ nét trên màn hình. Nhìn thấy đường hầm quanh co sâu dưới đáy nước, ánh mắt Pháp sư Á là hết sức nặng nề, còn Trương Lập cứ luôn miệng suýt xoa. Sau khi xem xong đoạn phim ghi hình, ánh mắt Pháp sư Á là hướng sang phía bên kia bình đài, ở đó, một ngọn núi nguy nga sừng sững, vách phẳng như đao cắt, một con đường nhỏ được tạc lõm vào bên trong như sạn đạo lửng lơ lưng chừng núi, đại khái cao hơn chỗ bình đài bọn họ đang đứng khoảng trăm mét. Đứng giữa nơi núi non trùng điệp vây quanh thế này mà ngước đầu lên, bọn họ cảm giác như mình đang đứng dưới chân một người khổng lồ, cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của ông ta mà thôi. Pháp Sư Á là biết rõ, cao trên vách núi này còn có đỉnh núi nữa, nếu leo đến tận đỉnh, sẽ thấy núi liền núi nối nhau ra tít tắp, ngọn này cao hơn ngọn kia, cuối cùng sẽ nối liền với cực thứ ba của thế giới dãy Himalaya. Nghĩ ngợi dây lát, Pháp Sư Á là nhấn vài phím, bật lên mấy nhóm số liệu để so sánh, rồi lắc đầu nói, không thể tin được, vách đá đối diện với chúng ta, sau khi đo đạc mấy lần, xác định được nằm ở độ cao khoảng 4.132 m so với mực nước biển, nếu tính thêm cả những dãy núi ở xa hơn, độ cao sẽ vượt quá 6.000 mét so với mực nước biển, còn lòng sông bên dưới bình đài chúng ta đang đứng đây, độ cao so với mực nước biển chỉ là 3.741 m lối vào đường hầm này cách biệt với thế giới bên ngoài cả một tầng nham thạch dày 500 mét. Chẳng những vậy, dựa vào hình ảnh hai cậu ghi lại được, có thể thấy hang động đi sâu vào khoảng chừng 500 mét, một con sông ngầm sâu đến vậy phiền phức lắm. Trác Mộc Cường Ba nói, đúng thế, vấn đề rất phức tạp, lúc ở trong đó tôi và Nhạc Dương cũng nhắc đến chuyện nào hồi. Trương Lập lấy làm lạ hỏi, phiền phức gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, cửa hang nhỏ quá, không thể mang các trang thiết bị và máy móc cỡ lớn xuống sông ngầm, mà tầng nham thạch bên trên dày quá, dù chúng ta khoan đục hay cho nổ mìn cũng rất khó mở rộng thêm được lối vào này." Nhạc Dương nói, "Còn nữa, mức độ tìm hiểu của chúng ta về dòng sông ngầm kia chỉ mới dừng ở giai đoạn bề mặt, còn không biết trong bóng tối thẳm sâu kia ẩn chứa bao nhiêu điều nguy hiểm, tôi thấy chúng ta phải dùng bè cao su thử thăm dò thêm lần nữa mới được." Trác Mộc Cường Ba nói, "Hôm nay đã muộn quá rồi, đành để mai quay lại vậy." Pháp sư Á la nói, "Ừm, um, cũng sắp dùng hết nguồn sáng rồi." cần điều chỉnh lại thành phần hóa học trong ống huỳnh quang, e rằng phải tăng độ sáng lên mới được. Nhạc Dương nói, đi thôi, ngày mai quay lại đây. Trương Lập nhắm nhe trước, ngày mai tôi vào đấy nhé. Về đến thôn công bố, Na Thâm báo cáo hành trình trong ngày với ba vị trưởng lão. Anh ta nói, phải chăng là Thánh Sứ Đại Nhân không tin tưởng tôi? Cách liệt trưởng lão hỏi, sao thế? Na Thâm nói, Thánh Sứ Đại Nhân và những người kia nói thứ tiếng tôi nghe không hiểu, sử dụng những thứ máy móc mà tôi không biết là gì, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với tôi quá 10 câu. Đạt kiệt trưởng lão giận dữ quát, na thâm, sao cậu có thể nói thánh sứ đại nhân như vậy được? Chẳng lẽ thánh sứ đại nhân làm gì cũng phải nói với cậu hết sao? Đơn ba trưởng lão mỉm cười hiền hòa nói, na thâm, thánh sứ đại nhân làm như vậy, không chỉ là không có ý nghi ngờ gì cậu, mà ngược lại, ngài ấy muốn bảo vệ cậu đó. Na thâm ngờ vực hỏi, bảo vệ tôi. Đơn ba trưởng lão nói, không sai vì đa cát thánh sứ đại nhân không muốn nhìn thấy cậu trở thành đa cát thứ hai vì ngài ấy mà hy sinh cả tính mạng nên mới cố lánh xa cậu như thế ngài ấy hy vọng cậu không tham dự quá sâu vào kế hoạch của bọn họ đừng quên sứ mệnh của mình các trợ thủ của thánh sứ đại nhân phải do ngài ấy tự lựa chọn lần này thôn công bố chúng ta chỉ có đa cát là người được thánh sứ đại nhân lựa chọn cậu ấy đúng thật là người thợ săn xuất sắc nhất của thôn chúng ta đa cát thằng bé ấy cách liệt trưởng lão đầy cảm khái nói Vị thánh sứ đại nhân này không giống bất cứ vị nào từng đến trước đây. Chúng ta chưa từng thấy có vị thánh sứ đại nhân nào lại tràn đầy quyết tâm và tín niệm đến thế, quả đúng là Đức Phật vạn năng đang ở trong cõi u minh chỉ lối dẫn đường, lối vào địa ngục đó không phải ai cũng có thể băng qua được đâu. Ngày hôm sau, bọn Trác Mộc Cường ba lại đến bình đài trong khe núi chỗ cánh cửa địa ngục từ rất sớm. Dựa theo tình hình thăm dò hôm qua, bọn họ điều chỉnh số lượng trang thiết bị, mỗi người đeo 4 bình dưỡng khí ngoài ra còn thêm hai chiếc đèn pha ánh sáng mạnh chuyên dùng dưới nước mang theo đủ pin dự phòng cho đèn chiếu trên đầu ống huỳnh quang thiết bị phát xạ tín hiệu laser để tìm đường chuẩn bị lần thứ hai tiến vào dòng u minh hà đen tối vô tận lần này ba người trác mộc cường ba nhạc dương và trương lập cùng vào trong hang pháp sư á là ở bên ngoài phụ trách xử lý các tình huống có thể phát sinh chiếc thuyền cao su đôi đã gấp lại hóa ra là trở ngại lớn nhất khi tiến lên ở một số cửa hang quá hẹp ba người phải vừa kéo vừa đẩy mới nick được nó qua. Sau một hồi gian khổ luồn qua luồn lại dưới lòng nước sâu, cuối cùng ba người cũng đến cửa sông ngầm. Nhạc Dương dẫn đường phía trước nói, kỳ lạ thật, dòng chảy hôm nay rõ ràng chậm hơn hôm qua rất nhiều. Ô, Cường ba thiếu ra, anh mau lại đây mà xem. Chắc một Cường ba theo Nhạc Dương bơi ra khỏi cửa hang, cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hôm qua, khi gã và Nhạc Dương tiến vào chỗ này, dòng sông ngầm kia chẳng qua chỉ giống như một cống ngầm thoát nước, mực nước rất thấp, cửa hang còn cách mặt sông đến 2-3 mét, nhưng hôm nay, mực nước sông ngầm không ngờ đã dâng lên ngang với cửa hang. Bờ sông để dừng lại nghỉ chân đã hoàn toàn biến mất, lưu lượng dòng chảy cũng tăng lên đáng kể. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Sao thế? Trương Lập là người đầu tiên chui ra khỏi cửa hang, đưa mắt nhìn quanh, rồi nói, ôi chà chà, con sông này to nhỉ. Nhạc Dương lắc đầu, hôm qua lúc chúng tôi vào đây không như thế này đâu, mực nước ít nhất cũng thấp hơn 3 mét, anh sờ thử xem, dây thừng hôm qua chúng tôi cố định buông xuống dưới kia kìa. Giờ mực nước đã dâng lên ngập cả bờ sông ngầm rồi. Trương lập lặn xuống giờ thử, đoạn nói, ô, đúng là ở bên dưới, sao lại như vậy được nhỉ? Trác Mộc Cường ba nói, tạm thời gác chuyện này lại đã, tìm chỗ bơm cái thuyền cao su lên trước đi. Nhạc Dương nói, tôi đi đánh dấu, xem rốt cuộc mực nước có thể dâng lên cao bao nhiêu. Cường ba thiếu ra, anh cầm đèn pha giúp tôi với. Nói rồi anh chàng liền cố định một thiết bị đánh dấu ở gần mép nước. Đó là một tổ hợp bao gồm thiết bị phát tín hiệu laser và năm ống huỳnh quang có thể tự động sáng lên theo trình tự thời gian. Trương Lập nói, để tôi đi thu thập mẫu vật, anh lấy mẫu nước, mẫu đá, cả không khí cũng cho vào các bình kín, chuẩn bị đem về làm hóa nghiệp. Chỉ có điều, việc lấy mẫu đá hơi tốn sức một chút, phải nhờ Nhạc Dương giúp mới đẽo ra được một mẫu to bằng ngón tay cái, Trương Lập thất kinh kêu lên, đây là đá quái quỷ gì vậy, cứng thế. Sau khi lắp đặt xong thiết bị đánh dấu đường, ba người bắt đầu lặn xuống U Minh Hà, tiến về phía trước một đoạn. Nhạc Dương bật đèn, Trác Mộc Cường ba, Trương Lập theo sát phía sau. Ánh đèn pha trong dòng nước tựa một cây cột thủy tinh rực sáng. Lần này bọn họ mang theo đèn pha công suất lớn, có thể chiếu xa hơn một km, thoạt nhìn trông giống như một cái motor nước cỡ nhỏ vậy, người chiếu đèn phải dùng cả hai tay giữ hai bên thì mới hoạt động bình thường được để đề phòng đột nhiên xuất hiện các sinh vật dưới nước ba người bọn họ còn đặc biệt mang theo cả súng phóng lao đầu mũi lao hình móc câu đặc chế có gắn thêm điện cực có thể phát ra dòng điện làm tê liệt những loài thủy sinh vật cỡ lớn trong nháy mắt trong ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha công suất lớn một thế giới rực rỡ diệu kỳ dưới lòng sông ngầm hiện lên trước mắt ba người dòng sông ngầm vốn đen như mực trở thành màu tím như pha lê bốn vách đều là những tảng nham thạch trơn nhẵn tựa như một khu rừng đá thu nhỏ trùng trùng điệp điệp ngàn khe ngàn rãnh ánh đèn dịch xuống dưới, ở chỗ dòng thác xối xuống, lòng sông hõm sâu, tạo thành một khoảng như cái bồn nước lớn, hình dạng giống đóa hoa sen đang nở rộ. Trong bồn có vô số những viên đá hình cầu to bằng quả trứng ngỗng, sáng lóng lánh như chân châu, liên tục xáo trộn dưới dòng nước xối xả. Lòng sông phía xa xa lại bằng phẳng như thể được lát bằng đá đại lý ở Vân Nam. Ánh sáng bị dòng nước màu pha lê tím chiết xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim, ngọ nguậy mãi không ngừng, lấp lánh khắp mặt sông, hắt sáng cả lên vách đá trên đầu. Vách đá có rất nhiều thạch nhũ buông xuống, trông như một khu rừng đá đột nhiên lộn ngược dưới làn nước vậy. Lúc lặn trong dòng sông, ba người sử dụng thiết bị điều tiết trọng lực, thân thể dập dềnh ở giữa sông. Trương Lập làm ra vẻ lười nhác lộn mấy vòng liền, hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực. Nước sông như một tấm gương, mặt gương chính là mặt sông, trên tức là dưới, dưới tức là trên. Trác Mộc Cường ba lấy một bình khí, trải chiếc bè cao su bơm hơi trong ba lô ra. Trương Lập xuống vào giúp, dùng khí nén trong bình bơm cho chiếc bè phình lên. Sau đó ba người ngồi lên con thuyền nhỏ ấy, bắt đầu thả trôi trên dòng U Minh Hà tăm tối không ánh mặt trời. Nhạc Dương làm hoa tiêu dẫn đường, ba người tiến về phía trước chừng hơn tiếng đồng hồ, cả một rừng dung nham hình thù quái đản hiện lên trước mắt, dọc đường còn phát hiện ra hơn chục chỗ dòng nước rẽ nhánh, chỉ thấy đen kịt một màu, không biết chảy đi nơi nào. Theo suy đoán của Nhạc Dương, những dòng nhánh nhỏ đến mức người chui không lọt này chắc chắn không được vẽ vào bản đồ, nên bọn họ cứ theo dòng chính đi tới. Bạn đang đọc truyện được tại. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Trong thế giới ngầm yên tĩnh này dần dà lục tục xuất hiện rất nhiều sinh vật thủy sinh, những con kỳ nhông mù cực kỳ lanh lẹ, chỉ khẽ có động là lập tức lánh ngay vào các khe kẽ. Lũ ếch và cua thì rộn ràng, cua càng bới bùn dưới đáy nước. Lúc con thuyền cao su lướt qua, chỉ hơi làm kinh động chút xíu là tất cả chui biến ngay vào hang ngầm, không còn thấy tam tích đâu nữa. Khung cảnh dưới lòng sông ngầm thật hiền hòa êm dịu. Không ai biết những sinh vật nơi này đã sống vui vẻ khoái lạc như vậy bao nhiêu lâu rồi. Ba con người trên thuyền cao su ngắm nhìn cảnh vật cơ hồ quên cả mục đích của chuyến đi. Thuyền trôi chừng 2 tiếng đồng hồ, trên dòng sông ngầm xuất hiện chỗ rẽ ngoặt đầu tiên, Trương Lập dục, "Mau lên, lấy bản đồ ra, có đối chiếu được không?" Nhạc Dương cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ, tìm kiếm xem có chỗ nào tương ứng với bên ngoài không, rồi lắc đầu, "Không, những chỗ rẽ thế này nhiều quá, chúng ta cứ tiến về phía trước, đừng rẽ phải làm gì." Chẳng ngờ, qua chỗ rẽ ấy, dòng sông ngầm biến đổi rất lớn, tốc độ dòng chảy tăng lên rõ rệt, lòng sông bắt đầu hơi dốc xuống, Trương Lập ngồi ở cuối thuyền, lo lắng nói, ừm, um, đường này có đúng không ấy nhỉ? Cứ tiếp tục thế này chỉ sợ thuyền của chúng ta không chịu nổi đâu. Y dài, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương chừng mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập vội xòe tay ra, xua xua, coi như tôi chưa nói gì đi nhé. Lòng sông hẹp dần, mỗi lúc một sốc hơn, vách đá hai bên bờ dường như muốn chập lại, Cơ hồ định ép nát con thuyền nhỏ, dòng nước bắt đầu chảy xiết như sông nhã lỗ tạng bố bên ngoài. Trong dòng chảy xiết thế này, phương hướng của con thuyền cao su đã không còn nằm trong sự khống chế của người điều khiển nữa rồi, Nhạc Dương kêu lên, "Đừng để đèn pha rơi xuống nước, không thì chúng ta chẳng nhìn thấy gì nữa đâu." Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh nói, "Cẩn thận phía trước, có đá ngầm." Nhạc Dương cầm mái chèo lên đẩy về phía tảng đá lộ ra trên mặt nước, gắng sức để thuyền cao su không chạm vào đó, đồng thời hét toáng lên, "Đèn đâu?" Đèn đâu, tôi chẳng thấy gì cả." Trác Mộc Cường ba vội xoay đèn chiếu về phía Nhạc Dương. Đúng lúc đó, Trương Lập ở phía sau cũng kêu lớn, "Bên trái, bên trái. Mau xem bên trái có gì." Ánh đèn nhanh chóng dịch chuyển, một tảng đá lớn cao ngang người đứng đang nhe nanh nhe vuốt vươn về phía giữa sông. Ba người ngồi trên thuyền nhìn thấy nó, cảm tưởng như có một người khổng lồ đá đang sầm sập chạy lao về con thuyền của họ, muốn xé toang con thuyền cao su mỏng manh ra. Trác Mộc Cường ba vội dơ mái chèo lên đập mạnh vào vách đá bên trái một cú. Vừa mới lao sượt qua tảng đá bất ngờ nhô ra ngoài ấy, chưa được giây phút bình lặng nào, nhạc dương đã lại kêu lên, bên phải, bên phải, chiếu đèn nhanh lên. Cường ba thiếu ra. Trương Lập nói, thuyền đang xoay tròn, thuyền đang xoay tròn, cẩn thận phía trước có thứ gì đó. Trác Mộc Cường ba nói, không được, đèn chỉ chiếu được một hướng thôi, bật đèn gắn trên mũ ở mức sáng nhất đi, chỉ cần không đụng phải tảng đá nào là được cẩn thận trên đỉnh đầu đấy. Vừa dứt lời, gã đã ấn đầu nhạc dương xuống, một nhũ đá trên cao buông xuống suốt qua tay chắc mộc cường ba, mờ u bàn tay lập tức có vết máu hẳn lên, còn chưa cảm thấy đau, đèn chiếu đã lại va vào một trụ đá khác, tiếng két 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 vang lên trói cả tai. Chiếc thuyền cao su xoay chuyển trong dòng nước, tiến lên với tốc độ cực nhanh, nham thạch bốn phương tám hướng chen vai thích cánh chìa vào giữa, hơn nữa, ở nhiều chỗ còn không thể dùng mắt thường để nhận biết nguy hiểm, những tảng đá đột nhiên nhô ra từ trong bóng tối không ngừng ra sức khảo nghiệm khả năng ứng biến của ba người. Đến lúc này bọn họ mới biết, sông ngầm không phẳng lặng hiền hòa như họ vẫn tưởng tượng, mà gần như là phiên bản dưới lòng đất của dòng nhã lỗ tạng bố bên ngoài, dòng nước chảy xiết sục sôi chẳng thua kém gì với sông nhã lỗ tạng bố. Bọn chắc một cường ba không ai dám qua loa khinh suất. Vì tuy ba người có thể nói đều là cao thủ xuất chúng đã trải qua huấn luyện đặc biệt và nhiều lần mạo hiểm, nhưng ở trong thế giới ngầm đen tối vô biên vô tận này, chẳng may để ngã xuống sông, thật không biết có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót nữa. Thật chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy giận cả người ùi Đoạn nước xiết kéo dài khoảng 20 phút đồng hồ, khi con thuyền cao su thăng bằng trở lại, mình mẩy ba người đều đầm đìa thương tích, nhạc dương nói, cuối cùng cũng qua được rồi, đoạn sông ban nãy dốc ghê quá, cũng may là chưa lật thuyền. Trác Mộc Cường ba nói, vấn đề bây giờ là lúc trở ra làm sao vượt qua được khu vực hiểm trở ấy. Trương Lập ngắt lời, đợi chút đã, cường ba thiếu gia nhạc dương hai người có cảm thấy điều gì bất thường không cái gì chuyện gì vậy có nghe thấy tiếng gì không trương lập hỏi yên lặng lắng nghe âm thanh xì xì cùng lúc lọt vào tai ba người nhạc dương nói chết thật thuyền bị xì hơi rồi cậu đúng là đồ chim lợn trác mộc cường ba nói phải kiểm tra ngay tiếng động ở chỗ nào vậy mau tìm chỗ bị thủng đi không ngờ cao su chống đạn mà cũng bị cào rách rồi trương lập lớn tiếng nói tìm đâu ra chỗ cập vào bờ bây giờ nhỉ? Nhạc Dương quét một vòng đèn pha, nói, nhìn kìa, phía trước có một đài cao, hãy trèo thuyền qua đó đi, ở đó có thể xuống thuyền kiểm tra đấy. Nhìn theo hướng tay Nhạc Dương chỉ, ở chỗ ánh đèn pha chiếu đến bên bờ sông ngầm quả nhiên có một vách đá vươn ra phía lòng sông, hình dáng như cái mẹt, vừa hay tạo nên một bến đậu cho mấy con thuyền nhỏ, chỉ có điều mực nước thấp hơn cái mẹt ấy ít nhất cũng đến 10 mét, cần phải bám vào vách đá leo lên. Cũng may là họ đem theo dây móc, nhờ ánh sáng của ngọn đèn pha công suất lớn, ba người lần lượt kéo thuyền cao su và các trang bị lên bình đài, kiểm tra toàn bộ thân thuyền một lượt, phát hiện một lỗ thủng dài chừng 10cm ở phía đuôi thuyền, Trương Lập liền lấy cao su ra vá lại ngay. Trác Mộc Cường ba đứng bên mép bình đài cao hơn mặt nước chừng 10m, nhìn vào màn đêm tăm tối, nghĩ ngợi dây lát rồi lắc đầu thở dài. Nhạc Dương bèn hỏi, sao hả? Cường ba thiếu ra lại nghĩ đến điều gì à? Trác Mộc Cường ba nói, tôi đang nghĩ, có phải thật sự từ hoàn cảnh này ra ngoài kia hay không? Nhạc Dương bật máy vi tính chuyên dùng dưới nước lên, mở bản đồ ra so sánh địa hình, đoạn nói, đúng vậy, nếu anh ta đúng là từ đây ra ngoài thì có mấy chuyện không thể giải thích nổi. Thứ nhất, anh ta không thể chui qua cái lỗ thoát nước nhỏ xíu kia được. Thứ hai, dòng sông ngầm này hung hiểm như thế, dù có thuyền. Nhìn bản đồ này xem, một người không thể chèo thuyền đi xa như vậy được đúng không? Còn nữa, thuyền nào chịu được dòng nước xiết như thế kia chứ? thuyền bằng sợi cao su chống đạn còn bị rách toạc ra nữa kia kìa. Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhớ lại chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân trong địa cung Maya, bèn hỏi, chúng ta có thể chuyển tuyến đường đi vào đây thành hình ảnh 3D được không? Như vậy, có thể biết được đại khái tuyến đường chúng ta vừa đi qua rồi. Nhạc Dương nói, Cường ba thiếu ra, anh tưởng đây là máy tính sách tay xịn của giáo sư Phương Tân chắc, cái máy tính này chỉ có thể ghi lại những số liệu đơn giản thôi, còn chẳng bằng máy tính sách tay bình thường nữa, chỉ hơn một điểm là có thể dùng được dưới nước mà thôi. Giờ đã biết dưới sông ngầm hoàn toàn có thể đi thuyền được rồi, lần sau chúng ta đến thì lấy hòm ngăn nước mang theo máy tính của giáo sư vào theo luôn. Sửa xong thuyền, Trương Lập nói, "Được rồi, thuyền này không vấn đề gì nữa, nhưng nếu gặp phải tình huống như lúc nãy, vết rách kia rất có khả năng sẽ toác ra rộng hơn. Vì lý do an toàn, tôi cho rằng chúng ta nên rút lui thôi." Trác Mộc Cường Ba nói, "Chúng ta xuôi dòng đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đúng không?" Nếu dựa theo thời gian đánh dấu trên bản đồ, lẽ ra chúng ta phải hoàn thành mấy đoạn lộ trình rồi mới phải, cho dù vừa đi vừa thăm dò mò mẫm cũng không thể nào chậm vậy được. Lẽ nào tốc độ thuyền của chúng ta không bằng cổ nhân? Nhạc Dương, nếu muốn tìm chỗ đánh dấu trên bản đồ, cậu cho rằng chúng ta còn phải đi thêm bao xa nữa? Nhạc Dương đáp, chuyện này khó nói lắm, bởi vì có rất nhiều chỗ đánh dấu trên bản đồ mà chúng ta chưa thể nào lý giải nổi, đương nhiên là đi càng xa sẽ càng dễ phát hiện ra sự bí ảo trong đó nhưng tình hình hôm nay đã không cho phép chúng ta đi xa thêm, hơn nữa, còn phải nghĩ cách tìm ra một con đường rút lui nữa. Nếu lần sau trở lại, chúng ta ít nhất cũng cần phải chuẩn bị hai con thuyền dự phòng trở lên. Cường ba thiếu ra, tôi lo lắm, nếu theo hành trình hiện nay, loại thuyền cao su hai người này e không thể chịu được hành trình kéo dài của chúng ta đâu. trác mộc cường ba nói, phải đó, chúng ta không có thuyền lớn, không thể đi xa trong bóng đêm này được, lẽ nào? Trương lập bổ sung ngay, lẽ nào chúng ta đã tìm được đúng lối vào rồi lại chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn thôi hay sao nhạc dương nói vốn thuyền cao su bơm hơi cũng không tệ lắm nhưng với tình hình trước mắt chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu cái mới đủ đây huống hồ loại thuyền dành cho bốn người gấp lại rồi cũng khó mà len qua được cửa hang chật hẹp kia nếu dùng loại thuyền hai người này chúng ta còn phải chuẩn bị bao nhiêu cái chẳng lẽ nối sáu bảy cái thuyền vào làm một chuỗi à hơn nữa trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt này thuyền càng nhỏ hệ số nguy hiểm càng cao, muốn an toàn, tôi nghĩ ít nhất cũng phải cần loại thuyền rộng 3 mét, dài 7-8 mét trở lên ấy. Trương Lập nói, khoét rộng cửa hang ra được không? Nhạc Dương hỏi, khoét thế nào bây giờ? Trương Lập đáp, cho nổ bom. Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói, không được, tầng nham thạch cao quá, nếu nổ bom, sẽ khiến tất cả sập xuống, chúng ta càng không thể vào được nữa. Nhạc Dương nói, bất kể dùng phương pháp gì, muốn khoét rộng cửa hang ấy cũng là một công trình cực lớn, ít nhất cũng cần một hai năm mới hoàn thành được, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Trương Lập kêu lên, có rồi, dùng thuyền lắp ghép. Trác Mộc Cường ba nói, ý cậu là đưa gỗ xuống dưới đây, sau đó ghép thành một con thuyền ấy hả? Trương Lập nói, không biết có được hay không. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, nhưng Nhạc Dương lại bác bỏ ngay, nói ra thì có vẻ là thực hiện được, nhưng thực tế khi thực hiện lại rất khó khăn, chúng ta không phải chuyên gia đóng thuyền, con thuyền đóng ra có hạ thủy được hay không còn phải nghĩ, thứ hai, đóng thuyền cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà làm xong được. Thuyền muốn kiên cố, muốn chịu được va đập thì phải vận chuyển gỗ từ nơi khác đến, chỉ riêng một việc này đã tốn của chúng ta không biết bao nhiêu thời gian rồi. Phải biết là, ở mặc thoát không có đường quốc lộ, phải tự khiêng vác đấy, thứ ba, dù là đóng được thuyền trăng nữa, chúng ta đâu có hiểu biết gì nhiều về tình hình dưới lòng sông này, ai biết được đoạn nông nhất sâu bao nhiêu mét. Chỗ thắt cổ trai hẹp nhất là bao nhiêu mét con thuyền đó có thể đảm bảo đưa chúng ta đến Sangri là được hay không? Rốt cuộc có thể đi được bao xa? Tóm lại, có quá nhiều nhân tố chưa xác định, chuyện đóng thuyền là không thể thực hiện được đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, được rồi, chúng ta thử vòng trở về trước đã, vấn đề này sẽ thảo luận sau. Đợi chút đã, Cường Ba thiếu ra, nhạc dương đột nhiên gọi, chiếu đèn lên, hướng về phía bên trái, vừa nãy hình như tôi thoáng thấy gì đó. Ngọn đèn pha thuận thế chiếu sang phía nhạc dương vừa nói, chỉ thấy bên trái xuất hiện hai cửa hang đen ngòm một cái ở đúng bên tay trái họ một cái hơi chếch sang phía trước song song với vách đá ở chỗ ánh sáng không chiếu đến được hình như còn một cửa hang nữa đường rẽ nhánh nhạc dương mừng rỡ reo lên tôi đã bảo rồi mà tốc độ của chúng ta rất nhanh thế này tức là chúng ta rẽ ngoặt một chỗ đến được đoạn chia nhánh đầu tiên vậy là tỷ lệ tìm được vị trí của chúng ta ở trên bản đồ đã tăng lên đáng kể rồi đấy để tôi xuống xem nhé thuyền bơi đến chỗ rẽ nhánh ba người mới phát hiện ra, phía trước tổng cộng có bốn cửa hang, lần lượt đưa tới bốn thông đạo khác nhau. Nhạc Dương mở tấm bản đồ trên máy tính ra, lấy ngón tay di di vạch vạch lên đó, miệng lẩm bẩm ban đầu là một lối dễ ngoặt sang bên phải, chúng ta đã chọn lựa tiếp tục đi về phía trước, sau đó phía trước có bốn đường rẽ nhánh, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Ngón tay Nhạc Dương đánh dấu được tổng cộng 46 chỗ có những đặc điểm như thế. Trương Lập nói, thời gian khởi điểm chắc là chúng ta ở cùng nhau, sao cậu lại đánh dấu cả những đường đi từ bên trái bên phải và cả ở dưới nữa thế kia nhạc dương nói chúng ta vẫn chưa thể xác định được mình xuất phát theo hướng nào tuy pháp sư á là có nói với chúng ta họ suy đoán thời gian đánh dấu trên bản đồ là tăng dần từ trên xuống dưới nhưng cứ gì mà anh có thể khẳng định thời gian này là chỉ thời gian từ lúc xuất phát tới khi đến được samrila chứ từ khoảng thời gian chúng ta đi hết đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai mà tính tỷ lệ hai đoạn đường này đại khái là 1,1 nếu tỷ lệ người xưa đánh dấu trên bản đồ này là chính xác, vậy thì chỗ này, chỗ này, chỗ này đều có thể loại ra được. Vừa nói, Nhạc Dương vừa không ngừng gạch xóa trên bản đồ, cuối cùng chỉ còn lại 11 chỗ tương đồng với đoạn đường họ vừa đi qua, trong đó 6 chỗ là có hình tượng 12 con giáp đánh dấu thời gian, còn cả những hình vẽ kỳ quái bên cạnh đó nữa. Đó chính là những đồ hình mà cả Pháp Sư Á La và những người thuộc tôn giáo thần bí của ông cũng không thể giải thích được. Nhạc Dương chọc mạnh vào bản đồ trên màn hình máy tính, Hình ảnh liền được phóng to mấy lần, chỉ nghe anh Nghi hoặc nói, những hình vẽ này rốt cuộc là biểu thị ý nghĩa gì nhỉ? Chắc phải có tác dụng quan trọng lắm, đây là mấu chốt để giải đọc bản đồ này. Còn nữa, ở đoạn rẽ ngoặt đầu tiên, chỗ thì có những hình vẽ bất minh, chỗ lại không. Những hình vẽ này rốt cuộc là có ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa tượng trưng hay ý nghĩa tả thực đây? Tả thực, Trương Lập nhìn bản đồ, trong một chỗ có khả năng là vị trí của bọn họ mà Nhạc Dương chọn ra, có 6 chỗ có những hình vẽ kỳ quái rồi anh chàng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ hỏi, cường ba thiếu ra, anh nói xem, hình vẽ này giống cái gì. Chắc một cường ba quan sát kỹ hình vẽ, rồi nghiêm túc trả lời, giống yêu quái. Đó là một hình vẽ hết sức trừu tượng, thực sự không thể nào nói rõ là nó giống thứ gì được. Nhạc dương đưa mắt nhìn kỹ hơn, rồi bổ sung tường tận, nên nói là, giống một con yêu quái hình nón, không có chân không có hông, đầu đội cái mâm, trên mâm lại mọc ra cái nhọt như mai con rùa hai cái tai, một cái trông như con bươm bướm, một cái lại giống hình ngôi tháp trong chùa. Nó chỉ có một con mắt như mắt cua, có cái mũi dài như con run, miệng như bông loa kèn, đầu và ngực bụng liền làm một, trông như bụng ếch. Trương Lập nói, có thể lùi lại một chút không? Thuyền cao su lùi về phía sau, Trương Lập chỉ vào bình đài hình như cái mẹt mà bọn họ vừa dừng lại nghỉ ngơi, nói, hai người nhìn xem. Ánh đèn chiếu vào mé bên của bình đài, từ góc này, chỉ thấy chỗ bình đài nhô ra mặt sông trông như một cái rùi lơ lửng giữa không trung, chính giữa gồ lên như chiếc bánh bao nhỏ, đường nét uốn lượn nhìn từ phía mé bên vừa hay giống như có một con rôn đang bỏ phía trên. Nhạc dương kinh ngạc tròn mắt nhìn bình đài hoàn toàn không có gì bắt mắt vừa cứu mạng bọn họ, ngờ vực nói, không phải vậy chứ. Trương Lập nói, tôi cũng cảm thấy khả năng này là không lớn lắm, nếu đã trải qua nghìn năm, bị dòng nước xối vào liên tục thế này, hình dạng những tảng nham thạch đó chắc biến đổi từ lâu rồi, làm sao mà giữ được hoàn chỉnh thế này nếu có thì may ra hơi rông rống một chút thôi là cùng nhạc dương lắc đầu không tôi không có ý ấy tầng nham thạch dưới lòng đất này chỉ sợ còn rắn hơn cả ở huyền vũ nham ấy không phải là sản phẩm của quá trình vận động tạo núi mới mà đã được hình thành từ cả trăm triệu năm về trước có lẽ nó đã tồn tại từ thời địa cầu của chúng ta mới được sinh ra vẫn còn ở thời kỳ dung nham đá cho dù rắn đến thế này đúng là dòng nước xối vào cả nghìn năm cũng vẫn có thể bị biến hình nhưng chắc chắn là không nhiều lắm đặc biệt ở phần trên bình đài có thể thấy là chỗ không bị nước xối vào rất có khả năng vẫn giữ được nguyên vẹn hình thái từ nghìn năm trước sáng mạo dòng sông ngầm mà chúng ta thấy ngày hôm nay là kết quả của sự biến động địa chất từ trăm triệu năm về trước nếu không có các biến động địa chất lớn như núi lửa phun trào hay động đất những tảng đá này nghìn năm trước thế nào giờ đây đại thể cũng gần giống hệt như vậy thôi nếu hình vẽ này là để chỉ cái bình đài này thì những chỗ chúng ta không hiểu, rất có khả năng đều là bình đài hoặc những vật đánh dấu đặc biệt khác, có tác dụng làm cột mốc, làm phao tiêu trong cả hành trình. Những người này, những người này lúc nào cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Trong thế giới ngầm tối tăm mờ mịt không nhìn thấy gì mà có thể vẽ ra được một tấm bản đồ như thế, thật đáng sợ quá, thật không thể nào tin nổi nữa. Trương Lập đột nhiên kêu lên, "A ha, tôi hiểu ra rồi. Người xưa đi thuyền trên sông ngầm đen kịt cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, chẳng hạn như đốt lửa nướng thịt hay thuyền bè bị hỏng cần phải sửa chữa. Những chuyện ấy sao có thể thực hiện trên thuyền được, vì vậy bọn họ đã đánh dấu những chỗ có thể nghỉ chân, giống như vừa nãy chúng ta sửa thuyền cao su ở trên kia kìa, thật là thông minh quá đi mất. Câu cuối cùng ấy, cũng không biết là anh chàng định khen người xưa hay tự khen mình nữa. Nhạc Dương không để Trương Lập có cơ hội cao hứng, đã lập tức phản bác, không thể nào. Trương Lập ngơ ngác hỏi, cái gì không thể nào? Nhạc Dương lắc đầu, trên kia không thể nào là nơi nghỉ chân được. Trước tiên, bình đài ấy không hề lớn, cùng lắm có thể chứa được 6-7 người là đã chật đích rồi, càng không nói gì đến chuyện sửa thuyền. Ba chúng ta chẳng qua chỉ mạo hiểm thử một đoạn hành trình đầu tiên nên mới dùng loại thuyền cao su bơm hơi nhỏ nhất này, còn người xưa phải đi cả một chặng đường dài trên dòng sông ngầm này, tất nhiên họ sẽ không dùng loại thuyền nhỏ chỉ ngồi được 2-3 người, đồng thời, trên thuyền cũng không thể chỉ có 6-7 người được. Thứ hai, nếu họ đốt lửa, có lẽ phải lưu lại dấu tích mới đúng, anh cũng nhìn thấy các bức tranh vẽ bằng than trong hang động rồi đấy, từ cả vạn năm trước mà vẫn còn ngữ được đến ngày nay, huống hồ là đốt lửa. Nhưng chúng ta không hề phát hiện ra bất cứ dấu tích gì trên bình đài vừa rồi. Hơn nữa, nếu nói như anh, bình đài là chỗ dừng chân nghỉ ngơi, vậy thì, thời gian chính xác đến từng phút bên cạnh các hình vẽ này để làm gì? Trương Lập Á Khẩu, một lúc sau mới nói, vậy theo cậu thì để làm gì? Nhạc Dương đáp, Tôi cho rằng, những chỗ này là cột mốc đánh dấu đường, cùng lắm thì dùng để buộc thuyền nữa, chỉ có vậy mà thôi. Anh nhìn những hình vẽ trên bản đồ này mà xem, chẳng phải chúng ta trước nay vẫn không đoán được tại sao cổ nhân lại phải dùng kỹ thuật vẽ hết sức tinh vi tỉ mỉ để miêu tả những hình thù của quái này hay sao? Sở dĩ bọn họ vẽ rõ ràng tỉ mỉ như thế, chính là để cho những người đi sau có thể phán đoán một cách chuẩn xác. Hai người nhìn đường nét ở đây xem, chỗ này nữa, cả chỗ bóng mờ này nữa, hình vẽ này và bình đài trên kia, Căn bản như được đúc ra từ cùng một cái khuôn vậy, không sai đâu, xem ra chính là chỗ này rồi. Nhờ những cột mốc thế này, có thể tìm được vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ rồi. Giờ chẳng phải đã tìm được rồi đấy sao? Trác Mộc Cường ba ngờ vực nói, sao có thể chỉ dựa vào một đặc điểm chi tiết giống nhau mà đoán định đây chính là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ được chứ? Nhạc Dương nói, để tôi lên trên đó xem sao. Nói rồi anh chàng quăng dây móc luôn, nhanh nhẹn trèo trở lên kiểm tra tỉ mỉ bên trên bình đài trơn nhận ấy. Trương Lập cũng nổi lòng hiếu kỳ, nói với Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu ra, anh giữ thuyền nhé, tôi cũng lên xem sao. Trác Mộc Cường Ba khống chế con thuyền cao su, nói, hai cậu cẩn thận đấy. Nhạc Dương từ bên trong bình đài, tỉ mỉ kiểm tra ra đến chỗ mũi nhọn chìa ra mặt sông, cuối cùng phát hiện ở một mé của mũi nhọn có một vệt lõm rất rõ ràng. Máng lõm hình tròn sâu chừng 5cm này không tự nhiên hình thành, mà như thể được vật gì đó mài rũa tạo ra anh chàng chỉ vào đó, nói với Trương Lập, anh xem đi. Trương Lập lấy làm lạ nói, ồ, sao ở đây lại có một cái máng thế nhỉ, dùng để làm gì được chứ? Nhạc Dương lắc đầu, không biết, nhưng ngoài chỗ này ra thì không còn dấu vết gì nữa, chúng ta xuống thôi. Hai người kể sơ qua tình hình trên bình đài, Trác Mộc Cường ba gật đầu, rồi bật bản đồ trên màn hình máy tính ra nói, nhưng còn một vấn đề nữa, hai cậu xem đi, nếu chúng ta chọn chỗ này là vị trí của mình trên bản đồ, Thời gian lại không đúng nữa rồi. Thời gian tiến về Sangri La lẽ ra phải tăng dần lên mới phải, nhưng chỗ chúng ta đang ở đây lại thuộc về khoảng thời gian cuối cùng. Lẽ nào chú thích trên bản đồ này là thời gian đi từ Sangri La trở ra à? Nhạc Dương nói, giờ thì vẫn chưa thể đoán định được, nhưng nói theo góc độ của lính trinh sát chúng tôi, chân tướng chỉ có một. Giờ đã có thể nói là đặc điểm chi tiết của hình vẽ trên bản đồ hoàn toàn trùng khớp với bình đài mà chúng ta trông thấy ở đây vậy thì có khả năng lý giải của chúng ta về mặt thời gian sai lạc ở đâu đó. Hai người xem, nếu nói mỗi hình vẽ chiều tượng mà chúng ta xem không hiểu ở trên bản đồ này là một bình đài có thể dừng chân, có lúc xuất hiện ở chỗ đường dễ nhánh, có lúc lại xuất hiện ở giữa đoạn đường, tuyệt đối không có ngoại lệ, thì bình đài... Màu sắc biểu thị thời gian và những hình vẽ 12 con giáp liên hệ rất chặt chẽ với nhau như vậy, chắc chắn là phải có dụng ý gì đó. Nói không chừng, thời gian này, không phải chỉ thời gian từ lúc xuất phát đến được shangri -La rốt cuộc là gì nhỉ? Lẽ nào đúng là thời gian từ Sangri la đi ra thế giới bên ngoài hay sao? Nhưng khoảng cách thời gian ghi chú trên hai đoạn sông này ngắn hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta đã tốn cơ mà nhỉ? Trác Mộc Cường Ba nói, vấn đề này tạm thời chưa bàn vội, cậu đã kiên trì cho rằng đây chính xác là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ, có thể chứng minh được không? Nhạc Dương nói, đương nhiên, nếu vị trí của chúng ta là chính xác, vậy thì, hai người nhìn chỗ này đi, trên bản đồ đã vẽ rất rõ ràng, ở chỗ nhánh sông này, bên cạnh có một dòng chảy song song, khoảng cách rất gần, ở giữa còn có một bình đài nữa. Nếu chúng ta đi vào cửa hang bên phải, thoạt nhìn có vẻ là tiến lên phía trước, nhưng chẳng mấy chốc sẽ gặp một chỗ rẽ ngoặt, chúng ta cứ đi theo đường đó, có thể trở lại được chỗ rẽ nhánh đầu tiên, khúc sông này chính là nối liền với chỗ rẽ ngoặt sang bên phải đó đó. Trương Lập nói, nếu cậu đoán sai, chẳng phải chúng ta sẽ mất gấp đôi thời gian vòng đi vòng lại hay sao? Nhạc Dương nói, tôi có thể lấy nghề nghiệp ra đảm bảo, không thể sai được đâu. Trương Lập lầm dầm, nghề nghiệp của cậu có ổn định đâu, chẳng phải đã thanh lý hợp đồng lao động rồi à? Nhạc Dương nói, thanh lý cái đầu anh ấy. Trác Mộc Cường ba đành lên tiếng giàn hòa, được rồi, giờ chúng ta xuất phát, nếu có thể xác định được vị trí của chúng ta trên bản đồ, vậy thì... Trương Lập tiếp lời, vậy thì, chuyến đi tới Sangri-la đã đầy đủ mọi yếu tố cần thiết, chỉ còn thiếu một con thuyền đủ lớn nữa mà thôi chiếc thuyền cao su rẽ vào cửa hang ở rìa bên phải, đúng như Nhạc Dương nói, đang tiến về phía trước chưa được 50 mét đột nhiên thấy xuất hiện một góc ngoặt gần 100 độ, vòng qua chỗ đó thì tiến dần về phía cửa hang. Đoạn sông này bình lặng đến bất ngờ, không có khu vực nào nguy hiểm quá, chỉ hơi dốc, tốc độ dòng chảy trung bình cao hơn đoạn sông lúc họ đi vào khá nhiều, ba người phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến con thuyền cao su nhẹ bẫng ngược dòng tiến lên. Dọc đường, họ đã tìm thấy chỗ đánh dấu bằng một hình vẽ kỳ quái khác, quả nhiên lại là một bình đài nữa, so với cái đầu tiên thì lớn hơn, nhưng cũng cao hơn, cách mặt nước xa hơn, chiếu đèn lên, cảm tưởng như chê vách đá có thêm một cái tủ, muốn nghỉ chân trên đó phải khom lưng ngồi trồm hổm mới được. Giữa cái tủ có một cây cột đá đường kính khoảng 2 mét, không biết có phải tự nhiên hình thành hay không. Nhìn từ mé bên, cái tủ đó trông như một đôi hốc mắt, rất giống hình vẽ ghi chú trong bản đồ. Nhạc Dương leo lên kiểm tra bình đài và so sánh với hình vẽ trong bản đồ, gật đầu đầy tự tin anh phát hiện ra ở giữa trụ đá cũng có một máng hõm xuống giống như dấu vết bị dây thừng thiết vào nhạc dương lấy máy quay ghi lại hết những chỗ nghi hoặc rồi trở lại thuyền trương lập nói sao rồi có phải là bình đài vẽ trên bản đồ không nhạc dương đáp xem ra đúng rồi nhìn đôi mắt này xem cả sống mũi ở giữa nữa chính là nó rồi còn gì chỉ có điều dựa theo thời gian ở đây mà tính toán từ chỗ bình đài kia đến đây chẳng qua chỉ mất có mấy phút thôi vậy mà chúng ta phải chèo thuyền mấy tiếng đồng hồ kia đấy, thế này là thế nào chứ? Còn nữa, tôi phát hiện ra trên trụ đá ở giữa kia có một máng hõm vào, không biết công dụng để làm gì. Trác Mộc Cường ba nhìn lại đoạn phim ghi hình, lắc đầu nói, tối quá, chúng ta trở về rồi nghiên cứu sau. Chỉ cần biết được vị trí. Ba người ra sức quạt mái trèo trở về, đã tìm được vị trí chính xác của thông đạo này trên bản đồ, bọn họ chẳng khác nào được tiêm cho một mũi trợ tim. Từ chỗ rẽ bên phải trở lại đoạn sông lúc xuất phát, họ nhìn thấy ống huỳnh quang để lại dọc đường hồi nãy, các dấu mốc đều đã được chứng thực. Bọn Trác Mộc Cường ba vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, càng dốc sức trèo trở lại. Bọn họ phải nhanh chóng báo tin tức tốt lành này cho Pháp Sư Á La đang đợi bên ngoài kia. Chẳng những vậy, họ còn nôn nóng muốn báo tin mừng ấy đến tất cả các thành viên khác trong đội. Tới đoạn sông có dòng chảy ổn định, tốc độ quạt mái trèo của nhạc dương chậm lại rõ rệt. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng nhanh chóng nhận ra. Chỉ thấy anh chàng đang thẫn người ra nhìn những ống huỳnh quang để làm dấu dọc đường, Trác Mộc Cường Ba bèn hỏi, sao thế? Nhạc Dương giật mình sực tỉnh, nói, hả? À không, không có gì. Không biết Cường Ba thiếu ra có để ý thấy không, những chỗ đánh dấu này, hình như cao hơn trước thì phải. Nghe Nhạc Dương lưu ý, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện ra. Chính xác là vậy, khi Nhạc Dương gắn những cột mốc này lên vách đá, anh chàng ngồi trên thuyền, cứ thế mà gắn vào những mốc dọc theo mạn thuyền thôi. Nhưng lúc này, nếu muốn với đến những chỗ đánh dấu đó, Nhạc Dương phải đứng lên vươn tay ra mới tới được. Nói một cách khác, mực nước của dòng sông ngầm đang hạ xuống, còn hạ xuống khá nhiều nữa, ít nhất cũng phải 2 mét. Thời gian họ ở dưới sông, cùng với cả thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ, chỉ trong một ngày mà mực nước sông ngầm lại thay đổi lớn đến như vậy, thật không hợp tình hợp lý chút nào đặc biệt là khi dòng chảy và lượng nước của sông nhã lỗ tạng bố đều ổn định dòng sông ngầm này càng không thể xảy ra hiện tượng như vậy mới đúng trác mộc cường ba nói giờ không phải mùa lũ không có lý do gì để nói rằng đến tối mực nước sông nhã lỗ tạng bố đột nhiên dâng lên cả trương lập nói mực nước lúc này chắc là tương đương với mực nước hôm qua hai người vào đây đúng không nhạc dương nói ừm có lẽ là cao hơn hôm qua một chút đợi chút đã cường ba thiếu ra hôm qua anh có nói Hình như thấy mực nước đang dâng lên đúng không? Vậy có nghĩa là mực nước của dòng sông ngầm này sẽ tiếp tục giảm đến mức thấp nhất, sau đó nó lại bắt đầu dâng tràn lên, dâng đến vị trí cao nhất lại hạ xuống, vòng đi vòng lại, sao lại như thế nhỉ? Ba người bọn Trác Mộc Cường ba ngơ ngác nhìn nhau, không sao hiểu nổi. Trương lập ngẩng đầu lên nói, vậy độ cao tối đa của nó là bao nhiêu nhỉ? Nhạc Dương nói, có thể dựa vào mức độ thấm nước ở vách đá để quan sát mực nước cao nhất, nhưng dĩ nhiên là nếu mức độ ngấm từ trên xuống nghiêm trọng quá thì không thể nhìn ra được đâu. Trác Mộc Cường ba chiếu đèn pha lên, không ngờ, dưới ánh đèn rực sáng, ba người trông thấy một cảnh khiến người ta không sao không kinh ngạc cho được. Một con thuyền, một con thuyền lớn rộng chừng 2 mét, nhưng dài đến mười mấy mét đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Nó lặng lẽ, bình yên treo lơ lửng giữa không trung, như đang vĩnh viễn đợi chờ vị lữ khách tiếp theo. Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy phần lòng thuyền, trông như bụng con rắn bị mổ phanh ruột không hiểu con thuyền làm bằng chất liệu gì, trông rất dày dặn mà chắc chắn, thân thuyền tròn như cái ống, xương sống và các rẻ quạt chĩa sang hai bên tạo thành hình chữ phong phân kéo căng cả con thuyền ra. Kế đó, không biết là đầu thuyền hay đuôi thuyền nữa, hai đầu nhọn như hình thoi, hơi cong cong vảnh lên. Xương sống và mũi thuyền kết hợp với nhau một cách hoàn chỉnh, tạo thành một chỗ gồ phình to ra, không biết dùng để làm gì. Ngoài ra, con thuyền không hề có trang trí hay tạo hình gì đặc biệt, trông giản dị như thuyền độc mộc, Ánh đèn di chuyển, Nhạc Dương và Trương Lập nhìn thấy hình dáng toàn bộ con thuyền, đây là một con thuyền độc mộc hình thoi, nhưng ở giữa lại uốn cong như chữ S, hai đầu nhọn vỉnh lên cao, một cao một thấp, nhưng cả bên thấp hơn cũng còn cao hơn phần mũi nhọn của thuyền Gonzola ở Venice nhiều lắm. Hai bên thuyền có chỗ phình to nối liền với xương sống con thuyền, thoạt nhìn hơi giống con rắn khổng lồ, mặc dù con thuyền hình dạng kỳ quái, cả Trương Lập lẫn Nhạc Dương đều chưa từng trông thấy bao giờ, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó xuất hiện trong tầm mắt, Hai người bọn họ dường như không hề suy nghĩ đã lập tức nhận định, đây chính là một con thuyền, nhất định là một con thuyền. Con thuyền hình rắn kẹt chặt giữa mấy khối thạch nhũ to lớn cồng kềnh, những trụ đá cong cong trông như móng vuốt của con thú khổng lồ tóm chặt lấy nó mà treo lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối vô tận, nếu không đặc biệt chú ý, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của con thuyền ở nơi đây được. Nhạc Dương nói, lẽ nào mực nước có thể dâng lên tới tận đó? trương lập nói hình dáng con thuyền này sao thế nhỉ trác mộc cường ba nói trông hơi giống thuyền da bò thuyền da bò trác mộc cường ba giải thích đó là một loại phương tiện giao thông trên nước mà dân tạng cổ xưa thường sử dụng các cậu biết rồi đấy tây tạng núi cao mà dốc nước chảy rất xiết thuyền gỗ nhỏ thông thường không thể chịu được va đập loại thuyền da bò này bên trong có xương sống chịu lực bên ngoài bọc da bò đáy thuyền thông thường là nguyên một bộ da bò căng da Thân thuyền dùng 4 đến 5 tấm da ghép lại, sau khi xuống nước, da bò mềm ra, giống như gân bò ấy, dai chắc vô cùng, lại có tính đàn hồi, hễ có va chạm mạnh là bật ngược trở ra tránh được. Con thuyền trên đỉnh đầu chúng ta kia, kết cấu bên trong khá giống với thuyền da bò, có lẽ do mực nước dâng lên đến độ cao ấy, đã bị dòng nước xiết làm cho lật nhào, kẹt vào giữa các trụ đá, do đó có thể thấy độ đàn hồi của nó rất lớn. Nhưng rốt cuộc nó là loại da gì ghép lại nhỉ? Phải biết là phần đáy thuyền ra bò không thể ghép mấy tấm ra lại được, vì ra ghép khó đảm bảo cho thuyền không bị ngấm nước. Hơn nữa, hầu như thuyền ra bò đều hình vuông hoặc hình cái chêm, tôi chưa bao giờ trông thấy con thuyền nào hình thù quái dị như vậy cả. Trương Lập nói, con thuyền ấy sao lại ở đây? Thuyền của ai nhỉ? trác Mộc Cường Ba nói, không biết, có lẽ là của dân trong thôn công bố canh giữ cánh cửa địa ngục từ thời cổ đại để lại, hoặc là của những người tiến về Sangri la thời xa xưa nữa, hoặc giả là người điên kia, nhạc dương tiếp lời. Đúng vậy, chắc Mộc Cường Ba nói, hơn nữa thuyền của người xưa không có khả năng tồn giữ được lâu như vậy, rất có thể là thuyền của người điên đó bỏ lại. Nhưng thuyền ra bò không có mái chèo chỉ thích hợp trôi xuôi dòng nước chứ không tiện đi ngược dòng chút nào, đại đa số sông ngòi ở Tây Tạng đều rất khó bơi ngược dòng nước. Trương Lập nói, nếu nói thuyền của người điên kia bị kẹt ở đây, nhất định là anh ta đã chui ra từ cửa hang hẹp kia rồi, không thể nào, làm sao anh ta bỏ ra khỏi đó được chứ, hơn nữa một con thuyền lớn thế này sức một người sao có thể điều khiển được nhạc dương nói vậy chúng ta lên trên đó xem sao tất cả đều vẫn chỉ là giả thiết thôi mà nói đoạn anh lấy thiết bị bắn dây móc trương lập mới thiết kế ra so với cái hồi trước dây to hơn khoảng cách bắn dây ngắn hơn nhạc dương đã phản nàn chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi đeo vào cổ tay vung tay một cái dây móc đã ghim vào vách đá trên đỉnh nhạc dương sử dụng bộ dòng dọc đồng bộ của trương lập chế tạo được động cơ điện từ từ nâng thân thể lên cao Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cố định thuyền cao su vào sát vách đá, rồi cũng leo bám vách đá trèo về phía con thuyền kỳ lạ kia. Vừa chạm vào thân thuyền, Nhạc Dương đã kêu A à lên một tiếng, thì ra anh chàng vừa đặt chân xuống đã không vững, cảm giác như con thuyền trượt đi một cái, như thể dẫm lên đuôi của con thú khổng lồ nào đó, cái đuôi ấy đột nhiên lại giật mạnh. Nhạc Dương suýt chút nữa rơi tòm xuống dưới, còn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập trèo lên trên đáy thuyền lại không gặp phải tình hình như vậy. Đứng ở đáy con thuyền, họ mới nhận ra nó lớn hơn lúc nhìn từ xa rất nhiều, rộng 2-3 mét, dài mười mấy mét, giống như một toa tàu. Ba người thử tìm cách lật con thuyền lại, nhưng gắng sức một phen thì nhận ra chuyện này vốn không thể thực hiện, trừ phi là phải gỡ con thuyền ra khỏi mấy trụ đá nhô xuống. Nhưng một khi để con thuyền lớn hạ thủy, họ sẽ rất khó giữ cho nó không trôi xuôi theo dòng nước đi mất. Một điều rất lạ là, con thuyền đơn giản này lại cực kỳ kiên cố, dẫm lên chẳng khác gì nền đất rắn, căn bản không cảm thấy lún hay mềm mềm như dẫm lên bề mặt da. Theo Trác Mộc Cường ba, đây là do xương sống và các xương phụ hình rẻ quạt đã căng bề mặt da ra hết cỡ. Nhưng Nhạc Dương tìm khắp một lượt rồi mà không phát hiện ra mối nối ghép nào trên cả chiếc thuyền bằng da. Nói cách khác, con thuyền này không phải do ghép lại, mà là dùng nguyên một tấm da lắp vào khung thuyền. Nhưng theo những gì bọn Nhạc Dương biết được, trên thế giới hiện nay, dù là lột nguyên một bộ da cá voi xanh ra cũng không thể căng được con thuyền như thế này. Vì vậy, bọn họ suy đoán có thể là những người chế tạo thuyền đã phát minh ra một hợp chất tương tự như cao su, nhưng nhìn bề ngoài lại giống như da động vật, vừa chắc vừa bền. Nhạc dương lần theo mép thuyền, một mình chui vào phần bên trong đang dốc ngược, thấy xương sống và các xương rẻ quạt đều lộ ra, trông như một cái lồng ngực khổng lồ mật toác, ngoài vậy thì không còn thứ gì khác, đơn giản đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua một cái là thấy hết tận tường. Trác Mộc Cường ba cúi xuống mép thuyền, chuẩn bị cắt ra một mẫu về làm mẫu vật nghiên cứu, nhưng gã cũng hết sức kinh ngạc nhận ra, con dao phẫu thuật cắt sắt thép như cắt bùn của mình lại không có tác dụng mấy, cắt dọc theo mép ra mà chỉ tách ra được một mẫu nhỏ như cái vảy. Vật chất có dạng như da động vật này dày đến 5cm, càng khẳng định thêm suy đoán đây là một hợp chất nhân tạo, nếu là da động vật, thử hỏi có loài vật nào mà da phơi khô rồi vẫn dày 5cm cơ chứ? Vậy lúc ở trên thân thể động vật kia, nó dày tới mức nào nữa? Còn cả phần xương sống nữa, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là phần chính giữa xương sống sử dụng kết cấu khóa, hoặc nói theo cách khác, xương sống của con thuyền này giống cột sống của một loài sinh vật nào đó, từng đốt từng đốt nối với nhau, không bao giờ bị tuột ra, nhưng lại có thể hoạt động dễ dàng. Cũng có nghĩa là, con thuyền này có thân thuyền bằng một loại hợp chất tương tự như da của loài nguyễn thể, lại có một khung giá giống như cột sống động vật, cộng với phần đáy bằng phẳng, kết cấu có thể đảm bảo thuyền không bao giờ bị lật dưới nước, mà có thể uốn khúc ngoằn ngoèo như rắn, chẳng trách lúc nhạc dương đặt chân xuống đáy thuyền, lại có cảm giác như thân thuyền đột nhiên nhúc nhích. Trương Lập cho rằng, đây là con mãng xà khổng lồ dài hơn 20 mét, đường kính hơn 3 mét bị người qua ba bắt sẻ làm thuyền, bằng không làm sao có loại thuyền kỳ hình quái trạng như vậy được. Trác Mộc Cường Ba chỉ lắc đầu không nói gì, một loài sinh vật như vậy không thể tồn tại trong thế giới thực được. Hơn nữa thân thuyền bằng chất liệu hơi giống ra động vật này và cốt thuyền ở trong rõ ràng không khít nhau, cốt thuyền vẫn bằng gỗ. Gã và Nhạc Dương đều nhận định, người chế tạo thuyền đã phỏng theo kết cấu cột sống của con người hoặc động vật, vận dụng kết cấu khóa móc để tạo ra loại cốt thuyền có thể uốn lượn nhúc nhích này. Còn về chất liệu cốt thuyền thì chắc một Cường ba bảo bằng đá, Nhạc Dương nói bằng gỗ, cuối cùng chưa có kết quả ngã ngũ. Các xương rẻ quạt bằng gỗ gắn vào xương sống con thuyền để căng bề mặt ra, mỗi thanh đều to bằng cổ tay người trưởng thành, đen xì xì, dài đến mười mấy mét hoặc hơn, nhìn bề ngoài, dấu vết bàn tay con người rất ít, như cây gỗ được giữ nguyên hình trạng ban đầu, chỉ được bóc lớp vỏ cây hoặc thậm chí cả vỏ cây cũng không bóc đi. Trong trí nhớ của mấy người bọn trác mộc cường ba, những cây thân chỉ to bằng bắp tay, mà cao đến mười mấy mét, lại còn không có cảnh chĩa ra rất hiếm gặp, nhưng cả mấy người đều không thể đoán ra được đây là loại cây gì. Nhạc Dương kiểm tra rồi nói, rất rõ ràng, loại gia nhân tạo này có công năng tự động phòng nước, trên đỉnh nước dỉ xuống rất nhiều, nhưng trong thuyền lại không hề có dấu vết bị ngấm nước, chất gỗ này cũng thật dị thường, sao lại như vậy nhỉ trương lập cũng cúi đầu xuống dòm vào bên trong thuyền từ phía dưới nói vậy là tốt rồi có con thuyền lớn này ngồi hai ba chục người đâu thành vấn đề con thuyền này chắc thật đấy nếu đúng là của người điên ở mông hà kia thì ít nhất nó cũng treo ở đây ba bốn năm rồi vậy mà chẳng hề có dấu hiệu bị biến chất gì cả trác mộc cường ba cạo một ít da và gỗ trên thuyền cất đi rồi hỏi trương lập và nhạc dương còn phát hiện gì nữa không nhạc dương nói con thuyền này bị lật ngược rõ ràng là đã bị ngâm nước, không có dấu vết gì để lại cả đâu. Trương Lập nói, nhìn một cái đã rõ rồi, còn đầu mối gì được nữa chứ. Nhạc Dương nói, đợi chút đã, anh chàng cẩn thận thò đầu ra, đèn gắn trên đầu chiếu vào chỗ uốn lượn ở mép thuyền, rồi lấy đầu ngón tay nhón lên một chút cắt mịt, cái này không thể từ trên nhũ đá rơi xuống được, nếu chúng ta giả thiết con thuyền này thuộc về người điên ở mông hà kia, vậy thì loại cắt này có lẽ là được mang từ Sangri La ra đó. Trác Mộc Cường ba gật đầu, "Vậy, cũng gói lại mang về đi." Ba người lục soát khắp con thuyền thêm một lượt nữa, Nhạc Dương còn treo lộn ngược người, kiểm tra kỹ bên ngoài thân thuyền. Không thấy phát hiện được gì thêm, cả ba mới trở lại thuyền cao su, tiếp tục quay ra. Khi thuyền ra đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với mực nước ngày hôm qua, Trương Lập cứ suýt xoa kỳ lạ mãi. Hiện tượng này dường như hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng vượt qua được dòng nước xiết xối xả trở lại mặt sông ra đến thế giới bên ngoài cảm tưởng như đã trải qua một cuộc đời khác lúc đó họ mới phát hiện sắc trời đã tối vội vàng liên lạc với pháp sư á la lúc bám vách đá leo lên thấy pháp sư á la đang ngồi yên trên bình đài chỉ có na thâm là đang bất an đi đi lại lại ba người cùng biết phải có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có thể trầm tĩnh được như ông bốn người không dừng lại lâu trên bình đài nhân lúc trời còn chưa tối hẳn đi một mạch về thôn công bố trong đêm, ăn uống qua loa mấy bát cơm gạo túc mã với ếch nướng, rồi trở về phòng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. Số liệu tổng hợp của lần đo đạc dưới sông ngầm hiển thị, tốc độ trung bình dòng chảy ngầm khoảng 2 m trên dây, nhưng ở khu vực dốc đột ngột, cơ hồ có thể lên đến 7 m trên dây. Thiết bị đo đếm khoảng cách hiển thị họ đã đi tổng cộng 47.88 km bằng thuyền. Lúc đi, 2 tiếng đồng hồ đi được 24 km, vận tốc trung bình 12 km trên nhưng vận tốc dòng chảy bình quân tính ra đã gần 3 mét trên dây. Cũng có nghĩa là, họ không cần chèo thuyền, chỉ cần xuôi theo dòng nước thôi cũng đã đạt được vận tốc 10 km trên ngờ rồi. Có điều, lần này ba người chỉ đi thăm dò, đặt an toàn lên hàng đầu, nếu tìm hiểu rõ được tình hình trong hang động, đại khái có thể nâng tốc độ lên 15 km trên ngờ. Nhạc Dương tính toán, mỗi ngày đi thuyền 10 tiếng đồng hồ cũng đã được 150 km rồi, như vậy thì dù 6-700 cây số cũng chỉ mất khoảng 3-4 ngày đường là cùng. Nếu có thể sử dụng con thuyền lớn này, vận tốc chắc chắn có thể vượt hơn 20 km trên ngờ, chỉ cần 3 ngày là đến được Sangrila. Trương Lập ngồi bên cạnh phụ hỏa với Nhạc Dương, tựa như đã đến được Sangrila ngay rồi vậy. Pháp Sư Á La từ đầu chí cuối vẫn không lên tiếng, cho tới khi xem đến đoạn bọn chắc một cường ba khó nhọc vượt qua khu vực nước chảy xiết, ông mới không nén được mà kêu lên A à một tiếng khe khẽ, nét mặt hết sức nặng nề. Bọn chắc một cường ba cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Pháp Sư Á La kinh hãi. Thế này thì không đơn thuần là sông ngầm dưới lòng đất nữa rồi, mà là khe nước dưới lòng đất mới đúng, nếu mức nước chênh lệch thêm chút nữa, rất có thể sẽ hình thành thác ngầm dưới lòng đất. Điều khiến người ta lo lắng nhất là, không biết rốt cuộc có bao nhiêu đoạn sông như thế, nếu cứ mười mấy km lại gặp phải một đoạn sông thế này thì đúng là tệ đến không thể nào tệ hơn được nữa rồi. Pháp Sư Á là bật tấm bản đồ lên, nói, thời gian các cậu sử dụng rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với thời gian đánh dấu trên bản đồ này, nếu thuyền lớn người đông, tốc độ có thể sẽ tăng lên. Theo tính toán tốc độ trước mắt, muốn vượt qua khu vực này nhanh nhất cũng phải đến 3 ngày đó. Trác Mộc Cường ba gật đầu, tôi biết. Pháp Sư Á la lộ ánh mắt dò hỏi, nhìn Trác Mộc Cường ba hồi lâu, cuối cùng lên tiếng nhắc gã, còn nhớ lần thử nghiệm mật tu đầu tiên của cậu không, Cường ba thiếu ra. a à, Trác Mộc Cường ba hình như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng trách vừa nãy mình không lộ vẻ kinh ngạc gì. Pháp Sư Á la rất lưu tâm, Thử nghiệm mật tu đầu tiên của gã chính là giữ được tỉnh táo trong bóng tối. Lúc đó gã chỉ cầm cự được chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao tình cảnh lúc đó cũng khác với bây giờ mà. Pháp sư Á La nói, tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu điều này. Cường ba thiếu gia, ba ngày ba đêm giữ được tập trung cao độ và tinh thần tỉnh táo trong bóng tối, chuyện này không chỉ có khó thôi đâu. Dù là đối với mật tu giả, cũng không phải dễ dàng gì mà thực hiện được. Trương Lập nói. Vậy giờ chúng ta làm sao?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Tôi nghĩ, e rằng phải trở về một chuyến, rồi cùng nghiên cứu phân tích tư liệu với mọi người, nếu có phương án nào khả thi, chúng ta sẽ bắt tay chuẩn bị xuất phát luôn." Nhạc Dương gật đầu tán đồng, "Phải, đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được trong lúc này, chuyện thăm dò U Minh Hà cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Hôm nay chúng ta đã mạo hiểm đi được xa nhất trong khả năng hiện tại của mình rồi còn gì. Mọi người xem bản đồ đi." ở phía trước có rất nhiều chỗ rẽ nhánh, chỉ cần gặp thêm đoạn nước chảy xiết nữa, rất có thể chúng ta sẽ lạc mất phương hướng, không tìm được đường trở về ấy chứ. Phải rồi, tôi còn muốn đi dọc bờ sông để đặt một số thiết bị thăm dò thủy văn, ghi lại tốc độ và lưu lượng chảy của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đợi lần sau trở lại có thể biết được đến tối nước có dâng lên hay không rồi. Pháp Sư Á La xem lại đoạn phim ghi hình trong bóng tối có ánh đèn lấp loá, ba người hò hét loạn xạ, vẫn lắc đầu không thôi. Trương Lập nói, còn nữa, chúng ta mới chỉ kiểm tra sơ qua con thuyền đó một lượt bằng tay. Nó còn có thể sử dụng được hay không, có thể chịu va chạm hay không, có bị ngấm nước hay không đều chưa biết rõ. Vì vậy, sau khi trở về, chúng ta cần phải đem một loạt thiết bị đo đạc đến tiến hành kiểm tra, nếu mọi phương diện đều đủ tiêu chuẩn, lúc ấy mới thực sự yên tâm mà ngồi lên nó tiến về Sangri La được. Ngày hôm sau, bốn người đã hoàn thành bước thăm dò sơ bộ dòng U Minh Hà, liền cáo từ người dân thôn công bố, theo đường cũ đi dọc bờ sông trở về. Họ tìm được một triền dốc phía trên thượng du, cách cánh cửa địa ngục ước chừng 20 km. Nhạc Dương nhớ lại đường đi men theo bờ sông đến đây, nói ở dưới hạ du chừng 80 km còn một chỗ có thể cập bờ được. Để lắp đặt các thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung quanh cánh cửa địa ngục, bọn họ quyết định thả thuyền trôi dòng từ chỗ này. Nước chảy rất xiết, nhưng đối với những người từng xuôi theo dòng u minh hà dưới lòng đất như bọn Trác Mộc Cường ba thì như vậy không đáng là gì. Nhạc Dương đặt các thiết bị giám sát bên bờ sông, hoàn thành nốt việc đo đạc cuối cùng ở xung quanh cánh cửa địa ngục, rồi trở lại con đường nhỏ ven bờ sông, rời khỏi mặt thoát. Audio điện tử võ tấn bền Vừa vào cửa, Trương Lập đã không thể nín nhịn lâu hơn, hét toáng lên, chúng tôi về rồi đây. Sao thế, không ai ra đón mừng chúng tôi trở về à? Đường Mẫn ở phòng trong thò đầu ra nói, ô, các anh hùng ca khúc khải hoàn rồi đấy hả? nhạc dương nhảy vào trong nói ha ha thu hoạch rất lớn thu hoạch rất lớn đấy nhé mẫn mẫn hân hoan nói nhìn mấy anh cao hứng chưa kìa có tin tức gì tốt lành không bọn anh tìm được cánh cửa địa ngục thật sự rồi trác mộc cường ba sách ba lô bước qua cửa mẫn mẫn liền bổ đến như một cánh én nhào vào ôm cổ trác mộc cường ba đu cả người lên khỏi mặt đất trác mộc cường ba nói anh bọn anh còn phát hiện ra một con thuyền nữa mau xuống đi nào mẫn mẫn dựa vào lòng trác mộc cường ba nói em cũng có tin tốt lành muốn nói với anh đây đoạn văn bản tiếng mông cổ ấy được dịch ra rồi giáo sư nói khi nào anh về sẽ cho anh biết trong đó có nội dung mà anh hứng thú lắm đấy nhé ồ trác mộc cường ba nhìn thẳng vào người đẹp trong lòng mình nói gì vậy mau nói cho anh biết đi mẫn mẫn dổ môi lên nói bí mật không nói cho anh đâu anh đi mà hỏi giáo sư ấy trác mộc cường ba vội vàng chạy đi tìm giáo sư phương tân vừa gặp ông, gã đã, đã hỏi ngay, thầy giáo, đoạn văn bản đó viết gì thế? Mẫn Mẫn nói là có nội dung tôi rất hứng thú, lẽ nào chính là? Giáo sư Phương Tân gật đầu, phải, cậu qua xem đi, nói về chó ngao đấy. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn của giáo sư Phương Tân, chỉ thấy trên màn hình hiện lên những hàng chữ đã được dịch sang tiếng Trung. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh giải thích, người viết đoạn văn bản này là một vị quan đi theo đoàn quân Mông Cổ hơi giống với thư ký chính ủy quân đoàn ấy, chuyên phụ trách việc ghi lại những điều nhìn thấy khi hành quân tác chiến gửi về triều đình. Nội dung viết trong văn bản này là bắt đầu từ năm 1287, hốt tất liệt lệnh cho quân đội Tây Trinh. Phần nội dung phía trước đại khái là, từ sau khi chân kim một chết, tính tình hốt tất liệt càng ngày càng trở nên nóng nảy gắt gỏng. Ông ta vốn thích chinh chiến, sau khi mất con, lại càng thêm điên cuồng xua quân đi khắp nơi, trước sau đã tấn công mấy nước mà ngày nay là Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia, giành được những thắng lợi nhất định. Nhưng rồi mọi người nhanh chóng phát hiện ra, khi những binh sĩ viễn trình từ phương Nam trở về, họ đã mang theo bệnh dịch. Cả khu vực Giang Nam ở Trung Quốc bắt đầu lan tràn ôn dịch. Lúc này, những tiếng nói phản đối chiến tranh trong nội bộ triều đình nhà Nguyên trở nên mỗi lúc một lớn, Nguyên Thế Tổ hốt tất liệt ra sức đập tan dư luận, tiếp tục tiến hành chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Năm 1287, đối thủ cũ của ông ta là Hải Đô lại tập hợp một số bộ hạ cũ của thành cát tư hãn ở khu vực Trung Á đem binh đến xâm phạm, hốt tất liệt đích thân dẫn binh Tây Trinh. Những thứ như đường hành quân, trên đường gặp phải những gì? Trác Mộc Cường ba đều không để tâm, điều làm gã cảm thấy hứng thú nhất chính là, trong đội quân này, có một cánh quân hết sức đặc biệt, chiến ngao. Riêng đoạn về đội quân chiến ngao ấy Trác Mộc Cường ba xem rất kỹ. Đội quân này ước chừng có khoảng 30 con chiến ngao, vì tính tình chúng hung hãn, không dễ khống chế, nên phải chọn ra những người khỏe mạnh nhất thể lực tốt nhất trong quân, hai người dẫn một chó ngao, tổ thành một đội quân nhỏ hết sức đặc thù. Đứng đầu đội quân này là một người tạng, các chuyên gia không thể dịch ra được chuẩn xác chức nghiệp của ông ta là gì, chỉ nói người đó có thể khiến lũ chiến ngao nghe lệnh, có thể nói chuyện với chiến ngao, có thể bắt trước tiếng của lũ ngao, còn có thể dùng lời nói khiến lũ chiến ngao ấy thực hiện những động tác khó tin. Mấy người bọn chắc một Cường Ba vừa xem qua liền hiểu ngay, thủ lĩnh đạo quân này chắc hẳn là một thao thú sư. Văn bản nói rất kỹ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc thù này, vì bệnh dịch xuất hiện, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã mời Đế Sư Ý Tây Nhân Khâm cho thuốc hay để trị ôn dịch. Đế Sư quyết định đích thân đi thị sát tình hình bệnh dịch ở Trung Nguyên, cuối cùng đã đưa ra một phương thuốc chỉ có hai chữ diệt chuột. Đương lúc đó, liên minh của Hải Đô hết sức lớn mạnh, có thể chiến thắng bọn họ hay không vẫn còn là năm ăn năm thua. Đại thần Tăng ca đoán được thành ý của Hốt Tất Liệt, liền hiến lên một ghế nói rằng Tây Tạng từng có một cánh quân vô địch do người và chó ngao phối hợp với nhau, sức chiến đấu cực mạnh. Thiên khả hãn thành Cát tư hãn cũng từng muốn thành lập một đội quân chiến ngao lớn, nhưng cuối cùng vẫn chưa được như nguyện, mà chỉ được chừng hơn trăm con ngao bình thường. Dẫu là vậy, hơn trăm con chó ngao ấy cũng đã lập nên vô số chiến công thủa thiên khả hãn vẫn còn chinh chiến khắp thiên hạ. Gần đây, y thăm dò được ở Tây Tạng vẫn còn hơn trăm con chiến ngao, muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, cần phải có một đội quân chiến ngao như thế mà người duy nhất có thể điều động được lũ chiến ngao này, chỉ có mình Pháp Vương Ý Tây Nhân Khâm mà thôi. Ngoài ra, Tăng Ca còn hiến lên rất nhiều mưu kế khác, nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng bỏ qua không đọc. Đế sư Ý Tây Nhân Khâm trước tiên từ chối lời đề nghị đó, nhưng trước sự nài ép của hốt tất liệt, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, đồng ý cho 32 con chiến ngao tham chiến. Trong đó có 8 cặp ngao trưởng thành 5 tuổi, 8 cặp ngao con nửa tuổi, vì đường xa vất vả, đã có một cặp ngao con chết dọc đường, cuối cùng còn lại 30 con, ngoài ra còn có thao thú sư Tăng kiệt làm tổng đầu mục huấn luyện dạy cho quân mông cổ cách nuôi dưỡng huấn luyện chó ngao đế sư dặn đi dặn lại đây là thần vật ngàn vạn lần không thể cho tạo sát nghiệp quá lớn cùng với 30 con chiến ngao còn có 16 bộ kim ti nhuyễn giáp trong bản dịch có nói loại giáp kim ti ấy mỏng như cánh ve nhẹ như lông hồng nhưng lại cứng rắn như thép luyện có thể căng trùng thoải mái chiến ngao khoác áo giáp này lên mình thì đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm một khi nhận lệnh sẽ biến thành những cỗ máy giết người kinh khủng nhất. Trong văn bản còn đặc biệt nhắc đến, những bộ kim ti giáp ấy đều được chế luyện bằng bí thuật cổ xưa, người sau không thể nào phỏng chế lại được. Đại thần Chu Thanh đã từng tuyên bố, sẽ quyên vàng để chế tạo ra loại kim ti nguyễn giáp này, nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại. Trong đoạn văn ấy, còn nhắc đến tình hình lúc chỉ huy chiến ngao, thao thú sư tang kiệt chỉ cần phát ra một tiếng hu hu hay bu bu ngắn, hoặc hư bằng giọng mũi, cùng với một số động tác kỳ quái, liền có thể khiến lũ chiến ngao có những phản ứng khác nhau, thí dụ như xếp hàng, tập hợp, bố trận phòng ngự, còn nhanh hơn các binh sĩ xếp hàng gấp mấy lần. Vì dịch giả hoặc bản thân người chép lại đoạn cổ văn này không hiểu được những phát âm và ý nghĩa của những động tác đấy, vậy nên chỉ có thể ghi chép lại hết sức tận tường từng kiểu phát âm, âm điệu cao thấp thế nào, động tác ra sao. Chắc một cường ba xem đến đoạn này thì hân hoan như muốn phát cuồng, như chính bản thân gã đang ở giữa thao trường chiến địa, bên cạnh có 30 con chiến ngao hùng dũng, Mỗi khi gã phát ra một âm thanh, lũ chiến ngao lại có những động tác hoặc biến hóa tương ứng. Khi đọc đến đoạn này, chắc Mộc Cường ba lm có cảm giác như mình đã nghe thấy những âm thanh ấy ở đâu đó, thậm chí gã còn có thể dựa vào những âm thanh trong ký ức để điều chỉnh lại cách phát âm trong văn bản dịch. Chỉ có điều, nội dung đoạn này rất dài, trước mặt thầy giáo gã cũng không tiện hoa chân múa tay, lại còn hô lên rít xuống, đành phải cố nén cảm giác mừng rỡ, đọc lướt qua một lượt trước. Sau đoạn huấn luyện chiến ngao, vị quan còn ghi chép lại một số sự việc mà ông ta cảm thấy đặc biệt thú vị chẳng hạn lũ chiến ngao có thể tạo thành vòng tròn yểm hộ sau lưng cho nhau sau đó nằm phục xuống bụi cỏ biến mất không còn tâm tích thực khiến người ta lấy làm kỳ lạ khi chúng khoác kim ti nguyễn giáp có thể lên cây một con ngao nằm phục dưới gốc cây một con từ đằng xa phóng đến con ngao nằm dưới đội lên con kia liền đạp lưng đồng loại mà phóng vút lên cao hơn trường sau đó nó sẽ nấp trong tán cây đợi kẻ địch dừng chân nghỉ ngơi dưới gốc cây liền từ trên cao lao xuống cho một đòn chí mạng, bản lĩnh như thần. Ngoài ra, còn có chiêu nín thở lặn dưới nước, cả trăm hơi thở mà vẫn không thấy nhô đầu lên, săn người hay săn thú đều chỉ nhằm vào cổ học, một đòn tất chúng, rồi lập tức bước ra lùi về sau, hoặc cũng có chiêu tấn công từ phía sau, nhảy lên lưng vật săn, bịt hai mắt khiến chúng rối loạn tâm thần, chẳng những vậy, chiến ngao còn biết tá lực đả lực, mượn sức kẻ địch khống chế chính hắn. Nói chung là vô số kỹ năng thần dị, không sao đếm hết. Đọc tới đây, Trác Mộc Cường ba không kìm được bột miệng hỏi thầy giáo, lũ chiến ngao đó xuất phát từ tây tạng, đến được chiến trường cũng không quá nửa năm thôi chứ. Nếu cứ liên tục huấn luyện chiến ngao còn nói được, nhưng chỉ dùng nửa năm thời gian mà có thể huấn luyện chiến ngao tới trình độ ấy, lại còn phải đi đường nữa, thì vị thao thú sư kia cũng không khỏi quá lợi hại rồi. Giáo sư Phương Tân nói, ừm, um, vấn đề này vị quan ghi chép kia đã thay chúng ta đi hỏi rồi, cậu cứ đọc tiếp đi. Trác Mộc Cường ba đưa mắt xuống phía dưới, quả nhiên bản thân vị quan kia cũng là người rất hiếu kỳ, thêm vào đó là Tăng Kiệt khi ấy vẫn còn rất trẻ, quả thực không giống một thầy dạy chó ngao có nhiều kinh nghiệm. Vị quan bèn hỏi Tăng Kiệt làm sao mà có thể huấn luyện chó ngao được như vậy, không ngờ, đáp án của Tăng Kiệt lại khiến ông ta tắc tị không nói gì được nữa. Câu trả lời của Tăng Kiệt là, ngao làm gì có người huấn luyện, chỉ có ngao dạy ngao thôi. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc tròn mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nói, sao có thể thế được. Chú thích, một con trai trưởng của hốt tất liệt pháp sư á la điềm đạm nói bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của mật tông này kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian đã toát lên một sự thần bí rồi nhân vật đại diện cho giai đoạn hậu hoàng kỳ của tạng truyền phật giáo a để hiệp đại sư vào tây tạng lập đàn giảng kinh ngay khi bắt đầu giảng về đại thiên luân kinh đã không ngừng nhấn mạnh đây là một bộ kinh thư được truyền ra từ tây tạng ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về mà thôi thế nhưng không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai, được viết từ thời kỳ nào. Đồng thời, nội dung bao la vạn tượng trong kinh thư càng khiến người ta không sao đoán nổi, phải là một con người như thế nào mới có đại trí tuệ, có học thức uyên tâm như vậy. Giờ đây, nghĩ kỹ lại, e rằng cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực ấy mà thôi. Giáo sư Phương Tân nói, sao lại không thể? Cậu có biết tổ chức xã hội của loài sói như thế nào không? Một con sói con ngay sau khi rứt sữa mẹ đã được học cách hợp tác với bầy đàn săn bắt con mồi, học cách nhận biết đẳng cấp và địa vị của mình trong đoàn thể, học cách phân biệt tình trạng sức khỏe của vật săn, bảo vệ lãnh địa của mình. Ai dạy chúng, chẳng phải là sói già dạy sói con hay sao? Theo cách nói trong văn bản này, chắc là có khoảng trăm con ngao cùng sống chung một chỗ, bọn chúng chỉ cần coi những kỹ năng ấy là các kỹ xảo tối cần thiết để sinh tồn và săn bắn, truyền lại cho đời sau là được rồi. Bởi vậy, ngao có thể huấn luyện ngao, ngao có thể dạy dỗ ngao, không cần con người can thiệp vào làm gì. Vấn đề là tại sao quân Đức lại thu thập những tư liệu này? Lẽ nào, trong thế chiến thứ hai quân Đức cũng có ý định phát triển thú chiến hay sao? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, chuyện này. Giáo sư Phương Tân Tiếp, chuyện này cứ tạm thời gác lại đã. Nào, kể tôi nghe lần này đến thôn công bố mọi người phát hiện được điều gì? Đã tìm được lối vào chưa? Trương Lập nói, nào chỉ có vậy, chúng tôi còn nghiệm chứng được bản đồ, lại tìm thấy cả con thuyền để đi dưới sông ngầm nữa cơ. Thuyền gì? Giáo sư Phương Tân hỏi. Nhạc Dương liền miêu tả vắn tắt về con thuyền Gia Châu họ trông thấy cho giáo sư Phương Tân nghe, rồi lấy ảnh trong máy tính ra cho ông xem. Giáo sư xem xong, nghiêm mặt gật đầu nói, xem ra là vậy rồi, đây không phải là thuyền Gia Châu đâu. "Hả? Chắc Mộc Cường ba kinh ngạc, chẳng phải Tây Tạng chúng ta chỉ có thuyền Gia Châu thôi sao?" Giáo sư Phương Tân lắc đầu, Cậu coi thường kỹ thuật của Tây Tạng quá, cường ba à. Có điều, cũng khó trách cậu, đến tận ngày nay, rất nhiều thành tựu của văn minh Tây Tạng cổ còn chưa được phát hiện. Vì sông trên cao nguyên chảy rất xiết, hai bờ toàn núi cao chót vót, nên chỉ có thuyền ra châu là truyền lại được thôi. Loại thuyền lớn như các cậu miêu tả, kỳ thực cũng có chép trong lịch sử thổ phồn rồi, người xưa gọi là thuyền rắn. Thời cổ đại, ở Tây Tạng có hai loại thuyền thường được sử dụng, một là loại thuyền lớn bằng gỗ, gọi là thuyền đầu ngựa. Trước sau đã trải qua ba thời kỳ là thuyền đáy hình vuông, đáy nhọn và đáy hình thang, chở được từ 20 đến 50 người. Tương truyền, năm xưa Liên Hoa Sinh Đại sư đã ngồi chính loại thuyền đầu ngựa này để tới Tây Tạng, một loại nữa là thuyền Gia Châu vẫn còn được sử dụng đến tận bây giờ. Ban đầu, đáy thuyền Gia Châu vốn hình tròn, rất giống với loại thuyền đụng chúng ta vẫn hay thấy trong các công viên nước ngày nay, về sau mới phát triển thành hình thang như bây giờ. Ngoài hai loại thuyền được sử dụng nhiều nhất này ra, còn có thuyền độc mộc, thuyền máng tùy theo từng khu vực khác nhau, từng hoàn cảnh địa lý khác nhau mà có chút sửa đổi hình dáng cho thích hợp. Có điều, những loại thuyền này ít nhiều đều có một số khiếm khuyết. Giáo sư Phương Tân vẽ lên mặt bàn một con thuyền hình vuông, nói, lấy thuyền đầu ngựa làm ví dụ nhé, tải trọng thuyền lớn, chở được nhiều người, thích hợp với hành trình dài, nhưng sông ngòi ở hầu hết các khu vực thuộc Tây Tạng hẹp, độ dốc cao, thuyền đầu ngựa rất dễ và phải đá ngầm mà đắm thuyền, còn thuyền ra châu thì sao, nhẹ nhàng lại chịu lực tốt, không sợ va chạm, dẫu có gặp phải dòng nước xiết mấy cũng vượt qua được, vì vậy đến ngày nay vẫn còn được sử dụng, nhưng lòng thuyền quá nhỏ, thông thường chỉ chứa được 3 tới 5 người. Hơn nữa lại bất lợi khi di chuyển ở cự ly dài, cùng lắm chỉ có thể dùng để qua sông mà thôi. Vì thế, về sau người tảng đã phát minh ra loại thuyền kết hợp ưu điểm của cả thuyền đầu ngựa và thuyền gia châu, vừa nhẹ nhàng linh hoạt, chịu lực tốt lại có thể chở được nhiều người, gọi là thuyền rắn. Khung thuyền kết cấu rẻ quạt, liên kết bằng các mấu, rất giống cuộc sống của động vật có xương sống thân thuyền hình thoi, hẹp dài mà linh động, cả con thuyền trông giống như một con mãng xà khổng lồ, vì vậy mới có tên là thuyền rắn, hay thuyền hình rắn, hoặc cũng có nơi gọi là thuyền rồng, nhưng so với thuyền rồng trong nội địa thì khác biệt rất nhiều. Nhạc Dương Kinh ngạc nói, giáo sư, bác nghiên cứu về thuyền kỹ lưỡng như thế từ lúc nào vậy? Giáo sư Phương Tân điềm đạm mỉm cười, nói, từ sau khi ở đảo huyền không tự trở về, nghe cường ba nhắc tới những bức bích họa đó, tôi đã bắt đầu lưu ý đến các loại thuyền lớn từng xuất hiện ở Tây Tạng thời xưa, cũng đã tra ra được một ít tài liệu. Ông ngưng lại dây lát, đoạn tiếp, có điều, các tư liệu về thuyền rắn lại là của Pháp Sư Tháp Tây cung cấp, trong các tư liệu lịch sử hầu như không thấy nhắc đến. Hơn nữa, lúc đó tôi đã từng ngờ vực, lấy đâu ra một tấm da lớn như thế để chế tạo con thuyền dài tới mức đó, tư liệu mọi người mang về đã cho tôi chứng cứ xác thực về điều đó rồi. Pháp Sư Á La và Trương Lập lấy các tư liệu ra, Nhạc Dương chỉ tay vào con thuyền hình rắn nói, giờ đã giải quyết một phần vấn đề rồi, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề mới. Giáo sư Phương Tân liền hỏi, vấn đề mới gì? Nhạc Dương nói, vấn đề chủ yếu bây giờ là con thuyền đó đã ở dưới lòng đất hơn 3 năm, không biết có còn dùng được hay không nữa. Ngoài ra, còn một vấn đề mà tôi nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, người điên đó làm sao có thể một mình điều khiển cả con thuyền lớn như thế từ trong bóng đêm trở về thế giới bên ngoài được. Nếu bảo là có khoảng chục người cộng với đầy đủ thức ăn nước uống thì còn có lý. Giáo sư Phương Tân nói, cũng có khả năng là có mười mấy người, chỉ có điều, đến cuối cùng chỉ còn một mình anh ta sống sót. Nhạc Dương lại nói, vậy còn thức ăn thì sao? Cả mười mấy con người thì cũng phải để lại chút dấu vết gì đó trên thuyền chứ. Giáo sư Phương Tân nói, dưới sông ngầm đó có các vi sinh vật, đã ba năm trôi qua, đầu mối gì thì cũng bị các vi sinh vật trong nước phân giải hết cả rồi. Nhưng tại sao con thuyền ấy lại không bị mục nát gì cả? Nhạc Dương lấy mẫu ra và vụn gỗ họ thu thập trên thuyền cho giáo sư xem. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, xem ra lần này lại phải đi làm phiền đến mấy ông bạn cũ chuyên nghiên cứu hệ thực vật và động vật rồi. Pháp sư Á La và Trương Lập đã chuyển hết các tư liệu thu thập được vào máy tính. Giáo sư xem xét rất kỹ lưỡng một lượt, đột nhiên nói, ừm, tôi có thể nhờ anh Châu xem giúp, anh ta chuyên nghiên cứu các hang động. Đợi chút nhé, nói đoạn, ông gọi một cú điện thoại, rồi kết nối máy tính vào mạng, gửi hình ảnh qua cho người bạn họ Châu. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh webcam của người bạn đã hiện lên trên màn hình máy tính. Chỉ thấy một ông già chừng trên dưới 60 tuổi đang kích động thốt lên, "Phương Tân, anh kiếm ở đâu ra những đoạn phim tài liệu này thế?" Giáo sư Phương Tân đáp, "Chuyện này để sau hãy nói, giờ tôi đang muốn biết tình hình đại thể của loại hang động này. Theo những gì anh quan sát được, bên trong hang động kiểu thế này sẽ như thế nào, cố gắng nói cho đơn giản một chút thôi nhé." anh biết là tôi không nghiên cứu món này rồi mà. Ông già họ châu đáp, được rồi, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán đây rốt cuộc là một hang động nguyên sinh cỡ siêu lớn hay là một động nham thạch hình thành do nước bào mòn xâm thực. Nếu là hang động nguyên sinh, bên trong chính là đường hầm hình thành từ dung nham. Nếu tạm thời phán đoán sơ bộ rằng đây là một loại đá biến chất nào đó, vậy thì đoạn phim này có lẽ là được quay ở một khu vực đã từng xảy ra các hoạt động tạo sơn. Lối vào nhìn có vẻ rất kỳ quái, Tuyệt đối không phải do hang động sụt lở tạo ra, mà giống đường hầm nhân tạo hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chắc chắn là một hang động dạng phễu nước, không thể sai được. Chúng ta không thể coi đoạn đường hầm dẫn vào này là mạch nước ngầm được, vì nó có cả mặt nước, bên dưới là sông ngầm. Kỳ lạ lắm phải không? Tại sao tôi lại cho rằng nó là hang động nguyên sinh? Ấy là bởi tôi không nhìn thấy vết tích nước chảy trong hang, cũng không phát hiện ra có đá chảy một ở đỉnh động hay trên tường. Thôi được rồi, giáo sư Phương Tân ngắt lời lão châu ơi là lão châu. Anh nói gì mà tôi nghe chẳng hiểu câu nào hết cả vậy. Thế này đi, tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề, anh có thể dùng kiến thức chuyên môn của mình nhưng trả lời một cách đơn giản thôi, được không? Ông già họ chu kia ngạc nhiên hỏi, hả, tôi nói vậy vẫn còn chưa đơn giản hay sao? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, ừm, um, có lẽ anh cảm thấy vậy là đơn giản lắm rồi, hiểm nỗi có rất nhiều từ chúng tôi nghe chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, ở loại hang động như thế này, có khả năng có một hệ thống nước ngầm rất lớn dưới lòng đất hay không? Ông lão họ Chu gật đầu, có chứ, rất có khả năng ấy. Nhưng không nên gọi là hệ thống nước ngầm, mà phải gọi là hệ thống hang động dưới nước. Nếu là hang động nguyên sinh, về sau mới bị dòng nước chảy vào thì hoàn toàn có khả năng đó là một hang động dưới nước vô cùng lớn, thậm chí quy mô có thể vượt qua cả hang Mammoth Cave 2 ở Mỹ hoặc cái động gì mà gần đây mới phát hiện ở Mexico ấy. Giáo sư Phương Tân lại nói, Vậy nham thể ở đó có thể xuất hiện sụt lún hay gì gì đó tương tự không? Ông già họ Chu nói, phải xem độ cao của nham tầng đã. Nếu nham tầng 3 cao chừng 2-3 chục mét thì về cơ bản không cần phải lo mấy vấn đề ấy. Vì nếu là đá núi lửa biến chất, độ cứng của nó thực sự là vượt ngoài tầm tưởng tượng của anh đấy. Giáo sư Phương Tân nói, tôi biết hệ thống nước ngầm thường có phân tầng. Anh xem thử coi hệ thống hang động dưới nước này có khả năng xuất hiện thác ngầm hoặc là khoảng đứt gãy gì không? Ông già họ Chu do dự dây lát như đang xem lại đoạn phim tài liệu, sau đó mới trả lời, tôi không dám khẳng định, còn phải hỏi một số đồng nghiệp, và tra cứu thêm rất nhiều tài liệu khác nữa mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn được. Có điều, nhìn đường hầm này thì chắc khả năng đột nhiên xuất hiện đoạn đứt gãy không lớn lắm. Song các khe hẹp hình thành bởi các đường dốc đứng thì có thể có. Ngoài ra, những bình đài dạng bậc thang chênh nhau 2-3 mét cũng có khả năng xuất hiện. Dòng nước này cũng thuộc loại chảy xiết, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm đấy. Phương Tân, anh hỏi tôi những điều này, lẽ nào là có người định đi sâu nữa vào trong hang động này để thăm dò? Giáo sư Phương Tân chỉ cười không đáp, ông già họ chu biến sắc mặt thốt lên, người nào mà táo gan thế hả? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cách họ đặt nguồn sáng ở các điểm chốt dưới nước rất là chuyên nghiệp. Phương Tân, chuyện này mà làm thì nhất định phải gọi tôi đấy nhé. Giáo sư Phương Tân không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nói, có cơ hội, chắc chắn là có cơ hội mà, kết thúc cuộc đối thoại với ông bạn già họ chu của mình, giáo sư Phương Tân quay sang nhìn những người còn lại nói, những gì chuyên gia về hang động nói, mọi người đã nghe cả rồi đấy. Trên dòng sông ngầm này có lẽ sẽ không xuất hiện thác nước, nhưng đoạn nước xiết mà mọi người đã có trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ còn nữa, mà không chỉ một hai chỗ thôi đâu. Pháp sư Á La nói, nếu tỷ lệ thời gian chính xác, chúng ta cần ba ngày mới có thể hoàn thành được quãng đường lênh đênh ở dòng sông ngầm ấy. Các thành viên cũng như chúng ta chắc là kiên trì cầm cự được, có điều, những đội viên mới. Nhạc Dương nói, cần phải lập tức báo với giáo quan, cô ấy có thể soạn một số bài huấn luyện định hướng đặc biệt. Còn nhớ năm đó, phải đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát thuộc một lĩnh vực xưa nay chúng tôi chưa bao giờ biết đến, giáo quan đã dựa vào tình hình cụ thể mà xây dựng một kế hoạch, chỉ mất một tuần, đã huấn luyện đám tân binh chúng tôi đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ lần đó. Tôi sẽ lập tức đi liên lạc với cô ấy luôn đây. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, vậy thì tốt, vừa hay tôi cũng cần một ít thời gian để tìm kiếm chuyên gia, nghiên cứu mấy thứ vỏ cây, tầm ngọc mà mọi người mang về nữa. Trương Lập nói, tôi cũng cần thời gian xem các trang bị mới có chỗ nào cần điều chỉnh gì không, ngoài ra còn phải kiểm tra con thuyền đó nữa. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, vậy thì tốt, mọi người cố gắng tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng xử lý hết các công việc đang còn tồn đọng. Chỉ có chuẩn bị thật tốt, thật đầy đủ, mới có thể đảm bảo cho lần hành động này được thành công. Nói đoạn, ông ngoảnh mặt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi, Cường Ba à, sức khỏe cậu ra sao rồi? Khoảng thời gian này có cảm giác gì khác thường không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp, không có, tất cả đều rất ổn. Giáo sư Phương Tân gật đầu, vậy thì tốt, lần này cậu đi thôn công bố, tôi vẫn hơi lo sẽ xảy ra tình trạng giống như ở bên Nga vậy. Hả, Pháp Sư Á La hỏi, chuyện là thế nào? Cường Ba Thiếu ra có thể kể lại được không? Trác Mộc Cường Ba liền kể lại việc thân thể đột nhiên tràn trề sức lực, rồi sau đó lại đột nhiên không thể nhúc nhích cho Pháp Sư nghe, cuối cùng gã bảo, đã đem chuyện này đi hỏi Lữ Cánh Nam, và cả Pháp Sư Tháp Tây cũng đã khám qua rồi. Nghe xong, Pháp Sư Á La khẽ gật gật đầu như đang suy tư gì đó, rồi không nói thêm gì nữa. Trác Mộc Cường ba hỏi xin giáo sư Phương Tân bản dịch văn bản bằng tiếng bát tư ba của mông cổ kia, định nghiên cứu kỹ hơn nữa, đặc biệt là đoạn nhắc đến thao thú sư tăng kiệt huấn luyện và nuôi dưỡng chiến ngao, gã cứ có cảm giác hết sức thân thuộc mà không hiểu vì sao không ngờ ngay đêm từ mặc thoát trở về trác mộc cường ba vừa đi ngủ thì lữ cánh nam gọi điện tới cô hỏi gã cường ba thiếu gia anh anh không có cảm giác dị thường gì chứ trác mộc cường ba không ngờ lữ cánh nam lại đột nhiên hỏi một vấn đề riêng tư như vậy bên má áp vào chiếc điện thoại di động không khỏi nóng bừng lên chỉ nghe gã ấp úng đáp không không có cảm giác gì cả lữ cánh nam ở đầu bên kia nói kỳ lạ thật hải Đề luân là luân xa thấp nhất trong bảy đại luân xa dựa theo phương pháp hô hấp đó, trong vòng từ 2 đến 3 tháng là sẽ cảm thấy hải để luôn hơi nóng lên, đồng thời xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ hải để luôn sắp khai mở, sao anh lại không có phản ứng gì vậy nhỉ, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba đỏ mặt nói, có, có thể là vì bình thường tôi không chú ý lắm, sau, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Được rồi, cảm ơn cô đã cho tôi biết nhiều điều như vậy, chỉ cần hiểu được nguyên nhân tại sao cơ thể tôi lại xuất hiện tình trạng đó là được rồi. Tôi cũng không sao đâu, tạm biệt nhé mẫn mẫn dựa vào bờ vai trác mộc cường ba hỏi giáo quan lữ cánh nam gọi điện à trác mộc cường ba gật gật đầu đột nhiên sực nhớ ra hình như pháp sư tháp tây đã từng nói luân xa của mình không thể mở ra được nữa mà sao lại chóng quên thế không biết mẫn mẫn liền hờn dỗi dẩu môi lên sao muộn vậy rồi mà còn gọi điện làm gì chứ trác mộc cường ba giải thích không phải anh đã nói rồi sao lúc ở bên nga thân thể anh tự dưng không nhúc nhích nổi nữa sau khi trở về anh đã nhờ lữ cánh nam kiểm tra xem nguyên nhân là sao, kỳ thực. Gã chợt nhớ ra chuyện mình đã hứa với lữ cánh nam, vội đổi giọng nói, kỳ thực cũng không có gì cả đâu. Ánh mắt đường mẫn tối hẳn đi, thầm nhủ, em mới là bác sĩ cơ mà, sao không hỏi em chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ ôm thật chặt cánh tay chắc một cường ba. Ngày hôm sau... Chắc Mộc Cường Ba tập trung vào nghiên cứu bản dịch văn bản tiếng Bát Tư Ba từ năm 1287, hy vọng có thể phát hiện được điều gì liên quan đến bạc ba la thần miếu. Nếu như có phát hiện, thì sẽ bù đắp được khoảng trống 500 năm trong lịch sử về vùng đất thần bí này. Đáng tiếc, gã đã đối chiếu từng chữ một trong bản dịch, nhưng không tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với bạc ba la thần miếu cả. Vấn đề giáo sư Phương Tân đặt ra vì vậy cứ vẩn vơ trong tâm trí gã, không sao gạt đi được, tại sao quân Đức lại kẹp văn kiện này trong tập tài liệu về bạc ba la thần miếu. Liệu có phải là tay người Nga kia làm bừa, thu thập hết tất cả tài liệu đã giải mật mà y tìm được rồi bán cho họ. Nhưng dù là như thế, thì người Đức cần một văn bản tiếng Mông cổ như vậy để làm gì? Thực sự họ muốn phát triển thú chiến hay sao? Nhưng những miêu tả về thú chiến trong cả văn bản này không hề tường tận rõ ràng, chỉ có chiến ngao được nhắc đến nhiều hơn một chút, lẽ nào quân Đức cũng có hứng thú đối với chiến ngao hay sao? Gã mường tượng ra các động tác và cách phát âm của thao thú sư, rồi dựa theo lý giải của mình để mô phỏng lại đang càng lúc càng cảm thấy hết sức thuần thục thì Pháp Sư Á la gõ cửa bước vào, nhìn chắc Mộc Cường Ba nói, Cường Ba thiếu ra, còn nhớ cậu từng hỏi tôi về ý nghĩa của các ký hiệu ở góc phải phía dưới tấm bản đồ ra sói đó hay không? Đương nhiên, chắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi dây lát mới đáp, Pháp Sư Á la đang nói đến những hình vẽ giống như hình ấn trương do các đường ngang và dọc tổ hợp thành ở rìa cả hai tấm bản đồ ra sói. Hai người đi tìm giáo sư Phương Tân, nhờ ông bật tấm bản đồ ấy trên máy tính ra xem, Pháp Sư Á La nói, các bậc tiền bối lào thông nhiều kinh văn trong giáo phái của tôi đã tìm được ký hiệu giống như vậy trong một trang kinh văn rách nát còn sót lại. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào góc dưới tấm bản đồ trên màn hình máy tính, nói, chúng tôi cũng đã làm rõ được ý nghĩa của nó, đây là một con số. Pháp Sư chỉ ngón tay, đọc từng hàng một từ trên xuống dưới, 3, 2, 5. Chắc Mộc Cường Ba không nhịn được buột miệng hỏi, con số này có ý nghĩa gì? Những con số giống vậy được phát hiện ra trong trang kinh văn nào vậy? Pháp sư Á La không trả lời, mà ấn vài nút trên bàn phím, mở tấm bản đồ ra sói còn lại ra, rồi lại đọc từng hàng một từ trên xuống dưới, 3, 2, 4. Giáo sư Phương Tân đột nhiên sực hiểu, thốt lên, những số này là số trang. Thật đần độn quá đi, vậy mà chúng ta cũng không nghĩ đến khả năng nó là con số. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc nói, số trang, số trang, lẽ nào Pháp Sư Á La gật gật đầu, hai tấm bản đồ một thật một giả này là hai trang trong một bộ kinh văn nào đó, tín vật mà sứ giả giao cho cổ cách vương là một bộ kinh dày dặn đầy đủ, cũng giống như viên hồng bảo thạch và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vậy, kinh văn và bản đồ cũng bị chia tách, để ở hai phương trời khác nhau. Mẫn mẫn bị tiếng kêu kinh ngạc của Trác Mộc Cường Ba gây chú ý, lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy ạ? À? Trác Mộc Cường Ba nhắc lại phát hiện của Pháp Sư Á La. Mẫn mẫn nghe xong, nhìn lại tấm bản đồ, rồi thốt lên, "Ôi chao, thật đúng là. Chẳng phải các con số của người Maya cũng được biểu thị như thế này sao? Thế mà chúng ta từ đầu chí cuối cũng không hề nghĩ đến mới lạ chứ?" Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, "Không, con số của người Maya được biểu thị bằng chấm, gạch và vòng tròn, còn con số này lại biểu thị bằng nét sổ và nét ngang. Đây không phải là chữ số Maya, mà là cách biểu thị con số theo kiểu đếm thẻ của Trung Quốc cổ đại, về cơ bản nó cũng giống như phương thức biểu đạt con số của người Maya." chỉ khác là một dấu chấm được thay bằng một nét sổ mà thôi vậy bộ kinh văn kia là thế nào vậy trác mộc cường ba lại hỏi thêm lần nữa pháp sư á la liền nhấn giọng đáp từng chữ một đại thiên luân kinh trác mộc cường ba và giáo sư phương tân cùng ngứa người ra đường mẫn kinh ngạc đưa tay bụng chặt miệng không ai ngờ được rằng tấm bản đồ ra sói mà họ trước nay vẫn luôn cho rằng chính là tín vật thứ hai hóa ra lại chỉ là một phần của tín vật còn món tín vật thứ hai thực sự ấy, không ngờ lại chính là pháp biển tối cao của Phật giáo tạng truyền. Đại Thiên Luân Kinh Pháp Sư Á La Điềm Đạm nói, bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của Mật Tông này kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian, đã toát lên một sự thần bí rồi. Nhân vật đại diện cho giai đoạn hậu hoàng kỳ của tạng truyền Phật giáo, A để hiệp đại sư vào Tây Tạng lập đàn giảng kinh, ngay khi bắt đầu giảng về Đại Thiên Luân Kinh đã không ngừng nhấn mạnh, đây là một bộ kinh thư được truyền ra từ Tây Tạng, ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về mà thôi. Thế nhưng, không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai, được viết từ thời kỳ nào. Đồng thời, nội dung bao la vạn tượng trong kinh thư càng khiến người ta không sao đoán nổi, phải là một con người như thế nào mới có đại trí tuệ, có học thức huyên tâm như vậy. Giờ đây, nghĩ kỹ lại, e rằng cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực ấy mà thôi. Chác Mộc Cường ba chấn động thốt lên, đạo quân ánh sáng. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, đạo quân ánh sáng là người bảo vệ trông non tứ phương miếu, mà tứ phương miếu lại chính là nơi cất giữ toàn bộ kinh văn của tạng truyền Phật giáo trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Không chỉ như vậy, trong đó còn bao gồm cả kinh văn của bản giáo, và cả các tông giáo từ Ấn Độ và đại đường du nhập vào Tây Tạng thời bấy giờ nữa. Pháp Sư Á La nói, vì vậy mới có cách nói, đọc hiểu được Đại Thiên Luân Kinh, tất sẽ đọc hiểu tất cả các kinh văn khác, bởi vì bản thân bộ kinh thư này, chính là tinh túy được đúc rút ra từ tư tưởng của các tông giáo khác nhau. Ồ, đường mẫn thốt lên khe khẽ, chắc một cường ba vội nói, gì thế mẫn mẫn? Em nghĩ ra điều gì rồi à? Đường mẫn nói, em nhớ lúc trước tìm tài liệu về Sandrila, có đọc được một thuyết nói rằng bộ đại thiên luân kinh này vốn có một vạn hai nghìn bài tụng, nhưng A à để hiệp đại sư chỉ mang trở về Tây Tạng được có một nghìn hai trăm bài tụng thôi, chín phần mười nội dung còn lại đã thất truyền cả rồi. Pháp sư Á La nói, đúng vậy, là như thế đó, hơn nữa đây cũng là điều A à để hiệp đại sư đích thân nói ra, khi khai đàn giảng về Đại Thiên Luân Kinh, ngài đã nói rất rõ ràng, bộ kinh thư này vốn phải có một vạn hai nghìn bài tục, nhưng trải qua nhiều trắc trở mất mát, đến được tay ông thì nội dung chỉ còn một phần mười mà thôi. Đường Mẫn nói, mọi người còn nhớ bản dịch của cổ cách Kim Thư như thế nào không? Lúc sứ giả đến chắc bất nhượng, đã thay đổi chủ ý, muốn đem tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mang đến một nơi xa xôi ở chân trời, đồng thời còn yêu cầu cổ cách Vương phải bảo quản một món tín vật khác. Ngoài ra, trong bản dịch chúng ta đọc được cũng có đoạn nói đến Cổ Cách Vương đã bí mật đưa tín vật đi, đồng thời lại có đoạn nói tín vật là một tấm bản đồ. Vậy là Cổ Cách Vương đã giữ tín vật lại bên mình. Bản thân vị sứ giả kia cũng đã để lại viên hồng bảo thạch trong cánh cửa sinh mệnh, rồi đem tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đưa tới tận châu Mỹ, nếu tham chiếu cách làm của ông ta. Giáo sư Phương Tân vỗ lên tay vịn ghế đánh chát một tiếng, tiếp lời, vậy thì bản dịch không còn mâu thuẫn nữa đích thực là cổ cách vương đã lưu lại một phần tín vật, đồng thời cũng bí mật đưa một phần khác đi xa. Bản đồ ra sói và đại thiên luân kinh bổ trợ cho nhau, chỉ có bản đồ mà không có được đoạn miêu tả trong đại thiên luân kinh, thì căn bản không biết làm thế nào để đi bước đầu tiên, nhưng nếu chỉ có đoạn miêu tả trong đại thiên luân kinh mà không có bản đồ, thì cũng không thể nào tìm thấy Sanvrila được. Chắc một cường ba vỗ mạnh tay, hào hứng nói, như vậy là chúng ta có thể nhìn rõ được tuyến đường họ đi rồi, một người đi hướng đông, băng qua Thái Bình Dương, còn người còn lại, đi hướng Tây, đưa kinh văn đến Ấn Độ, hoặc thậm chí là nơi nào đó còn xa hơn cả Ấn Độ về phía Tây. Đây chính là ước định năm đó giữa sứ giả và quốc vương cổ cách, tách rời các tín vật ra, đưa tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không để chúng gặp lại nhau nữa. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm suy nghĩ, cổ cách vương không thể nào tự mình mang kinh văn đi được, có lẽ là ông ta phái người. Mẫn mẫn lập tức nói ngay, ông ta có phái người đi mà, cổ cách vương từng phái đi 21 người thông huệ nhất đi về phía tây cầu Pháp. Giáo sư Phương Tân và Pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau. Trác Mộc Cường ba lại vỗ đùi nói, đúng rồi, kinh thư không giống như tấm gương đồng, bọn họ có thể chia thành nhiều phần mang đi, nếu mỗi người trong 21 vị đệ tử đó đều mang đi một phần. Pháp sư Á La tiếp lời ngay, đại dịch sư nhân khâm tang bố và tiểu dịch sư Nga lôi tất hỉ nhiều đều bái A à để hiệp đại sư làm thầy. Nếu đúng là Đại Thiên Luân Kinh bị chia thành 21 phần, vậy thì phần A để hiệp đại sư có được chính là gần được một phần 10 nội dung, vậy nên ngài mới có thể khẳng định rằng, Đại Thiên Luân Kinh được truyền đi từ Tây Tạng, đồng thời bản hoàn chỉnh của bộ kinh thư này tổng cộng có một vạn hai nghìn bài tụng. Mẫn mẫn trợn tròn mắt lên nói, chuyện, chuyện này trùng hợp quá, giáo sư Phương Tân cũng vỗ mạnh tay lên bàn, lịch sử và truyền thuyết, quả đã khớp với nhau ở một mức độ nào đó rồi. Pháp sư Á La lắc đầu, không, lịch sử rất ít khi xuất hiện sự trùng hợp, tất cả những gì xảy ra đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cổ cách phương hướng về Phật Pháp, chuyện này không hề sai, nhưng không người nào có thể giải thích được, tại sao Y Tây Úc Bá lại thành kính đến độ từ bỏ cả vương vị, tại sao ông ta lại đột nhiên nảy ra ý định phái 21 đệ tử đến Ấn Độ, về sau lại còn bất chấp tất cả để mời bằng được A để hiệp đại sư đến cổ cách Hoàng Dương Phật Pháp nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, đúng đó, nếu nói cổ cách phương đã sai người đưa Đại Thiên Luân Kinh đi, để bộ kinh thư ấy phân tán khắp nơi trên vùng đất phía Tây, vậy tại sao đến những năm cuối đời, ông ta lại kiên trì mời bằng được A để hiệp đại sư, thậm chí còn bất chấp cả tính mạng của mình, đây chẳng phải mâu thuẫn lắm hay sao?" Giáo sư Phương Tân nói, "Mọi người có cảm thấy hành vi của Cổ Cách Vương rất giống với một người khác hay không? Cũng là ban đầu giữ thái độ bài xích, đến những năm cuối đời lại đột nhiên trở nên cuồng nhiệt theo đuổi, như là bị ma nhập vào vậy." Trác Mộc Cường ba ngập ngừng, "Người thầy nói đến là một thuật ngữ địa lý chỉ các trầm tích calcium carbonate hình thành do nước chảy trong các hang động hai hệ thống hang động dài nhất thế giới được biết đến cho tới thời điểm này nằm ở trung tâm bang kentucky nước mỹ ba thuật ngữ địa lý chỉ các tầng nham thạch trong vỏ trái đất giáo sư phương tân nói landa người đã hủy hoại cả nền văn minh maya xong đến cuối đời lại trở thành người khai thác và siêu tầm các di vật của nền văn minh ấy pháp sư á la lắc đầu nói không thái độ của cổ cách vương và Landa vẫn khác nhau rất rõ rệt. Từ bản dịch có thể nhận ra, ngay từ đầu vị cổ cách vương này đã có thái độ hết sức sùng kính với sứ giả và tín vật của ông ta mang tới. Có lẽ, trước yêu cầu của vị sứ giả kia, quốc vương bất đắc dĩ mới phải chia tách bản kinh văn hoàn chỉnh ra, rồi sai người mang đi. Khi sứ giả rời đi hoặc từ trần, quốc vương lại bất chấp tất cả muốn tìm kiếm kinh văn trở về, ấy là bởi ông ta biết, bộ kinh văn này là do người tảng chúng ta tự biên soạn ra, là một kho báu văn hóa nếu Đại Thiên Luân Kinh đúng là tinh hoa văn hiến của tứ phương miếu hoặc là mục lục để tra cứu, vậy thì nó cũng bao hàm cả các thư tịch về tôn giáo, văn hóa, nông nghiệp, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật hoặc giả. Có thể nói rằng Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh thực sự chính là một bộ đại bách khoa toàn thư bao hàm tất cả các phương diện của thổ phồn, đại đường và ấn độ vào thời kỳ toàn thịnh nhất. Mẫn mẫn hoàn hồ nhảy cẫng lên, tốt quá rồi. Vậy bộ kinh thư đó ở đâu ạ? À? nói không chừng còn tìm được trong đó nhiều thông tin liên quan đến bạc ba la thần miếu nữa ấy chứ. Pháp Sư Á La cười cười nói, khoảng thời gian trước mọi người tra tìm tư liệu về bạc ba la thần miếu, chẳng phải là đã xem qua rồi hay sao? Mẫn mẫn ấp úng, đó, nhưng cháu chỉ xem bản in thôi, còn nguyên văn. Pháp Sư Á La lắc đầu nói, lấy đâu ra bản thảo gốc của Đại Thiên Luân Kinh nữa chứ? Kể từ khi A để Hiệp Đại Sư khai đàn giảng Đại Thiên Luân Kinh, bộ kinh văn này đã trở thành tư tưởng hạt nhân của rất nhiều giáo phái trong hậu hoàng kỳ của Phật giáo Tây Tạng, đại để địa vị cũng giống như sách luận ngữ đối với nho ra vậy. Tư tưởng của khổng tử được kế thừa tiếp nối, nhưng còn văn tự năm xưa khổng tử đích thân viết ra thì còn ai tìm được nữa đâu. Mà dù là chúng ta có tìm được bản gốc của Đại Thiên Luân Kinh Trăng nữa, phần được lưu truyền lại đó cũng chỉ đề cập đến phương diện tôn giáo mà thôi, dù sao thì cũng chỉ có một phần mười nội dung. Mẫn Mẫn nói, thế nhưng, không phải Pháp Sư đã nói, trong giáo của ông có bậc tiền bối đã nhìn thấy nhìn thấy cái hình vẽ đó sao hình vẽ ấy không phải ở trong Đại Thiên Luân Kinh ạ à. pháp sư Á La lắc đầu cải chính là một mảnh còn sót lại của Đại Thiên Luân Kinh đúng thế ở chỗ chúng tôi có bản gốc của Đại Thiên Luân Kinh nhưng là một trang kinh văn rách bươm Đại Khái chỉ có một phần bảy của trang sách thôi mà thứ đó cũng đang được vị trưởng lão có trí huệ và phật tính cao nhất bảo quản với thân phận như của chúng ta pháp sư Á La lại lắc lắc đầu Giáo sư Phương Tân nói, chúng ta đã tìm được đủ các thông tin trong bộ Đại Thiên Luân Kinh được lưu truyền đến ngày nay rồi, dù có được xem cả bộ Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh cũng chưa chắc có thu hoạch gì hơn đâu. Thêm nữa, biết đâu còn có những bộ kinh văn khác cũng sử dụng phương thức giống như vậy để biểu thị số trang. Tấm bản đồ ra sói ấy chưa chắc đã là một phần của Đại Thiên Luân Kinh, tất cả chỉ là phán đoán của chúng ta mà thôi. Tốt hơn hết hãy tập trung tinh lực vào các tài liệu lịch sử và những gì mới thu thập được lần này đi giáo sư Phương Tân vuốt món tóc bạc trước chán. Lúc này, ông tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được, từ Đại Thiên Luân Kinh đến đế quốc Mông Cổ, đến đảng quốc xã ở Đức, lại có hàng trăm hàng ngàn mối dây liên hệ gắn bó. Khoảng thời gian tiếp sau đó, các công việc chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng và trật tự. Thông qua nhiều kênh khác nhau, giáo sư Phương Tân đã gửi mẫu ra bọn trác mộc cường ba thu thập được và kết cấu khung thuyền đến chuyên gia trong những ngành hữu quan, đều là bạn bè của giáo sư, hoặc là bạn của bạn. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng ngồi không đợi chờ kết quả mà đống tài liệu lịch sử đã bị lật đi lật lại đến nát như kia lại được đặt lên mặt bàn ngoài ra mọi người còn được bổ túc cấp tốc các kiến thức liên quan tới núi lửa trác mộc cường ba thì tập trung vào việc huấn luyện chó ngao trong suy tưởng tựa hồ như gã đã trở lại với thời kỳ đầu khi tập đoàn thiên sư mới thành lập một đám chó ngao vây quanh gã nghiền ngẫm nghiên cứu đi nghiên cứu lại từng động tác từng âm thanh nhỏ nhặt của vị thao thú sư thời cổ đại có lúc đang ngủ say cũng bỗng nhiên quát lên ra lệnh cho chó ngao, bị mẫn mẫn cằn nhằn cho mấy lần. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng đang dần dần thích ứng với cương vị đội trưởng. Quan hệ trong tập thể của họ lúc này hết sức vi diệu tế nhị, Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây tỏ ra gần gũi hơn một chút. Lẽ đương nhiên, thời gian đội trưởng Hồ Dương và những đồng đội cũ của anh ở với nhau cũng tương đối nhiều. Tuy Trương Lập và Nhạc Dương ai cũng có việc riêng của mình, nhưng người trẻ tuổi xưa nay vẫn thích tụ tập với nhau. Ba tang vẫn giữ vài sĩ quan huấn luyện lạnh lùng khắc nghiệt, son thì giỏi giao tiếp, nên nói chung cũng khá thoải mái với mọi người. Vương Hữu hơi độc lập một chút, gần giống với Pháp Sư Á La lúc ông mới gia nhập nhóm. Trong cái nhóm nhỏ này của bọn họ, Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam hễ chạm chán nhau là liền có một cảm giác đối địch ngấm ngầm, còn Lữ Cánh Nam thì lúc nào cũng nhắc nhở chắc Mộc Cường ba chú ý, phải biết lựa chọn thông tin mà nói với tất cả mọi người. Nhóm Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Pháp Sư Tháp Tây hình như đều ngầm phản đối những người mới gia nhập về sau, từ đầu chí cuối luôn giữ một khoảng cách với các thành viên mới, đặc biệt là Son và Vương Hữu, kể cả Ba Tăng nữa. Trong khi đó, Nhạc Dương, Trương Lập và Son lại thích chỗ đông người, chỗ nào cũng không thể thiếu mặt bọn họ được. Chắc Mộc cường ba cần phải để các bên dung hòa, khiến đội ngũ này trở thành một thể hoàn chỉnh thống nhất, chứ không vì một vài mâu thuẫn xung đột nhỏ mà dẫn đến dạn nứt tình cảm. Trương Lập kiểm tra xong thiết bị máy móc, chuẩn bị mang theo một số dụng cụ mới trở lại U Minh Hà. Về mặt trợ thủ, ngoài pháp sư Á La gia, Lữ Cánh Nam giới thiệu thêm pháp sư Tháp Tây. Nghĩ phía tôn giáo cũng cần phải tìm hiểu một cách toàn diện về cánh cửa địa ngục, Trác Mộc Cường ba liền gật đầu đồng ý. Lần này bọn Trương Lập còn mang theo một số thiết bị định vị, Lữ Cánh Nam nói có thể sử dụng máy bay trực thăng thả đồ đạc cần thiết xuống khu vực gần cánh cửa địa ngục. Như vậy thì dù máy bay trực thăng có bị vệ tinh theo dõi giám sát đối phương cũng không thể nào tìm ra vị trí cụ thể của cánh cửa địa ngục. Mẫu vật giáo sư Phương Tân nhờ các chuyên gia kiểm nghiệm cũng đã có thông tin phản hồi. Thứ đầu tiên có kết quả là con tầm ngọc. Một chuyên gia giám thưởng châu báu vừa nhìn đã nhận ra ngay đó không phải tầm ngọc bình thường, mà là một con côn trùng sống hóa thạch. Thông thường, loại đá quý này thuộc dòng đá Opal, tuổi ước chừng cũng phải trên trăm triệu năm. Trải qua những biến thiên địa chất đặc thù, dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp, tinh thể silic dần dần thay thế hình thái sinh học vốn có của động hoặc thực vật, chuyển hóa thành loại bảo thạch có độ cứng từ 6 tháng 5 đến 7.04, thường thấy nhiều trong những khu rừng nguyên sinh ở Việt Nam, Myanmar. Loại tinh thể hóa thạch được gọi là thụ hóa ngọc này được liệt vào danh mục những bảo thạch cực phẩm cũng mới chỉ một hai chục năm gần đây mà thôi. Hai ngày sau, báo cáo chất lượng không khí được gửi đến. Chất lượng mẫu không khí bọn Trác mộc cường ba mang về rất tốt, thậm chí có thể nói là còn hơn cả tốt, hoàn toàn thích hợp để con người hít thở, không hề có bất cứ tạp chất độc hại nào. Lại hai ngày nữa, báo cáo hóa nghiệm về thành phần nước cũng đã có, sắc độ, độ cứng, tổng số quần thể vi sinh vật, các loại nguyên tố hóa học. Tổng cộng mấy chục nội dung hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nước uống được, hơn nữa hàm lượng ozone trong nước còn cao hơn cả nước khoáng thiên nhiên được tăng thêm oxy hoạt tính, khả năng điện giải cao hơn nước ion rất nhiều, hoạt tính của phân tử nước cũng cao hơn nước nhiễm từ ở trạng thái tính, hơn nữa thành phần còn tương đối ổn định, có thể giữ được một thời gian dài không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Nghe giáo sư nói, nghiên cứu viên kiểm tra mẫu nước ngầm đó sau khi kiểm định còn nêu đề xuất lập kế hoạch hợp tác khai thác bán làm nước uống đóng chai, bảo rằng loại nước này còn tốt hơn vô số các loại nước khoáng, nước tinh khiết, nước sinh thái gì đó hiện đang bán trên thị trường không biết bao nhiêu lần. Một tuần sau, giáo sư Phương Tân nhận được báo cáo hóa nghiệm của mẫu nham thạch. Theo các phân tích, đó là khoáng chất rhyolite xác định tuổi đá phải phân tích đồng vị tinh thể zirconium cụ thể. Nhưng tuổi của mẫu vật ít nhất cũng phải mấy trăm triệu năm rồi, nói không chừng còn vượt qua cả vách đá hoa cương phiến mà nằm ở khu vực phía Đông tỉnh Hà Bắc Trung Quốc để trở thành loại đá có tuổi đời xa xưa nhất của Trung Quốc. Độ cứng theo thang Nauop no là 23, độ cứng theo thang Mohs là 7.8, chẳng trách hôm đó trương lập phải rất vất vả mới đục ra được, tỷ trọng 4.64.71, tỷ lệ chiết xạ 1.93 đến 2 tháng 1 nhiệt độ nóng chảy 2.550 độ Celsius. Nước bóng màu mỡ, mật độ 5.8 trên CM2, có chứa các chất hóa học như zirconium, titanium, silicon. Lại thêm mấy ngày nữa, kết quả phân tích thứ cát mịn nhạc dương lấy trong khoang thuyền cũng được gửi về. Theo báo cáo hiển thị, thành phần tách ra gồm có cát, đất sét, xác vi sinh vật. Trong đó, chất cát rất mịn, đường kính hạt cát chỉ từ 0.15 đến 0.25 dặm li mét thành phần chủ yếu vẫn là silicon dioxide, chỉ có điều hàm lượng clo và các tạp chất khác tương đối nhiều. Chất đất chủ yếu là đất sét đã được gửi tới Tổ nghiên cứu Trường Đại học Địa chất Trung Quốc để phân tích, thành phần cụ thể phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được. Mấy người bọn Trương Lập cũng đã trở về. Từ báo cáo hàng ngày của họ, chắc Mộc Cường Ba đã biết tính năng chống va chạm, phòng chấn động của con thuyền này thực sự là không thể nào tốt hơn được nữa. Dù với trình độ khoa học kỹ thuật của ngày nay, cũng chưa chắc đã có thể làm ra được một con thuyền bền chắc như vậy. Nhờ cố gắng của Trương Lập, rất nhiều trang thiết bị hạng nặng đã được lắp đặt cố định xong xuôi, chỉ cần đợi các thành viên mới kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt là có thể xuất phát được. Nhưng còn một điểm khiến mọi người phân vân, đó là về vật liệu làm thuyền. Khung thuyền và lớp da bọc là gì từ đó đến giờ vẫn chưa có kết quả. Giáo sư Phương Tân đã mấy lần liên lạc thúc giục, nhưng câu trả lời chỉ là đang phân tích, đừng nôn nóng. Trác Mộc Cường Ba vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng tình thế đã không cho phép gã làm vậy. Các thành viên còn lại còn nôn nóng hơn cả gã. Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây đều lo lắng để lâu sẽ phát sinh biến cố, giờ đây người đông miệng lắm, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, đối thủ của họ rất có khả năng sẽ vượt lên đến Sandrila trước một bước. Bọn Vương Hữu và Son cũng hết sức nôn nóng, giống hệt như Trác Mộc Cường Ba lúc vừa hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt chuẩn bị lên đường sang châu Mỹ vậy. Ai nấy đều cho rằng mình đã đạt tới trình độ xưa nay chưa từng có, trong lòng tràn đầy tự tin muốn thử xem thân thủ mình thế nào một phen. Trương Lập và Nhạc Dương cũng đã hoàn thành công tác lắp đặt và cải tạo trang thiết bị cần dùng. Tuy chắc mộc cường ba và đường mẫn chưa có tiến triển gì mang tính đột phá trong nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhưng dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả những việc cần chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn đợi ngày xuất phát nữa mà thôi. Cuối cùng, một vấn đề tương đối nghiêm trọng đã nảy sinh thân thể chắc Mộc Cường Ba xuất hiện hiện tượng dị thường. Đường Mẫn phát hiện ra đầu tiên, lưng chắc Mộc Cường Ba xuất hiện những chấm đỏ như đầu mũi kim. Mới đầu Đường Mẫn không hề chú ý, nhưng về sau các chấm đỏ li ti mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một rõ hơn, hứa hẹn sẽ biến thành từng mảng da lốm đốm. Nhưng chắc Mộc Cường Ba không cảm thấy có gì khác lạ. Đường Mẫn vội báo chuyện này với pháp sư Á La, pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây liền vội tới xem xét bệnh tình của gã. Cuối cùng hai vị Pháp sư nhất trí cho rằng, không thể trần trừ thêm được nữa, cần phải lập tức lên đường ngay. Đề nghị này được 75% đội viên tán thành. Vậy là, trước khi nhận được báo cáo về chất liệu làm thân và khung thuyền, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Thời gian khởi hành tới Mạc Thoát đã được ấn định. Trước đó một hôm, Trác Mộc Cường ba tập trung toàn bộ thành viên của đội về sân tập. Đưa mắt nhìn những gương mặt không hề quen thuộc ấy, gã chợt thấy nhói đau trong lòng, những người này, có thể nói là hoàn toàn không hề có quan hệ gì với mình, rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến họ không sợ cái chết, ngang nhiên khiêu chiến với tử thần như thế. Gã hạ giọng hỏi Nhạc Dương, họ thực sự có thể xuất phát rồi chứ? Không có vấn đề gì chứ? Nhạc Dương gật đầu nói, yên tâm đi cường ba thiếu gia, họ đều được huấn luyện đặc biệt rồi mà. Chắc một cường ba đứng trên một bệ đá lớn, hỏi mọi người một lần cuối cùng, ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Bây giờ, tôi sẽ nhắc lại với mọi người một lần cuối cùng, chúng ta không phải đi mạo hiểm bởi vì hai chữ mạo hiểm này thực sự quá nhẹ để hình dung những gì chúng ta sắp phải đối mặt trong thời gian tới đây chúng ta đang tuyên chiến với tử thần chúng ta phải hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành chúng ta khiêu chiến với cực hạn trong những cực hạn hơn nữa một khi đã bắt đầu cuộc chiến này ngoại trừ cái chết ra sau này còn gặp phải gì nữa không ai có thể khẳng định được có điều cái chết chắc chắn là điều chúng ta sẽ phải đối mặt tôi không thể đảm bảo gì với mọi người vì vậy Tôi hy vọng mọi người có thể nghĩ cho thật cẩn trọng kỹ càng. Chúng ta không có đường nào để lui nữa đâu, một khi con thuyền tiến vào trong bóng đêm, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối diện với tử thần. Vì vậy, mong rằng mọi người hãy đặt cuộc sống sau này của mình và niềm khao khát hướng về thánh địa lên bàn cân để lựa chọn đi. Có lẽ, đây sẽ là lần lựa chọn cuối cùng trong đời các bạn đó. Các bạn, tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư không vụ lợi của mọi người, đồng thời cũng khâm phục tự đáy lòng trước sự kiên trì và cố chấp của các bạn không phải tôi đang dọa nạt gì các bạn, tôi chỉ không hy vọng nhìn thấy những sự hy sinh vô vị, nếu mọi người vẫn còn một chút gì đó lưu luyến với cuộc đời này, vì người nhà, vì bạn bè của mình, xin hãy từ bỏ đi, đây là cơ hội cuối cùng của các bạn đó. Phía dưới chìm vào tĩnh lặng, cơn gió trong nắng không ngờ vẫn hơi lành lạnh. Vương hữu lớn tiếng hồi đáp, từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi đã có lựa chọn của mình rồi, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đây cũng là lựa chọn mà tôi không hề hối hận. Lời anh ta vừa dứt, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đều cùng một điệu bộ khẳng khái vì nghĩa, ý chí sục sôi. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nổi thi hứng, ngâm luôn một bài thơ tôi không muốn sống mãi ở bình nguyên cuộc đời trên dẫu rằng bình nguyên rất bằng phẳng và không hiểm nguy trên nhưng lại không có niềm kích động khi trèo lên núi cao trên tôi không muốn giật giờ mãi trong vũng nước tù của cuộc sống trên dẫu rằng nước tù rất bình lặng lại chẳng có đá ngầm trên nhưng thiếu đi niềm hăng say lúc chinh phục biển khơi trên ngày ngày giờ giờ trên tôi mãi luôn trốn chạy trên trốn chạy tình yêu bình thường lặng lẽ trên trốn chạy hạnh phúc giả tạo lặp đi lặp lại trên trốn chạy vòng tay ấm áp đầy cảm bẫy trên trốn chạy nhưng ánh mắt thương hại hiểm trá khôn lường trên để trốn chạy tôi khát vọng và theo đuổi trên khát vọng vượt qua dãy núi cao trong thẳm tâm hồ trên đi xem phong thái của người bên kia dặn núi trên để trốn chạy. Tôi khát vọng và theo đuổi trên theo đuổi giấc mơ vượt qua hải dương mộng tưởng trên để xem những cánh buồm mây dập dần bờ bên kia để thực hiện lời thề của bản năng trên để đời tôi từ đây trở nên chân thực trên tôi thực sự cảm nhận được đớn đau ren vì ngọn lửa thần thánh nơi xa xăm đang đốt cháy trên tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng trên vì những gì trước mắt không như trong. Tưởng tượng trên nhưng tôi không muốn ngoảnh đầu lên bởi vì tôi đã được nếm trải trên niềm vui của con sói bị thương liếm lên vết thương tanh máu của mình. Nghe xong bài thơ, chắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi cảm thấy khâm phục nhà nhiếp ảnh kiêm thám hiểm hào hoa phong nhã này, bèn cất tiếng hỏi, cậu viết à? Mạnh hạo nhiên đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu nói, hình như là của một ông hiệu trưởng trường nào đấy viết. Lúc này, Lư Cánh Nam giao cho Trác Mộc Cường Ba một sấp hồ sơ, nói, cái này anh giữ đi. Gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, sắp hồ sơ này là giấy miễn trách nhiệm, tất cả mọi người đã ký tên vào rồi. Trong các phong bì này đều là di chúc cả đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, trước đây chúng ta có làm vậy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, Vương Hữu đề nghị đấy, rất chuyên nghiệp, tôi kiến nghị cậu cũng nên ký một cái đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng dễ ăn nói hơn mà. Thứ này giao cho người nào không đi bảo quản, trước đây tôi ký suốt rồi, đây đã là tờ di chúc thứ bảy của tôi rồi đấy. Trác Mộc Cường ba cầm túi hồ sơ, hỏi, mọi người viết cả rồi à? Gã nhìn qua cái túi ni lông, rồi ngạc nhiên nói tiếp, ủa? Mẫn Mẫn cũng viết à? Viết lúc nào thế? Đường Mẫn vội cuống lên nói, không được xem. Trác Mộc Cường ba cười cười, được rồi, trở về rồi xem sao vậy? Đường Mẫn lại nói, về cũng không được xem. Trác Mộc Cường ba hơi ngập ngừng, đường Mẫn đã nắm lấy bàn tay gã, nói với giọng khẩn cầu, đừng xem, có được không? Đến như vậy, chắc Mộc Cường Ba chỉ còn nước gật đầu đáp ứng. Lữ Cánh Nam nói, anh cũng ký một tờ đi. Chắc Mộc Cường Ba nói, tôi không ký, chúng ta nhất định sẽ trở về bình an, mấy thứ này giao cả cho thầy giáo bảo quản thôi nhỉ. Nghĩ tới giáo sư Phương Tân, thần sắc gã không khỏi có đôi phần ảm đạm. Nhạc Dương và Trương Lập ở bên cạnh nói, ủng hộ Cường Ba thiếu ra, chúng tôi cũng không viết. Tại sao các cậu không viết? Nhạc Dương nói, chúng ta nhất định trở về được. Gương mặt trẻ trung của anh đón ánh mặt trời, hiện lên một nụ cười rạng rỡ Trương Lập nói, cả cậu ta còn không viết, tôi viết làm gì chứ? Triệu Trang Sinh và Lý Hồng cười hì hì vỗ vỗ lên đầu Nhạc Dương, nói, nhìn cậu kìa, vẫn tự tin hệt như hồi xưa. Nhạc Dương nói, đi đi đi, đừng tưởng các cậu tham gia huấn luyện được mấy ngày là đã đạt được trình độ như tôi rồi đấy nhé, vẫn còn kém xa lắm. Ôi chà chà, nói phét vừa vừa thôi không tin hả, không tin chúng ta so tài xem, so tài thì so tài, ai sợ ai chứ, so thế nào đây, ra đây, ra đây, ra bên kia. Tối hôm ấy, chắc Mộc Cường ba không sao ngủ được. Mẫn mẫn lấy ngón tay vạch những đường tròn trên ngực gã. Chắc Mộc Cường ba khẽ thở dài nói, mẫn mẫn, sao em vẫn chưa ngủ. Đường mẫn đáp, làm sao ngủ được, chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao. Chắc Mộc Cường ba nói, ừ, tuy đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hễ nghĩ đến ngày mai sẽ xuất phát là lại không sao ngủ được lần này chúng ta nhất định có thể tìm được bạc ba la thần miếu anh có một dự cảm rất mạnh mẽ đường mẫn ép người sát vào ngực trác mộc cường ba nói ưng 응, chúng ta chữa khỏi vết thương trên mình anh rồi sẽ đi croatia trác mộc cường ba cố ý làm bộ quên mất đi croatia à đi làm gì nhỉ đường mẫn vùng vằng nói anh đã hứa với người ta là sẽ đến đó mua một hòn đảo mà hứ anh chẳng nhớ gì hết cả chỉ dụ cho em vui lúc ấy thôi đúng không trác mộc cường ba cười cười sao lại quên được chúng ta đi chuyến này không chỉ là để tìm bạc ba la thần miếu mà quan trọng hơn chúng ta nhất định sẽ tìm được tử kỳ lân mẫn mẫn em nói xem trên thế gian này phải chăng thực sự có cái gọi là duyên phận chuyện anh nhìn thấy tấm ảnh tử kỳ lân ấy cơ hồ vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy thoát cái đã hai năm rồi nếu không có tấm ảnh đó làm sao anh quen được em chứ ừ. Đường Mẫn dường như cũng đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở hai người mới quen nhau, vùi đầu thật sâu vào bờ ngực rộng rãi của Trác Mộc Cường Ba. Bốn thang độ cứng Mohatet đặc trưng cho tính chất chống lại vết chảy xước trên những khoáng vật khác nhau, khoáng vật có độ cứng cao hơn sẽ làm chảy khoáng vật có độ cứng thấp hơn. Thang độ cứng Mohatet do nhà khoáng vật học người Đức Friedrich Mohatet đề xuất vào năm 1812. Độ cứng của kim cương là 10. Năm ai hay đá phiến ma là loại đá phổ biến và phân bố rộng trong vỏ trái đất, hình thành bởi các quá trình biến chất khu vực ở mức cao từ các thành hệ đã tồn tại trước đó nguyên thủy là đá lửa hay đá trầm tích đá granite thông thường là loại đá tạo phiến từ trung bình tới thô chủ yếu là tái kết tinh nhưng không chứa một lượng lớn mica, chlorit hay các khoáng vật dạng phiến dẹt khác sáng hôm sau một buổi sớm rực rỡ ánh mặt trời tươi đẹp đám đội viên cũng như trác mộc cường ba đường mẫn đội trưởng hồ dương pháp sư á la lữ cánh nam trương lập nhạc dương ba tan tụ tập cả trong phòng giáo sư phương tân Chào tạm biệt ông trước khi lên đường. Một vạt nắng chiếu qua cửa sổ, làm phòng khách sáng bừng lên lạ thường. Giáo sư nắm chặt tay từng người một, nhất thời cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng, không ai biết nên nói gì cho thích hợp. Mọi người đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, nếu không phải tình trạng sức khỏe của giáo sư Phương Tân thực sự không thể mạo hiểm được nữa, hay vì tính mạng của Trác Mộc Cường ba chỉ còn đếm được từng ngày, cả đội nhất định sẽ đợi đến khi vết thương nơi chân giáo sư lành hẳn rồi cùng xuất phát lên đường. Trong đội ngũ này, Ai ai cũng biết, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, người duy nhất vẫn miệt mài tra tìm tư liệu, sắp xếp chỉnh lý dưới ánh đèn chẳng phải ai khác, mà chính là vị giáo sư già cao tuổi nhất đội này, khi tất cả đều ngơi nghỉ, người duy nhất vẫn bận bịu trao đổi với các chuyên gia, không ngừng lên mạng, không ngừng nói chuyện, chẳng phải ai khác mà chính là vị giáo sư có mái tóc bạc trắng ấy, khi đường tiến lên gặp phải hố sâu không thể vượt qua, hay gặp vấn đề hóc búa không thể giải quyết. Người chỉ điểm bến mê, vén mây thấy mặt trời cũng chính là vị giáo sư bác học đa tài ấy. Ai nấy đều biết kiến thức quảng bác của giáo sư từ đâu mà có, đều thực lòng khâm phục giáo sư, cảm kích giáo sư, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Khi những người này còn chưa biết nhau, thầy giáo của gã đã ra công gắng sức để tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Con người thầy giáo gã là như vậy, một khi đã làm chuyện gì, thì nhất định sẽ dồn hết trăm phần trăm tâm sức vào đó, cho dù gãy cả chân phải ngồi xe lăn, ông cũng chưa từng ngừng công việc lại. Nếu nói thầy giáo gã là người trả giá nhiều nhất cho chuyến đi tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu này, đảm bảo không một ai ở đây dám lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng, giờ đây, khi thực sự xuất phát lên đường, giáo sư Phương Tân lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn như một bậc trưởng bối hiền từ, nhìn đám trẻ sắp phải lên đường đi xa của mình, mỉm cười với từng thành viên một. Nhạc Dương là người đầu tiên bước lên, anh nắm tay giáo sư nói, "Giáo sư, cảm ơn bác." "Hả, cảm ơn gì tôi?" Giáo sư Phương Tân mỉm cười hỏi. Nhạc Dương nói, bác đã dạy cháu rất nhiều điều, những điều mà cả đời này cháu cũng không dùng hết, vì vậy, cảm ơn bác. Nói tới đây, giọng anh cũng không khỏi hơi nghẹn nghẹn. Trương Lập ngắt lời, được rồi, có phải trẻ con đâu, nói một hai câu từ biệt cũng không nói được nữa, mà chúng ta có đi lâu lắc gì đâu, nói không chừng một hai tuần là đã xong xuôi rồi, loáng cái là về ngay thôi ấy mà. Bác nói có phải không ạ, giáo sư? Giáo sư Phương Tân mỉm cười, nói, tất nhiên rồi. Hy vọng mọi người mã đáo thành công. Trương lập lại nói, còn nữa, việc ấy, sau khi chúng cháu xuất phát, giáo sư giúp cháu lưu ý một chút. Giáo sư Phương Tân ngập ngừng nói, cậu nói chuyện gì? À, tôi biết rồi, Trương lập ghé miệng sát tai giáo sư Phương Tân thì thầm, giáo sư cũng biết mà, đi chung với Cường Ba thiếu gia, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, bắt xem. Giáo sư Phương Tân cười hì hì nói, hiểu rồi, hiểu rồi chuyện ấy thì cứ để giáo sư này giúp cậu tham khảo xem sao có điều tôi chỉ nghiên cứu cho thôi về phương diện thẩm mỹ đã lạc hậu nhiều lắm rồi đến lúc đó nếu không được như kỳ vọng của cậu thì đừng trách tôi đấy nhé ha ha giáo sư phương tân ngưng cười vỗ vỗ lên cánh tay trương lập gật đầu nói anh bạn trẻ nên suy nghĩ đi coi như là vì mẹ cậu nhắc đến mẹ trương lập liền nhớ đến lúc rời nhà mẹ anh đứng trước cửa chỉnh lại cổ áo cho anh đích thân cầm ba lô đeo lên lưng cho anh rồi xoa xoa đầu, phủi đám bụi bám trên vạt áo trên tay áo, rồi sau đó mới hài lòng nhìn đứa con trai cao lớn đứng trước mặt bà. Tất cả hệt như hồi anh còn nhỏ. "Mẹ ơi, con đi đây." Mẹ anh gật gật đầu, nụ cười mãn ý hiền hòa ấy, vĩnh viễn là nụ cười đẹp nhất trong lòng Trương Lập. Anh đếm số bước chân, khi tới bước thứ 20, tiếng gọi quen thuộc của mẹ lại vang lên sau lưng, "Con à, đi sớm về sớm nhé." Chính là tiếng gọi này, đã cùng anh lớn lên từ thuở ấu thơ. Bất kể là trong thời điểm nào, cũng khiến lòng anh ngập tràn trong ấm áp. 20 bước, xưa nay chưa bao giờ hơn cũng chưa bao giờ kém một bước. Lần nào anh cũng có chút mong chờ, lại cũng có chút không nỡ nghe thấy tiếng gọi đó, để rồi lập tức cao giọng đáp lời, con biết rồi mẹ. Trong lòng đã thầm tự thề với lòng, mẹ ơi, lần này là lần cuối cùng, sau này con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa, con trai mẹ nhất định sẽ tìm được một cô dâu tốt, chúng ta mua một căn nhà lớn trong thành phố. Nghĩ tới đây Trường Lập ngước lên, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của giáo sư Phương Tân, chợt có cảm giác như nhìn thấy mẹ mình, sống mũi cay cay, không tự chủ được mà ngoảnh đầu bước đi, tới đứng bên cạnh Nhạc Dương. Ba Tang là người thứ ba bắt tay giáo sư Phương Tân. Anh ta nhìn ông một hồi thật lâu, nét mặt từ từ giãn ra một chút, ông là một dũng sĩ, giáo sư ạ. À. Giáo sư Phương Tân cũng bóp tay thật chặt, nhìn chằm chằm vào Ba Tang, nói, anh, phải bảo vệ cho bọn họ. Ba Tang thoáng ngần ngừ, rồi gật đầu nhận lời. Anh ta nhận ra, bàn tay ông già này vì dùng sức quá độ đã khe khẽ run lên, ông đang khẩn cầu, hay là đang cảnh cáo vậy. Giáo sư Phương Tân đã thu ánh mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ba tang, nhìn thẳng vào vạt áo anh ta, nói, đừng quên những gì cậu đã hứa với anh trai mình. Ba tang hơi run run trong thoáng chốc, rồi mau chóng gật đầu trịnh trọng. Khi ấy giáo sư mới gật đầu buông tay ra, ba tang quay người vỗ mạnh lên vai chắc một cường ba, không nói tiếng nào. Đường mẫn hai mắt đỏ lượng bước đến trước mặt giáo sư Phương Tân. Chỉ thấy ông nở một nụ cười thân thiết nói, lần này lên đường, cháu phải chăm sóc cường ba cho tốt đấy. Cậu ấy tính tình thô lỗ, làm chuyện gì cũng không tỉ mỉ tinh tế, rất dễ bị thương, nhưng có nhân viên y tế như cháu đi theo thì bác yên tâm nhiều rồi. Đường mẫn vòng tay ôm lấy cổ giáo sư, nghẹn ngào nức nở. Giáo sư khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, nói, cháu mãi vẫn không sửa được cái tật xấu nhỏ này, không được khóc, mà nào có phải là đi lâu gì đâu, lúc về còn nhớ đến đây thăm bác là được rồi từng giọt từng giọt nước mắt lớn lăn trên gò má đường mẫn nói đều tại cháu không tốt nếu không phải hồi trước vừa mới gặp đã nói sức khỏe bác không tốt giáo sư giáo sư cũng không hu 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 giáo sư phương tân nhớ lại hồi đầu khi mình và đường mẫn tranh chấp chuyện ai với ai đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu không khỏi nở một nụ cười thoải mái nói con bé ngốc này cháu còn nhớ chuyện ấy cơ à ha ha đội trưởng hồ dương nói lão phương này, chúng ta già rồi, không cần phải ôm ôm ấp ấp làm gì. Tôi chỉ hy vọng lúc chúng tôi trở về, anh đã bình phục khỏe mạnh, tới lúc ấy cả bọn lại đi leo núi tuyết thêm chuyến nữa. Giáo sư Phương Tân cười hà hà nói, được thôi, nói đoạn, ông lại nắm tay đội trưởng Hồ Dương nói, kinh nghiệm giã ngoại của anh rất phong phú, có anh là tôi yên tâm lắm rồi. Đội trưởng Hồ Dương cười phá lên, đôi bàn tay kiên định mà mạnh mẽ. Pháp sư Á La không bắt tay với giáo sư, chỉ chắp hai bàn tay trước ngực niệm một câu kệ, vạn pháp do duyên sinh, tùy duyên tức là phúc. Giáo sư Phương Tân Hân Hoan lĩnh ngộ, đột nhiên thấp giọng hỏi, tôi biết, tòa thần miếu này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với người thuộc giới tôn giáo các vị, nhưng tôi vẫn phải hỏi Pháp sư một câu. Các vị dốc toàn lực vào cuộc tìm kiếm này, thực sự chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo thôi sao? Hay là... Pháp sư Á là cúi người xuống, nói thì thầm bên tai giáo sư Phương Tân bằng giọng còn nhỏ hơn lúc nãy. Giáo sư sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, ngước lên nhìn pháp sư Á La hỏi, "Thật không vậy?" Pháp sư Á La nghiêm nghị gật đầu, giáo sư Phương Tân khi ấy mới giãn hai hàng lông mày ra, mỉm cười nói, "Tốt, vậy thì tốt lắm." Giọng pháp sư Á La rất khẽ, đến Nhạc Dương vỉnh cả tai lên mà cũng không nghe thấy gì. Sau đó anh chàng đã rất nhiều lần hỏi dò pháp sư Á La xem rốt cuộc ông đã nói gì với giáo sư, nhưng pháp sư trước sau vẫn không trả lời. Lữ cánh nam cũng không bắt tay giáo sư, mà đứng trụm hai chân vào nhau, thực hiện nghi thức chào theo đúng kiểu nhà binh. Giáo sư Phương Tân nói, cô là sĩ quan huấn luyện của họ, có cô ở trong nhóm, đội ngũ này mới có kỷ luật được. Còn mấy thành phần gàn bướng cá biệt, đành phiền cô tốn công tốn sức thêm nữa vậy. Nói đoạn, ông đánh mắt liếc sang phía Trác Mộc Cường Ba, khe khẽ lắc đầu. Lữ cánh nam nói, hai năm nay tôi đã nghe theo đề nghị của giáo sư mà tiến hành quản lý tùy theo tính tình từng người, làm gì còn kỷ luật gì nữa chứ. Muốn nói đến kỷ luật, thì phải xem vị tân đội trưởng của chúng ta quản lý thế nào thôi. Nói đoạn, cô lướt nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái đầy thâm ý. Tất cả mọi người đã đứng cạnh cửa, chỉ còn lại mình Trác Mộc Cường Ba. Gã vẫn đờ ra, lẳng lặng nhìn thật kỹ ông già ấy, bậc tiền bối ấy. Vầng trán ông đã hằn lên đầy những nếp nhăn, gọng kính để lại một vết hằn sâu trên sống mũi, hốc mắt hõm sâu vào khiến đôi mắt ông trở nên nhỏ và hẹp dài. Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy cũng đã bị một tầng mờ đục phủ lên dường như không còn được sáng rực đầy thần thái như xưa nữa đây chính là thầy giáo của gã người thầy đã nắm tay chỉ bảo cho gã hiểu biết về động vật họ chó người thầy đã thay đổi cả cuộc đời gã có lúc chắc mộc cường ba cũng không thể phân biệt rõ ràng đây rốt cuộc là thầy giáo hay là cha mình nữa chỉ khi gã thực sự bình tâm lại dùng trái tim mình để quan sát trong khoảnh khắc biệt ly này gã mới đột nhiên phát hiện ra ông đã già rồi giáo sư phương tân vẫy tay gọi trác mộc cường ba bước tới bên cạnh mình gã lê bước tới trước mặt ông quỳ một chân xuống như các kỵ sĩ thời trung cổ hơi ngẩng đầu lên để giáo sư phương tân có thể nhìn thẳng mình thầy giáo nhìn gương mặt từ ái mà bình tĩnh của giáo sư trác mộc cường ba đột nhiên không biết nói gì nữa chỉ nghe giáo sư phương tân nói tâm ý của cậu tôi đều hiểu cả giữa hai chúng ta không cần phải nói gì nhiều nữa chỉ có điều tôi muốn cậu biết một điều này ừm um, thầy giáo thầy nói đi tôi nghe đây, trác mộc cường ba ngẩng đầu nhìn giáo sư, giáo sư phương tân khẽ đặt bàn tay lên đầu trác mộc cường ba, nghiêm nghị nói, cường ba ạ, à, nhớ cho kỹ, cậu là đội trưởng, cậu phải gánh vác được trách nhiệm của một người đội trưởng, tính mạng của tất cả các thành viên trong đội nằm cả trong tay cậu đấy. mà lần này đường đi phía trước rốt cuộc thế nào, chúng ta đều đã lường được. tôi hy vọng mọi người không những có thể bình an tìm thấy bạc ba la thần miếu, mà quan trọng hơn nữa là tất cả đều có thể bình an trở về giáo sư đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi tiếp tục nói thêm đặc biệt là những người trong căn phòng này cậu hiểu không bọn họ không chỉ là những thành viên trong đội của cậu họ đã cùng nhau vượt qua làn danh của cái chết đó là nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau và tinh thần hợp tác có vậy mới thoát khỏi nanh vuốt của tử thần được hơn hai năm nay họ luôn là những chiến hữu thân thiết nhất của cậu thậm chí có thể nói cậu và họ là những người trong một gia đình không chung họ cũng không sai chút nào đâu nhớ kỹ giáo sư phương tân nhấn giọng nói Người một nhà, có nghĩa là không một người nào có thể bị bỏ rơi, không một người nào có thể bị quên lãng. Cậu hiểu không? Trác Mộc Cường ba cảm nhận được một cách rõ rệt lúc giáo sư Phương Tân nói câu này, lực từ cánh tay truyền xuống đầu gã. Đó là một thứ áp lực, hoặc giả, là một thứ trách nhiệm. Gã kiên định trả lời, thầy giáo, tôi hiểu rồi. Giáo sư Phương Tân buông tay, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa chút được một gánh nặng. Sau đó, ông lấy ra một chùm chìa khóa, tháo con dao thủy sĩ bằng thép dòng, Trịnh trọng trao cho Trác Mộc Cường Ba, lần này tôi không thể cùng đi với cậu, thứ này cậu hãy mang theo bên mình đi, đừng coi thường nó cố kỹ, lúc nào đấy có khi lại dùng được cũng không chừng đó. Trác Mộc Cường Ba đưa hai tay nhận lấy món quà. Gã biết, địa vị của con dao gấp Thụy Sĩ này trong lòng giáo sư Phương Tân cũng chẳng khác nào thanh kiếm đồng bảo vật gia truyền nhà gã là mấy. Đây là món quà quý giá nhất mà cha giáo sư đã tặng cho khi ông còn nhỏ. Hơn 50 năm nay, nó vẫn luôn là vật bất ly thân của ông. Trong những câu chuyện của ông, giáo sư đã không biết bao nhiêu lần nhờ vào con dao nhỏ ấy mà sống sót trong những cảnh ngộ tột cùng nguy hiểm. Hiện giờ, ông đã giao con dao nhỏ ấy cho gã. Trác Mộc Cường ba ý thức được một cách rõ ràng, thầy giáo không chỉ trao cho gã một con dao gấp nhỏ của Thụy Sĩ, mà ông còn hy vọng, qua con dao nhỏ ấy, có thể truyền cho gã tinh thần tìm tòi cùng với dũng khí của mình nữa. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân cũng nhìn gã, mỉm cười, những nếp nhăn hằn sâu bởi năm tháng chất đầy lên gương mặt già nua, nét xương điểm trên mái tóc dần lan từ hai bên tai ra khắp đầu. Ông già này cũng hiểu rất rõ, thời gian sẽ mang đi tất cả, dẫu rằng vết thương ở chân mình có hoàn toàn hồi phục, ông cũng không thể nào leo núi tuyết, băng qua sa mạc, qua thảo nguyên như trước đây được nữa. Nhưng hành trình mạo hiểm thì vẫn phải tiếp tục, cường ba à, nhờ cậu mang theo ánh mắt của tôi đi ngắm nhìn, đi quan sát thế giới lạ lẫm hoàn toàn mới mẻ ấy cặp mắt giáo sư như chuyển tới Trác Mộc Cường ba một thông điệp như thế. Trác Mộc Cường ba cố nén tâm trạng kích động, cầm tập hồ sơ lên đặt vào tay giáo sư Phương Tân, nói, thầy giáo, đây là giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm và di trúc của mọi người, tạm thời nhờ thầy bảo quản giúp. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, được, tôi mong sẽ không bao giờ phải mở nó ra. Ông ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi tuyết xa xa. Đỉnh núi trắng xóa lặng lẽ cúi nhìn chúng sinh trên mặt đất chỉ nghe giáo sư lại nói, thiết tưởng, khi hoa sen tuyết nở, chắc mọi người cũng trở về rồi nhỉ. Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, đúng vậy, khi hoa sen tuyết nở, chúng tôi nhất định sẽ trở về. Hai người cùng mỉm cười, họ đã có một lời ước định. Giáo sư nói, được rồi, mau đi đi, xe đang đợi mọi người đấy. Trác Mộc Cường ba đứng lên, nhìn chăm chú thầy giáo của mình một lần cuối cùng. Cố nén cảm giác chua sót đang dâng trào lên trong tâm khảm, gã nói, vậy thì, Chúng tôi đi đây, thầy giáo." Nói đoạn, gã liền sải chân bước những bước dài, kiên định, đầy quyết tâm, đầu không mảnh lại. "Chúng tôi đi đây, giáo sư." "Đi đây, lão phương, đợi tin tức tốt lành của bọn tôi nhé." "Chúng tôi sẽ trở về ngay thôi." "Cháu đi đây, giáo sư." "Cháu đi nhé, giáo sư." Chiếc xe để lại trên mặt đường một làn khói bụi nhè nhẹ, thoát cái đã đi rất xa. Trác Mộc Cường ba quay đầu lại, vẫn lờ mờ trông thấy giáo sư phương tân vẫy tay trước cửa khoảng cách càng xa thân hình gầy gò trên chiếc xe lăn ấy dường như lại càng hiện rõ lên trong tâm thức gã dọc đường trác mộc cường ba không ngừng mân mê con dao nhỏ bằng thép mỗi vết xước hằn trên thân dao đều như đang kể lại những cuộc hành trình thời trai trẻ của giáo sư phương tân hoặc giả đến một ngày nào đó khi gã cũng già nua đến độ không thể bước đi được nữa con dao này sẽ được nắm trong tay một người trẻ tuổi khác để chứng kiến một cuộc hành trình đầy những kỳ tích khác con đường chúng ta đi, không ai hay biết, những chuyện chúng ta làm, không người ghi chép, nhưng con dao nhỏ này, chắc là nó có thể cảm nhận được. Gã trầm ngâm nghĩ vậy, đến nỗi không để ý cả đến đường mẫn cứ suýt xoa rủ gã cùng ngắm cảnh hai bên đường. Khi xe đến Bài Hương, phía trước đã không còn đường nữa, cả đoàn phải xuống xe. Đám khách ba lô ấy lại đeo hành trang chiếu nặng của mình, theo đuổi hy vọng tự do, tiến về vùng hoang nguyên mà nền văn minh hiện đại không thể vươn cánh tay đến. Phía trước có quá nhiều điều chưa biết đang đợi chờ bọn họ, thậm chí có những điều bắt họ phải trả giá bằng cả tính mạng mình, nhưng tất cả đều đang cười hân hoan, tiến lên không chút do dự, bởi vì họ mang theo hy vọng và khát khao, vẻ đẹp trước mắt sớm đã làm lu mờ, khuất lấp nỗi sợ đối với nguy hiểm hay thậm chí là cái chết. Ngày đầu tiên, các thành viên trong đội đi một mạch không ngừng nghỉ, băng đèo vượt núi đến bên bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Nhìn con rồng trắng ngoằn ngoèo uốn khúc, những người mới lần đầu tiên trông thấy sông nhã lỗ tạng bố không khỏi bồi hồi kích động, gối lên tiếng sóng ầm ầm chìm sâu vào giấc mộng. Sóng lòng cuồn cuộn dâng cao tựa dòng sông bên cạnh. Ngày thứ hai, đoàn bắt đầu tiến vào con đường nhỏ treo leo trên vách núi sát bờ sông. Những thành viên mới chưa từng đi qua con đường trên vách núi dựng đứng như thế này, đương nhiên là không được thuận lợi cho lắm. Mỗi lần đi đến chỗ nào hiểm yếu đều không khỏi giật mình thảng thốt mất một lúc. Để bảo đảm an toàn, cả đoàn đi chậm lại một chút nhưng trước khi trời tối cũng đến được chỗ hõm vào đầu tiên để nghỉ ngơi. Ba ngày tiếp sau đó trôi qua trong những tiếng kêu kinh hãi của các thành viên mới, tuy nhiên cũng không ai gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Ngày thứ tư, họ bắt đầu tiến vào đoạn nước chảy xiết nguy hiểm nhất trên dòng sông Nhã Lỗ Tạng Bố, xưa nay chưa từng có người vượt qua được. Nhạc Dương thu hồi lại các thiết bị giám sát đặt dọc đường từ lần trước, đồng thời tiến hành phân tích sơ qua các băng ghi hình. Tối ngày hôm đó, toàn thể đội viên đều an toàn qua được đại lưu tố 7, bắt đầu đặt chân vào phạm vi thôn Công Bố. Trác Mộc Cường ba và mấy thành viên kỳ cựu bàn bạc một hồi rồi quyết định, vì khoảng cách quá xa, trời cũng đã tối, cả đoàn sẽ không đến thôn Công Bố nghỉ qua đêm nữa, mà cắm trại luôn ngoài trời, ngày hôm sau sẽ đến thẳng cánh cửa địa ngục. Lửa trại cháy hừng hực, hắt lên đỏ hồng gương mặt các thành viên. Đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La, pháp sư Tháp Tây ngồi bệt dưới đất, dường như đang thương nghị chuyện gì đó. Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh lắng nghe. Nhạc Dương thì đang tập trung sắp xếp lại các dữ liệu số bọn họ thu thập được, hai đồng đội cũ của anh cứ chốc chốc lại ra quấy quả làm phiền một lúc, nhưng cả hai anh chàng quấy rối đã nhanh chóng bị miệng lưỡi dẻo quẹo kể những sự việc thần bí lúc họ tới thôn công bố lần đầu tiên của Trương Lập thu hút. Tuy chuyện đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hồi ở trại huấn luyện rồi, nhưng lúc này, ở giữa khung cảnh ấy, nghe lại Trương Lập mồm năm miệng 10, cố ý làm ra vẻ huyền hoặc như thế, cảm tưởng cũng khác hơn nhiều cả mấy người bọn Vương Hữu, Lý Hồng, Trương Kiện mê mẩn lắng nghe son ngồi giữa hai nhóm người lúc thì nghe trương lập kể chuyện lúc lại quay sang nghe mấy người nhóm đội trưởng hồ dương thảo luận ba tang không nói lời nào ngồi xổm ở một góc thỉnh thoảng lại cười khẩy một cái trương lập thi thoảng dè dặt liếc ba tang một cái như thể chỉ sợ ba tang sẽ lật tẩy mình đang nói phét sự thực thì người hay pha trò trêu chọc trương lập không phải ai khác mà chính là mẫn mẫn gương mặt nhỏ nhắn của cô có ánh lửa chiếu lên đỏ hây hây miệng nhoẻn cười tươi như hoa nở thi thoảng lại xen vào một hai câu bóc mẽ trương lập làm anh chàng hết sức luống cuống bị động. Mạnh Hạo Nhiên thì hầu như chỉ loay hoay hí hoáy với cái máy ảnh, nếu không thì cũng kê vật cứng lên, cắm cúi ghi chép. Mấy ngày đi bộ bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố đã khiến thi hứng của nhà thơ trẻ này dâng lên ngùn ngụt, tối nào cũng phải ngâm thơ làm phú một hồi chán chê mới chịu thôi. Trác Mộc Cường ba ngồi bên cạnh mẫn mẫn, nhưng gã không hề để tâm đến trường Lập đang ba hoa xích tóc, ánh mắt ngước nhìn dãy núi ở phía xa, trong lòng cứ chăn trở mãi về những câu đố đến giờ vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp gã hiểu rất rõ, những câu đồ ấy rất có thể sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong hành trình lần này của bọn gã. Ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ ràng, ngày ấy gã vẫn chưa thể yên tâm được. Cường ba thiếu Gia, anh lại đây xem này, nhạc dương vẫy tay gọi gã. Sáu sợi xích sắt bắc qua sông, đã nhắc đến ở tập 3 mật mã Tây Tạng. ND. Bảy câu trong bài vọng lưu sơn bộc bố của Lý Bạch. Nước bay thẳng xuống ba 000 thước. Tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây tương như dịch thơ. Trác Mộc Cường ba bước tới chỗ Nhạc Dương, Nhạc Dương chỉ vào màn hình máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân nói, anh xem, đây là phân tích mô phỏng của máy tính dựa trên số liệu thu thập được từ các thiết bị chúng ta lắp đặt trên đường, nhìn khoảng thời gian này mà xem, đường thẳng chỉ lượng nước cao nhất. Ừm, Trác Mộc Cường ba nói, nói vậy thì mực nước dòng sông nhã lỗ tạng bố này cứ đến tối là sẽ dâng cao à? Nhạc Dương nói, tôi không nghĩ vậy đâu, anh xem đi, Cường ba thiếu ra, đây là số liệu của thiết bị giám sát số 1, đây là số 2. Từ số 1 đến số 5, kết quả đều hiển thị mực nước có dâng lên rõ rệt. Thế nhưng, anh hãy xem kỹ những số liệu thô này đi, mực nước dâng lên ở mỗi điểm lại khác nhau, chẳng những vậy còn có xu thế giảm dần nữa, đến cái số 6 thì mực nước đo được gần như hoàn toàn tương đương với mực nước bình thường rồi. Tiếp theo đó, từ điểm đặt thiết bị số 7 đến số 13 đều là mực nước bình thường, nhưng đến điểm thứ 14, anh xem Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên, cao như vậy cơ à? Nhạc Dương gật đầu, đúng vậy, lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy tăng rõ rệt, gấp đôi bình thường. Từ điểm số 14 đến điểm số 24, mực nước lại có xu thế dần dần hạ xuống, đến điểm thứ 25 thì đã trở lại bình thường, chuyện này thật bất hợp lý. Trác Mộc Cường ba nói, không sai, mực nước đột nhiên tăng theo từng đoạn. Sao có thể như vậy được chứ? Nhạc Dương nói, sau khi máy tính suy diễn nhiều lần, chỉ có một tình huống có thể tạo ra hiện tượng này. Tình huống nào? Lượng nước tăng lên không phải do sông Nhã Lỗ tạng bố, mà là nước từ nơi khác chảy ra, thông qua thông đạo kiểu như cánh cửa địa ngục chảy ngược vào dòng sông, vì các cửa ra phân bố không đồng đều, dẫn đến hiện tượng sông Nhã Lỗ tạng bố đột nhiên dâng cao từng quãng về đêm. Trác Mộc Cường ba nghe mà không khỏi cho mày, sao lại như vậy được? Nhạc Dương nói, tuy chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng cường ba thiếu ra, anh thử nhớ lại con thuyền ra châu đó mà xem nó bị kẹt cứng ở trên cao như thế nếu mực nước của dòng sông ngầm ấy dâng lên đến độ cao đó thật nhất định là cao hơn mực nước sông nhã lỗ tạng bố nhiều lắm nên nước sông ngầm chảy ngược ra sông nhã lỗ tạng bố cũng không phải chuyện kỳ quái gì chỉ lạ một điều là tại sao mực nước sông ngầm lại có thể dâng lên cao đến thế mà thôi à nhạc dương đột nhiên sực tỉnh ngộ nói chẳng trách chúng ta không tìm thấy vết tích bị nước xâm thực trong hang ngầm nếu nước có thể dâng lên tận chỗ chiếc thuyền ra thì gần như đã ngập đầy cả hang ngầm rồi tự nhiên là không thể nhìn thấy ngấn nước rồi trác mộc cường ba nói nếu nói nước từ trong sông ngầm chảy ngược ra thì nước trong sông ngầm từ đâu đến chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã gần như ngập kín cả đường hầm trong tự nhiên có hiện tượng như vậy hay sao nhạc dương lắc đầu tôi không biết nhưng tôi lại có một cách có thể phán đoán sơ qua xem suy luận của chúng ta có chính xác hay không trác mộc cường ba vội nói vậy hả cách gì thế? Nhạc Dương chỉ vào máy tính nói, anh xem này, nếu không phải tự thân mực nước của sông Nhã Lỗ Tạng Bố dâng lên, mà là sông ngầm đổ ngược nước vào thông qua những cửa thoát nước giống như cánh cửa địa ngục, ở gần điểm đặt thiết bị giám sát số 14 này chắc là còn có một thông đạo tương tự như lối vào cánh cửa địa ngục. Chỉ cần dẫn theo mấy người đi kiểm tra một chút là có thể xác nhận được suy luận của chúng ta rồi. Thấy chắc Mộc Cường ba không trả lời ngay, Nhạc Dương lại nói, tôi chỉ cần Trương Lập và anh Ba Tang đi chung là được rồi. Sáng sớm mai xuất phát, thăm dò xong xuôi chúng tôi sẽ lập tức trở về đội ngay. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, đoạn gật đầu nói: Được rồi, nhớ giữ liên lạc, chú ý an toàn đấy. Nhạc Dương vui vẻ đứng lên tìm trương lập và ba tang bàn bạc. Trác Mộc Cường ba lại gọi điện cho giáo sư Phương Tân báo tin. Trong cả hành trình, ngày nào gã cũng liên lạc với giáo sư để trao đổi tin tức. Càng đến gần cánh cửa địa ngục, thời gian hai người nói chuyện càng dài dường như ai cũng ngầm hiểu đi chuyến này không biết bao giờ mới gặp lại một dòng u minh hà chia cách âm dương chẳng biết ngày nào trở về ngày hôm sau nhạc dương và trương lập ba tang rẽ xuống phía nam còn trác mộc cường ba thì dẫn theo các thành viên còn lại tiếp tục tiến lên phía bắc đi được nửa đường gã nhận được điện thoại của nhạc dương chỉ nghe anh chàng vui vẻ nói cường ba thiếu ra suy luận được chứng thực rồi trác mộc cường ba nói cậu nói gì ở đó quả nhiên cũng có thông đạo hà Nhạc Dương đáp, đúng vậy, nhưng không được đánh dấu trên bản đồ, vì đây là thông đạo hình cái sàng, mỗi lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay thôi, nhưng số lượng rất nhiều. Chúng tôi dùng máy quay thò vào thăm dò, phát hiện thấy thông đạo bên trong cũng nhỏ hẹp như vậy. Đợi lát nữa trở lại sẽ nói kỹ hơn với anh, đằng nào thì lối vào này cũng không thể dùng được. Đứng trên bình đài phía trên cánh cửa địa ngục, Mạnh Hạo Nhiên ngẩn mặt nhìn trời cao, ngâm nga, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cử thiên. 8 ai nấy đều bị vẻ tráng lệ của thiên nhiên mê hoặc. Trước mắt đẹp như tiên cảnh trong tranh, lại tựa như thế giới hư ảo trong giấc mộng. Giải lụa bạc kia dường như đã lớn hơn một chút so với lần trước họ tới đây, khí thế càng thêm hào hùng gấp bội. Bọt nước bắn tung dưới vách núi như ngàn vạn con ngựa tung vó dồn dập lớp trước tiếp nối lớp sau, thực khiến người ta trào dâng cảm khái, chỉ muốn thốt lên hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. 9. Lý Hồng Dè giặt hỏi Pháp Sư Á là lần trước đã tới qua nơi này, sao không thấy cửa nào vậy ạ? À? Pháp sư Á La nhìn chầm chầm xuống dòng nước cuộn sóng dưới chân, đáp, ở dưới nước đó. Hả, Lý Hồng nhìn xuống bên dưới vách đá, xoáy nước nổi lên hết đợt này đến đợt khác, chỉ nhìn xuống thôi cũng đủ đầu váng mắt hoa rồi. Nước chảy xiết như vậy, dẫu có ném một con trâu sắt xuống thì cũng lập tức bị cuốn trôi đi mất tâm mất tích chứ chẳng chơi. Lê Định Minh Nhân lúc mạnh hạo nhiên nổi thi hứng, liền lấy chiếc máy ảnh SIL của anh ta đi chụp lia liệu. Mẫn Mẫn cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Một con bướm rất đẹp đậu trên vai Lê Định Minh thu hút khiến cô thấy lạ. Hai cánh bướm cứ chầm chậm khép mở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng mấy cái chân nhỏ lại bám chặt trên bờ vai Lê Định Minh, nó không bay đi lúc anh ta rung rung cánh tay để chụp ảnh. Đường Mẫn tò mò hỏi, "Anh Định Minh, con bướm này bay tới lúc nào vậy? Sao nó chẳng chịu bay đi gì cả thế?" Lê Định Minh ngoái lại nhìn, mỉm cười nói, "Tôi cũng không hiểu tại sao. Từ nhỏ tôi đã rất hút bướm." cứ mỗi lần đi vào rừng là đều có một đàn bướm bám theo bên cạnh. Con gái tôi cũng vậy, lũ bạn con bé đều gọi đùa nó là công chúa bươm bướm đấy. Lần này, trước khi đi tôi đã hứa sẽ mang về cho nó một con bướm đẹp nhất xưa nay chưa từng thấy. Lúc Lê Định Minh và Đường Mẫn nói chuyện, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây nửa như vô tình nửa như hữu ý liếc anh ta một cái. Người khế ước trong đầu cả hai vị Pháp Sư cùng lúc lóe lên ý nghĩ ấy. Mọi người nghỉ ngơi trên bình đài được một lát thì mấy người bọn nhạc dương thở hồng hộc chạy đến nơi. Xem xong những hình ảnh họ quay được, chắc Mộc Cường ba báo ngay thông tin về cho giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân nói, hôm qua tôi đã thức cả đêm trưng cầu ý kiến một số vị chuyên gia. Họ có đưa ra lời giải thích là, nếu đường hầm núi giữa một cái hồ nào đó ở giữa vùng núi và sông ngầm đột nhiên thông ra, tùy theo diện tích và dung lượng nước của hồ có thể khiến nước sông ngầm dâng lên đột ngột, nhưng có lẽ thỉnh thoảng mới xảy ra một lần, không thể liên tục hàng đêm như vậy được. Nếu thiết bị giám sát của Nhạc Dương đã ghi lại gần nửa tháng nay mực nước vẫn duy trì dâng cao về đêm như thế, chỉ còn cách tìm nguyên nhân khác thôi. Không làm rõ được vấn đề này mà mạo hiểm tiến vào sông ngầm, mức độ nguy hiểm sẽ rất cao đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi hiểu rồi, tối hôm nay tôi sẽ quan sát, nhưng bất luận thế nào, sáng sớm ngày mai chúng tôi cũng sẽ xuất phát. Giáo sư Phương Tân nói, tôi biết, mọi người phải hết sức cẩn thận đấy. Lúc mọi người đến được bình đài thì đã chập tối. Theo kế hoạch, cả bọn sẽ ở tạm dừng chân nghỉ một đêm cho tinh thần sung mãn, sáng sớm hôm sau đi tiếp. Trác Mộc Cường ba tiện thể quan sát đoạn sông Nhã Lỗ Tạng Bố xem có đúng là nước dâng lên về đêm hay không. Các thành viên trong đội chia nhau dựng lều bạt, nhạc dương, ba tam dẫn theo ba người mới đi săn, một lúc sau đã khải hoàn trở về. Mấy người lại lụi hủi kê giá trên bình đài, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Gió mát phất phơ, bầu trời đầy sao, giải lụa bạc dưới ánh sao tựa như khảm đầy những viên chân châu bảo thạch, sáng bừng lên lấp lánh, dòng sông cuồn cuộn chảy, tựa như muôn ngàn tiếng trống cùng thúc lên một lượt, ầm ầm như sấm động nơi chân trời. Đây đích thực là một nơi rất tốt để cắm trại, cả nhóm ngồi vây quanh đống lửa, tay xé thịt nướng, hết sức cao hứng, chốc chốc lại có tiếng cười đùa vui vẻ vang lên trong sơn cốc. Mạnh Hạo Nhiên lại không kìm được thi hứng trong lòng, nhân gian trên trời, mây tía cố hương, nâng ly đón gió, thấu động tâm hồn, mặt trời sắp lặn, Tôi sẽ dùng đôi mắt mình, khắc. Khắc cảnh đẹp nhân gian vào tâm khảm. Đã bao giờ, đã bao giờ điên dại như vậy, rồng bạc trên trời chảy dưới chân tôi, gió mát trong khe núi cùng tôi hát sướng. A, à, tôi muốn nhảy múa, tôi đã cuồng điên, đến đây đi các bạn, cùng khoan khoái nhảy lên khúc hoa trang sáu, tận tình thỏa sức vui tươi. A, à, thiên đường trốn nhân gian, một nơi thật kỳ diệu. A, à, Triệu Trang Sinh nhét một miếng thịt vào miệng anh ta, chặn cứng phần phía sau tiếng a, ấy trong họng Mạnh Hạo Nhiên. Đoạn nói, đừng có ở đó mà a mãi nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi." Mọi người được một phen cười ồ lên. Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập kể mấy câu chuyện cười rồi lẳng lặng đứng lên, đến bên mép bình đài. Ở đây, Ba Tang đã bị làn bụi nước mờ mờ từ thác nước bắn tóe lên thấm ướt cả nửa người. Cường Ba thiếu ra, Ba Tang nhìn chằm chằm ngọn thác phía trước, không ngoảnh đầu lại gọi một tiếng. Chỗ anh ta đang đứng đã là mép vách đá dựng đứng chỉ cần hơi trượt chân một chút là sẽ rơi xuống vực sâu mấy trăm mét ngay lập tức, và dòng sông chảy xiết dưới kia có thể cuốn trôi anh ta đi không còn tâm tích chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng ba tang vẫn đút hai tay vào túi quần, đứng yên bất động, như đã mọc rễ ở bên bờ vực sâu. Ừm, Trác Mộc Cường ba bước lên trước, đứng song song với ba tang, thậm chí còn đứng sát mép vực hơn ba tang một chút, nửa mũi giày đã dẫm lên khoảng không, nhưng vẫn vững như bàn thạch. Gã hơi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua dòng thác, tầm nhìn vươn thẳng đến những vì sao lấp lánh ở tiết trốn xa xăm. Anh vẫn không thích ở chung với nhiều người sao, anh xem, mọi người đều rất vui vẻ. Ba tang cười khẩy, ừm, um, ngày mai sống hay chết còn chưa biết, có gì đáng để vui. Trác Mộc Cường ba thở hắt ra một tiếng, vỗ vỗ lên vai ba tang nói, ngày mai sống hay chết, đó là chuyện của ngày mai, ít nhất là hiện giờ bọn họ đều rất vui vẻ. Có lẽ, ở đó có hạnh phúc mà anh vẫn luôn muốn đi tìm đấy, tại sao anh không thử thể nghiệm một chút đi. Ba Tang ngẩng đầu chỉ thấy vầng trăng vằng vặc trên cao bỗng có mấy phần u ám, cách vầng trăng một quãng xa, mấy ngôi sao lưa thưa ẩn hiện. Anh ta lẩm bẩm tự nói với mình: Trăng mờ sao ít, không phải điểm tốt đâu. Trác Mộc Cường ba kéo Ba Tang trở về ngồi quanh đống lửa. Đêm hôm đó mọi người đều thỏa sức hát ca nhảy múa, Ba Tang cũng có mấy lần nở ra nụ cười không còn lạnh lẽo nữa. Đêm khuya mọi người đã ngủ, Trác Mộc Cường ba vẫn ngồi chờ bên mép bình đài, nhạc dương ở bên cạnh gã hai người đang đợi nước sông bên dưới dâng lên. Gió đêm mạnh dần, càng về khuya đêm càng lạnh lẽo. Nhạc Dương xốc lại cổ áo, nói, cường ba thiếu ra, hay là anh đi nghỉ trước đi, ngày mai còn phải dẫn mọi người chèo thuyền nữa đấy. Tôi quan sát, nếu có thay đổi sẽ quay phim lại, sáng sớm mai anh cũng xem được mà. Trác Mộc Cường ba nói, không cần, tận mắt nhìn vẫn tốt hơn, quay phim thì chỉ quay được một góc, biết đâu lại bỏ sót chỗ nào cũng không chừng. Và lại, nếu không làm rõ được vấn đề này ngày mai làm sao tôi dám dẫn theo bao nhiêu người mới như vậy xuống nước chứ cậu bảo tôi làm sao mà ngủ được nhạc dương gật đầu cũng phải một lúc sau trác mộc cường ba hỏi nhạc dương giờ cậu không phải đang chấp hành nhiệm vụ nữa đi thế này người nhà không lo lắng hả nhạc dương cười đáp có gì mà họ phải lo lắng chứ trên tôi còn có rất nhiều anh chị mà tôi thì từ nhỏ đã quen hoang đàng tự do rồi hồi nhỏ chẳng chịu cố gắng học hành hay đánh nhau, thường bỏ nhà ra đi, trăm phần trăm là thuộc loại khiến gia đình xấu mặt. Tôi nghĩ, việc để tôi đi bộ đội cũng là vì người nhà hết cách với tôi rồi thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn Nhạc Dương một lượt từ trên xuống dưới, cười cười nói, thật không nhìn ra đấy. Nhạc Dương cố tình tỏ ra nghiêm túc nói, thật vậy sao? Anh chàng nghĩ ngợi dây lát, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời sao, cất giọng dầu dầu, thực ra Trương Lập mới là người không nên đi chuyến này, cha anh ấy mất sớm, anh ấy được mẹ một tay nuôi lớn, lại là con một có điều anh lắc lắc đầu khuyên thế nào anh ấy cũng không chịu trở về đâu trương lập kiên quyết lắm trác mộc cường ba chợt thoáng động lòng từ trước đến giờ gã không có ý đi thăm dò hoàn cảnh gia đình của những người này thậm chí còn hơi né tránh hỏi đến gã cũng không hiểu tại sao trước nay vẫn ngấm ngầm tự giải thích bằng câu dùng người không nghi đã nghi không dùng nhưng gã cũng biết không phải hoàn toàn như vậy đúng lúc ấy một âm thanh kỳ dị làm kinh động hai người dường như là phát ra từ vách núi sừng sững phía đối diện, ầm ầm như sấm động hai tiếng một loài dã thú khổng lồ gầm gừ, nghe như rất xa, nhưng lại cũng rất gần. Trác Mộc Cường ba lập tức nói, bật đèn pha lên, chiếu xuống dưới. Dưới ánh sáng đèn cực mạnh, hai người ngạc nhiên nhận ra, cả dòng nhã lỗ tạng bố bên dưới bình đài như sôi lên sùng sục, bên dưới những lớp sóng cuồn cuộn tuôn trào, bọt khí nổi lên ùng ục, có điều, tiếng nước ầm ầm đã hoàn toàn nhấn chìm tiếng bọt khí vỡ tung, nếu không cố ý chờ đợi thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra hiện tượng kỳ dị này được. Nhạc Dương nói, cường ba thiếu ra, anh xem kìa. Xem chỗ đánh dấu ấy, nhờ ánh sáng từ ngọn đèn chiếu, có thể thấy dấu vết bằng sơn đỏ Nhạc Dương quyệt hồi chiều trên vách núi đối diện đang bị nước sông dâng lên che lấp, nhưng ở phía trên cánh cửa địa ngục thì chỗ đánh dấu vẫn y nguyên. Càng xuống phía dưới, nước lại càng dâng cao hơn. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng hơn 10 phút, kế đó mực nước giữ ở trạng thái cân bằng nhất định rồi lại bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi kinh hãi thốt lên, như vậy là mực nước ở dưới sông ngầm không phải từ từ dâng lên, mà là dâng đầy trong nháy mắt. Đây, đây rốt cuộc là hiện tượng gì chứ? Nhạc Dương cũng lắc đầu không hiểu. Đột nhiên, cả hai người không hẹn mà cùng im bặt. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ hướng về phía Nhạc Dương ra hiệu bằng tay, có người theo dõi, chỉ có một tên, tạm thời không làm kinh động mọi người, cậu đi hướng đông, tôi vòng qua phía tây. Hai người ngầm hẹn, xoay người, như thể đang trở lại lều của mình, nhưng chỉ mượn lều chạy che khuất thân hình, trong chớp mắt đã biến mất vào bóng đêm. Thoáng sau, Trác Mộc Cường Ba đã xuất hiện bên cạnh một gốc cây ở mép bình đài, Nhạc Dương cũng đang nấp rất kín ở một chỗ khác trong tầm mắt gã. Người mới đến này hiển nhiên không hề có chút kinh nghiệm theo dõi, bước chân hoảng hốt, gây tiếng động rất lớn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hiện thân, lật tay một cái đã khống chế được người đó, đồng thời thấp giọng quát hỏi, ai? người mới đến hoảng hốt lại yếu ớt nhỏ bé, bị Trác Mộc Cường ba quát cho một tiếng, ngược lại còn không nói được gì, cũng không dám hét lên kinh hãi, chỉ nghe y thở hổn hển một hồi lâu. Trác Mộc Cường ba cũng cảm thấy cái cổ tay mình chụp lấy hết sức mềm mại nhỏ bé, không giống như cánh tay đàn ông. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng sao, gã trông thấy một đôi mắt to tròn đang toát lên vẻ kinh hoàng sợ hãi. Ca ca, Trác Mộc Cường ba buông tay ra, ngạc nhiên thốt lên, sao cô lại đến đây? Kaka cũng đã định thần lại sau cơn kinh hoàng, dần dần nhận ra được vẻ ngoài của Trác Mộc Cường Ba, lại nghe ra giọng gá, rụt rè lắp bắp, "Thánh. Thánh sứ đại nhân." Nhạc Dương chạy tới nơi, vừa thấy Kaka cũng lấy làm kinh ngạc, "Kaka. Sao cô tìm đến đây vậy?" Trác Mộc Cường Ba vừa hỏi, vừa dắt Kaka tới bên cạnh đống lửa, chỉ thấy cô bé quần áo nhỏ nhĩ rách dưới, mặt mũi lấm lem bùn đất, mồ u bàn tay, trên mặt đều có mấy chỗ bị cào rách, không nén nổi buồn miệng hỏi, "Sao lại ra nông nỗi này?" Ca, ca chưa nói gì đã khóc hòa, mếu máu nói cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi, thánh sứ đại nhân, đây là nói đoạn cô cho hai tay vào bọc lấy ra miếng thiên châu trác mộc cường ba đã thay đa cát giao cho mình, mân mê một hồi thật lâu, rồi rốt cuộc cũng đưa ra nói đây là của đa cát để lại, xin thánh sứ đại nhân hãy mang nó đến Sanrila. Tâm nguyện lớn nhất trong đời của đa cát chính là được theo thánh sứ đi tìm thánh địa đó mà, hai tay cô bé run rẩy nâng miếng thiên châu đây có lẽ chính là thứ duy nhất của đa cắt để lại nên giữ nó lại bên mình hay là để thánh sứ mang đến sanrila rõ ràng cô đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới đưa ra được quyết định chỉ vì chuyện này mà cô băng đèo vượt núi tìm đến tận đây ư giọng trác mộc cường ba không giấu nổi ý của trách Ưm, ừ, không ngờ ánh mắt ca ca vẫn nhìn thẳng vào gã một cách kiên định rõ ràng đối với cô đây là một việc vô cùng quan trọng trác mộc cường ba nói đã khuya như vậy rồi một mình cô thân con gái con đứa ở trong núi sâu không sợ bị thú hoang bắt đi ăn thịt à anh trai cô có biết hay không cô cô thật là bừa bãi quá rồi nhạc dương lấy một ít đồ ăn tới hỏi cô ăn gì chưa có đói không ca ca cảm ơn rồi đón lấy ăn luôn hiển nhiên là cô bé đã đói lắm rồi ca ca nói sau khi thánh sứ đại nhân đi anh trương lập lại mang theo rất nhiều đồ đạc đến tôi biết thánh sứ đại nhân nhất định sẽ trở lại lần này ngài sẽ xuất phát lên đường thật. Tôi sợ không kịp gặp, nên mấy ngày nay đều ở đây tìm mọi người. Kaka vừa ăn vừa kể. Thì ra, từ khi quyết định nhờ thánh sứ đại nhân mang thiên châu của Đa Cát đến Sanrila, cô đã bắt đầu đi tìm cánh cửa địa ngục rồi. Nhưng lúc đó bọn trương lập đã đi mất. Tuy cánh cửa địa ngục là thánh địa mà thôn công bố canh giữ, nhưng không phải người nào cũng biết nó ở đâu. Kaka tự biết anh trai sẽ không nói cho cô biết lối vào cánh cửa địa ngục ở đâu. Cô nghĩ nếu thánh sứ đại nhân đã quan tâm đến anh chàng mình gặp ba năm trước như thế thì cánh cửa địa ngục chắc chắn sẽ không ở xa nơi cô phát hiện người đó cho lắm vì vậy cô cứ quanh quẩn ở đó tìm kiếm chờ đợi hôm nay phát hiện phía bên kia núi có ánh lửa ca ca liền chạy đến ngay nghe ca kể xong lại nhìn cô bé đầy mình lấm lem bùn đất chắc mộc cường ba và nhạc dương đưa mắt nhìn nhau không nói một lời lúc này mà đưa cô bé trở về thì quá nguy hiểm ca ca nói không cần buổi sáng cô sẽ tự biết tìm đường trở về thôn làng. Trác Mộc Cường ba liền để ca ca ngủ chung lều với Lữ Cánh Nam. Sắp xếp xong xuôi, gã và Nhạc Dương cũng chia nhau về lều nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường ba hỏi ca ca có cần bọn họ đưa trở về hay không, nhưng cô bé quật cường ấy đã mềm mỏng từ chối. Cô muốn chờ đến khi Thánh Sứ Đại Nhân xuất phát, tận mắt nhìn thấy Thánh Sứ Đại Nhân tiến vào cánh cửa địa ngục rồi mới trở về. Trác Mộc Cường ba liên lạc với thầy giáo lần nữa hai người mải thảo luận về những câu đố vẫn chưa có lời giải đáp kia hầu như không ai nhắc đến chuyện biệt ly giáo sư phương tân vẫn dặn dò đủ chuyện và ân cần hỏi han cuối cùng trác mộc cường ba cũng cất tiếng thầy giáo tôi phải gác máy đây mọi người đang đợi tôi rồi cuối cùng giáo sư phương tân nói vậy tôi cũng không nói nhiều nữa nhớ cho kỹ người nhà có nghĩa là không ai bị bỏ rơi không ai bị quên lãng trác mộc cường ba đồng thanh nói theo ông người nhà có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị quên lãng. Gập điện thoại di động, chắc một cường ba kéo khóa phép mơ tuy a à bộ đồ lặn trên người, bám dây thừng leo xuống. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương ở lại sau cùng, phụ trách xử lý dấu vết. Chắc một cường ba nổi dập dềnh trên mặt nước, ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng. Chỉ trong chốc lát đây thôi, ta sẽ chỉ còn có thể đánh bạn với bóng đêm thăm thẳm, gã thầm nhủ. Lúc này trên bờ chợt vang lên tiếng hát trong vắt su dương của Kaka, âm thanh văng vẳng êm ái, át cả tiếng thác âm ầm vang đến tận tai mỗi người trong đoàn thám hiểm. Trương Chư nghiêm chưa từng học qua tiếng tạng cổ, không nén nổi tò mò hỏi, hát gì vậy, hình như là rất bi thương thì phải. Trác Mộc Cường ba điểm đạm đáp, là một bài ca tống biệt. Dứt lời, gã hít sâu một hơi, thân thể chìm xuống dưới, bên tai ngoài tiếng nước mông lung mở mịt thì không còn âm thanh nào khác. Trên bình đài trong khoảnh khắc đã trở thành một vùng tĩnh lặng thâm u, chỉ còn tiếng hát là vẫn vẩn vít vang vọng, trên dòng u minh, phong hồn vang tiếng, bờ kia nở hoa, bờ này buồn thương. Tám câu trong bài tương tiến tử của Lý Bạch. Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời tuôn đến bể khôn vời lại được. Bản dịch khuyết danh. Chín tên một vũ điệu dân gian của dân tộc Tạng. Audio điện tử võ tấn bền. Trác Mộc Cường ba lấy dây thừng quấn nhanh một vòng, rồi vận sức vung một cái, quăng dây thừng lên trên, đầu kia buộc vào khúc hồ ra trên đầu mũi thuyền, Trương Lập và Nhạc Dương bắn dây thừng quấn xung quanh trụ đá một vòng, rồi nhanh chóng thắt nút thật chặt. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tiếng ong 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 đó đã chuyển thành ầm ầm ầm, chẳng những mặt sông rung lên dữ dội, mà những người trên thuyền còn cảm nhận được rõ rệt, cả hang động đang rung động như lở núi động đất vậy, nhất thời ai nấy đều hoảng loạn trong lòng, sự bất an lan dần trong tâm trạng mỗi thành viên. Trang bị của tất cả mọi người được chia vào các bao chất dẻo nhỏ chống nước, đưa xuống sông ngầm các thành viên trong đoàn cũng lần lượt bám vào dây thừng dưới nước, len qua thông đạo nhỏ hẹp cuồn cuộn nước xiết. Trương Lập và Pháp Sư Á là ở đầu nguồn dòng sông ngầm. Cũng chính là phía cuối thông đạo để tiếp ứng. Ôm, như một bao hàng từ trên cao rơi xuống nước, chắc Mộc Cường Ba đứng thẳng người lên. Mực nước lúc này gần tương đương với mực nước khi lần đầu tiên gã đến U Minh Hà, chỉ khác một điều là giờ đây hai bên bờ đứng đầy những vị tráng sĩ và cân quắc anh thư chuẩn bị xuất phát tiến về Sanrila mà thôi. Trương Lập trông thấy Trác Mộc Cường Ba, lập tức vẫy tay chỉ vào một bọc đồ trên bờ nói, Cường Ba thiếu ra, bọc đồ này của anh đấy. Trác Mộc Cường Ba bước lên bờ, nhìn về phía có ánh đèn lấp loá, mọi người đang sắp xếp lại hành trang trong các túi chất dẻo đã được đánh dấu từ trước. Gã liền cao giọng nói, mọi người, gã chỉ tay vào sợi dây thường ở cửa thông đạo, sau khi hai người cuối cùng vào đây, sợi dây này sẽ bị cắt đứt, chúng ta chỉ có thể tiến lên, không còn đường nào lui nữa. Giờ đây mọi người đã nhìn rõ môi trường nơi này rồi, đây là lần quyết định cuối cùng, bất kể mọi người lựa chọn như thế nào, chắc một cường ba tôi cũng đều thực lòng cảm ơn mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người. Kết quả không cần phải nói cũng rõ, tất cả hết sức hào hứng nhìn về phía đầu bên kia hang động tối như mực, khí thế hừng hực, đeo lên những chiếc ba lô to tướng, chuẩn bị chờ xuất phát. Sau khi Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương tiến vào hang động, sợi dây thường ngâm trong nước bị cắt thành những đoạn nhỏ trôi theo dòng nước trái tim Trác Mộc Cường ba hơi trùng xuống, gã biết rõ, kể từ giờ khắc này, bọn họ đã cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, tiếp sau đây, bọn họ sẽ đến một nơi không thấy ánh mặt trời, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận làm bầu bạn. Cùng với tiếng hô xuất phát của Trác Mộc Cường ba, hai hàng người đi dọc theo hai bên bờ U Minh Hà, hướng về phía bóng tối âm u, đặt bước chân đầu tiên trong hành trình tuyên chiến với tử thần. Bóng đêm dường như kéo dài vô tận, em mờ vọng trong hang động phóng to lên vô số lần tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng nước nhỏ giọt, chỉ không nghe thấy tiếng dòng u minh hà đen kìm kịp như mực tuôn chảy như thế nào. Mực nước trong động lần này so với lần đầu tiên chắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương xuống thì thấp hơn khá nhiều, bờ sông cao, nổi rộng rãi rõ rệt, những tảng đá kỳ hình quái trạng bên dưới bờ sông cũng lộ ra bộ mặt nhe nanh múa vuốt. Dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn chiếu, cảnh tượng ly kỳ của dòng sông ngầm hiện lên không sót ngóc ngách nào. Ai cũng thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng không ai thốt lên dù chỉ một tiếng, chỉ lầm lũi đi theo cả đội, như thể sợ làm phá vỡ mất sự tĩnh lặng thần bí nơi đây. Ba người bọn trương lập đi trước dẫn đường, chắc một cường ba không nói tiếng nào, nhạc dương cũng chợt có một thứ cảm giác bất an không thể nói được thành lời. Mực nước càng thấp, có phải chứng tỏ rằng đã sắp đến điểm mực nước thấp nhất rồi, đến lúc ấy, mực nước này rốt cuộc làm thế nào mà dâng lên được? Trong chớp mắt đã lấp đầy cả đường hầm này hay sao? Đi bộ chừng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được chỗ con thuyền lớn đã được bọn trương lập kiểm định và thử nghiệm. Tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên trông thấy một con thuyền lớn như vậy trong không gian tối tăm u ám, không ít người vẫn phải kêu thốt lên kinh ngạc. Tiếng kêu ấy, bị hang động đẩy đi xa tít tắp, cuối cùng nghe như tiếng quỷ khóc ma gào. Chiếc thuyền rắn được cột vào một trụ đá lớn trên đỉnh hang động bằng sợi dây thường to tướng, giờ đang lặng lẽ nổi dập dềnh trên mặt nước, mũi thuyền cao cao ngẩng lên kiêu hãnh, tạo hình kỳ dị, cùng với thể tích khổng lồ và lớp da kỳ quái, khiến mọi người phải kinh ngạc thốt lên. Trương Lập chỉ tay vào con thuyền lớn, nói, các vị, hoan nghênh lên tàu Noe số 1, bắt đầu chuyến du hành vào bóng đêm thôi. Anh ấn chốt xuống, ba ngọn đèn pha đã được lắp sẵn trên thuyền cùng lúc sáng bừng lên, chiếu cả một đoạn sông ngầm tối tam sáng rỡ như ban ngày. Trương Lập vẫn giữ nguyên sự linh động của hình dáng thuyền rắn, chỉ lắp đặt thêm một số trang thiết bị điện tử hiện đại. Con thuyền rắn lúc này, có thể nói đã tập trung cả trí tuệ thời cổ đại và khoa học kỹ thuật thời hiện đại vào một thể. Nghiêm Dũng không nói không rằng, Ném luôn cái ba lô nặng nề trên lưng lên thuyền, kế đó nhún người nhảy vào trong, con thuyền không ngờ chẳng hề dao động một chút nào, lực nổi thực mạnh đến độ khiến người ta phải lắc đầu lẻ lưỡi thán phục. Đợi sau khi tất cả đã lên thuyền, trường lập tháo dây thường ra, nói, mọi người nhìn xem, con thuyền này được thiết kế rất đặc biệt, gần như có thể nói nó được làm ra chỉ để đi lại trong hang động này. Thân thuyền hẹp mà dài, gần như dài hơn cả chỗ rộng nhất của hang động này, còn khung thuyền lại sử dụng kết cấu xương sống kỳ dị. Thành thử gần như không thể xoay ngang, cũng không thể lùi ngược lại. Ngoài ra, khung thuyền hình xương sống này lại khiến thân thuyền có thể uốn éo linh hoạt tiến lên như là rắn vậy, dù là khúc quanh gấp 90 độ mà các thuyền nhỏ thông thường không thể dễ ngoặt, nó cũng có thể dễ dàng vòng qua được. Xét về một mặt nào đó, có thể nói đây chính là một con cá, thoải mái bơi lội được trong hang động này, mà vây và đuôi của con cá ấy chính là mái chèo trong tay chúng ta. Đi thôi, để con cá ấy bơi đi nào. Các thành viên trong đội chia ra ngồi hai bên mạn thuyền, ba lô đặt ngay chỗ trống bên cạnh, người nào người nấy mặc áo phao cứu sinh, tay cầm mái chèo sắt, phía trước mũi thuyền có gắn một ngọn đèn pha công suất lớn, phía đuôi thuyền gắn hai đèn, đảm bảo mỗi người chèo thuyền đều có thể nhìn rõ tình hình bên cạnh và phía trước trong bóng tối. Người điều khiển đèn là Nhạc Dương và Pháp sư Tháp Tây. Hai người đã đến U Minh Hà thăm dò lần trước là Trương Lập và Trác Mộc Cường ba ngồi ngay sau lưng Nhạc Dương, một là có thể nhìn rõ phương hướng hay là có thể kịp thời nhắc nhở mọi người. Sau một tiếng hạ lệnh của Trác Mộc Cường Ba, con thuyền kỳ dị ấy liền như mũi tên rời dây cung, lao vút đi. Giáo sư Phương Tân vừa ngồi xuống liền nhận được một cú điện thoại. Giọng nói già nua ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập, "Lão Phương, cái thứ anh đưa chúng tôi xem ấy lấy ở đâu ra thế?" Giáo sư Phương Tân nói, "À, lão Bành đấy hả, anh nói mảnh vải đó chứ gì?" "Thế nào, đã tra ra gì rồi à? Lẽ nào đúng là thứ ấy có thuộc tính động vật?" người họ bành ở đầu dây bên kia hình như rất kích động nói không thể tin nổi ấy chứ chúng tôi đã cân nhắc đắn đo mãi rồi cũng đã kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại vô số lần đây đích thực là một miếng vải da của một loài động vật nào đó tuy rằng nó có chút khác biệt với da của động vật hiện đại có thể khẳng định trăm phần trăm đó là da động vật có lớp biểu bì lại có cả lớp nền nữa giáo sư phương tân liền hỏi đó là loài động vật gì vậy có đầu mối gì không người họ bành đáp không nhưng kết cấu biểu bì này khác hẳn với biểu bì của đại đa số các loài động vật mà tôi biết, có điều chỉ nghiên cứu qua kết cấu tế bào thì ít đầu mối quá. Tóm lại, tóm lại là cảm giác hết sức kỳ quái, thứ này khiến tôi thấy tò mò rồi đấy, nếu có được một mảnh nhỏ thì tốt quá, không biết có thể liên hệ được với người mang thứ này đến cho anh nữa không vậy. Giáo sư Phương Tân cười khổ đáp, vậy à, giờ tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu nữa rồi. Mới xuất phát, tốc độ con thuyền rất nhanh khiến Trác Mộc Cường ba bội phần hoan hỉ, nếu cứ giữ được tốc độ thế này, kế hoạch băng qua dòng U Minh Hà trong vòng 3 ngày của bọn họ có thể hoàn thành trước thời hạn. Thế nhưng, cùng lúc ấy, gã cũng có một dự cảm bất tường. Trong bóng đêm, cơ hồ luôn có một mối nguy hiểm nào đó đang chờ đợi bọn họ. Tất cả các thành viên trong đoàn vung những cánh tay mạnh mẽ lên, việc đi thuyền trong hoàn cảnh tối tăm mịt mùng như vậy không khiến họ sợ hãi mấy, ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích, vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên họ trèo một con thuyền như vậy trong một hoàn cảnh như vậy. Mấy người kích động nhất phải kể đến Trương Kiệt, Lý Hồng, còn các thành viên đã có nhiều kinh nghiệm thám hiểm như Nghiêm Dũng, Trương Nghiêm thì tỏ ra thận trọng hơn. Quả nhiên, cảm giác hưng phấn ấy không kéo dài được lâu. Để mọi người có một nhận thức rõ ràng về dòng sông ngầm này cho sớm, sau khi được Trác Mộc Cường ba đồng ý, Nhạc Dương dẫn các thành viên đến đoạn sông dốc đứng mà lần đầu tiên tới đây bọn họ đã đi qua. Dòng nước xiết chảy dựng đứng, trong khoảnh khắc đã khiến dây thần kinh của trường ấy con người căng hết ra. Có điều, nhờ thế mà ưu thế của thuyền rắn cũng được bộc lộ. Thân thuyền ngâm nước mềm ra, cùng với xương sống có thể tự do uốn lượn một cách linh động, khiến thuyền rắn bám chặt lên mặt nước. Từng cặp xương sườn và xương sống nối liền chia con thuyền rắn thành từng đốt từng đốt một, người ngồi trên thuyền như đang ngồi tàu lượn siêu tốc trong công viên vậy, lúc thì đột nhiên nhao xuống, lúc lại thoát nghiêng sang trái, thoát nghiêng sang phải né tránh đá ngầm. Có lúc con thuyền va chạm phải vách hang động hoặc cây trụ đá nào đó, thân thuyền đàn hồi rất tốt liền bật tung ra như quả bóng cao su, rồi lại va sang phía bên kia, các đội viên phải đồng lòng dốc sức phối hợp mới miễn cưỡng có thể khống chế được phương hướng. Sau khi vượt qua mười mấy phút ở đoạn nước sụt xuống bất ngờ ấy, những người đang cao hứng phấn khởi kia không còn hoan hô ẩm ý được nữa. Bàn tay bám vào mạn thuyền của Lý Hồng và Triệu Trang Sinh đã hơi tái nhợt đi. Vừa nãy có hai đợt thuyền chồng chành nghiêng ngả mạnh, suýt chút nữa đã hất văng cả bọn họ xuống nước những người khác cũng bị nước lạnh bắn lên mặt ướt đầm đìa. Chỉ có Trương Nghiêm đã từng tham gia bơi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là còn cười được. So với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nước xiết thế này vẫn còn chấp nhận được, anh ta thầm nhủ. Nhưng vẻ mặt Trác Mộc Cường ba thì hoàn toàn không có chút hân hoan. Đây mới chỉ là một sự khởi đầu, trong bóng tối mịt mùng phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu đoạn sông giống như thế này nữa, mà bọn họ ít nhất cũng phải lặp đi lặp lại quá trình này, kiên trì trong bóng tối suốt ba ngày ba ngày dài đằng đẵng lúc vòng qua bình đài hình thang trác mộc cường ba đối chiếu địa hình với bản đồ cùng nhạc dương bàn thảo rồi quyết định không chọn con đường thẳng đường vòng kia tuy có hơi xa hơn một chút nhưng dọc đường ký hiệu các bình đài lại nhiều nhất không hiểu tại sao hai người đều lờ mờ cảm thấy nếu đi như vậy thì sẽ an toàn hơn ngay từ đầu các thành viên đã được chia làm ba tổ mỗi tổ sáu người lúc chèo thuyền thì luôn phiên nhau mỗi tổ phụ trách một đoạn đường đi trong 10 phút như vậy vừa có thể đảm bảo mọi người đều có đủ thời gian nghỉ ngơi, không chỉ vậy, những người đang ngồi nghỉ vẫn không ngừng nói chuyện còn có thể làm giảm đi nỗi sợ bóng đêm mịt mờ. Chỉ là nếu gặp phải đoạn nước chảy xiết nguy hiểm, thì toàn thể thành viên trong đội đều phải sắn tay vào hành động. Càng đi, mực nước sông ngầm càng xuống thấp hơn, những đoạn nước xiết nguy hiểm cũng mỗi lúc một nhiều, tình hình hết sức không lạc quan, về sau không ngờ có hẳn hơn 2 tiếng đồng hồ liên tục toàn đi trong những đoạn gập ghềnh. Qua được đoạn sông dài nhất ấy, Trương Lập đã hơi tái mặt, lẩm bẩm nói, không ngờ lại như thế này. Trác Mộc Cường Ba vẫn trầm ngâm không nói tiếng nào, gã biết, tất cả đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Vì khúc sông phía trước rất nông, nước tràn cả sang hai bên nên không có bờ sông, muốn dừng thuyền nghỉ ngơi cũng không thể được. Nhạc Dương phát hiện ra chỉ có những bình đài được đánh dấu trên bản đồ mới có thể neo thuyền được, chúng hoặc đột nhiên nhô ra hoặc có cột đá thẳng đứng để buộc thừng neo đậu, còn những nơi khác đa phần hầu hết đều là vách đá phẳng nhẵn, nếu không thì cũng là những đoạn nước xiết nguy hiểm nhất. Ở những chỗ đó, dẫu là có nhìn thấy cột trụ gì thì cũng lướt vèo qua một cái, căn bản không thể nào dừng thuyền lại được. Cuối cùng Nhạc Dương tìm thấy một chỗ dừng thuyền đánh dấu trên bản đồ, liền cho thuyền neo lại để mọi người ăn uống nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Trác Mộc Cường Ba đi tìm chư Nghiêm, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương để bàn bạc, phân chia lại công việc, ở những đoạn sông phẳng lặng thì vẫn chia làm ba tổ chèo thuyền như trước, nhưng hễ gặp phải đoạn nào có nước xiết hay địa hình hiểm trở, số người khống chế thuyền sẽ tăng lên 9 người. Cần phải đảm bảo một nửa số người còn lại có thời gian nghỉ ngơi, bằng không nếu liên tiếp gặp phải nhiều đoạn nước xiết, thể lực của tất cả mọi người sẽ không thể nào giữ được. Lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hạo Nhiên không ăn gì, anh ta nói dạ dày đang quặn lên rất dữ dội, không nuốt nổi. Trương Nghiêm nói, tôi đã bảo với cậu từ trước rồi, lên núi được chưa chắc đã xuống sông được ngồi thuyền trên dòng nước xiết và leo vách núi là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giờ cậu đã biết lợi hại chưa, được huấn luyện đặc biệt rồi mà vẫn vậy. Mạnh hạo nhiên nói, ngồi thuyền với ngồi xe đúng là khác nhau thật, giờ chân tôi dẫm xuống đất cứ mềm nhũn ra, mà con thuyền này thì cứ lao xuống phía dưới suốt. Tôi có cảm giác như thể vài món nội tạng của mình tụt luôn nó xuống dưới rồi ấy, lúc huấn luyện thì cũng là một lên một xuống thôi chứ. Nghỉ ngơi được dây lát, rốt cuộc anh ta cũng ăn được một chút không hiểu trong miệng Lê Định Minh đang nhai nhồm nhòm sô cô la hay bánh khô ép, chỉ nghe anh ta hỏi, anh chưa anh từng tham gia hoạt động đi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, cảm giác dòng sông ngầm này với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nơi nào khó nhằn hơn vậy? Chư Nghiêm nói, thuyền chúng tôi dùng khi đi trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là thuyền cao su nhỏ, hoặc cano cao su, cùng lắm cũng chỉ ngồi được 7-8 người, nếu chỗ nào dốc quá, chúng tôi có thể chui vào trong thuyền bít kín lại. So với dòng sông ngầm này, có thể nói là mỗi nơi mỗi hung hiểm. Nếu không xét đến môi trường xung quanh, những đoạn hiểm yếu ở sông Nhã Lỗ Tạng Bố tuyệt đối đáng sợ hơn dòng sông ngầm này nhiều. Đầu đầu cũng có những tảng đá lớn hai bên vách núi rơi xuống chắn giữa lòng sông, hơn nữa còn có những thác nước cao mấy mét, thậm chí mấy chục đến cả trăm mét. Tuy nói rằng chúng tôi đã đi thuyền dọc toàn bộ sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nhưng kỳ thực thì không hẳn là vậy. Có nhiều đoạn thực sự là quá nguy hiểm, căn bản không thể nào dùng thuyền được, chúng tôi đành mang theo công cụ lên bờ đi vòng qua. Nhưng hoàn cảnh xung quanh dòng sông ngầm này lại nguy hiểm hơn sông Nhã Lỗ Tạng Bốn nhiều, đầu tiên là không có ánh sáng, nếu chẳng phải có mấy chiếc đèn pha công suất lớn này, chúng ta e rằng muốn tiến lên một bước cũng hết sức khó khăn rồi, cái đó là không có nơi nào để dừng lại lên bờ. Ba ngày ba đêm này chúng ta đều phải ở trên thuyền cả 24 tiếng đồng hồ, suốt 72 tiếng đồng hồ chung quanh tối om như mực, suốt 72 tiếng đồng hồ ở trên một con thuyền không thể đi đâu, chỉ riêng hai điểm này thôi. E rằng đã có nhiều người không thể làm nổi rồi. Nhưng cho đến hiện giờ, theo những gì tôi quan sát được, dốc nghiêng thế này cũng chưa phải lớn lắm, chỗ sụt nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 mét. Đối với loại thuyền dài gần chục mét thế này, độ cao ấy chưa đáng là gì cả. Có điều, con thuyền này cũng chỉ có thể đi được trong hang động này thôi, nếu ra bên ngoài kia, vướng phải nham thạch thì chẳng khác nào con rắn chết cả. Lý Hồng Nghi hoặc hỏi, nói như anh chưa thế thì đi thuyền ở sông ngầm này dễ hơn trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố rồi đúng không? Trương Nghiêm còn chưa đáp lời, Bà Tăng đã cười gần một tiếng, nghiêm dũng thì điềm đạm cất tiếng, không thể nói vậy được, anh chư đã đi thuyền dọc cả sông Nhã Lỗ Tạng Bố, rồi mới lấy con sông đó ra so với dòng U Minh Hà này, nhưng chúng ta chỉ vừa mới đi được có nửa ngày, tình hình những đoạn sông phía sau chúng ta vẫn còn chưa biết như thế nào. Nghỉ ngơi xong xuôi, tổ thứ ba lại bắt đầu trèo thuyền. Sau khi qua chỗ ngoặt đầu tiên được một lát, một tia sợ hãi khó nhận ra chợt le lói lên trong đầu, khiến Trác Mộc Cường ba sự cảnh giác. Đợi chút đã, nhạc dương lên tiếng trước dừng sau mệnh lệnh của trác mộc cường ba tất cả các thành viên trong đội thu mái trèo lại như các tuyển thủ môn đua thuyền trong đại hội thể thao mọi người nghe xem có âm thanh gì không nhạc dương nhắc nhở cả bọn không cần tập trung lắm vừa dừng tay trèo là lập tức nghe thấy những âm thanh vo ve vù vù vẩn vít bên tai hang động này có thể phóng to bất cứ âm thanh nào bên trong nó lên gấp mấy lần lê định minh liên tưởng đến chuyên ngành của mình đầu tiên buột miệng thốt lên là côn trùng đấy quả thực là có chút giống tiếng ruồi muỗi vo ve. bọn trương nghiêm liền nói, hừ, côn trùng thì có gì đâu, thế mà cũng phải dừng lại. nói đoạn liền cầm mái trèo lên, chuẩn bị tiếp tục lên đường. nhưng những người đã trở về từ rừng rậm amazon và đảo huyền không tự như trác mộc cường ba lại hiểu rất rõ, có một số loài côn trùng còn đáng sợ hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều. huống hồ, lần đầu tiên bọn họ xuống dòng sông ngầm này có phát hiện ra côn trùng gì đâu? không phải côn trùng. Mọi người nhìn mặt nước mà xem. Nhạc Dương lại có phát hiện mới. Dưới ánh đèn pha, mọi người để ý nhìn xuống dòng sông, mặt nước đen ngòm vốn trơn phẳng như kính, giờ đã thành hình lưới đánh cá, lăn tăn gợn sóng, nước sông đang lăn tăn gợn sóng. Những người trên thuyền đều có kinh nghiệm ở vùng hoang dã, biết khi mặt nước có gợn sóng lăn tăn thế này, chắc chắn là chỉ có rung động ở tốc độ cao mới gây ra được. Nhưng lúc này mặt nước và hai bên bờ hoàn toàn không có một vật gì thuyền của họ cũng xuôi theo dòng nước, thứ gì đã làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn ấy. Chỉ có thể là, cả hang động này đang rung lên. Những người đang cầm mái chèo liền cho thuyền tiến vào sát bờ bên phải, mấy người đưa tay ra giờ thử lên vách đá, rồi lập tức rụt về. Quả nhiên, cảm giác rung động như bị giật điện ấy chứng tỏ rằng cả đường hầm đang chấn động với tốc độ cực cao, âm thanh vo ve như mũi kêu ấy chính là do vách đá phát ra. Trác Mộc Cường ba hỏi, chuyện gì vậy? Nhạc Dương. Nhạc Dương nhíu mày, rõ ràng là cũng lấy làm nghi hoặc. Thứ gì có thể khiến vách đá trong cả hang động này bị chấn động rung lên như thế? Đột nhiên, dường như anh đã sực hiểu ra điều gì đó, vội hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lập cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nguyên tử, đáp, 11 giờ 21 phút đêm. Nhạc Dương lại hỏi, cường ba thiếu ra, bản đồ đâu? Xem xem thời gian chú thích trên bình đài đầu tiên gần đây nhất là bao giờ. Kế đó anh lại nói, bảo mọi người tiếp tục trèo thuyền tiến về phía trước, hy vọng là tôi đoán sai. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nói, mọi người tiếp tục tiến lên. Trương Lập, cậu phối hợp với mọi người đi. Bật máy tính rồi mở bản đồ ra, Trác Mộc Cường ba xem xét tỉ mỉ, cuối cùng nói, theo ghi chú trong bản đồ, thì chắc khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ gì đó. Sao hả, cậu nghĩ ra được gì vậy, Nhạc Dương? Nhạc Dương nói, tuy tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ, trước 11 rưỡi, chúng ta cần phải đến được chỗ bình đài tiếp theo chuyện này hết sức quan trọng trương lập hét lên ra hiệu tất cả mái trèo lập tức đều đặn vung lên hạ xuống mạnh mẽ cả nhạc dương và trác mộc cường ba cũng cùng trèo thuyền tuy không biết tại sao nhưng bản năng họ cảm nhận được cần phải đến được địa điểm chỉ định trước thời gian đánh dấu trên bản đồ càng tiến lên phía trước tiếng ong 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 càng lớn khi đến được bình đài tiếp theo nhạc dương đưa mắt nhìn con thuyền đang ngồi rồi lại nhìn cây trụ đá to bằng mấy người ôm trên bình đài đột nhiên nói cường ba thiếu ra chúng ta vẫn đang phỏng đoán xem cây cột này dùng để làm gì phải không? Nếu tôi đoán không lầm, thì là dùng để buộc thuyền đó. Hả, buộc thuyền, tại sao? Trương Lập nói. Chỉ nghe tiếng ong 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 mỗi lúc một lớn, nhạc dương vội nói, không kịp giải thích nữa đâu, buộc thuyền lại trước đã, cường ba thiếu ra. Các thành viên mới tuy cũng đã có thể sử dụng dây móc ở các mức độ khác nhau, nhưng không sao bị kịp những người cũ gần như đã coi dây móc như một bộ phận thân thể kéo dài. Nhạc Dương và Trương Lập vung tay lên, dây móc trong trước mắt đã bắn vào vách đá, hai người liền như hai con khỉ thoan thoát leo lên trên. Trác Mộc Cường ba lấy dây thừng quấn nhanh một vòng, rồi vận sức vung một cái, quăng dây thừng lên trên, đầu kia buộc vào khúc gồ ra trên đầu mũi thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương bắn dây thừng quấn xung quanh trụ đá một vòng, rồi nhanh chóng thắt nút thật chặt. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tiếng ong 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 đó đã chuyển thành ầm ầm ầm, chẳng những mặt sông rung lên dữ dội, mà những người trên thuyền còn cảm nhận được rõ rệt, cả hang động đang rung động, như lở núi động đất vậy, nhất thời ai nấy đều hoảng loạn trong lòng, sự bất an lan dần trong tâm trạng mỗi thành viên. Nhìn kia đó là gì vậy, cũng ngồi ở đầu mũi thuyền, triệu trang sinh ở phía sau trương lập đột nhiên kêu lên. Ngọn đèn pha vẫn chiếu về phía trước, chỉ có điều cả một vùng hang động lẽ ra vẫn tối om như mực đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, khúc xả ánh sáng đèn pha, ùn ùn lao tới. Vật ấy ập tới rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Tốc độ của thứ đó cực nhanh, khiến cả hang động rung lên bần bật. Khi nó vào đến phạm vi ánh đèn, mọi người chỉ kịp thấy một bức tường màu trắng bạc, tựa như vô vàn con côn trùng màu bạc ẩm ấp áo tới. Là nước, nước lũ, chỉ khi nào mở đập xả lũ người ta mới có thể thấy con nước mãnh liệt như thế này. Trong bóng đêm, từ khoảng cách ngoài nghìn mét nó đã lộ ra vẻ nanh ác dữ tợt, như thể một con rồng bạc khổng lồ đang dương nanh múa vuốt sông thẳng tới, chừng như muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ cản trên đường tiếng nước cuồn cuộn vẳng đi vẳng lại bên trong, cuối cùng tạo thành một tiếng rú khủng khiếp, khiến cả hang động chấn động rung lên dữ dội. Trời, không biết ai kêu lên một tiếng kinh hãi, kế đó, sự trầm mặc bao trùm khắp không gian, mỗi người đều bắt đầu cảm thấy khó thở. Duy chỉ có mình chắc một cường ba vẫn giữ được bình tĩnh, gã nói, tất cả mọi người, đeo chặt ba lô, bám vào mạn thuyền, cúi thấp đầu xuống, chuẩn bị nhín thở, đến rồi, ầm một tiếng, một con sóng hướng hở ập xuống đầu con thuyền rắn, như thể một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào miệng con rồng bạc khổng lồ, hoàn toàn không hề khiến nó chú ý, để rồi sau đó con rồng bạc ấy lại mang theo ngạo khí ngút trời, bay vút lên phía trước. Dây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương căng thẳng nhìn sợi dây thường bị kéo thẳng băng, đầu dây thường chìm dưới nước kêu pưng pưng, con thuyền rắn lại nổi lên trên, chỉ có điều, vị trí của nó lúc này đã cao hơn lúc nãy đến 6-7 mét. Mũi thuyền vỉnh cao lên có tác dụng như một tấm chắn, dù sóng lớn như vậy nhưng nước hầu như không vào lòng thuyền, mà chảy xuôi theo mũi thuyền, làm con thuyền nghiêng đi một góc 45 độ, khiến chỉ những thành viên nào áp mặt sát mạn thuyền mới bị nước ập vào ướt sũng hết cả mặt. Con sóng qua đi, người trong thuyền lần lượt ngẩng lên, lắc mạnh đầu rũ nước ướt đẫm mặt, há miệng thở hồng hộc. Có người vuốt sạch nước lạnh bốt trên mặt xong thì nhìn thấy Trương Lập và Nhạc Dương lúc nãy còn bám ở tiết trên cao, giờ chỉ còn cách mình có mấy mét, lại thêm một phen kinh hãi nữa. Không ngờ mới đi thuyền có mấy tiếng đồng hồ đã gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, bọn Lý Hồng, Triệu Trang Sinh lúc nãy còn hưng phấn là thế, giờ đã sợ tái mặt, không rõ trong lòng bọn họ cảm tưởng thế nào. Mọi người cùng hợp sức, chậm chậm đưa thuyền lại gần chỗ Trương Lập và Nhạc Dương. Đợt sóng lớn này vẫn chưa hết dư chấn, cũng không biết liệu có trào dâng lên lần nữa hay không. Mọi người vừa lấy lại bình tĩnh, vừa chờ đợi dòng sông ngầm phẳng lặng trở lại sau một phen đảo chiều. Trác Mộc Cường ba quệt tay lau vệt nước chảy xuống trên trán, hỏi Nhạc Dương, sao cậu biết phải buộc thuyền lên trên? nhạc dương nhún vai nhảy vào thuyền nói về dòng sông ngầm này chúng ta chỉ có mấy điểm vẫn chưa làm rõ được thứ nhất về đêm nước sông nhã lỗ tạng bố lại dâng cao hơn nữa còn là nước từ sông ngầm đổ ra tại sao lại như vậy thứ hai các thông đạo bình đài đánh dấu trên bản đồ đều đã được chứng thực nhưng thời gian chú thích bên cạnh bình đài là để làm gì nếu chúng không chỉ thời gian cần thiết để đi hết đoạn đường ấy vậy thì ám chỉ điều gì thứ ba ở hai chỗ bình đài đều lưu lại dấu hẳn của dây buộc thuyền phải biết rằng, phải mất một thời gian dài mới có thể để lại vết hằn như vậy, buộc thuyền một hai lần thì không thể nào khiến thứ đá kiên cố như ở đây hằn lên được đâu. Thứ tư, người qua ba điên đó làm sao có thể điều khiển một con thuyền lớn thế này đi ngược dòng. Cuối cùng, làm sao có thể chui qua được đường hầm ấy. Nhạc dương giữ ngọn đèn pha, chiếu xuống mặt nước vẫn chưa lặng sóng của dòng U Minh Hà, quay đầu lại nói, kỳ thực, tôi đã tìm ra đáp án trong những vấn đề này đó. Trương Lập ngồi trồm hổm bên vách đá, hỏi, Cậu liên hệ chúng với nhau thế nào vậy?" Nhạc Dương nói, "Còn nhớ không, tôi từng nói rồi, vết hằn trên trụ đá này không phải một sớm một chiều mà có, mà phải buộc dây thường ở đây rất nhiều lần mới để lại được. Vách đá này người đứng còn chẳng đủ chỗ, người xưa nhiều lần buộc thuyền ở chỗ này, chắc chắn không phải là để nghỉ ngơi, mà là vì nguyên nhân nào đó khác khiến họ không thể không buộc thuyền ở đây. Hơn nữa, phạm vi thời gian được ghi trong bản đồ không phải là khoảng thời gian cần thiết để đi từ điểm này tới một điểm khác." điều này đã được chúng ta chứng thực rồi. Tôi cũng đột nhiên liên tưởng đến thời gian về đêm lúc sông Nhã Lỗ Tạng Bố đột nhiên dâng nước mà chúng ta đã chứng kiến, lượng nước bỗng nhiên tăng đột ngột, chứng tỏ rằng hang ngầm này đã từng bị nước lấp đầy chỉ trong chớp mắt. Nếu đúng là như vậy, thì dường như đã giải thích được động cơ tại sao người xưa lại buộc thuyền ở đây rồi. Phải vậy không hả cường ba thiếu ra? Chắc một cường ba gật đầu nói, không sai, nghỉ ngơi dây lát, rồi tiếp tục lên đường thôi. Bóng đêm, bóng đêm vô cùng vô tận. Ngọn đèn pha dập dình đung đưa theo con thuyền, vách đá ở phía xa xa lờ mờ ẩn hiện hình bóng của loài quái thú, một đám người mệt mỏi dã rời nằm vật ra trên thuyền. Thật không ngờ chỉ 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đã khiến họ gần như sức cùng lực kiệt. Mức độ và thời gian phải vật lộn giữa dòng nước xiết đã vượt quá khả năng chịu đựng của người bình thường rất xa. Mặc dù mệt rũ người, nhưng không ai thấy buồn ngủ, vì ba ngọn đèn pha công suất lớn sáng rực treo ngay trên đầu. Ánh sáng này tuyệt đối không thể nào tắt đi được mấy người bọn lữ cánh nam, pháp sư Á La, chưa nghiêm cùng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần gặp phải đoạn nước chảy xiết, nhạc dương đều quá kích động, hét đến khản cả cổ, nên giờ anh chàng chỉ có thể ngồi yên không nói không rằng. Bọn Trương Lập và Lý Hồng tuổi trẻ rồi rào sức lực, vẫn đang ba hoa bốc phét huyên thuyên. Trác Mộc Cường ba ngồi quan sát từng người một, thấy Trương Kiện lại đang cầu nguyện, gã bèn bước tới, chỉ thấy cuốn kinh thánh trên đùi anh ta đang mở ra trang đầu tiên, viết rằng. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí thiên chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp, thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Một đây là đỉnh chính của Mai Lý Tuyết Sơn, hay còn gọi là Thái Tử Tuyết Sơn hoặc núi Tuyết Khawa Kapo, nằm ở địa giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trác Mộc Cường ba bước tới bên cạnh Mạnh Hạo Nhiên trước. Đường Mẫn đang khám cho anh ta, pháp sư Tháp Tây lặng lẽ đợi một bên, sắc mặt nhà nhiếp ảnh kiêm nhà thơ không sợ núi tuyết này có lúc đã tái nhợt đi. Anh ta hơi có vẻ mệt mỏi nói, "Tôi không sao, chỉ là dạ dày khó chịu một chút thôi, nghỉ ngơi dây lát là khỏi ngay ấy mà." có thể là tối qua ăn nhiều thịt rừng quá hôm nay tiêu hóa không được ổn cho lắm đường mẫn vẫn cẩn thận hỏi ở đây có đau không có buồn nôn không bàn tay pháp sư tháp tây đã đặt trên cổ tay mạnh hạo nhiên bắt mạch trác mộc cường ba hiểu rõ vừa mới bắt đầu mà thân thể đã xuất hiện triệu chứng khó chịu đây tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì tình trạng tới đây của bọn họ không thể nào lạc quan được gã cũng biết rất rõ dòng sông ngầm này chỉ có thể tiến lên muốn trở lại là điều tuyệt đối không được Pháp Sư Tháp Tây nói, tỳ vị không được điều hòa, chắc là do khí huyết âm hư mà sinh ra, tạm thời chỉ cần điều hòa tỳ vị, lấy thứ gì ấm nóng bù lại là không sao đâu. Đường Mẫn cũng nói, chắc là anh bị lạnh nên hệ tiêu hóa có vấn đề, đi thuyền lại trồng trành lắc lư sinh ra buồn nôn, uống một liều mắc sâu lần thuốc dạ dày xem thế nào đã. Chắc Mộc Cường ba nghe vậy mới bớt phần nào lo lắng. Gã dặn dò mạnh hạo nhiên để ý đến sức khỏe, rồi tiếp tục bước xuống phía đuôi thuyền, tới trước mặt son đây là người nước ngoài tóc trắng mắt xanh duy nhất trong đoàn mạo hiểm này bọn họ. Son không nói được nhiều tiếng chung lắm, nhưng có thể nghe hiểu được một phần, nhiều lúc Trương Lập kể chuyện cười, anh ta cũng ở bên cạnh tập trung tinh thần lắng nghe. Lúc Trác Mộc Cường ba bước tới, Son đang nói chuyện với Lê Định Minh bằng tiếng Anh, dường như rất vui vẻ. Ừm, um, Son, Định Minh, Trác Mộc Cường ba cất tiếng chào. Son cười cười nói, Son Johnson, cuối cùng thì anh cũng có thời gian nghỉ ngơi dây lát rồi, đội ngũ này cũng khó lãnh đạo thật đấy. Trác Mộc Cường ba gượng cười, cũng không có gì khó cả, mọi người đều đã có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, gần như là không có mâu thuẫn, nói chung cũng chẳng khó gì để điều hòa quan hệ giữa mọi người với nhau. Tôi chỉ hơi lo cho anh một chút thôi, dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến Tây Tạng. Thế nào hả, có quen không? Son chế hai ngón tay ra nói, quen chứ? Anh xem, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, anh, Mẫn Mẫn, anh Lê, Trương Kiệt, Pháp Sư Á La, Giáo Quan. Gần như hơn một nửa mọi người đều biết nói tiếng Anh, tôi có gì mà không quen chứ, hơn nữa tôi cũng biết tiếng Trung cơ mà. Nói đoạn, anh ta liền dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của mình nói, nế hảo. Trác Mộc Cường Ba khẽ bật cười, Lê Định Minh lại nói, anh Son có nghiên cứu rất sâu đối với ngành sinh vật học, vừa nãy chúng tôi đang nói chuyện về mấy loài sinh vật thần kỳ trong rừng Amazon. Trác Mộc Cường Ba liền nói, ô, suýt nữa thì tôi quên mất, Định Minh cũng là nhà động vật học mà. Lê Định Minh bổ sung thêm, loại lưỡng thê. Ba người nói chuyện thêm một lát, tới khi Lữ Cánh Nam gọi Trác Mộc Cường ba mới thôi. Giờ đây, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường ba và Nghiêm Dũng là những người quyết sách của đội ngũ này. Rất nhiều sự việc đều do bốn người này thảo luận rồi đưa ra quyết định. Những thành viên khác trong đội gọi họ sau lưng là bốn kẻ đầu sỏ. Bốn người lại thương thảo một hồi xem có nên điều chỉnh vị trí ngồi của các thành viên hay không, ngoài ra còn lập kế hoạch cho các chi tiết như hành trình và thời gian nghỉ ngơi của ngày mai. Xong xuôi mọi việc, chắc Mộc Cường Ba mới trở lại chỗ mũi thuyền nói chuyện với đường mẫn một lát. Đường mẫn đã thấm mệt, liền gối đầu lên đùi gã mà ngủ. Nhìn đường mẫn ngủ say, chắc Mộc Cường Ba lại đưa mắt ngước lên nhìn bọn Trương Lập vẫn đang nói chuyện, trong lòng thầm nhủ, cuối cùng cũng qua được 24 tiếng đầu tiên rồi. Nhưng gian nan thực sự mới chỉ bắt đầu. Trong 24 tiếng đầu tiên này, đồng hồ sinh học của con người vẫn còn tương đối rõ ràng chính xác, thế nhưng, từ tiếng thứ 25, đồng hồ sinh học sẽ bắt đầu loạn nhịp, lúc lẽ ra phải ngủ lại không cảm thấy buồn ngủ, tới giờ ăn cơm mà không có cảm giác đói, tất cả đều sẽ rối loạn. Tới lúc ấy, có bao nhiêu người có thể vượt qua được, gã hoàn toàn không biết. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba cũng lặng lẽ thiếp đi. Trong mơ hồ, dường như gã lại nghe thấy giọng nói thân quen của cha mình, con à, ta biết con chán ghét tôn giáo, cũng không tin vào thần Phật, Thế nhưng, có những sự việc lại không thể phủ định được. Kỳ thực, trong lòng mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, bất luận là con có bối cảnh tôn giáo hay không, bất luận là con có phải kẻ theo thuyết vô thần luận hay không. Thứ tín ngưỡng ấy cũng là một sự theo đuổi, một thứ sức mạnh khiến cho con người ta tiếp tục sống. Sinh tồn là dục vọng bản năng về vật chất của con người và tất cả mọi sinh vật khác, kể từ lúc bắt đầu, sinh mệnh đã được định sẵn là sẽ phải không ngừng nỗ lực vùng vẫy để có thể tiếp tục sống, còn tín ngưỡng lại là dục vọng bản năng về tinh thần mà chỉ riêng con người mới có. Có những lúc, thậm chí nó có thể vượt lên trên bản năng dục vọng vật chất của nhục thể, khiến con người ta hoàn thành được những việc không thể hoàn thành. Thế nhưng con người rất yếu ớt, không chỉ là nhục thể yếu ớt, mà tâm linh của con người cũng yếu ớt như vậy. Nhân loại thời viễn cổ chính vì thân thể yếu ớt và tri thức kém cỏi lạc hậu, nên từ khi sinh ra đã cảm thấy sợ hãi tất cả những gì mình không biết, sợ hãi trước những sự vật lạ lẫm, sợ hãi những sức mạnh lạ lẫm với mình. Cổ nhân hệt như những đứa trẻ sơ sinh vậy, đối với tất cả mọi thứ đều hết sức hiếu kỳ và sợ hãi. Con người dẫu thế nào cũng sẽ gặp phải những vấn đề khó khăn không thể giải quyết, những nỗi sợ không thể khắc phục, tới lúc đó, thế giới tinh thần của họ sẽ cần đến một nơi để gửi gắm, họ mong có một thứ gì đó sẽ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn hoạn nạn, mang đến hy vọng trong lúc mình tuyệt vọng, mang ánh sáng đến từ bóng tối âm u, xua đuổi nỗi sợ và sự tà ác nơi sâu thẳm nội tâm mình. Vì thế, mới có thần. Cường ba thiếu gia, dậy đi. Trác Mộc Cường ba cảm giác mình vừa ngủ được một lát, đã nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Dương. Gã mở mắt ra, nghe Nhạc Dương nói tiếp, chắc là đợt sóng thứ hai sắp tới rồi đó. Cái gì hả, nhanh vậy sao? Trác Mộc Cường ba giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, vội đứng bật dậy, dồn dập hỏi Nhạc Dương, cậu chắc chắn chứ? Nhạc Dương bật máy tính lên, nói, Cường ba thiếu ra, anh xem, đây là một điểm nữa mà chúng ta chưa hoàn toàn lý giải được. Tại sao hình vẽ chú thích thời gian lại trừu tượng như vậy, đến nỗi cả Pháp Sư Á La và mấy người trong tôn giáo của ông ấy cũng không thể nhận ra. Tôi đã quan sát rất kỹ những ký hiệu ấy, cuối cùng phát hiện ra rằng những hình này không vẽ một loài động vật hoàn chỉnh, mà là hai loài động vật khác nhau tổ hợp lại mà thành. Anh xem hình này đi, đầu bò đuôi gà, còn cả cái này nữa, mặt hổ thân khỉ, vì vậy mới thành ra khó lý giải. Sau đó tôi lại sực nhớ ra bài thơ ở thôn công bố, bài thơ ấy nói rằng, các vị dũng sĩ mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai lần tại sao lại nghỉ ngơi hai lần chứ nếu nói rằng không chỉ có một loại động vật đại biểu cho thời gian mà là hai loại vậy thì còn nữa thời gian ghi lại ở những điểm quan trắc của chúng ta hiển thị rất rõ ràng mỗi ngày nước sông nhã lỗ tạng bố cũng dâng trào lên hai lần chỉ là một lần nhiều và một lần ít mà thôi nếu hoàn nguyên hai phần của ký hiệu này vậy thì chúng ta cũng có một khoảng thời gian rồi trác mộc cường ba hỏi mấy giờ rồi nhạc dương đáp 5 giờ sáng. Trác Mộc Cường Ba giật mình hỏi, tôi ngủ lâu vậy cơ à? Nhạc Dương nói, Cường Ba thiếu ra, anh xem có nên gọi mọi người dậy không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, được, gọi hết mọi người dậy đi, chuyện này không thể sơ suất được. Mọi người đang say giấc nồng thì bị đánh thức, mấy người còn lào bầu vừa mới ngủ xong, cũng có người hình như chưa hề ngủ chút nào. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nhìn bọn họ, nào, mọi người phấn chấn lên, gã cất tiếng khích lệ, Nghe đây, đợt sóng thứ hai sắp ập đến rồi, nếu không muốn vừa mới bắt đầu đã bị rơi khỏi đội ngũ thì hãy tập trung tinh thần, bám chắc vào mạn thuyền. Gì hà, Lại nữa à? Muốn lấy mạng người ta chắc, các thành viên mới mồm năm miệng 10 kêu toáng lên, thế nhưng, một âm thanh khác đã nhanh chóng làm bọn họ yên tĩnh lại. U u u u, nước bên mạn thuyền lại nổi gợn sóng lăn tăn lần nữa. Phán đoán của nhạc dương hoàn toàn chính xác, đây chính là tín hiệu cảnh báo, khiến mọi người đều khắc khoải âu lo ầm ầm lao đến, rồi lại gầm thét lao đi, con rồng khổng lồ màu bạc tựa như kẻ quét đường ở vương quốc dưới lòng đất, cách một quãng thời gian lại xuất hiện, làm sạch hang động một lượt sức mạnh vô địch thực khiến người ta phải run sợ. Lần này con nước ập tới còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cả con thuyền lớn tựa như chiếc cano lướt sóng, mấy lần bị hất văng lên khỏi mặt nước, bọt nước bắn tóe nơi mũi thuyền khiến toàn bộ đoàn thám hiểm ướt nhẹp. Bàn tay nắm chặt lấy mạn thuyền của mỗi người trắng nhợt vì dùng sức quá độ, ai cũng hiểu rằng, chỉ cần lòng tay một chút, ắt sẽ bị rơi khỏi đội ngũ như Trác Mộc Cường Ba đã cảnh báo. Phía sau kia là bóng tối vô tận mịt mùng, không ai biết mình sẽ bị dòng nước xiết khủng khiếp cuốn trôi đi tới tận đâu, cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu giữa dòng nước ấy. Nhạc Dương hai tay ôm chắc mũi thuyền, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm sợi dây thường vốn đã bị kéo căng như dây đàn, chịu áp lực tấn công dữ dội của dòng nước càng thiết chặt, nghiến vào khung thuyền ken két. Quả tim Nhạc Dương cũng dần dần thắt lại như chỗ bị dây thường thiết chặt. Anh hiểu rất rõ, một khi dây thừng không chịu nổi lực kéo quá mạnh của con sóng giữ mà đứt, cả con thuyền bị trôi về vị trí xuất phát thì vẫn còn là may, nếu thuyền bị kẹt ở đâu đó hoặc va đập mạnh mà đắm hoặc thủng, kết cục chắc trăm phần trăm sẽ không ai sống sót ra khỏi hang ngầm này được. Anh đã hạ quyết tâm, nếu cầm cự qua được đợt sóng này, lần sau ít nhất cũng phải dùng hai sợi dây thừng trở lên để buộc thuyền cho chắc. Soảng soảng, nhạc dương chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối đen, ánh sáng từ phía sau chiếu tới, thì ra, lực pha đập khủng khiếp đã hất cả con thuyền lên cao, ngọn đèn pha lắp trên mũi thuyền vừa khéo đập mạnh vào một nhũ đá buông xuống, lập tức tắt ngóm. Kế đó nghe một tiếng ôi trao, cũng không hiểu là ai đang kêu lên nữa. Trác Mộc Cường ba quát lên chỉ huy, cẩn thận, cẩn thận nhũ đá trên đầu, bám chắc vào mạn thuyền, dạp người xuống, mau dạp xuống. Một bóng đen lướt qua đỉnh đầu, Triệu Trang Sinh nhìn thấy rất rõ ràng, còn thò tay lên chụp bắt. Đúng lúc ấy, con nước đột nhiên hụt xuống, rồi bỗng nhiên lại dâng lên, đoạn cuối thuyền rắn bất ngờ vỉnh lên, Lê Định Minh và Triệu Trang sinh gần như cùng lúc trượt tay, thân thể bị hất vang giữa không chung, tưởng như sắp bị hất ra khỏi thuyền. Ba Tang và Pháp Sư Á La ngồi sau lưng họ vội vươn tay ra tóm lấy, giữ chặt cổ chân hai người. Pháp Sư Á La hét lên với Triệu Trang Sinh, bắt được cậu rồi. Nhưng Triệu Trang Sinh lại cũng hét lên, thả tôi ra. Pháp Sư Á La ngồi yên tụng niệm kinh văn, mặc cho Triệu Trang Sinh vùng vẫy thế nào cũng không rằng thoát ra được triệu trang sinh vừa vùng vẫy vừa hét lớn lý hồng lý hồng rơi xuống rồi nhạc dương ở mũi thuyền nghe thấy trái tim đau thắt lại còn lê định minh thì bị ba tang quật mạnh trở lại thuyền kế đó cả con thuyền lại nghiêng ngả một phen ba tang hét lớn bám chặt vào ba lô lúc này con thuyền hình rắn trông chẳng khác nào một chiếc xe hơi đang lao hết tốc lực trên bãi đá lởm chởm liên tục bị giật tung lên theo dòng nước lên lên xuống xuống cả quá trình ấy kéo dài suốt mấy phút đồng hồ rồi con sóng ập tới đó mới từ từ dịu đi. Trong đoàn thám hiểm, chỉ có các thành viên đã từng đến châu Mỹ mới từng trải nghiệm một cách sâu sắc thứ sức mạnh cuộn trào mãnh liệt và không thể kháng cự ấy. Trong hồi ức của họ, cả cơn lũ đó là một quá trình giật lắc điên cuồng kéo dài vô tận, xương cốt toàn thân lỏng lẻo như rời cả ra, thậm chí cả ý thức và tư duy cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn một chút tỉnh táo cuối cùng để giữ cho các ngón tay bám chặt lấy bất cứ thứ gì, chỉ biết bám cho thật chặt, còn lại tất cả đều không quan trọng nữa giờ đây tình hình cũng gần như thế bàn tay bám chắc mạn thuyền của họ cơ hồ đã ngưng tụ hết sức mạnh toàn thân còn những bộ phận khác trên cơ thể đã mất đi cảm giác chi giác sau đó dù đã sóng yên gió lặng nhưng ai nấy đều phải nằm yên tại chỗ một lúc thật lâu thì cơ bắp mới dần dần ngưng tụ được sức mạnh mạnh hạo nhiên không hiểu nguyên tắc này vừa đứng lên đã ngã lộn nhào một cú anh ta quỳ trên thuyền hai tay ôm chặt ba lô lúc ấy mới phát hiện ra cánh tay mình khẽ run run ngoảnh đầu nhìn lại thấy hóa ra không chỉ mình mình như thế Lê Định Minh còn đang run dữ dội hơn. Mấy phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Pháp Sư Tháp Tây đứng dậy trước nhất, vững vàng bước lên mấy bước đến bên cạnh Trương Kiện hỏi, cậu không sao chứ? Ông nhìn thấy rất rõ, một cột nhũ đá lớn đã cọ mạnh vào lưng anh ta, tiếng ôi trao trong lúc hỗn loạn ấy, chính là do Trương Kiện phát ra. Vầng chán Trương Kiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt. Anh ta mỉm cười nói, không sao cả, chỉ va chạm một chút thôi, á pháp sư á la nhẹ nhàng gỡ mảnh áo sau lưng anh ta mồ hôi trương kiện túa ra chảy xuống tong tỏng đường mẫn ở phía sau nhìn thấy rất rõ cả một mảng da thịt lớn sau lưng trương kiện đã chóc máu thịt bầy nhầy chỉ nghe cô kinh hoàng thốt lên á á pháp sư á la quay sang nói với đường mẫn tôi nghĩ cần thứ gì đó để cầm máu đường mẫn vội buông tay đang bám vào mạn thuyền run rẩy kéo khóa ba lô nhưng kéo đi kéo lại mấy lần cũng không sao mở ra được pháp sư tháp tây thấy vậy liền bước tới giúp đường mẫn nói gạc ở ngăn thứ hai bên dưới là băng thuốc sát trùng ở ngăn thứ ba bên trái lữ cánh nam cũng đứng dậy đi tới giúp một tay nhạc dương bóp bóp nắm tay tay chân cũng đã hoạt động trở lại được anh nghiêng người bấu lấy tay trương lập nói mau đi xem cái đèn kia hình như hỏng mất rồi trương nghiêm ở bên cạnh lên tiếng có lẽ hỏng rồi tôi thấy cột đá đó đập thẳng vào vỏ đèn trác một cường ba đứng lên nói với Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương, hai anh không sao chứ. Cả hai lắc lắc đầu, đồng thời quay đầu lại nhìn Trương Kiện đang bị thương. Nghiêm Dũng nói, hưng, cuối cùng cũng sống sót, nói đoạn, toàn đứng dậy, chẳng ngờ bắp chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, cả người bổ nhào về phía trước, may mà tay chụp được cái ba lô của Trương Lập mới không ngã lăn ra. Lúc ấy, anh ta bỗng nhận thấy vị trí bên phải mình bỏ trống, liền buột miệng hỏi, Lý Hồng đâu? Lý Hồng rơi xuống rồi, triệu trang sinh giống lên một tiếng, nhân lúc Pháp Sư Á la hơi lỏng tay, liền giật mạnh người lao xuống dòng U Minh Hà. Ba tang quát lớn, điên à, đừng có mà tự lao đầu vào chỗ chết. Lý Hồng rơi xuống rồi à, Trác một cường ba cũng giật mình kinh hãi. Lý Hồng ngồi phía sau gã, bị tuột tay mà không hề thốt lên tiếng nào. Lúc đó tất cả mọi người đều cúi gầm đầu xuống, thành thử cũng không ai phát hiện ra Lý Hồng bị nước cuốn bay qua đầu họ. Con sóng cao gần 10 mét đột nhiên ập đến, nếu như bị cuốn đi trong lúc đó, Giờ làm sao mà tìm thấy được nữa chứ? Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đến đuôi thuyền, chiếu đèn pha xuống mặt nước, cố tìm kiếm bóng hình Triệu Trang Sinh. giây lát sau, anh ta nhô đầu lên khỏi dòng nước tối đen như mực, phẫn nộ đập tay xuống mặt nước làm bắn tung tóe, tức giận hét lên, Lý Hồng rơi xuống rồi, tại sao các người không chụp lấy cậu ấy? Các người tài giỏi thế cơ mà. Khụ, khụ khụ, khụ khụ, ho khụ khụ một tràng, rồi anh ta lại chìm xuống. Nhạc Dương ở đuôi thuyền kêu lên: còm ơi, mau lên đây. Phía sau còn con sóng nhỏ nữa, cậu sẽ bị cuốn đi mất đấy. Nhưng Triệu Trang Sinh không trả lời, hai tay cứ vùng vẫy múa may, dường như có gì đó không ổn. Trác Mộc Cường ba không kịp cởi áo đã nhảy luôn xuống nước, kéo Triệu Trang Sinh trở lại, lớn tiếng quát, Lý Hồng bị cuốn đi, chúng ta ai cũng hết sức đau lòng, nhưng cậu làm như vậy, có phải là muốn chúng tôi lại mất thêm một người đồng đội nữa hay không? Triệu Trang Sinh được kéo trở lại thuyền, Trác Mộc Cường ba cũng leo lên, nước sông lạnh buốt làm gã không khỏi dùng mình mấy lượt. Triệu Trang sinh cuốn mình trong chăn, đờ đẫn ngồi thẫn thờ ra đó, miệng lẩm bẩm. tối qua cậu ấy còn nói với tôi, sau chuyến này trở về bọn tôi sẽ cùng leo lên đỉnh Kawakapo hai Anh ta cũng hiểu rõ, lúc đó Lý Hồng bị hất bay lên cách mặt thuyền đến 3-4 mét, chẳng người nào có thể kéo lại được, chính bản thân anh ta cũng chỉ hơi nhổm người lên mà đã bị quăng đi, suýt chút nữa thì cùng chung số phận với Lý Hồng rồi. Khóe miệng nhạc dương run run, sắc mặt tái nhợt anh bước đến trước mặt triệu trang sinh hai người đờ đẫn nhìn nhau đều nhận ra sự bi thương đau đớn trong ánh mắt đối phương nhạc dương không thể ngờ lý hồng lại ra đi nhanh như vậy đột ngột như vậy sau cơn lũ càn quét mặt sông đen ngòm lại trở về trạng thái phẳng lặng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa lý hồng nhạc dương đột nhiên hướng về phía bóng đêm hét toáng lên lý hồng lý hồng lý hồng trong hang động vẳng lại vô số tiếng vọng có thể nghe rõ được tiếng kêu của nhạc dương đang đi xa dần xa dần trong hang động. Nhất định, Nhất định phải sống đấy. 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 Triệu Trang Sinh cũng hét lên theo, tiếng hét của hai người tựa như hai con dao long quấn chặt lấy nhau, lan đi xa theo dòng nước xiết cuồn cuộn, để lại vô số gợn sóng lăn tan tan biến trong trước mắt. Tất cả đều hiểu rõ, trong dòng nước xiết thế này, tỷ lệ sống sót gần như bằng không, nhưng có lẽ Lý Hồng lại bị cuốn tới một bình đài nào đấy, hoặc ôm được một cây trụ đá ở đâu đó không chừng không chừng anh ta lại có thể lội nước qua bóng đêm trở về thôn công bố rồi nhạc dương và triệu trang sinh đều nghĩ như vậy để tự an ủi mình cố nén nỗi đau trong lòng và lệ nóng nơi khóe mắt im lặng nhìn đăm đăm vào bóng đêm mịt mùng gương mặt lữ cánh nam không hiện lên bất cứ cảm xúc nào cô nhìn nhạc dương nói đừng quên cậu là quân nhân nếu cậu không muốn mất thêm nhiều người nữa thì lập tức trở về vị trí ngay son mảnh đầu lại nhìn vương hữu lúc huấn luyện hai người trước đây từng tham gia đoàn phượt đến châu mỹ này nói chuyện không nhiều mà giữ khoảng cách nhất định lúc này thành ra lại hòa nhập với các thành viên mới sao hả còn kích thích hơn hồi ở châu mỹ đúng không son hỏi khóe miệng như cười vương hữu tay vẫn đang bám cứng đờ ở mạn thuyền hờ hững nói thế này có đáng gì chứ ở cuối thuyền bà tăng cũng đã đứng lên nhìn dòng nước chảy bên mạn thuyền rồi vỗ vỗ lên vai lê định minh lúc ấy vẫn chưa kịp định thần đoạn quay đầu nhìn pháp sư á la Pháp sư vẫn ngồi vững như núi. Lúc con nước ập đến, pháp sư á là không hề bám vào mạn thuyền, nhưng thân thể lại vẫn dính chặt vào thuyền, không hề nhúc nhích di động. Tới giờ ông vẫn giữ nguyên tư thế ấy, dường như còn đang nhập định chưa tỉnh vậy. Ba Tang bất giác đưa tay lên vuốt vuốt hàm dâu. Anh ta càng lúc càng không thể nhìn thấu được vị pháp sư già nhìn bề ngoài có vẻ hết sức gầy gò yếu đuối này. Còn pháp sư Tháp Tây nữa, rồi cả lữ cánh Nam, cường ba thiếu gia và gã ngoại quốc son kia nữa. Cao thủ lợi hại trên con thuyền này quả thực nhiều ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang đọc tại.com. Vết thương trên lưng Trương Kiện được tiêu độc bằng oxy ra rồi đắp một lớp gạc, băng bó cẩn thận, không còn quá đau đớn nữa. Mọi người còn lại cũng dần dần hồi phục, duy chỉ có Lê Định Minh là vẫn túm chặt lấy ba lô của mình, sắc mặt lúc xám xịt lúc trắng nhợt, hai môi xanh ngoét, chốc chốc khóe miệng lại giật giật một hồi. Mọi người đều hiểu, anh ta đã quá sợ hãi. Đúng vậy, đối với một người bình thường mà nói, trải nghiệm đi suốt qua bên cạnh tử thần như vậy, cả đời chỉ cần một lần cũng đã quá đủ rồi, càng huống hồ trong hai ngày tiếp theo đây, bọn họ vẫn phải liên tục gặp phải tình cảnh như vậy nữa. Không ai trách cứ Lê Định Minh cả, ngược lại mọi người còn quay lại an ủi anh ta nữa. Suốt cuộc Lê Định Minh cũng dần dần bình tĩnh phần nào. Đội trưởng Hồ Dương chủ động yêu cầu đổi vị trí với anh ta. Vậy là Lê Định Minh ngồi giữa, đội trưởng Hồ Dương ngồi ở cuối thuyền. Đèn pha ở mũi thuyền đã hỏng, Trương Lập thay một ngọn mới họ sớm đã có chuẩn bị để đối phó với tình huống này, trong hành trang mang theo có tới mấy chiếc đèn dự phòng. Điều duy nhất chưa kịp chuẩn bị, chính là không ai ngờ dòng nước lại dữ dội tới nhường ấy. Trương Lập nghĩ ngợi dây lát, rồi đề xuất dùng dây thường buộc vào các thanh ngang của khung thuyền, sau đó mỗi người sẽ dùng khóa móc buộc mình với thân thuyền, như vậy thì sẽ không sợ bị hất văng khỏi thuyền lúc tròng tranh nữa. Nói làm là làm luôn, Trương Lập thay một ngọn đèn mới, kế đó bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền hình rắn ấy lại tiếp tục khởi hành. Hai năm 821 sau công nguyên, đại đường và thổ phồn phái sứ tiết hòa hiếu, thế kết làm đồng minh ở Trường An. Năm sau đó, lại tổ chức hội thể ở Ha Sa. Năm 823, minh ước này được khắc lên bia đá bằng cả hai thứ tiếng Hán, tạc, đặt ở trước cổng đại chiêu tự. Đây được xem là một trong những bằng chứng lịch sử về sự đoàn kết hiếu hảo của hai dân tộc Tạng, Hán. Nhạc Dương nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, cẩn thận phân biệt từng đoạn đường, đồng thời sử dụng các thiết bị đo đạc tuyến đường họ đã đi qua. Sau khi đoàn người xuôi dòng được 211 km, Nhạc Dương nói với Trác Mộc Cường 3, Cường 3 thiếu ra, bảo mọi người chú ý khống chế tốc độ, đoạn phía trước đi chậm một chút thôi, chúng ta bắt đầu tiến vào khu vực có nhiều lối rẽ nhánh nhất rồi đấy, sơ sẩy một chút là lạc đường ngay. Trác Mộc Cường 3 lớn tiếng nói, tổ ba ngừng chèo thuyền. Nghiêm Dũng, Son và Pháp Sư Tháp Tây giảm tốc độ lại. Sợ Son không hiểu, gã nói lại một lượt nữa bằng tiếng Anh. Nhạc Dương chăm chú quan sát phía trước, thấy mặt nước đen kịt lại xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn, anh vội nói cường ba thiếu ra, vào khu vực nước xiết rồi đấy, lại nước xiết nữa. Trác Mộc Cường ba nói, vào vùng nước xiết rồi, mọi người chuẩn bị. Cả đoàn đều cầm sẵn mái chèo trên tay, vừa chuẩn bị xong, chợt nghe Nhạc Dương khàn giọng hét lên, thác nước ngầm. Con thuyền bỗng thụp xuống, bắt đầu từ mũi thuyền, cảm giác như ngồi trên tàu lượn siêu tốc trong công viên vậy. Con thuyền rắn bám sát vào mặt nước, như một con côn trùng nguyễn thể khổng lồ trượt xuống thác nước, thân thuyền còn chưa ổn định, mũi thuyền đã lại hụt bẫng một cái. Hóa ra là gặp một thác nước khác, liên tiếp năm thác nước ngầm nối liền nhau. Lần này cũng nhờ mấy cái khóa móc dùng khi leo núi của Nhạc Dương, mọi người mới không bị hất văng ra khỏi thuyền. Tuy nhiên liên tiếp rơi tự do như thế, so ra thì cũng chẳng khác gì liên tiếp nhảy xuống 5 lần từ độ cao 5 mét là bao cả bọn trác mộc cường ba tái mét hết cả mặt mày, dạ dày quặn lên muốn nôn ọe. Vậy vẫn còn chưa hết, sau khi rơi xuống thác nước thứ năm, Nhạc Dương lại kêu lên, dòng chính sông ngầm, cảnh báo cấp 3. Trương Nghiêm không kiềm chế được, mới ngoác miệng ra chửi, mẹ nó chứ. Con thuyền rắn đã rơi mạnh xuống giữa dòng sông. Dòng chính của con sông ngầm này rộng đến gần 20 mét, chạy ầm ầm từ đông sang tây, sóng dâng cuồn cuộn cao tới 3-4 mét. Sau khi rơi xuống, con thuyền rắn như thể bị đẩy ra từ một lỗ nhỏ khuất nẻo nào đó, thân thuyền liền xoay ngang ra, ánh đèn pha không ngừng vạch những quầng sáng loang loáng lên vách đá ven sông. Nhạc Dương bất chấp cổ họng đau rát, lớn tiếng hét ầm lên, phương hướng, giữ vững phương hướng, người nào ở bên trái thu mái trèo lại. Bên phải trèo ngược mau, tôi nói là trèo ngược cơ mà, đừng trèo thuận dòng nữa, đổi hướng, đổi hướng mau lên. 200 mét phía trước có chỗ rẽ, mọi người cố lên. Không kịp mất rồi. Nghe đây lúc nào tôi nói trái một tiếng, những người bên trái dốc hết sức mà trèo, những người ngồi bên phải đồng thời cũng trèo ngược lại, như vậy thì có thể khống chế được phương hướng rồi. Nếu tôi nói phải thì làm ngược lại nhé, tôi nói tiến, thì tất cả trèo về phía trước, tôi nói lùi, cả đội lại trèo ngược về sau. Mọi người hiểu hết chưa? Chú ý, trái. Qua mất rồi, phía trước còn 5 chỗ rẽ cho chúng ta lựa chọn. Phải, phải, phải. Nhất định phải ổn định được thân thuyền đã. Tiếp theo nào, phải. Phải, phải, không được, thuyền không giữ được phương hướng thì không thể nào tiến vào hang động đã định trước, xem ra chúng ta chỉ còn cách để thuyền đi thẳng về phía trước thôi vậy. Đoạn phía trước cũng có lối rẽ, nhưng nhìn màu sắc trên bản đồ thì không dễ đi cho lắm đâu. Con thuyền hình rắn to lớn cứ vậy mà xoay tròn giữa dòng sông ngầm rộng lớn, lúc thì đụng vào vách đá bên trái, chốc sau đập vào vách đá bên phải, kế đó lại bắt đầu xoay tròn theo hướng ngược lại. Mỗi lần va chạm đều bật mạnh, Thân thuyền chắc chắn dường như không vấn đề gì, nhưng những người ngồi trên thuyền, đặc biệt là các thành viên mới, thì đều bắt đầu cảm thấy không chịu đựng nổi. Chỉ riêng lực ly tâm do con thuyền xoay tròn đã đủ khiến người ta đầu váng mắt hoa rồi, càng không nói gì đến chấn động sau mỗi lần va chạm, cảm giác như thể cả lục phủ ngũ tạng đều muốn bung ra khỏi lồng ngực. Có lúc nhìn con thuyền lao nhanh đập mạnh vào vách đá, những người không kịp thu mái chèo đều bị chấn động tê dần cả cổ tay. Cũng may là mái chèo của họ đều làm bằng thép nhựa dù bị va đập mạnh thế nào cũng chỉ cong vinh biến hình chứ không đến nỗi gãy đôi. Nhưng con thuyền cứ xoay mòng mòng như vậy khiến người bên trên không thể nào ngồi vững được, liên tục có người va đập vào nhau, mặt mũi, thân thể nếu không bị thúc cùi trỏ hay đạp chân vào thì cũng bị mái chèo thơm cho một phát, da thịt mảng thì tím bầm, mảng thì tấy đỏ. Nhạc dương đen đủi nhất, anh chàng ngồi ngay phía trước chắc mộc cường ba, mà xương cốt của gã cường ba thiếu da này thì vừa thô vừa cứng, tuy không cố ý, nhưng nhạc dương cũng bị dần cho một trận như tử, tay chân mềm nhũn bùn rùn. Mỗi lần nhạc dương có va đập ngoài ý muốn với Trác Mộc Cường Ba, là người ta lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của anh chàng vang lên. Cẩn thận, anh đụng phải tôi rồi, ôi chào ôi, cái lưng của tôi, ngồi vững vào, ngồi vững vào, mái trèo của anh kìa, ôi cái mông tôi. Ánh đèn pha loang loáng càng làm tăng thêm cảm giác chóng mặt choáng váng. Chẳng được bao lâu, Vương Hữu bỗng cảm thấy mặt mình nóng sực, nhất nhất nhảy nhảy không hiểu là thứ gì. Ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là mạnh hạo nhiên không thể chịu nổi được nữa, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều phun ra sạch sẽ cả. Dạ dày vương hữu vốn cũng đã sóc lên sóc xuống mấy bận, bị mạnh hạo nhiên uệ ra đầy cả người, anh ta đột nhiên cũng cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả dâng trào lên, vội dựa vào mạn thuyền, há miệng ra, rồi cũng ăn bao nhiêu uệ ra hết bấy nhiêu. Triệu Trang Sinh ngồi phía sau mạnh hạo nhiên cũng kêu toáng lên, nôn đầy ra người tôi rồi. Trác Mộc Cường ba hét lớn, đừng cãi nhau nữa, nắm chắc dây thừng, thu hết mái trèo lại đoạn sông này không ngắn đâu, còn phải xoay tròn thêm một hồi nữa đấy, tất cả gắng lên cho tôi. Nếu buồn nôn thì nhòi người ra mạn thuyền mà nôn, đừng nhìn chằm chằm vào chỗ ánh đèn pha nữa. Tất cả đều như ngồi trên bánh xe, bị quay cho xây sầm mặt mày, không còn phân biệt được phương hướng đâu vào đâu nữa. Sóng cao từ 3 tới 5 mét, liên tiếp ập xuống, nếu là con thuyền khác thì e rằng sớm đã lật úp từ đầu, không biết còn bị vô số những dòng xoáy ngầm kia kéo xuống tận đáy nước nào nữa nhưng dù có con thuyền hình rắn đặc biệt ấy tình hình lúc này của bọn trác mộc cường ba cũng không thể lạc quan được khả năng linh động uốn cong thân thuyền của thuyền rắn giữa dòng nước cuộn sóng cao ngất này ngược lại đã trở thành một tính năng nguy hiểm khi mũi thuyền bắt đầu leo lên vượt qua con sóng lớn đang ập đến thân thuyền vẫn ở khoảng không giữa hai ngọn sóng cả con thuyền liền bị gấp thành hình chữ u người ở mũi thuyền và đuôi thuyền dạp cả vào giữa lúc leo lên được đỉnh con sóng thuyền rắn lại như bị gãy xương sống cả con thuyền gập xuống hai bên tạo ra một chữ u ngược, những người ngồi giữa lại đổ ngược sang hai bên, trong cả quá trình ấy, con thuyền vẫn không ngừng xoay tròn. Lúc này, con thuyền rắn của họ tựa hồ như con bươm bướm đang đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, mũi thuyền và đuôi thuyền là hai cánh bướm. Con bướm chốc chốc lại giấy ruộng đập mạnh đôi cánh, nhưng vẫn không thể làm gì được hơn là thả mình đảo tròn rơi xuống. Nếu không phải các thành viên trong đoàn đều đã dùng dây thừng buộc mình vào khung thuyền, chẳng rõ có bao nhiêu người bị hất văng ra rồi trên đỉnh một ngọn sóng, chắc một cường ba đè lên ba lô của nhạc dương. Cả hai cùng bị quán tính của con thuyền hất văng sang bên trái, tựa như hai quả tạ lớn treo trên dây đu. Chắc một cường ba lớn tiếng hét hỏi, đã lỡ qua mất bao nhiêu lối dễ rồi. Chỉ khoảnh khắc sau đó, nhạc dương đã đè ngược lên ngực chắc một cường ba. Hai người cùng văng sang bên phải, nhạc dương cũng dồn hết sức khản giọng hét lên đáp, không biết. Không có ánh sáng, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đúng vậy, đèn pha nếu không chiếu thẳng lên trần thì cũng cắm đầu vào lòng nước, không thể nào nhìn rõ kịp tình hình hai bên vách. Nhạc Dương lại lớn tiếng nói, Trương Lập, có thể giữ cho ngọn đèn pha không lắc qua lắc lại thế kia không? Trương Lập hét toáng lên, hả, cậu nói cái gì, lại một con sóng lớn nữa ập tới, mọi âm thanh đều bị nhấn chìm. Hai đầu thuyền lại bật vào nhau, xoay một vòng thuận chiều kim đồng hồ, cả Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cùng lúc đè về phía Trương Lập, nửa thân người của Trương Nghiêm đã bị văng ra ngoài thuyền, anh ta chỉ còn biết bám chặt hai tay vào dây thường bảo hiểm, lớn tiếng hét, Trương Lập, cậu đá vào mặt tôi rồi. Trương Lập đang bị nhạc dương và chắc một cường ba đè cho bẹp dí như đòn bánh tét, đành gắng gượng dặn ra một nụ cười, thật là ngại quá. Lời còn chưa dứt, con thuyền rắn lại đập mạnh vào vách đá, cũng chẳng rõ là vách bên trái hay vách bên phải nữa, chỉ thấy đập mạnh rồi bật ra, kế đó cả con thuyền lại xoay theo hướng ngược lại. Lần va chạm này áp lực quá lớn, khiến những người ngồi ở mạn thuyền bên phải bị hất văng hết ra ngoài, chỉ còn nhờ sợi dây an toàn khóa chặt vào với con thuyền. Kể cả những người trong thuyền cũng bị tốc độ xoay chuyển quá nhanh làm văng lên không, hai chân rời khỏi mặt đất, dưới ánh đèn pha loang loáng, trông cứ như một chuỗi lạp sườn đung đưa trong trận cuồng phong mãnh liệt. Trác Mộc Cường ba lại lớn tiếng nói với những người phía sau, ai ở phía sau, có nhìn rõ chúng ta đã bỏ lỡ mấy lối rẽ rồi hay không? Không người nào trả lời, thông thường khi nhạc dương đã không thể quan sát được, thì những người khác cũng không khá khẩm gì hơn, huống hồ tình hình lúc này lại còn tồi tệ như vậy, vừa mới đỡ được cả bãi thực phẩm đang tiêu hóa dở dang chua lòng tanh luet không biết của ai phun tới, sau lưng lại bị người khác vừa đấm vừa đạp, ai nấy đều không tự chủ được, hết nghiêng bên này lại dạp sang bên kia. Thuyền rắn như thể một con bò mộng đang lên cơn cuồng nộ, toàn hất văng lũ trẻ chăn bò cưỡi trên lưng mình xuống đất. Trong tình trạng xoay mòng mòng lại dập dềnh lên xuống liên tục như thế, cả bọn Trác Mộc Cường ba chỉ có vài người là kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, không ngoẹ ra. Giữa lúc con thuyền xoay nhanh vù vù, ánh mắt Trác Mộc Cường ba chợt lóe lên, chỉ thấy ở phía ánh đèn pha dọi tới hình như có mấy cửa hang tối om. Xem ra đoạn sông chính này đã đến tận cùng, chẳng mấy nữa cả bọn sẽ tiến vào nhánh rẽ. Gã hét lớn, nhạc dương, phía trước có mấy lối rẽ đấy, chú ý quan sát, chúng ta vào hang thứ mấy đây. Lời vừa mới dứt, bỗng nghe vù, một cái ba lô to tướng tựa như ngọn núi nhỏ bay vèo về phía trác mộc cường ba lúc này gã đang cùng cả con thuyền xoay về phía bên phải hai chân quính vào nhau như người đánh ví quyền trong lúc luống cuống gã vội vung tay hất đi quả núi nhỏ đập mạnh vào sau gáy nhạc dương một cú kế đó lướt ra khỏi con thuyền chìm xuống dòng nước tối om không còn thấy bóng dáng đâu nữa kế đó phía sau lại có một chiếc ba lô khác không rõ của ai bay vù lên suýt chút nữa thì hất văng cả nghiêm dũng ra ngoài toàn thân trương lập lơ lửng trên không, anh nghiêng đầu tránh cái chân vung tới của nghiêm dũng, rồi hét lên, ba lô của ai rơi đấy. Mọi người giữ chặt ba lô vào, đừng để văng ra ngoài thuyền, thì ra, các điểm chốt cố định của trương lập thiết kế là dựa trên cường độ dòng nước của lần đầu tiên bọn họ tiến vào U Minh Hà, không ngờ lại gặp phải dòng nước xiết đáng sợ đến nhường này, quai đeo của ba lô không thể chịu được lực ly tâm quá mạnh, đã tự đứt lìa ra bay vút đi. Gần như cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, cú đập làm nhạc dương đau đến nổ đom đóm mắt, chỉ nghe anh hét ẩm lên, tôi không thấy gì, cường ba thiếu ra, tôi không thấy gì hết. Đợi khi nhạc dương hồi phục được thị lực, thì con thuyền hình rắn của họ đã xoay mòng mòng trong một nhánh sông nhỏ hơn. Dưới ánh đèn, hai vách đá hai bên gần sát sạt với thân thuyền, nhạc dương lẩm bẩm nói, chúng ta, chúng ta đã vào nhánh rẽ rồi sao? Chắc một cường ba gật đầu đáp, ưm, um, cẩn thận. Con thuyền rắn lại va phải vách đá, lắc lư trao đảo một hồi, những người bị hất văng lên không trung đột nhiên cảm thấy lực kéo kỳ dị kia biến mất, lập tức rơi lột bộp xuống thuyền, rồi lăn lông lốc trong thuyền như người ta lắc thẻ xin xăm. Liền sau đó, thuyền dần uốn mình vòng qua một chỗ ngoặt hình chữ S, cơ hồ lại vào một hang động rẽ nhánh khác, nhưng lúc này mọi người đều đã nằm vật cả ra khoang thuyền, chẳng ai còn hơi sức đâu bỏ dậy được nữa. Từ đây trở đi, sông ngầm đã bất dập dành lên xuống hơn nhiều. Nhưng những con sóng cao 3-4 mét vẫn dồn dập hết đợt này lại đến đợt khác, cộng với đà lao nhanh vun vút xuôi theo dòng nước, người trên thuyền cũng chẳng hề dễ chịu hơn mấy. Lần này, họ đã phải vật lộn giữa dòng nước xiết có thể khiến người ta gãy gân lìa cốt ấy suốt 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ liên tục dành lên dập xuống như cưỡi trên lưng con bò mộng đang lồng lột, 7 tiếng đồng hồ quay tròn như quạt gió, không có chỗ nào để cập thuyền đỗ lại, không có đoạn nào mặt nước phẳng lặng yên bình. Lúc con thuyền tiến vào khu vực nước nông và dần dần bình ổn trở lại, người nào người nấy đều đã sức cùng lực kiệt, thậm chí còn có mấy người bị quăng quật đến sùi cả bọt mép, hai mắt trắng dã trợn trừng trừng. Chúng ta ở đâu rồi? Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nhìn mảng tối đen như mực bên trên, cơ hồ như đang hỏi, lại tựa như lẩm bẩm tự nói với chính mình. Nhạc Dương đáp, không biết nữa, Cường ba thiếu ra, chúng ta phải đứng dậy xem. Xem, nói đã tốn sức, hành động lại càng tốn sức hơn, Nhạc Dương gục xuống sàn thuyền thở dốc một hồi, chỉ thấy gót chân anh chàng đưa lên, sống lưng đập xuống thân thuyền kêu răng rắc cứ thế rồi không sao dậy nổi nữa trương lập nói ở địa ngục chứ còn ở đâu nữa chúng ta đến địa ngục được hai ngày rồi còn gì nếu thêm hai ngày như thế này nữa tôi nghĩ chắc mình không cầm cự được đến lúc trở ra đâu trác mộc cường ba thử lật người ngồi dậy nhưng gã chợt phát hiện ra xương sống của mình dường như không thuộc về mình nữa không sao nhúc nhích nổi gã nghiến chặt răng lấy hai củi trỏ chống người lên nhưng nghiêng dựa vào mạn thuyền nhích dần từng chút từng chút một, cuối cùng cũng nghiền được cái đầu lên. Kế đó, gã trông thấy bốn người đang đứng, Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam và Son. Có điều trông Son đầu tóc rối bù, mặt mày xanh xanh tím tím, quần áo rách dưới bẩn thỉu chứ không được hoàn toàn vô sự như ba người còn lại. Ba người đó là mật tu giả, tự nhiên không cần phải nói, thế nhưng Son, cả Son cũng đứng lên được. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh từ dưới chân lan tỏa đi khắp toàn thân, gã nghiến răng thật chặt cuối cùng cũng đứng lên được bốn người vẫn còn đứng vững được ấy bắt đầu tỏa ra giúp đỡ những người thể lực yếu nhất trác mộc cường ba giờ mới nhìn rõ được tình trạng của toàn bộ con thuyền sau một trận vật lộn với dòng nước ba ngọn đèn pha chỉ còn một ngọn ở đuôi thuyền là nguyên vẹn những chiếc còn lại một thì đã rũ xuống như con gà bị vặt mất đầu lúc sáng lúc tối còn chiếc ở mũi thuyền sớm đã bị hất văng đi từ lúc nào không biết bên trong thuyền lại càng bừa bộn nhếch nhác hơn khắp nơi lết nhét bãi nôn, còn cả mấy chiếc ba lô tuy chưa bị hất văng ra khỏi thuyền, nhưng quai đeo bị xé toát ra, quần áo, đồ ăn vung vãi khắp xung quanh. Ngoài năm người bọn họ, những người còn lại đều ngửa mặt lên trời, nét mặt ngây ngẩn đờ đẫn như lũ trẻ bị bệnh si ngốc bẩm sinh. Trác một cường ba hiểu rõ, đối với những người đang nằm ấy, trước mắt chỉ cần họ còn thở được đã là tốt lắm rồi. Chắc một cường ba đưa mắt nhìn người bên cạnh mình trước tiên, hơi thở của nhạc dương và trương lập đều rất đều đặn, chỉ là không sao gượng đứng dậy nổi chưa nghiêm thở hổn hển nhưng vẫn gắng chịu đựng được nghiêm dũng nghiêng người dựa vào mạn thuyền ngồi yên bất động thở hồng hộc gã lại đưa mắt nhìn mấy người bị thương khá nặng giải băng quấn sau lưng trương kiện đã thấm đỏ máu tươi lữ cánh nam đang băng lại cho anh ta son thì đang đưa tay lên mũi lê định minh xem còn thở không hay làm gì đó cũng không rõ mạnh hạo nhiên vẫn đang sùi bọt mép nhưng có pháp sư tháp tây ở bên cạnh lo liệu cho vương hữu cũng đang sùi bọt mép pháp sư á là đang kiểm tra giúp anh ta Trác Mộc Cường ba đảo mắt một vòng nhìn đám người nằm đầy ra sàn thuyền ấy, rồi nhấc chân lên, loạn chọn ngả nghiêng bước được hai bước như người say rượu, dần dần mới ổn định được thân thể, nhúc nhắc bước về phía đuôi thuyền. Gã cảm tưởng như mình đang xem xét chiến trường sau trận đại chiến. Những người nằm dưới chân không ai là không máu me đầy mặt, xanh xanh tím tím, trông chẳng khác nào bức tranh sơn dầu. Bản thân Trác Mộc Cường ba cũng chẳng dễ chịu gì, trong lúc hỗn loạn, mắt phải gã không biết bị tay hay chân ai tương cho một cú khá nặng giờ cảm giác nhìn gì cũng phải nheo nheo mắt lại mới rõ, chắc là đã hơi sưng tấy lên rồi. Đúng rồi, mẫn mẫn đâu, mẫn mẫn sao rồi, chắc một cường ba thầm giật thoát mình, lữ cánh nam đang chắn phía trước đường mẫn, chắc là tình hình cô đã đỡ hơn phần nào. Nhưng gã vẫn chưa yên tâm, vội loạn choạng bước lên hai bước đến chỗ đường mẫn. Chỉ thấy đường mẫn đang dựa lưng vào ba lô, đầu tóc xóa ra rũ rượi che mất nửa khuôn mặt. Chắc một Cường ba cẩn thận quỳ một chân xuống, khẽ cất tiếng hỏi, mẫn mẫn, em vẫn ổn chứ? Mẫn mẫn yếu ớt rên lên hai tiếng ư ư coi như trả lời. Trác Mộc Cường ba gà tóc cô ra, lập tức giật nảy mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đẫm người. Mẫn mẫn nghiêng đầu đi, để mái tóc rủ xuống che lấp gương mặt, thấp giọng nói, em không sao, anh đi xem những người khác đi, họ cần giúp đỡ hơn. Trác Mộc Cường ba toàn chuẩn bị đứng lên, đường mẫn lại khua khua tay, tựa hồ muốn kéo vạt áo gã lại, nhưng cuối cùng cũng không thể nhấc tay lên nổi, đành thở hồn hền, phều phào nói, ba lô, ở ngăn giữa trong ba lô đều là thuốc men cấp cứu cả đấy. Trác Mộc Cường ba xoa nhẹ lên gương mặt cô qua làn tóc, khẽ nói, ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Lúc gã đứng lên, thấy ba tang ở cuối thuyền cũng đã gắng gượng bỏ dậy. Nhạc dương ở mũi thuyền tuy chưa nhổm lên được, nhưng đã bỏ được về phía trước hai bước, gác đầu vào mạn thuyền, mượn ánh sáng ngọn đèn pha phía sau quan sát bóng đêm thăm thẳm, cả một vùng tối tăm tưởng chừng như kéo dài vô biên vô tận. Trác Mộc Cường ba xoay người lại, bỗng nghe Lữ Cánh Nam nói, băng gạc. Gã mở ba lô ra, lấy băng gạc đưa cho cô. Kế đó, lại quay người sang bên cạnh, đối diện với Lê Định Minh, chỉ thấy hai hàng lông mày của anh ta đã nhăn tiết lại. Thấy chắc một cường ba bước tới, son nói, hình như anh ấy không ổn rồi. Gì hả, chắc một cường ba giật bắn người, mặc dù lần vượt dòng nước xiết này hung hiểm hơn bất cứ lần nào trước đó, những người trên thuyền cũng có thể xem như vừa đi lướt qua vai tử thần, nhưng chấn động mãnh liệt và xoáy nước dữ dội ấy cùng lắm chỉ khiến người ta đầu váng mắt hoa buồn nôn buồn mửa là cùng chứ không thể dẫn đến tử vong được trừ phi trong lúc va chạm với khung thuyền lê định minh đã bị gãy mất khúc xương nào đó hoặc nội tạng tổn thương nghiêm trọng thử đưa tay giờ mũi quả nhiên hơi thở lê định minh chỉ còn mỏng mảnh tựa đường tơ lồng ngực đã ngừng phập phồng cả mạch đập cũng không thấy nữa đặt tay lên ngực tim không còn đập nữa sao lại như vậy được trác mộc cường ba lấy vô cùng kinh hãi Vừa nãy khi chạm vào Lê Định Minh gã đã nhận ra, thân thể anh ta tổn thương không nhiều lắm, xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép gã nghĩ ngợi nhiều nữa, thuốc trợ tim. Xoa bóp ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo, Trác Mộc Cường Ba nói với Son. Lữ Cánh Nam cũng quay sang hỏi, sao vậy? Trác Mộc Cường Ba đáp, anh ấy không thở nữa rồi. Cái gì hả? Lữ Cánh Nam cũng hết sức chấn động, khi cô nhìn thấy Lê Định Minh lúc nãy, anh ta hầu như không hề có vấn đề gì lớn. Vậy nên cô mới quay sang cấp cứu cho Trương Kiện bị thương nặng hơn, sao vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã tắt thở như vậy được chứ? Lữ Cánh Nam vội nói, đường hô hấp có thông suốt không? Có phải lúc nôn ra bị nghẹn không? Có điều, cô cũng biết rõ, thức ăn của bọn họ đều là thực phẩm nén và đồ hộp, dù có nôn ra thì cũng thành dạng nhầy nhầy như hồ nhão, không thể có miếng nào quá lớn đến nỗi gây tắc nghẽn đường hô hấp được. Son đã làm sạch khoang miệng cho Lê Định Minh, lúc này lắc đầu nói, trong khí quản không có dị vật gì cả. Anh ta lấy một tấm băng gạc, kê lên miệng Lê Định Minh, đang chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo. Quái lạ thật, Lữ Cánh Nam nhướng đôi lông mày lá liếu, nói với Trác Mộc Cường Ba, "Anh qua đây băng bó cho Trương Kiện." Hễ đến lúc nào tình hình khẩn cấp, Lữ Cánh Nam lại dở thái độ giáo quan ra theo thói quen. Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức nghe lệnh, không ý kiến gì. Lữ Cánh Nam kiểm tra cổ họng Lê Định Minh, không phát hiện có vết thương nào rõ rệt, bèn thầm nhủ trong lòng, "Lẽ nào phổi bị tổn thương?" cô tiêm cho anh ta một mũi trợ tim, rồi lấy đèn ra kiểm tra, đồng tử đã giãn lớn, hoàn toàn không còn phản xạ với ánh sáng. thấy vậy, cô đành thở dài một tiếng, nói với Son, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực. Nói đoạn, đứng dậy đi về phía đuôi thuyền, lúc vòng qua lưng Son, cô chợt cảnh giác liếc nhìn anh ta một cái. Gã ngoại quốc tóc trắng từ lúc lên thuyền vẫn luôn ngồi sau lưng Lê Định Minh này khiến cô cảm thấy bất an trong dạ. Lữ cánh nam kề miệng sát tai Pháp Sư Á là thấp giọng thì thầm mấy câu, Ánh mắt vị pháp sư già sững lại, cũng liếc sang nhìn bóng lưng Son một cái. Son đang dốc sức xoa bóp ngoài lồng ngực cho Lê Định Minh, đột nhiên cảm thấy sống lưng gai gai lạnh, hơi xứng người lại, nhưng không quay đầu, tựa hồ như không hề có cảm giác nào, vẫn tiếp tục ấn bóp lên ngực Lê Định Minh. Chỉ có điều, trên khóe miệng anh ta ngấm ngầm lộ ra một nụ cười hiếm ai có thể nhận ra được. Lúc này, bà Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trương Lập đều đã đứng lên được, cũng chia ra giúp đỡ những người bị thương khác. Trác Mộc Cường ba băng bó cho Trương Kiện xong, đang định quay sang xem Lê Định Minh thế nào thì chợt có một tiếng còi rít lên làm kinh động tất cả mọi người trên thuyền. Tiếng còi vang lên phía mũi thuyền, là Nhạc Dương. Chỉ nghe Trương Lập ở phía đó gọi, Cường ba thiếu ra, anh mau tới đây, Nhạc Dương có chuyện muốn nói. Thì ra, Nhạc Dương vẫn ở chỗ mũi thuyền nghỉ ngơi, anh vừa phát hiện ra tình hình mới, toàn thông báo cho Trác Mộc Cường ba, nhưng vừa mở miệng bỗng nhận ra cổ họng mình vừa khàn vừa đau, không thể nào phát ra âm thanh được muốn gọi Trương Lập thì Trương Lập đã đi ra phía sau, Trương Nghiêm ở bên cạnh vẫn đang thở hổn hển, xem ra cũng chẳng thể gọi to được, vậy là anh chàng bèn dứt khoát thổi luôn còi cứu sinh, gọi giật Trương Lập quay lại. Trác Mộc Cường ba đến bên cạnh Nhạc Dương, cúi người xuống hỏi, sao vậy? Nhạc Dương cố gắng hết sức để nói to hơn, chúng ta không thể cứ. Cứ xuôi dòng thế này mãi được, phải chèo thuyền, mực, mực nước thấp quá, con nước sau sắp ập tới rồi. Trác Mộc Cường ba hít vào một hơi khí lạnh, con thuyền hình rắn của họ vừa mới ổn định, người trên thuyền hãy còn nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi, gã căn bản không hề nghĩ đến vấn đề này. Gã liền lập tức hạ lệnh, trường lập, cậu mau giải quyết vấn đề ánh sáng đi. Đội trưởng Hồ Dương, giúp tôi xem còn người nào còn cử động được. Chúng ta không thể nằm đây nghỉ ngơi được, phải mau mau trèo thuyền, cần phải tìm được nơi buộc thuyền trước khi con nước sau ập đến. Mọi người cố gắng lên, nếu ai còn cử động được thì cầm hết mái trèo lên cho tôi, chúng ta tiếp tục trèo thuyền nghiêm dũng, mẫn mẫn cũng đều đã ngồi dậy, xem ra đều có thể cầm được mái treo. Lữ cánh nam từ phía sau bước tới, thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba, Lê Định Minh đi rồi. Tuy Trác Mộc Cường Ba đã biết đây là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng cũng vẫn bẩn thần người ra mất mười mấy giây. Lê Định Minh vậy là đã đi rồi, một nhà động vật học yêu tú, một người tràn ngập tình yêu với cuộc sống, anh vẫn còn muốn mang về cho con gái mình con bươm bướm đẹp nhất. Nhưng thời khắc này không phải là lúc để thương tâm, Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết khẽ gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, gã đã biết, mỗi một người ở đây đều biết, trong khi trôi giạt giữa dòng nước xiết như vậy, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, cái chết là không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều, gã không thể ngờ, cái chết lại đến nhanh như vậy mà thôi. Hai ngày, hai người, họ còn phải ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng liệu còn được mấy người sống sót đây? Ánh đèn sáng lên, Trương Lập đã thay một ngọn đèn mới ở đuôi thuyền, rồi vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo, đèn phía sau ổn rồi. Nói đoạn, anh lấy thêm một bóng đèn khác, rồi lại vội vội vàng vàng chạy về phía mũi thuyền. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tăng tốc, những thành viên còn cử động được đều ngồi trở lại về vị trí của mình, cầm mái chèo lên, chèo từng đợt từng đợt tiến về phía trước, động tác trông cứng đờ máy móc, nhưng mỗi lần hạ xuống nước đều thật vững vàng mạnh mẽ, không ai hô khẩu lệnh, nhưng động tác vẫn hết sức đều đặn chỉnh tề. Hy vọng của bọn họ đang ở sâu thẳm trong bóng tối vô biên vô tận kia. Vương Hữu và Mạnh Hạo Nhiên vẫn quá yếu, không thể nhúc nhích được, Trương Kiện vốn cũng muốn cầm mái trèo lên, nhưng Lữ Cánh Nam nói nếu để vết thương toát ra thì chỉ càng khiến tình hình tệ hơn, không cho anh ta trèo thuyền, xương tay nhạc dương cơ hồ đã bị chắc một Cường ba đè cho chật cả khớp, chẳng còn cảm giác gì nữa. Pháp sư Á La đã giúp nối xương lại, nhưng đến giờ nhạc dương vẫn chưa cầm nổi mái trèo, chỉ còn biết nằm dạp ra chỗ mũi thuyền như một chiến sĩ trinh sát, dùng đôi mắt của mình chỉ đường cho cả đoàn tiến lên. Thi thể Lê Định Minh được đặt nằm bên cạnh ba lô của anh, nhìn như đang ngủ, không ai làm kinh động đến anh, chỉ để anh nằm lặng lẽ ở nơi đó. Có điều, bàn tay cầm mái chèo của mỗi người đều như nắm chặt hơn một chút, vung lên mạnh hơn một chút, tất cả đều muốn dồn thêm cả một phần sức của Lê Định Minh vào tay chèo, để con thuyền tiến lên nhanh hơn nữa. Tâm tình như đang bám theo con thuyền rắn lượn lờ trong bóng đêm mịt mờ tăm tối, bên tai Trác Mộc Cường Ba lại chợt vang lên lời nói của cha gã, có ánh sáng ắt có bóng tối, có sáng thì phải có tối. Con người sở dĩ là con người, đó là bởi ngoài sinh tồn và sinh sôi nảy nở ra, cơ hội chúng ta đã rũ bỏ đi hết mọi hành vi bản năng nguyên thủy của động vật, để hành vi của bản thân được dựng xây trên cơ sở văn minh. Thế nhưng, nhân tâm lại phức tạp đa đoan, xã hội của con người lại càng rối rắm, không thể người nào sinh ra cũng đều có một trái tim chỉ toàn thiện ý. Ý nghĩa tích cực của thần thánh chính là đây, thần thánh khiến con người ta tin vào những sự vật tốt đẹp, tin vào sự thuần khiết của tâm linh, đồng thời bù đắp và an ủi khi tâm hồn tín đồ gặp phải tổn thương đau đớn. Nhưng trên đời này, chỉ có bóng đêm mới là vĩnh hằng, ánh sáng chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Ha sa, trên quảng trường phía trước cổng đại chiêu tự, hai trụ đá tượng trưng cho lịch sử được quay lại hiên ngang chọc thẳng lên bầu trời, trong vẻ hồn hậu thô phác ấy lại toát lên những biến đổi bãi bể nương dâu của lịch sử, những hàng chữ loang lổ khắc ghi lại lời thề thùa trước, những mái vàng trong chùa lấp lánh trói mắt dưới ánh dương rạng rỡ thu hút vô số du khách đến chụp hình lưu niệm lúc này ở một khóc khuất nẻo không ai để mắt tới trên quảng trường một người đàn ông ăn mặc kiểu cách bình thường trước ngực đeo chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang làm bộ chụp chỗ này chỗ kia y đội một chiếc mũ rộng vành che nắng đeo kính dâm to che mất nửa khuôn mặt cổ áo dựng cao gần như khuất hết cả phần bên dưới mũi miệng và cằm có điều ăn mặc kín mít kiểu như vậy cũng không khiến người bên cạnh để ý lắm xét cho cùng thời buổi này thanh niên ăn mặc kiểu gì cũng có, huống hồ đây là nơi quanh năm có du khách Trung Quốc và nước ngoài đến tham quan ngắm cảnh. gã đàn ông không có gì nổi bật ấy lượn lờ hai vòng quanh quảng trường nhỏ, rồi mới tiến về phía cổng chùa. lúc đi qua tấm bia đường phiên hội minh một, chỉ nghe y bật cười gần lạnh lẽo, tiếng cười đầy vẻ diễu cợt châm biếm. sau lưng y, một du khách nước ngoài ăn mặc kiểu như người Ả Rập bắt đầu giữ khoảng cách nhất định. từ cổng chính đi vào rẽ sang bên trái, lại là một quảng trường lộ thiên lớn nữa gã đàn ông dừng bước đứng một lúc lâu trên quảng trường ấy, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại dường như đang cười khẩy. Đồng thời, du khách ngoại quốc cao lớn đảo mắt nhìn những người đang nhàn tản dạo bộ trên quảng trường, làm bộ không hề để ý, hướng hờ tiến lại gần gã đàn ông đeo máy ảnh, thấp giọng nói bằng tiếng Anh, thưa ngài, chúng ta đổi chỗ khác thì hơn, ở đây nhiều người quá. Giọng điệu ấy, trong sự nhún nhường có pha lẫn cả vẻ cung kính, cẩn trọng mà toát lên sự sợ hãi, Giống như một gã thái giám đang bẩm báo chuyện gì cơ mật với hoàng đế vậy Gã đàn ông đeo máy ảnh chừng mắt lên nhìn tên du khách nước ngoài Cười gần nói Sợ cái gì Mày cứ yên tâm đi Nếu cả mày mà hắn cũng nghi ngờ Thì thằng đó chẳng còn ai để tin tưởng nữa rồi Giọng nói ấy Không ngờ lại là tiếng Bắc Kinh chính gốc Gã du khách người nước ngoài vâng vâng dạ dạ liên hồi Vâng, vâng Ngoài ra Đám người ấy đã có manh mối rồi Chúng dự định mở cuộc họp ở Chechnya vào 3 ngày sau Hình như để chuẩn bị hợp tác hành động, đây là địa chỉ." Nói xong, y liền lặng lẽ đứng yên đợi đối phương trả lời. Gã đàn ông đeo máy ảnh dường như không hề bực mình khi có một tên cao lớn léo đẽo sau lưng mình, đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói luôn, "Ngài Cafeu sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng mày, mày có thể về báo cáo được rồi đấy." Gã người nước ngoài hơi ngần ngừ hỏi, "Thế nhưng, chuyện kia, tôi trở về sẽ nói với ông chủ như thế nào bây giờ?" Gã đeo máy ảnh đáp, "Mày cứ nói hơi muộn một chút, ngài cà phê u sẽ gọi điện cho hắn, chuyện khác không cần phải nói gì hết. Gã du khách nước ngoài gật đầu nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi thì chợt phát hiện ra gã đeo máy ảnh vẫn đang nhìn chằm chằm xuống nền đất dưới chân, bèn không kìm được cất tiếng hỏi, thưa ngài, mảnh đất này có gì đặc biệt không vậy? Gã đeo máy ảnh kéo gọng kính xuống dưới sống mũi, để lộ ra đôi mắt, làm gã người nước ngoài chợt dùng mình khẽ run lên. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó, y đều cảm thấy run run sợ hãi. Ánh mắt ấy, Cả ông chủ y cũng phải sợ kia mà. Mí mắt trên của cả hai con mắt đều rất vuông vức, trông như hai hình thang. Bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đều có cảm giác đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt đó, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, bi ai, thương hại. Bất kể là người nào nhìn thấy ánh mắt đó, cũng đều có cảm giác khí lạnh đang dâng lên từ gan bàn chân mình. Hừ, gã đeo máy ảnh lại đẩy gọng kính đen lên, cười bảo, đây không phải là đất bình thường, mảnh đất này đã từng nhuộm máu đỏ tươi. Một nghìn năm trước, lãng đạt mã hạ tử lệnh đối với tăng lữ trong chùa, một là hoàn tục làm thiên táng sư hoặc đồ tể, hai là sẽ bị thiên táng hoặc giết thịt sống. Ông ta còn nói, chẳng phải bọn họ trước nay vẫn làm công việc đó hay sao? Khi ấy, các tăng lữ trong chùa chỉ còn hai lựa chọn, một là phải vung ngọn đồ đao lên chặt xuống máu thịt của những tăng lữ khác, hoặc là trở thành miếng thịt nằm trên thất mặc cho người ta mổ xẻ. Xác chết đang mục giữa của các lạt ma nằm bừa bãi giữa đám phân nước tiểu của lũ gia súc, mùi xác thối nồng nặc khắp cả ngôi chùa lớn, mấy chục năm sau đó cũng không ai dám đi qua khu vực này. Vậy mà giờ đây, chỉ khẽ lắc mình một cái, nó đã trở thành nơi thần thánh nhất, thiêng liêng trong sạch nhất rồi, đây chẳng phải chuyện tức cười lắm hay sao? Hừ, đóa hoa đẹp nhất nở trên đám đất bùn như tanh tửa nhất, nơi nào có nhiều giỏi bọ nhất thì nơi ấy cũng có nhiều sinh vật nhất, mày có hiểu không? Gã du khách ngoại quốc cao lớn vội xun xoe ton hót, ngài nói hay quá, quả nhiên thật cao thâm. Tôi, tôi không hiểu. Gã đeo máy ảnh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói, mày về đi, nhớ cho kỹ, tò mò là chết đó. Gã người nước ngoài đi được một lúc, y vẫn đứng ngẩng đầu nhìn trời, để lộ ra đôi mắt ẩn chứa nỗi bi ai sâu sắc bên dưới lớp kính dâm, chỉ nghe y lẩm bẩm nói, chết đi à, à. Xem ra ta vẫn phải đích thân đi một chuyến rồi. Tiếng quạt nước đều đặn trong bóng tối, tựa như tử thần đang khe khe đánh nhịp phách, mỗi giây mỗi phút nhắc nhở đám người còn sống sót, đây là vùng cấm địa của tử thần. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể đụng đầu với cái chết, đây là nơi phàm nhân dừng bước, đây là U Minh Hà. Tiếng quạt nước rồn dập ấy gửi đi một tín hiệu, đó chính là bước chân của thần chết đang từ từ tiến lại. Nếu trước khi con nước dâng lên, bọn họ vẫn chưa thể tìm được trụ đá nào để buộc thuyền, vậy thì thứ chờ đợi họ ở đằng trước kia, không chỉ là những con sóng cao 5 mét nữa. Y hoạp, lực cản khi mái trèo hạ xuống nước như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mỗi người trong đoàn, họ cố gắng nén cơn đau thể xác, nhưng mỗi lần vung mái trèo lên, toàn thân không sao ghim nổi mà phải run lên bần bật. Nhưng không ai dừng lại, dù chỉ còn một chút sức lực ít ỏi, con thuyền cũng có thể nhanh thêm chút nữa, chỉ cần nhanh thêm một chút nữa, cả đoàn sẽ có thêm một chút hy vọng sống sót. Vẫn chưa phát hiện gì à? Trác Mộc Cường ba thấp giọng hỏi. Chưa có, cặp mắt nhạc dương vừa sưng vù vừa nhức mỏi, nhưng anh vẫn không dám lơi là dù chỉ một giây. Trương Lập đã lắp riêng cho Nhạc Dương một ngọn đèn pha nghiêng một góc 45 độ lên phía trên, để tiện tìm kiếm những cột đá mọc trên trần hang động hoặc máng rãnh gì đó có thể buộc thuyền lại. Có điều, toàn bộ bên trong hang động đều đã bị nước xối trơn nhẵn như gương, thật chẳng khác gì bên trong một đường ống nước khổng lồ, muốn tìm nơi nào buộc huyền đâu phải chuyện dễ dàng. Chẳng những vậy, họ còn đang phải chạy đua với tử thần, và nước thần bí kia không biết lúc nào sẽ mở ra. Bước chân của tử thần đã đến sát sau lưng, mặt nước bắt đầu xuất hiện những nếp sóng lăn tăn, Trương Nghiêm chuyên phụ trách quan sát mặt sông phía trước phát hiện ra đầu tiên. Bàn tay anh hơi run lên, suýt chút nữa đánh rơi mái chèo xuống nước. Đến rồi, Trương Nghiêm nói rất khẽ, chỉ có Nhạc Dương và Trương Lập ngồi bên cạnh là nghe được. Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh kia đã vang đến bên tai từng người đang ngồi trên con thuyền rắn. Trương Lập và Nhạc Dương đã truyền câu nói ngắn gọn ấy cho những người khác, tựa như người ta chuyển tay nhau mảnh giấy vậy. Sau khi nghe được câu nói ngắn gọn ấy từ miệng Nhạc Dương, Trác Mộc Cường ba hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực vào bàn tay cầm chèo, Lữ Cánh Nam mỉm cười, vuốt lại mái tóc, trong mắt Đường Mẫn thoáng hiện lên một tia sợ hãi, có điều sau khi nhìn thấy Lữ Cánh Nam, chút sợ hãi ấy bỗng trở thành niềm hân hoan khó tả, son lần đầu tiên biến đổi sắc mặt, khóe mắt đội trưởng Hồ Dương khẽ giật giật, ba tang thì nghiến chặt răng, nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn pháp sư Á La, pháp sư Á La không nhúc nhích, bộ mặt vẫn khắc khổ như người gần đất xa trời. Thấy vậy, ba tang cũng dần dần lấy lại được vẻ lạnh lùng bình tĩnh vốn có thuyền lại đi thêm một đoạn nữa những vệt sóng lăn tăn bắt đầu lan rộng ra bên tai mọi người đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện thứ âm thanh vo 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 như mũi kêu đó là tiếng tù và thúc trận của tử thần đã vang lên giờ đây mỗi lần họ dồn sức phung mái trèo là tử thần lại đến gần thêm một bước thế nhưng họ đã không còn đường để lui cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cũng phải đi tới tận cùng trương lập đã hơi mất kiên nhẫn nhổm lên hỏi nhạc dương vẫn chưa tìm thấy chỗ nào có thể neo thuyền lại à chúng ta đã đi bao nhiêu lâu trong hang động này rồi cơ mà, liệu có bỏ sót cái nào không? Trác Mộc Cường ba lên tiếng nhắc nhở, đừng quấy dày nhạc dương. Tâm trạng nhạc dương lúc này nào chỉ có căng thẳng, hai mắt anh trợn trừng lên như sắp lồi cả ra ngoài, nhưng phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm phẳng như gương, đừng nói gì đến cột đá, mà cả một khe nứt hay nếp uốn trên vách đá cũng chẳng có nữa. Tiếng vo 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 mỗi lúc một lớn, ai nấy chống ngực đánh thình thịch, Nghiêm Dũng tuy không lộ vẻ sợ hãi ra mặt, nhưng gân xanh trên tay đã gồ lên, bàn tay cầm mái trèo như chạm phải điện, ánh mắt Trương Nghiêm thoáng hiện lên vẻ bi thương, tay chân bắt đầu run, Trương Kiện không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện, thế gian bại hoại dưới mắt Đức Chúa Trời và đất đầy dẫy hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian bại hoại, vì mọi người trên mặt đất đều làm bại hoại đường lối mình. Đức Chúa Trời bảo Noê, sự tận thế của mọi người đã đến, vì chúng làm cho quả đất đầy dẫy sự hung bạo. Này, ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa. Kia, chính ta sẽ đem nước lụt đến để tiêu diệt tất cả các loài sinh vật có hơi thở dưới bầu trời, mọi loài vật trên đất đều sẽ chết hết ba. Triệu Trang sinh tần ngần do dự, đưa mắt nhìn những người ngồi bên cạnh, cảm thấy dường như mình không nên sợ hãi như thế. Vậy là, anh chỉ chuyên tâm khống chế nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình. Vương Hữu và Mạnh Hạo Nhiên đã uống thuốc, lại tiêm mấy mũi, lúc này vẫn đang nằm nghỉ, ngược lại thành ra không có cảm giác gì chưa nghiêm không kìm được tay run run cất tiếng hỏi chúng ta tất cả chúng ta sẽ chết ở đây đúng không trác mộc cường ba ngoảnh đầu lại mỉm cười nói yên tâm đi chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền thôi tuy giờ đã có tiếng sóng nhưng con nước vẫn còn cách xa lắm giọng gã to dần lên gần như hét trèo tiếp đi cố lên nước sông cao ngàn thước a giọng hát cao cao khàn khàn của gã cất lên như tiếng sấm giữa bóng đêm mịt mù mọi người đều giật mình chấn động thoát khỏi cơn trầm tư toan tính, Trương Lập và Nghiêm Dũng ngồi gần Trác Mộc Cường Ba cũng khe khẽ hưởng ứng, hay dô. Hay dô, Trác Mộc Cường Ba lại nói, chim không bay qua gấu phải vòng đường A. Trương Nghiêm, Trương Lập, Nhạc Dương, Nghiêm Dũng, đội trưởng Hồ Dương đều hòa theo tiếng ca của gã. Hay dô, hay dô, tiếng hát lớn dần lên. Sương mù che phủ sóng cao dập trời A. Hay dô, hay dô, lữ cánh nam và đường mẫn cũng cất tiếng, tiếng hát hùng hồn lại pha lẫn thêm một giọng trong trẻo cao vút bãi hiểm đá ngầm hơn trốn điện diêm la a hay do hay do trương kiệt, ba tang triệu trang sinh cũng hát lên giọng của mọi người mỗi lúc một lớn nam nhi tạng ba máu nóng bừng bừng a à. hay do hay do son pháp sư á la pháp sư tháp tây cũng hòa theo tuy bọn họ không hiểu lắm nhưng trong tiếng hò hét ấy dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh cơ hồ một ngọn lửa lớn đốt cho máu trong người họ cháy bừng từ trong sâu thẳm bùng lên một cỗ nhiệt khí, nhất định phải lớn tiếng hét lên mới phát tiết hết ra ngoài được. Sức mạnh và can đảm chảy khắp toàn thân A. Hay dô, hay dô, máu nóng sôi sùng sục, một đám người quần áo rách bươm, máu bẩn lấm lem mặt, toàn thân đầy thương tích, hướng về phía bóng đêm vô tận hét lên những âm thanh vang rền chấn động, nhấn chìm cả tiếng mái chèo khua nước, nhấn chìm cả tiếng vách đá đang rung động ầm ầm. Dám lên núi cao dám xuống biển sâu A. Hay dô, hay dô, dám băng qua sóng giữ vượt dòng nước xiết a à. hay do hay do từng tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ cùng với tiếng ca hùng tráng con thuyền rắn lao đi như một mũi tên đám người thẳng tiến về phía tử thần hiên ngang đón đầu hy vọng ở đâu chính là ở trong bóng tối mịt mùng thăm thẳm kia trác mộc cường ba đang hát tới đoạn cưỡi gió đạp sóng thuyền đi như tên nhạc dương bỗng hét lớn bất chấp cả cổ họng đau rát tôi thấy rồi Cường ba thiếu ra, ánh đèn của nhạc dương khóa chặt vào chỗ đột nhiên gồ lên nhô ra ngoài ở vách đá bên phải. Một khối đá ở độ cao chừng gần 10 mét, trông như cái tai của người khổng lồ, bên trong còn có một cây cột đá đường kính chừng 1 mét. Dừng lại, tất cả tay trèo đều lập tức đảo chiều quạt nước, con thuyền rắn rừng sướng lại như đóng đinh trên mặt nước. Cùng lúc ấy, Trương Nghiêm cũng tái mét mặt mày nhìn chằm chằm về phía trước, kêu lên, tôi thấy rồi. Con rồng trắng khổng lồ đang há ngoác miệng ra, nó đã xuất hiện trong tầm chiếu sáng của đèn pha gắn trên thuyền rồi trương lập chống hai tay lên đùi cố nhịn cảm giác đau đớn đứng bật dậy đồng thời hét vang một tiếng cường ba thiếu ra rồi dậm chân nhảy vọt lên trác mộc cường ba lập tức hiểu ý hai tay gác vào nhau trương lập nhảy lên vừa khéo đạp chân đúng vào giữa hai bàn tay gã trác mộc cường ba dùng hết sức lực hất mạnh lên trên một cái thân thể trương lập lại bay lên cao hơn một mét nữa cổ tay vung lên sợi dây móc bắn vù ra hai chân không ngừng đạp vách đá phát ra những tiếng bộp 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 liên hồi. Ở bên dưới, Nhạc Dương cũng đã đưa bó dây thường buộc thuyền vào tay Trác Mộc Cường Ba. Gã lập tức vung mạnh đầu dây có móc, phù một tiếng đã ném lên trên chỗ cái tai đá. Lúc này Trương Lập cũng vừa lên tới nơi, con sóng trắng toát đã ở gần trong gang tấc, sóng dâng lên cao tới mười mấy mét, con thuyền rắn ở trước mặt nó trông chẳng khác nào con sâu con kiến nhỏ bé không đáng để mắt. Trên thuyền đã có vài người nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thêm. Trác Mộc Cường ba ném một đầu dây thừng lên, không buồn nhìn lại, lập tức vung mạnh đầu kia ra, quấn mấy vòng thắt nút ở đoạn thô và lớn nhất của khung thuyền, cái đó lại quấn phần còn lại vào hông mình, hai chân đạp mạnh xuống khung thuyền, thực hiện nốt bước chuẩn bị cuối cùng. Ở phía trên, Trương Lập cũng lặp lại những việc y như vậy, anh quăng dây thừng về phía trụ đá, lợi dụng trọng lực của chiếc khóa móc ở đầu dây quấn quanh cột hai vòng, phần còn lại cũng quấn vào eo hông. Mới quấn được một vòng, liền phát hiện ra thuyền rắn của họ đã bị con sóng trắng toát kia cuốn đi, anh vội vàng nắm chặt đầu mẩu dây thừng, người dựa nghiêng nghiêng vào cái hốc nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người nép vào, hai chân dồn hết sức đạp vào cây cột đá. Lại một lần nữa, sợi dây thừng xiết vào khung thuyền kêu ken két, lại một lần nữa con thuyền bị con sóng nuốt chừng trong khoảnh khắc, rồi lại vùng vẫy ngách mũi lên giữa dòng nước dữ. Trác Mộc Cường ba hất mạnh đầu cho văng đi những hạt nước chắn trước mắt mình, ngẩng cao đầu lên. Ở phía trước gã, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Kế đó, Trương Lập buộc chặt dây thừng vào cột đá, rồi nhảy trở lại thuyền, người vừa hạ xuống liền ngã vật ra, không nhúc nhích nổi nữa. Tới lúc này, anh mới cảm thấy xương cốt trong mình như thể đều vụn ra, toàn thân giã rời lỏng lẻo. Trong số những người không cầm cự được còn có cả Trác Mộc Cường Ba, Trương Nghiêm, đội trưởng Hồ Dương, Son. Gắng gượng lấy tấm thân đầy thương tích ra dốc sức chèo thuyền rốt cuộc đã tìm được một nơi tương đối an toàn, thần kinh đang căng thẳng trùng xuống, lập tức họ không sao giữ được thân thể nữa, đều lần lượt ngã xuống, hoặc khá hơn thì cũng phải dựa vào mạn thuyền thở dốc. Đoạn đường sông hiểm trở và dòng nước xiết dữ dội đã khiến những người trên thuyền bị thương tổn nặng nề, không chỉ Lê Định Minh qua đời, Trương Kiện trọng thương, cả Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu cũng cực kỳ hư nhược. Lúc thuyền bị xoay vòng vòng ở vùng nước xoáy, Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa rất ghê, khi vào đến đoạn sông bình ổn, tay chân anh mềm nhũn ra, về sau toàn bộ đều dựa vào một chút nghị lực để gắng gượng treo thuyền. Hiểm cảnh vừa qua, anh cũng liền gục xuống vì hạ đường huyết, có điều cũng may là triệu trang sinh còn trẻ, hồi phục nhanh hơn mạnh hạo nhiên và vương hữu nhiều. Tuy mạnh hạo nhiên và vương hữu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là không thể ăn được thứ gì, cứ hê ăn vào là liền nôn ẹ ra lập tức, đến cả uống chút nước đường cũng nôn ra bằng sạch. Đường mẫn đã thử tất cả mọi cách, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề này, Pháp Sư Tháp Tây cũng đành bó tay. Ông nói, đây là chứng tai biến não do xoay tròn với vận tốc quá lớn, xử lý đơn giản không thể trị nổi. Vậy là đành phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người họ, nhưng số lượng thuốc này cũng không có nhiều lắm, cần phải sử dụng một cách có kế hoạch, đồng thời phối hợp với liệu pháp ngủ đông, giảm bớt sự tiêu hao do trao đổi chất của hai người. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng dần dần hồi phục thể lực. Kiểm điểm lại các thứ còn sót lại, ba lô của Trương Nghiêm, Lý Hồng, Triệu Trang Sinh và Lê Định Minh đã bị văng đi mất. Trong ba lô của bốn người cũng không có thiết bị gì quan trọng, chỉ chủ yếu là thức ăn, quần áo, lều bạt, nhưng như vậy cũng khiến lượng thức ăn dự trữ vốn đủ dùng trong một tuần giờ chỉ đủ cho ba bốn ngày nữa. Đèn pha dự trữ cũng chỉ còn lại có ba chiếc, quan trọng hơn cả là đại đa số người trên thuyền đều đã thành thương bệnh binh. Tuy mỗi người đều có một túi cấp cứu, nhưng cũng chỉ có thể xử lý những thứ đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử trùng, còn những chỗ tổn thương xương khớp hay mô mềm, thì chỉ còn cách cố chịu đựng, đợi vết thương tự lành. Nhạc Dương dở đi dở lại tìm kiếm trên bản đồ, đối chiếu với cái rãnh trên vách đá, nhưng trước sau vẫn chưa thể xác định được. Nhìn hai mắt Nhạc Dương đã vằn lên đầy tia máu li ti, chắc một cường ba hơi có chút không đành lòng, gã nói, không tìm thấy à. Không thấy thì thôi vậy. Nhạc Dương ủ rũ chán trường thở dài, tôi không tìm được, chúng ta lạc đường mất rồi. Trương Lập bước đến, vỗ vỗ vai Nhạc Dương, nói, nghỉ ngơi một chút đã, chúng ta phải tiến anh Lê Định Minh đi thôi. Hai tay Lê Định Minh giao nhau đặt trước ngực, vẻ mặt khoan thai điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là đang nửa khép nửa mở, đội trưởng Hồ Dương đã vuốt mấy lần mà không khiến nó khép hẳn lại được, như thể người đã khuất vẫn muốn he hé, hé để quan sát thứ gì đó vậy. Trương Lập đặt ngọn đèn gắn trên đầu Lê Định Minh vào tay anh, ba tang và nghiêm dũng một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cẩn thận đặt anh xuống làn nước. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú khi thân thể Lê Định Minh từ từ chìm xuống nước. Đồng thời, dòng nước chảy cũng đưa thi thể trôi về hạ du, ngọn đèn trên tay Lê Định Minh phát ra những tia sáng loang loáng màu trắng sữa trong làn nước, trông như con đom đóm lập loè, cô đơn lẻ loi bay trong bóng tối. Nó vẫn gắng sức tiến lên phía trước, hy vọng có thể chỉ đường dẫn hướng cho những người đang đi trong bóng tối, nhưng cuối cùng ánh sáng ấy cũng nhạt dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt của cả bọn trác mộc cường ba. Tiến Lê Định Minh đi rồi, trong lòng mọi người đều bao phủ một lớp sương mù u ám bất an. Lúc xuất phát có 18 người, Giờ đây đã mất đi hai, hai người đang nằm vật ra đó, còn ngày mai thì sao? Ngày mai liệu còn mấy người có thể kiên trì được? Đây là con đường không có lối về dẫn thẳng tới địa ngục. Tuy mỗi người trong đoàn đều đã ôm quyết tâm hy sinh, không oán trách cũng không hối hận, nhưng người đang sống bao giờ chẳng mặc niệm những người đã khuất. Đó nào phải đơn giản chỉ là chuyện mất đi một tính mạng thôi đâu. Nhạc Dương lại bắt đầu xem bản đồ, đồng thời nhờ cả pháp sư Á La cùng nghiên cứu với mình, thảo luận một hồi lâu mà vẫn chưa ra được kết quả gì. Số thức ăn còn lại đã quyết định bọn họ cần phải tiếp tục lên đường, sau đợt sóng đáng sợ thứ hai, con thuyền hình rắn lại khởi hành. Chúng ta có là bàn xác định phương hướng, chỉ cần thuận theo dòng nước, không có bản đồ cũng vẫn đến được San thôi. Trương Lập An ủi mọi người. Nhạc Dương cười khổ nói, không thể xác định vị trí trên bản đồ, có nghĩa là chúng ta không thể biết được đoạn sông phía trước nguy hiểm tới mức nào, cũng không biết con sóng khủng khiếp kia sẽ ập đến lúc nào, ở đâu có điểm mốc có thể dừng lại neo thuyền như vậy tức là tất cả đều chỉ có thể nghe theo số trời mà thôi trương lập biến sắc khi con sóng cao ngập cả hang động ấy ập đến mà không tìm được chỗ buộc thuyền đó không phải là điều bọn họ có thể vượt qua được trác mộc cường ba nói nếu chúng ta đi qua mấy chỗ rẽ nhánh nữa cậu có thể xác định được vị trí hay không nhạc dương lắc đầu nói nếu là ở ngoài mép bản đồ tôi còn có thể lần lượt dùng phương pháp loại trừ nhưng lúc này chúng ta đã tiến vào vị trí giữa bản đồ rồi những chỗ rẽ nhánh vẽ trên đây gần như giống hệt nhau mà những chỗ rừng thuyền ở khu vực này cũng không có gì đặc biệt, chỉ dựa vào những thông tin ấy thì tôi không thể biết được vị trí cụ thể của chúng ta lúc này đâu. Hiện giờ, điều duy nhất chúng ta nắm được chính là thời gian con sóng xuất hiện hình như tuân theo một quy luật, mỗi ngày con sóng sẽ xuất hiện sớm hơn ngày hôm trước chừng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai lần cách nhau khoảng 12 tiếng, về mặt thời gian là tương đối chính xác, một đợt sóng lớn, rồi một đợt sóng nhỏ. Chúng ta vừa qua một đợt sóng lớn rồi, chừng 12 tiếng nữa sẽ còn một đợt sóng nhỏ nữa sau đó dựa vào tốc độ của thuyền và quãng đường đã đi được đại khái cũng có thể tính ra được thời gian đợt sóng tiếp theo sẽ xuất hiện trương lập nghi hoặc nói nếu không có chỗ nào dừng thuyền dù biết lúc nào con sóng ấy xuất hiện thì cũng có tác dụng gì đâu chứ nhạc dương lắc đầu nói anh nhìn bản đồ mà xem người xưa hiển nhiên đã hiểu rất rõ uy lực của những con sóng này vì vậy giữa mỗi đoạn sông đều nhất định có một điểm dừng thuyền tuy có đoạn dài đoạn ngắn nhưng chỉ cần chúng ta nắm được thời gian sóng lớn ập đến thì sẽ có thể quyết định được nên tiến lên hay dừng lại chờ đợi ở giữa hai điểm dừng thuyền, tóm lại là ít nhất cũng còn đỡ hơn không biết gì. Chư nghiêm cất tiếng thúc giục, chèo thuyền đi thôi, mau mau ra khỏi dòng sông ngầm này cho sớm tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút, dưới này tối quá, làm tôi chẳng thở nổi nữa rồi. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước, mới đầu còn chậm chậm rồi mỗi lúc một nhanh. Bạn đang đọc chuyện được tại. Ha sa, giáo sư Phương Tân đã thức trắng một đêm không ngủ để tra tìm tài liệu, Mu, đại lục Samu, thần Nadimuke, nhất định là ông đã thấy ở đâu đó rồi, nhất định. Ông gần như đã lật tìm tất cả các kinh văn của dân tộc Tạng, những tài liệu ông đã đọc đi đọc lại, tra tìm vô số lần ấy, rốt cuộc là nó được ghi chép ở đâu nhỉ. Cuối cùng, ông cũng tìm được một câu thế này, ta nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấy, khi sao ba nhĩ rơi xuống nơi ngày nay đã trở thành vùng ranh giới giữa trời và nước. Bảy tòa thành lớn cùng với những đền đài lầu các rực rỡ và những ngôi chùa lớn như kim tự tháp cùng ầm ầm rung chuyển chỉ nháy mắt, lưỡi lửa đã bùng lên trong cung điện cùng với khói đen mù mịt cuồn cuộn. Khi đó, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ của những kẻ sắp tắt thở cùng tiếng gào thét của chúng nhân. Đám đàn ông gồng gánh của cải và đám đàn bà mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất kêu gào trong tuyệt vọng, mu, xin hãy cứu chúng tôi. Phía sau đoạn văn ấy còn chú rằng, ở gần biển Caribe và vịnh Mexico ngày nay, e rằng đã có một đại lục rất lớn bị chìm xuống đáy biển sâu. Giáo sư Phương Tân tắt cửa sổ có đoạn văn đó trên máy tính đi, đằng sau cửa sổ đó liền hiện ra một cửa sổ khác, bên trên có năm chữ lớn tô nhũ vàng, thiên luân kinh sơ chú. Không thể nào, giáo sư Phương Tân lắc mạnh đầu, toàn xua đi cơn buồn ngủ, nhưng ông lại không thể không chăm. Tra...